chương 1446 không nghĩ đi dương ra. Trương Huyền đang nói ra trăm phần trăm này ba chữ khi, trên người toát ra một cổ cường đại tự tin, loại này tự tin, làm từ hoành vĩ đột nhiên sừng sốt. Từ hoành vĩ nhìn trước mắt Trương Huyền, hít sâu một hơi, theo sau chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể để cho lão bà của ta cùng hài tử an toàn rời đi, ngươi muốn người ta có thể cho ngươi tìm được. Thực hảo, Trương Huyền gật đầu, theo sau hắn phất tay, màu tím khí mang lưu chuyển, Đêm này dư chết ở kiếm khách thủ hạ sáu người thi thể nâng lên, ném vào cống thoát nước chung, bọn họ là bị con dối chém chết, mà người ta. Trương Huyền trong miệng ta tự rơi xuống nháy mắt, trên mặt đất kia đem cuốn nhận cương nhận tự nhiên bay lên, theo sau phát ra một trận đau mang, từ Hoành Vĩ trên người, nháy mắt bị hoa thượng mười mấy đạo vết đao, mà Trương Huyền trên người, đồng dạng xuất hiện mười mấy đạo vết đao, trong đó một đạo, hoa khai làn da, thậm chí lộ ra xương cốt. Từ Hoành Vĩ cắn chặt răng, Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, hắn biết, người thanh niên này là muốn xây dựng một bộ thảm thiết biểu hiện giả dối. Hắn hướng Trương Huyền nhìn lại, lại phát hiện, đương nhiều như vậy vết đao xuất hiện ở Trương Huyền trên người khi, Trương Huyền sắc mặt phá lệ bình đạm, phản phất sớm đã thành thói quen giống nhau. Như vậy một màn, làm Từ Hoành Vĩ nháy mắt liền minh bạch, đây là một cái tàn nhẫn nhân vật, ít nhất, cái kia Dương ra, cùng người này, vô pháp so. Trương Huyền làm xong này hết thảy, mọi nơi quét một vòng quả nhiên đã ra lôi cực trấn phạm vi, chẳng qua, máy truyền tin ở chỗ này như cũng không có gì tín hiệu. Đi thôi, hồi. Trương Huyền tiếp đón một tiếng, hai người một lần nữa nhảy vào hạ ống nước nói chung, lấy cực nhanh tốc độ đi vòng vèo trở về, làm từ hoành vĩ ngoại ý muốn chính là, bọn họ phía trước rõ ràng là dùng khí đánh bại như vậy nhiều con rối tà ám lại không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Từ hoành vĩ không biết chính là, đường Trương Huyền bày ra ra hắn khí mang lúc sau, Ta ám tự nhiên mà vậy, liền sẽ không lại đến để ý tới bên này. Hai người đường cũ phản hồi, khi bọn hắn trở lại hầm chú ẩn khi, Dương Gia đã cùng hắn Mỹ Kiều Nương nhóm một lần nữa ngồi vào phòng khách giữa. Nhìn đến hai người đầy người là thương trở về, Dương Gia rõ ràng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Bất quá, Dương Gia trong mắt ngoài ý muốn, bị Trương Huyền cùng từ hoành vĩ rõ ràng bắt giữ tới rồi. Ha ha! không hổ là hai cái ngưng khí kỳ, đi ra ngoài như vậy nhiều người, liền các ngươi hai cái đã trở lại. Dương gia vỗ vỗ tay, bản đồ thăm xong rồi sao? Thăm xong rồi, từ hoành vĩ gật đầu, bản đồ cuối xuất khẩu, đích xác có thể rời đi lôi cực chấn, ta muốn mang lão bà của ta hài tử rời đi. Từ hoành vĩ nói xong, liền chiều một cái khác thông đạo giữa đi đến. Có thể nhìn đến, đương từ hoành vĩ nói xong cuối xuất khẩu có thể rời đi khi, những cái đó ngồi ở nghiêu ra bên cạnh, Ăn mặc diễm lệ mỹ kiều nương nhóm, cũng tất cả đều lộ ra vui vẻ thần sắc. Chỉ có Dương gia, trong mắt không tự giác xuất hiện một tia khói mù. Người trước đứng lại, Dương gia nhìn lướt qua Từ Hoành Vĩ, về con đường này cuối là cái dạng gì một tin tức, trước không cần loạn truyền, ngươi cùng lão bà ngươi hài tử cũng đều trước thành thật đãi ở chỗ này, kế tiếp sự, ta sẽ đi an bài, minh bạch sao? Từ Hoành Vĩ quay đầu, khó hiểu nhìn Dương gia. Dương gia phất phất tay, ta đều có ta đạo lý không cần hướng người giải thích, đều nghe hảo, tin tức này, chỉ có chúng ta này đó ở đây người biết, nếu là có tin tức lại truyền ra đi, từ tục tiểu nói ở phía trước, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Dương ra trên người, một cổ sâm hàn chi khí phát ra, khổng lồ linh khí uy áp phóng thích, kia ngồi ở dương ra bên cạnh Mỹ kiều nương nhóm, tất cả đều không tự giác rụt rụt cổ. Từ hoành vĩ kêu lên một tiếng, bước chân hơi hơi triệt thoái phía sau. Trương Huyền cũng là như thế, Dương ra hừ lạnh một tiếng, đều minh bạch nói, liền đi xuống đi. Từ hoành vĩ không dên một tiếng, đi nhanh mà đi. Trương huyền đồng giảng không nói gì, về tới ký túc xá nội. Đường trương huyền tiến vào ký túc xá trước tiên, đã bị ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người nhìn đến, hai người trên mặt không hề giữ lại lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Úc đào nhìn đến trương huyền trên người đau thương, không dên một tiếng, trong lòng đại khái đã có rồi kết quả một cái phú thần đỉnh núi, thậm chí có thể là trí tôn tồn tại, trên người xuất hiện vũ khí lạnh mang đến miệng vết thương, này tuyệt đối không phải bình thường tạo thành. Chính mình băng bó, đừng đem huyết nháo được đến chỗ đều là. Úc đào tùy tay ném tới một quyển băng vải, theo sau đối còn lại nhân đạo, các người từng người đi chuẩn bị đi, đêm nay đem những cái đó vật tư bắt lấy, mấy ngày nay, đều không cần lại đi ra ngoài liều mạng. Nghe được không cần liều mạng, ký túc xá nội người tất cả đều mắt mạo tinh quang, một đám rời đi ký túc xá. Đương mọi người rời đi sau, Trương Huyền cùng Úc Đào phân biệt ngồi ở từng người trên giường, Úc Đào ánh mắt tùy ý nhìn phía trước, hạ giọng nói, đại nhân, kế tiếp như thế nào làm? Trương Huyền môi khẽ nhúc nhích, trả lời thanh âm liền truyền tiến Úc Đào trong tai, nói đã khai, cái kia dương ra không nghĩ đi. Hắn khẳng định không nghĩ đi, Úc Đào cười lạnh một tiếng, hắn nói là treo lôi cực học viện viện trưởng thân phận, nhưng hiện tại là ngàn nhận viện muốn tàn sát dân trong thành nơi này còn có kiếm cốc tham dự hắn sau khi ra ngoài làm sao dám bại lộ chính mình thân phận ở chỗ này trong miệng hắn nói có thể mang đại gia rời đi làm hắn thổ hoàng đế mỗi ngày chính là nữ nhân cùng hưởng thụ rời đi nơi này lúc sau hắn thậm chí không bằng một cái cường đạo cho nên chúng ta đến buộc hắn một phen chưa nguyền trả lời đêm nay người đi ra ngoài thời điểm nghĩ cách mang chút con rối trở về cái này hầm chú ẩn tuyệt đối có kiếm cốc người tồn tại ta không thể trực tiếp cùng cái này dương ra bùng nổ xung đột úc đào khẽ gật đầu vừa định trả lời lại đột nhiên ý thức được cái gì hắn ánh mắt bỗng nhiên sửng sốt đại nhân ngài ý tứ là kia hai vị kiếm cốc chí tôn ta không thể bại lộ trương huyền chỉ nói này năm chữ trả lời ý tứ cũng đã thực rõ ràng úc đào theo bản năng há to miệng hắn tuy rằng phía trước liền có một chút phương diện này suy đoán nhưng hiện tại chính tai nghe được vẫn là cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Thời gian thực mau qua đi, Trương Huyền vẫn luôn nằm ở trên giường, không có bất luận cái gì động tính. Mà Trương Huyền nơi ký túc xá cửa, thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng trận tiếng bước chân, có nhất định quy luật, này hiển nhiên, là Dương Gia An bài người ở giám thị Trương Huyền, từ hoành vĩ bên kia, khẳng định cũng có người nhìn. Tới rồi ban đêm, Úc đào đám người rời đi, ký túc xá nội chỉ còn Trương Huyền một người, mà ban ngày cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Nằm ở ký túc xá trên giường Trương Huyền đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, cái kia dương ra, chỉ sợ sát tâm đã quyết. Trương Huyền nhắm mắt lại, làm bộ ngủ say, một giờ qua đi, hai cái giờ qua đi, đương cái thứ ba giờ quá khứ thời điểm, đã là đêm khuya, trong phòng khách còn mang theo Mỹ kiểu nương nhóm tiếng cười, Trương Huyền nơi ký túc xá cửa phòng, lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một trận huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, truyền tiến Trương Huyền trong tai. Này tiếng bước chân rất chậm, dần dần tiếp cận Trương Huyền nơi phương vị, mỏng manh linh khí dao động, ở không khí giữa phát ra lan tràn. Trương 1447 muốn phản. Nhắm mắt nằm ở trên giường Trương Huyền, có thể rõ ràng cảm giác được, này ở chính mình đỉnh đầu chỗ phát ra khí mang, dần dần trở nên bén nhọn lên. Trong giây lát, này khí mang thẳng đến Trương Huyền giữa mày mà đến. Trương Huyền tại đây nháy mắt trợn mắt, ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người gương mặt xuất hiện ở trương huyền trong mắt đương nhìn đến trương huyền trợn mắt là lúc ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người trên mặt lập tức lộ ra kinh hoàng thần sắc đã ngưng tụ tốt khí mang nháy mắt tản mất hai người bọn họ phi thường rõ ràng trước mặt người này là cái ngưng khí đỉnh núi cao thủ nếu là đánh lén hai người còn có điểm này dũng khí nhưng chính diện ứng đối hai người bọn họ rất rõ ràng phía chính mình căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng Thậm chí, nếu không phải Dương ra an bài, hai người bọn họ liền đánh lén, cũng không dám. Trương Huyền làm bộ không có nhìn đến hai người phía trước hành vi, nghi hoặc nói, hai người không nên đi ra ngoài siêu tầm vật tư. Ta, triệu sư huynh có chút nghẹn lời. Ngô sư tỷ vừa thấy Trương Huyền bộ dáng này, lập tức mặt lộ vẻ tàn nhẫn, đôi ta làm cái gì, luôn được đến ngươi đã tới hỏi sao. Quản hảo chính ngươi là được, biết sao. Ngô sư tỷ nói xong, lập tức xoay người, ở nàng xoay người nháy mắt, cái chán đã toát ra dày đặc mồ hôi lạnh. Triệu sư huynh cũng vội vàng bước nhanh rời đi. Trương Huyền trong lòng cười lạnh, cái này dương ra, thật đúng là cẩn thận tới rồi cực điểm A, sát tâm đã quyết, nhưng lại phái tới như vậy hai người, chỉ sợ đêm nay, này dương ra là sẽ không động thủ, nhưng hắn sẽ không, cũng không đại biểu chính mình sẽ không. Trương Huyền đứng dậy, rời đi phòng, vừa ra khỏi cửa, liền thấy có hai người canh giữ ở cửa. Đang làm gì, hồi phòng của ngươi đi. Cửa hai người hiển nhiên chính là tới coi chừng Trương Huyền, đương thấy Trương Huyền ra cửa sau, lập tức ra tiếng quát lớn. Trương Huyền khẽ nhíu mày, ta đi xem ta bằng hữu như thế nào, cùng các ngươi có quan hệ. Không thể đi, cửa hai người đồng thời duỗi tay, ngăn lại Trương Huyền. Trương Huyền cười một tiếng, thật là buồn cười, khi nào, hai cái hóa hình cảnh, cũng dám cản ta lộ. Các ngươi xứng sao? Này hai người liếc nhau, trong đó một người nói, Dương Gia phân phó qua, người nơi nào đều không thể đi. Vì cái gì, Trương Huyền nghiêng đầu, các người còn tưởng hạn chế ta tự do sao? Tự do, ở chỗ này không có tự do. Một người cười lạnh ra tiếng, nếu không phải Dương Gia, người đã sớm đáng chết ở bên ngoài, nếu không phải Dương Gia, căn bản là sẽ không có như vậy một chỗ. Ở chỗ này, Dương Gia định quy củ, không ai có thể hư, nói người nào đều không thể đi, người chính là không thể đi, minh bạch sao? ta hôm nay một hai phải đi ta xem ai cản ta trương huyền đi nhanh về phía trước trực tiếp phá khai hai người ngăn ở chính mình trước người cánh tay hôm nay trở về trên đường từ hoành vĩ đã nói cho trương huyền hắn ở đâu trụ trương huyền hiện tại là mau chân đến xem từ hoành vĩ tình huống dương ra đối chính mình động thủ từ hoành vĩ bên kia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua mau đi bẩm báo dương ra hai gã trông coi người hét lớn trương huyền hoàn toàn không để ý tới Tính hạ thời gian, Úc Đào bên kia hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Hiện tại là thời điểm cùng từ hoành vĩ chạm chán. Từ ban ngày đến bây giờ, cấp từ hoành vĩ thời gian cũng không ít, nên tìm người, hắn hẳn là đã tìm hảo. Trương Huyền dựa theo từ hoành vĩ hôm nay cho hắn miêu tả, bước đi đi, sắp tiếp cận thời điểm, Trương Huyền nghe được một trận ồn ào thanh. Dương ra, người làm như vậy không hợp quy củ A. À. Dương ra, từ hoành vĩ hắn vẫn luôn đều ở tìm vật tư, chúng ta này một tổ vật tư, có một nửa đều phải quy công với tử hoành vĩ, người hiện tại làm như vậy, chúng ta không phục. Dương ra, từng đạo thanh âm rõ ràng truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền ánh mắt một ngưng, nhanh hơn bước chân, nhìn đến tử hoành vĩ nơi ký túc xá môn mở ra. Trương Huyền nhìn về phía ký túc xá bên trong cánh cửa, này gian có thể ở lại 15 người ký túc xá, lúc này bị người tễ đến tràn đầy, tử hoành vĩ bị hai người ấn ở trên vách tường, không thể động đậy mà dương ra tắc bắt lấy một nữ nhân, nữ nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, mị lực bắn ra bốn phía, dáng người lồi lõm, diện mạo cũng thật xinh đẹp, ở nữ nhân trong lòng ngực ôm một cái mới mấy tháng đại nữ anh. Bị ấn ở trên tường từ hoành vĩ đã đỏ đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm dương ra. Bị dương ra bắt lấy nữ nhân đầy mặt bất lực, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy ra, từ khuôn mặt chảy xuống. Dương ra trên mặt, che kín tươi cười, ta nói từ hoành vĩ, ta đã cấp đủ ngươi mặt mũi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, ở chỗ này, không ai là yên tâm thoải mái tồn tại, lão bà ngươi mỗi ngày cái gì đều không làm, chỉ hưởng thụ đại gia mang đến lao động thành quả, ngươi không cảm thấy quá không công bằng sao. Từ hoành vĩ gắt gao cắn răng, ta buổi tối tìm tòi vật tư, ban ngày chủ động gánh vác dò đường nhiệm vụ, một người làm hai người sự, vì cái gì không công bằng. Ha ha, dương ra khẽ cười một tiếng, từ hoành vĩ, ngươi thật đúng là gióng giạc a, à một người làm hai người sự, chúng ta nơi này, mỗi người thực lực bất đồng, người tài giỏi thường nhiều việc, hỗ trợ lẫn nhau, người bất quá là phát huy người lớn nhất năng lực, người liền cảm thấy người so người khác nhiều làm một phần. Người loại này ích kỷ ý tưởng, nhưng không nên a à, nếu người này cảm thấy người là nhiều làm một phần, ta đây mang theo đại gia đi vào nơi này, sống đến bây giờ, chẳng phải là nói, các người mệnh, đều là ta cấp. Ta làm người chết, người liền cam tâm đi tìm chết. Hiện tại, Ta bất quá là làm lão bà ngươi đi làm chút tìm kiếm vật tư sống, ngươi liền không vui, kia đơn giản, nếu nàng không muốn đi ra ngoài liều mạng, có phải hay không phải trả giá chút những thứ khác đâu. Dương gia nói đến lúc này, dùng mẫu bàn tay đi dán lên bên cạnh nữ nhân gương mặt, kia ấn từ hoành vĩ người, đi theo dương gia phía sau người, tất cả đều phát ra hạ lưu tiếng cười. Cùng từ hoành vĩ một cái ký túc sáng người, giờ phút này cũng tất cả đều bị người tế tới rồi góc tường, một đám khí cả người phát run lại không dám nói cái gì, bởi vì, ở chỗ này, dương ra thực lực, nghiền áp hết thảy. Từ hoành vĩ, cái này lựa chọn quyền ta cho ngươi, ngươi là nguyện ý làm lão bà ngươi đi ra ngoài liều mạng, vẫn là làm nàng trả giá điểm khác, ngươi phải biết rằng, chúng ta dũng sĩ, mỗi ngày liều mạng trở về, là có rất nhiều đồ vật yêu cầu phát tiết, mà Mỹ nhân nhi, chính là khao dũng sĩ dùng. Dương ra ánh mắt, không ngừng đánh giá nữ nhân trên người. Trung quanh lại lần nữa bộc phát ra một trận tiếng cười từ hoành vĩ trong mắt nhô lên, sắc mặt khí đỏ bừng. Ta số ba cái số, ngươi nếu không hé răng, ta đây đã có thể giúp ngươi tuyển. Dương ra tay, đã ôm lên nữ nhân bả vai, như vậy một cái mỹ nhân nhi, ta tưởng, mọi người đều hẳn là không hy vọng nàng đi liều mạng đi, nếu không liều mạng, kia đã có thể phải làm chút khác lạc. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, từ hoành vĩ đã nóng nảy mắt. Dương ra ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, hắn chính là đang đợi từ hoành vĩ mất đi lý trí hiện tại từ hoành vĩ nói ra lời này hắn liền có thể quang minh chính đại động thủ sở dĩ không thể trực tiếp sát từ hoành vĩ dương gia là sợ mất đi dân tâm ở dương gia trong tay một cổ khí xoáy tụ ngưng tụ mà thành dương gia trương huyền đột nhiên bước vào ký túc xá môn chung dương gia sắp muốn ra sát thủ động tác bị trương huyền này vào cửa thanh âm đánh gãy dương gia ánh mắt theo bản năng chiều ký túc xá cửa nơi này xem ra đồng dạng từ hoành vĩ cũng thấy được trương huyền ở nhìn đến trương huyền nháy mắt từ hoành vĩ tức khắc có một loại an tâm cảm giác thậm chí chính hắn cũng không biết chính mình dựa vào cái gì an tâm chính mình dựa vào cái gì cảm thấy người này xuất hiện liền không có việc gì dương gia nhìn trương huyền trong mắt không cấm lộ ra một mạt khói mù ai làm ngươi tùy tiện lại đây như thế nào nơi này không thể tùy tiện đi lại sao trương huyền mọi nơi nhìn một vòng không ai cản ta ta liền đi tới không nghĩ tới lại đây liền nhìn đến như vậy vừa ra dương ra nhưng thật ra hảo nhã hưng a à. trương ức thanh bãi rõ ràng địa vị của ngươi dương ra nhìn chằm chằm trương huyền tên này là úc đào nói cho hắn ở chỗ này ta làm cái gì còn không tới phiên ngươi tới phát biểu ngôn luận minh bạch sao hành hành không thành vấn đề trương huyền mở ra hai tay nhún vai ta đây tới tìm từ hoành vĩ tổng có thể đi tìm từ hoành vĩ dương gia ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm từ hoành vĩ hiện tại rất bận không có thời gian ta cảm thấy thời gian này có thể có trương huyền lo chính mình đi đến một chiếc giường trải lên ngồi xuống vừa rồi ta nghe nói dương gia muốn từ hoành vĩ lão bà đi ra ngoài tìm vật tư đúng không ta cảm thấy căn bản không có tất yếu này ra khỏi thành thông đạo đều đã tìm được rồi đại gia hoàn toàn có thể rời đi cái này thị phi nơi vì sao còn muốn đi ra ngoài liều mạng tìm vật tư đâu trương huyền thanh âm không lớn ngữ khí phi thường bình đạm nhưng lại ở đám người giữa, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ra khỏi thành thông đạo, dương ra sắc mặt, nháy mắt liền trở nên vô cùng âm trầm. Nhưng trái lại còn lại người, cho dù là những cái đó đi theo dương ra người, mỗi người trên mặt, tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Trương ức thanh, người muốn làm gì? Dương ra một cái bước xa vào tới Trương Huyền trước mặt, cắn răng thấp giọng nói. Trương Huyền không thèm để ý tới Dương ra một chút, trực tiếp lớn tiếng nói, ta không biết các vị hay không thật sự nguyện ý đãi ở chỗ này, nhưng ta cũng không tưởng tiếp tục như vậy, ở cái này địa phương, ban ngày có kiếm cốc người đối chúng ta tiến hành tìm tòi tàn sát, tới rồi đêm khuya, con rối hoành hành, nơi này tuy rằng ẩn nấp, nhưng con rối tìm tới nơi này, cũng chỉ là thời gian vấn đề, hiện tại ta phải rời khỏi nơi này, nếu có tưởng cùng ta cùng nhau đi, vậy mang lên chính mình đồ vật, xuất phát. Trương Huyền vung tay hô to, hắn chưa nói cái gì dâng chào nói nhưng lại làm mỗi người trong lòng đều mang theo cộng minh Cái này cộng minh rất đơn giản Chính là sống sót Kia hai cái đè lại từ hoành vĩ người Theo bản năng liền buông lỏng ra tay mình Có thể rời đi nơi này Nếu có thể rời đi Bọn họ đương nhiên sẽ không lại làm ra lựa chọn khác Nếu có khả năng Ai nguyện ý ở chỗ này mỗi ngày lo lắng để phòng Chỉ cần rời đi lôi cực chấn Bên ngoài trời cao mặc chim bay Đi đâu cái thành thị đều có thể hào hảo sống sót Ở chỗ này mỗi ngày cùng cái lão thử giống nhau, liền ánh mặt trời đều không thấy được, ai nguyện ý quá như vậy nhật tử. Trương Huyền nói, làm căn phòng này nội, trừ bỏ dương ra bên ngoài, mỗi người tâm đều ở xô trào. Những cái đó phía trước giúp từ hoành vĩ người nói chuyện, giờ phút này ánh mắt đều hướng từ hoành vĩ nhìn lại, bọn họ biết hiện tại nói chuyện người này là cùng từ hoành vĩ cùng nhau dò đường trở về, nhưng từ hoành vĩ lại không có nhắc tới quá có thể rời đi sự. Đối mặt mọi người ánh mắt, từ Hoành Vĩ yên lặng gật gật đầu. Nhìn đến Từ Hoành Vĩ thái độ, mọi người trong lòng vui sướng lại lần nữa bỏ lên. Dương ra phía sau những người đó, lúc này đều không rảnh lo Dương ra phân phó sự, một đám liền muốn đi thu thập đồ vật, chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho còn lại người, nhanh lên rời đi nơi này. Đi, có thể đi rồi, thật tốt quá, Dương ra, thật tốt quá ha. Một người kích động hướng Dương ra mở miệng, chúng ta, chúng ta rốt cuộc có thể ly phanh, nói chuyện người, trong miệng dư lại khai tử còn chưa nói ra, đã bị Dương ra một trường chụp phiên, đương trường miệng phun máu tươi, ngực ao hãm. Dương ra này đột nhiên động thủ, dọa ở đây mọi người nhảy dựng. Đều đem miệng cho ta nhắm lại, Dương ra quát lên một tiếng lớn, một cổ cuồng phong đột nhiên dâng lên, ký túc xá này cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Dương ra ánh mắt nhìn quét một vòng, một đám, đem miệng cho ta bế nghiêm, về chuyện này, Ai đều không cho nói đi ra ngoài, bằng không, một cái cũng đừng nghĩ sống. Dương gia thái độ làm người ngoài ý muốn, nhưng thực mau, đại gia cũng đều phản ứng lại đây đây là vì cái gì. Dương gia, hắn căn bản là không nghĩ đi, thậm chí còn cái này có thông đạo có thể rời đi tin tức, Dương gia chỉ sợ đã sớm biết. Dương gia cảnh cáo xong còn lại người sau, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, lạnh lùng nói, Trương ức thanh, người đây là đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai A, ân dương ra trong tay, khí xoáy tụ ngưng tụ, thực rõ ràng, hắn đây là phải đối trương huyền động thủ. Dương ra, trương huyền vẻ mặt không sao cả, ta chẳng qua là muốn cho mọi người đều rời đi mà thôi, rốt cuộc đãi ở chỗ này, thực không an toàn, những cái đó con dối không biết khi nào liền sẽ phát hiện nơi này, ta tưởng, người cũng không hy vọng tất cả mọi người chết ở này đi. Những cái đó con dối, căn bản tìm bất quá tới. Dương ra trong tay khí xoáy tụ càng ngày càng thịt, không có người dám ngỗ nghịch ta ý tứ trương ức thanh người đây là đang ép ta giết người a dương gia vừa dứt lời liền nghe ngoài cửa truyền đến từng trận giống to thanh không hào có con dối vọt vào tới mau chạy mau a cứu mạng a giống to thanh ở ngắn ngủn vài giây nội liền tràn ngập nổi lên các loại thét chói tai phòng trong mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi dương gia vừa muốn động thủ đột nhiên nghe đến mấy cái này thanh âm trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái sau, tản mất trong tay khí, lao ra cửa phòng, ký túc xá môn vừa mới mở ra, liền thấy vài tên con rối thân ảnh chiều chính mình đánh tới, dương ra đương trường đem vài tên con rối chụp phiên, tại đây ngắn ngủn thời gian nội, toàn bộ hầm chú ẩn nội, đã hoàn toàn lộn xộn. Chạy, chạy a, à, từ hoành vĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, còn lăng ở trong phòng mọi người, lúc này một tổ ong hướng ngoài cửa phóng đi, con rối tới, tránh ở cái này trong phòng hẳn phải chết không thể nghi ngờ từ hoành vĩ cũng vào tới thê nhi bên cạnh ôm thê tử đi trương huyền hướng từ hoành vĩ nói một tiếng theo sau quay đầu ra phòng đều cùng ta tới từ hoành vĩ vung tay lên cánh tay vừa rồi dương ra ở đây đều có người dám vì từ hoành vĩ nói chuyện có thể thấy được từ hoành vĩ kêu gọi lực có bao nhiêu cường hơn nữa hôm nay sở làm chuẩn bị toàn bộ ký túc xá nội người tất cả đều đi theo từ hoành vĩ từ hoành vĩ thế nào con dối đánh tới, cách phách ký túc xá người, vào tới Từ Hoành Vĩ nơi ký túc xá cửa, nôn nóng hô. "Đều theo ta đi." Từ Hoành Vĩ nói một tiếng. "Hảo, ta hiện tại liền đi kêu người." Trương Huyền thấy như vậy một màn, không cấm lại lần nữa nhìn Từ Hoành Vĩ liếc mắt một cái, người này, ở nhất cử nhất động chi gian, đều mang theo một cổ lãnh tụ khí chất, là một nhân tài, nếu có thể nói, có thể bồi dưỡng một chút. Trương Huyền vừa ra ký túc xá môn, liền nhìn đến Úc Đào bay nhanh hướng chính mình chạy tới. Đi, Trương Huyền hướng Úc Đào làm cái khẩu hình sau, bay thẳng đến rời đi cống thoát nước khẩu mà đi. Rất nhiều con rối sát vào hầm chú ẩn giữa, toàn bộ hầm chú ẩn đã loạn làm một đoàn. Đều đừng loạn, đều hắn sao đừng loạn, cấp lão tử sát, ai đều không được chạy, dương ra lớn tiếng giống giận. Mau, chạy a à, nghe nói đi thông lôi cực chấn ngoại ngầm thông đạo đã hoàn toàn bị đả thông, có thể trực tiếp rời đi, không cần thiết tại đây liều mạng. Chạy mau. Trong đám người, không biết là ai hô lên nói như vậy, nguyên bản đi theo Dương ra bên cạnh chuẩn bị liều mạng người, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, quay đầu liền chạy. Ở cái này hầm trú ẩn, mọi người là vì sinh tồn đi xuống mới tạm thời ôm đoàn sưởi ấm, nhưng đến bây giờ, sống còn, không ai nguyện ý lưu lại cho người khác sau điện, đại gia hiện tại tưởng thực minh bạch, chính mình không cần chạy so tà ám mau chỉ cần chạy sau người khác mau thì tốt rồi. Tại đây hầm chú ẩn nội, ít nhất cư trú 200 nhiều người, giờ phút này tất cả đều dũng hướng ngầm thông đạo nội, kia vốn là không khoan ngầm thông đạo lập tức bị tễ đến chật như nêm cối. Phía trước cút ngay, một người hóa hình hậu kỳ trực tiếp ra tay, đem một người vừa mới ngự khí nữ tính đánh cả người dập nát, theo sau hắn về phía trước chạy một cái thân vị. Lúc này, không có cái gọi là cảm tình, mệnh mới là quan trọng nhất trương huyền cùng từ hoành vĩ này hai cái quen thuộc địa hình người mang theo người chạy ở đệ nhất vị bọn họ tốc độ thực mau lăn đều cút ngay cuồng bạo dòng khí đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ cống thoát nước chung giờ phút này đại cục đã loạn rớt dương gia cũng vô pháp lựa chọn tiếp tục lưu lại hắn lấy mạnh mẽ thực lực đẩy ra rồi mọi người vào tới đằng trước trương ức thanh này có phải hay không ngươi làm dương gia trực tiếp giống to hiện tại phát sinh sự hơi chút hiểu chút đầu óc đều có thể nghĩ đến minh bạch, thời gian dài như vậy, này hầm chú ẩn cũng chưa xảy ra chuyện gì, duy độc hôm nay mới vừa đem lộ thăm xong, sự tình liền đã xảy ra, thả tại đây phía trước, cái này trương ức thanh, không hề cố kỵ cùng chính mình trở mặt. Dương ra, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, trương huyền không có dừng lại bước chân. Không hiểu, dương ra cười lạnh, yên tâm, ta sẽ làm ngươi hiểu. Chờ rời đi nơi này, chúng ta lại hảo hảo thanh toán này đi thông ngoài thành cống thoát nước, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn cũng hoàn toàn không đoạn, mỗi người đều dùng tới nhanh nhất tốc độ, bất quá hơn 20 phút, liền tới tới rồi này ngầm thông đạo cuối chỗ. Dương ra sông vào đệ nhất vị, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu nắp giếng, đương trường nhảy đi ra ngoài. Ở dương ra nhảy ra sau một giây, lại là mấy đạo bóng người chui ra. Thượng trăm thân ảnh, ở ngắn ngủn mấy chục giây nội, toàn bộ rời đi cống thoát nước chung. Xuất khẩu địa phương, đã không ở lôi cực chấn trong phạm vi, nhìn nơi này một mảnh yên lặng, mỗi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có từ hoành vĩ sắc mặt khẩn trương, bởi vì hắn biết, rời đi hầm chú ẩn đơn giản, nhưng rời khỏi sau sự mới là khó nhất. Cống thoát nước nội, còn có mấy chục người tồn tại, kia còn dối tiếng bước chân, còn ở dày đặc vang lên. Dương ra trong tay một đạo khí mang ngưng tụ, theo sau, liền thấy Dương ra dùng tay trên mặt đất dùng sức một phách toàn bộ cống thoát nước phía trên mặt đất, bắt đầu sụp xuống, còn bị nhốt tại hạ thủy đạo phía dưới người, truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Theo từng đợt ầm vang tiếng vang, tiếng bước chân dần dần bình ổn, lưu lại phía dưới mấy chục người, có thể cho phía trên người kéo dài không ít thời gian. Mọi người xem dương gia này máu lạnh cách làm, tất cả đều rụt rụt cổ, không rên một tiếng. Trương ức thanh, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, dương ra bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm trương huyền, giống giận ra tiếng, nếu không phải ngươi, sự tình sao có thể biến thành như vậy? Dương gia, lời này đã có thể không đúng rồi đi. Trong đám người, có người mở miệng, hôm nay, từ hoành vĩ cùng trương ức thanh huynh đệ đã tìm được ra tới lộ, ngươi nhưng vẫn không cho nói, còn buộc chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư, nếu đại gia ban ngày toàn bộ rời đi, cũng sẽ không có đêm nay sự đã xảy ra. Dương gia ánh mắt tìm tòi một vòng, nhìn thẳng người nói chuyện, úc đào, ngươi một cái cường đạo, nơi này có người nói chuyện phân. Cường đạo làm sao vậy? Úc đào vẻ mặt bất mãn, ta xem dương ra người cách làm, so với chúng ta cường đạo còn muốn lợi hại a à. hàng đêm sinh ca, mỗi ngày thịt cá, so sơn đại vương còn muốn tiêu sái đâu, ta nói dương ra, người không nghĩ làm đại gia biết có thể rời đi tin tức, không phải là bởi vì đương sơn đại vương lên làm nghiện đi. Úc đào, người tính cái thứ gì, ân, ngô sư tỷ đứng dậy, đi đến dương ra bên cạnh, ta khuyên người thức thời một chút, nhắm lại miệng. Không tồi, Triệu sư huynh cũng mở miệng, dương ra nói chuyện thời điểm, không có người khác xen mồm phân, người ở dương ra trước mặt bất quá chính là một cái cẩu mà thôi, có cái gì tư cách tại đây gọi bậy. Ha 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 ha, Úc Đào cười lớn một tiếng, thật là buồn cười a. À, khi nào, hai cái hóa hình cảnh phế vật, cũng dám ở ta Úc Đào trước mặt kêu gào. Là cảm thấy có cái chủ nhân đứng ở các người phía sau, nắm hai người, cho người hai dũng khí sao. Ta Úc Đào liền đứng ở này, hai người phải đối ta bất mãn, đại nhưng lại đây, nhưng vấn đề là, hai người dám sao? Úc đào, người muốn chết, ngô sư tỉ mắt lạnh mở miệng, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía dương ra, hiển nhiên là ở tìm chỗ dựa. Triệu sư huynh oán hận nói, còn có cái này họ trương, đừng tưởng rằng ngươi cùng Úc đào kẻ sướng người hỏa ta nhìn không ra tới, nếu không có hai người, chúng ta sống ở hầm chú ẩn nội, chuyện gì đều không có, cố tình hai người xuất hiện, dẫn tới này hết thảy phát sinh, sớm biết rằng lúc trước, liền không nên đem hai người loại này lòng lang dạ sói đổ vật mang về tới. Có ý tứ, thực sự có ý tứ a à. Úc đào vỗ vỗ tay, nếu không có ta cùng với trương huynh đệ, các người hai cái, chỉ sợ đã sớm chết ở bên ngoài đi. Hiện tại nhưng thật ra mồm miệng lanh lợi. Đừng nói này đó thí lời nói. Triệu sư huynh vung tay lên, hiển nhiên không muốn thừa nhận chuyện này. Nhìn hai bên dương cung bạt kiếm, từ hoành vĩ lão bà gắt gao ôm bên cạnh nam nhân, đầy mặt khẩn trương. Những cái đó đi theo từ hoành vĩ người cũng đồng dạng như thế, bọn họ đã đã nhìn ra, cái này trương ức thanh, cùng từ hoành vĩ là đứng chung một chỗ, hơn nữa này dương ra, đã sớm tưởng đối từ hoành vĩ động thủ, giờ phút này nếu xé rách ra mặt, đều đến bị liên lụy đi vào. Chỉ có từ hoành vĩ, tuy rằng khẩn trương, nhưng lại một chút đều không sợ hãi, ở hắn trong lòng, có nào đó tin tưởng tồn tại, là đối trương ức thanh tin tưởng, tuy nói, từ hoành vĩ cũng không biết này tin tưởng là từ đâu mà đến xuất sắc xuất sắc a à. đột nhiên một trận vỗ tay tiếng vang lên liền thấy một người quần áo rách nát nữ nhân trẻ tuổi đi nhanh từ trong đám người đi ra nàng tuy rằng quần áo rách nát nhưng một đôi mắt phá lệ thanh triệt không nghĩ tới ta kiếm cốc người còn không có lại đây các người những người này đã bắt đầu chó cắn chó con kiến tư tưởng thật đúng là làm người nắm lấy không ra đâu kiếm cốc bao gồm dương ra ở bên trong mọi người đột nhiên cả kinh Trương Huyền ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã sớm khẳng định, kiếm cốc có người trà trộn vào tới, bằng không, này hầm chú ẩn, đã sớm bị kiếm cốc tìm tòi đội quét sạch. Audio điện tử võ tấn bền Trương 1450 xảo, ta cũng là Kiếm cốc hai chữ, làm ánh mắt mọi người, đều tập trung tới rồi tên này nữ tính trên người. Nữ tính trên người, giờ phút này bộc lộ mũi nhọn, nàng sắc mặt hoàn toàn không sợ nhìn chằm chằm dương ra lại xem dương ra, đầy mặt ngưng trọng, nữ nhân này, là một cái phú thần cao thủ. Kiếm cốc kiếm tu, ở bất luận cái gì cảnh giới, đều so cùng cấp bậc cao thủ phải mạnh hơn một ít, này đó là kiếm cốc kiếm tu cường hãn chỗ. Mặt đối mặt trước nữ nhân này, dương ra không thể không coi trọng, trương ức thanh sự, đã bị hắn tạm thời ném tại sau đầu. Kiếm cốc nữ tính dỗi người, vốn dĩ cho rằng các người những người này còn có cái gì bản lĩnh, kết quả cuối cùng là, đều là một đám tránh ở số thủy đạo lão thử, thật là không thú vị, uổng phí ta ẩn giấu nhiều ngày như vậy, các ngươi trên người hương vị, đã tới rồi làm ta sắp nhịn không được buồn nôn trình độ, cũng hảo, đêm nay toàn giết đi. Đường kiếm cốc nữ tính nói ra sát tự thời điểm, thân thể của nàng mặt ngoài, phụ thượng một tầng kiếm mang, khoảng cách nàng hơi gần một ít người, đều có thể cảm nhận được này cổ sắc nhọn, bước chân không tự giác liên tiếp lui về phía sau. Từ hoành vĩ thần sắc bắt đầu trở nên khẩn trương lên, đem này thê nhi hộ ở sau người dương gia tên không tồi a à. kiếm cốc nữ tính nhìn chằm chằm dương gia không bằng từ ngươi xuống tay trước hảo hoặc là chơi cái trò chơi làm ta nhìn nhìn lại các ngươi chó cắn chó người đi trước giết cái này trương ức thanh thế nào dương gia hít sâu một hơi hướng kiếm cốc nữ tính nói ta cho rằng chúng ta có thể nói chuyện nói kiếm cốc nữ tính cười một tiếng ta không tính toán cùng ngươi nói bất quá ngươi nếu là động thủ giết những người đó ta khả năng sẽ suy xét không giết ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Dương gia hiển nhiên ý động, hắn nhìn thoáng qua trương huyền cùng úc đào, ở đây liền này hai người sẽ làm hắn cảm thấy hơi chút phiền toái một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Rốt cuộc phú thần cảnh vượt qua ngưng khí đỉnh núi một cái đại cảnh giới, dương gia, ngươi sẽ không xuẩn đến liền kiếm cốc nói đều tin đi. úc đào nhún vai, người đối chúng ta động thủ, nàng lại nhẹ nhàng giết chết ngươi, loại này bị người đương thương xử sự. sự ngươi nếu thật có thể tin tưởng, vậy ngươi ngu xuẩn trình độ, chỉ sợ là muốn vượt qua ta tưởng tượng. Kiếm cốc nữ tính hoàn toàn không để ý tới Úc Đào nói như thế nào, nàng tự tin đứng ở một bên, nàng có trăm phần trăm tin tưởng, Dương Gia sẽ động thủ. Dương Gia hít sâu một hơi, ta như thế nào làm việc, không cần ngươi tới giáo. Dương Gia thanh âm rơi xuống, nháy mắt nhằm phía Trương Huyền, muốn trước lấy Trương Huyền tánh mạng. Từ hoành vĩ lão bà đứng ở chính mình nam nhân phía sau, theo bản năng ôm chặt từ hoành vĩ cánh tay. Trương ước thanh, người biết không, ta ở gặp người đệ nhất mặt khi, liền muốn người mệnh. Dương ra trong tay, ngưng tụ ra một phen màu đen khí đao, từ thượng mà xuống, trực tiếp hướng trương huyền bổ tới, lúc này đây dương ra, không có bất luận cái gì lưu thủ, hắn muốn nhất chiêu chảm rất cái này ngưng khí đỉnh, như vậy chỉ còn một cái úc đào lúc sau, hắn không bao giờ sợ có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đối mặt nhằm phía chính mình dương ra, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, mở miệng ra tiếng, xảo, ta ở nhìn thấy người đệ nhất mặt khi, cũng muốn giết ngươi. a à, Dương Gia phát ra một tiếng cười khẽ, không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, Trương Huyền nhận đồng vật đầu, là không biết tự lượng sức mình. Trương Huyền chân trái hơi hơi về phía trước, cũng liền so chân phải nhiều ra nửa cái bàn chân, đồng thời vươn ra ngón tay, một lóng tay, điểm thượng Dương Gia sở ngưng tụ ra tới lưỡi dao. Nhìn như quỷ dị một màn xuất hiện, dương ra trong tay màu đen khí nhận ở chạm vào trương huyền đầu ngón tay là lúc, rốt cuộc vô pháp đi tới chút nào. Cái gì, dương ra chừng lớn đôi mắt, hắn có thể cảm thụ đến, ở cái này trương ức thanh ngón tay thượng có một cổ chính mình khó có thể chống đỡ lực lượng ngưng tụ, kia cổ lực lượng là hoàn toàn siêu việt chính mình, đủ để nghiền áp chính mình. Kiếm cốc nữ tính đồng dạng nhìn đến như vậy một màn, nàng sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, nguyên lai vẫn là có người giấu ở nơi này, thiếu chút nữa liền nhìn lầm. Kiếm cốc nữ tính nói chuyện đồng thời, đã nhích người hướng Trương Huyền công tới, nàng trong tay ngưng tụ khí mang, trực tiếp chém về phía Trương Huyền. Ở người khác trong mắt, cho dù là cùng cấp bậc Phú thần cảnh, kiếm cốc nữ tính này một đạo kiếm mang, cũng coi như là sắc bén dị thường, kiếm cốc kiếm tu, thế công cường đại, đây là toàn bộ vạn vùng núi đều biết đến sự. Nhưng ở Trương Huyền xem ra, tên này kiếm cốc nữ tính phát ra ra công kích, thật sự là quá giống nhau. Này không phải bởi vì hai người ở cảnh giới trên thực lực chênh lệch quá lớn, mà là từ kiếm ý phương diện, lúc này Trương Huyền, bởi vì chiến linh tồn tại, đối kiếm ý lý giải, ngoài dự đoán cường hoành, loại này kiếm ý lý giải, không chỉ có có thể biểu hiện ở chiến linh công kích phía trên, thậm chí có thể phụ ra với diệt thế ma kiếm phía trên. Đối mặt kiếm cốc nữ tính công kích, Trương Huyền chỉ là tùy ý búng tay, kiếm cốc nữ tính liền bay ngược đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, miệng phun máu tươi bị trọng thương. Như vậy một màn, xem mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn. Ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trương huyền. Dương ra, người sát không xong ta nói, liền đến lượt ta giết ngươi. Trương huyền ngón tay uốn lượn. Dương ra trong mắt xuất hiện hoảng sợ, không, ngươi nghe ta. Không, ta không nghe ngươi giảo biệt. Trương huyền uốn lượn ngón tay ở dương ra trong tay màu đen khí nhận thượng nhẹ nhàng bắn ra liền như vậy một cái búng tay, dương ra kia từ khí ngưng tụ mà thành màu đen khí nhận, thế nhưng ở mặt ngoài phát sinh ra nẻ, dương ra muốn tản mất trong tay khí đao, lại phát hiện này đó khí bị lực lượng nào đó phong tỏa, căn bản vô pháp tan đi. Khí đao thượng tức khắc che kín đạo đạo vết rách. Bang! Một đạo vang nhỏ thanh, khí đao hoàn toàn vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ bay ngược, toàn bộ chát ở dương ra trên người, chỉ là một khuôn mặt thượng, liền chát đầy không dưới 20 khối mảnh nhỏ, trên người, càng là giống như con nhím giống nhau. Trương Huyền búng tay một cái, này đó chát ở dương da trên người mảnh nhỏ, ở cùng thời gian phát lực. Phốc 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 phốc. Liên tiếp vô số đạo tiếng vang, sở hữu mảnh nhỏ ở dương da trên người, nhập vào cơ thể mà qua, nhiều như vậy mảnh nhỏ đồng thời xuyên qua, đã không phải ở dương da trên người mang ra một đám huyết lỗ thủng, dương da thân thể, thậm chí bị chia làm toái khối, rơi rụng trên mặt đất. Này huyết tinh một màn làm ở đây đại bộ phận người tất cả đều nhịn không được bắt đầu nôn khan một trận từ hoành vĩ lão bà càng là đỡ hắn phun ra đầy đất nhưng thật ra từ hoành vĩ còn có thể cố nén trong lòng ghê tởm ngay cả úc đào đều xoay người sang chỗ khác không dám lại xem triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ hai người sắc mặt trắng bệch dọa người lâm vĩnh hâm xem cũng không dám đi xem trương huyền liếc mắt một cái một bên kiếm cốc nữ tính thấy tình thế không ổn phóng lên cao liền phải chạy trốn chạy rất sao, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếm cốc nữ tính chạy trốn thân ảnh, một đạo màu tím kiếm mang trống rỗng hình thành, phóng lên cao, thẳng đến kiếm cốc nữ tính giữa lưng mà đi. Máu tươi tự không trung phun, kiếm cốc nữ tính thi thể, từ trên trời giáng xuống, ném tới mặt đất. Tại đây một khắc, hết thảy lại trở nên yên lặng lên, những cái đó nôn mửa người, đều cố nén trong lòng không khỏe, không dám lại phát ra âm thanh. chương 1451 kiếm cốc trí tôn hiện, Bóng đêm hạ, Trương Huyền đứng ở nơi đó, không nói gì, hắn ánh mắt nhìn quét ở đây mỗi người, cơ hồ mọi người đang xem hướng Trương Huyền ánh mắt giữa, đều tràn ngập sợ hãi. Các vị, Trương Huyền mở miệng, ta vô tình đối với các người động thủ, các người cũng không cần sợ ta sợ ta, muốn tàn sát các người không phải ta, là kiếm cốc, bọn họ người, ta đã giết, muốn nô dịch các người cũng không phải ta, là dương gia, đồng dạng đã bị ta giết, ta chỉ là tưởng cùng đại gia giống nhau, cùng nhau rời đi nơi này, hiện tại tuy rằng đã rời đi lôi cực chấn, nhưng tín hiệu che chắn vẫn như cũ còn ở, này chứng minh chúng ta cũng không có tuyệt đối an toàn, ở kế tiếp, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Thẳng đến đi đến một cái hoàn toàn tự do địa phương, ta cho rằng, tại đây giai đoạn thượng chúng ta càng hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, đúng không? Trương Huyền nói đến lúc này, nhẹ răng lộ ra một cái mỉm cười, hắn mỉm cười, xem ở mọi người trong mắt, lại là cảm thấy một trận thấm người, rốt cuộc, vừa mới trương huyền huyết tinh thủ đoạn mỗi người đều xem ở trong mắt dương ra là trực tiếp bị chia làm vài khối a từ hoành vĩ hít sâu một hơi chạm xuất thân tới nói chuyện các vị vừa mới mọi người đều thấy được dương ra cùng kiếm cốc kiếm tu bùng nổ chiến đấu ở hai người bọn họ quá trình chiến đấu giữa chúng ta tất cả đều chạy kế tiếp sự cái gì cũng không biết đúng không trương huyền tán dương nhìn từ hoành vĩ liếc mắt một cái đối những cái đó đi theo từ hoành vĩ người lập tức hiểu ngầm ra tiếng trả lời không tồi dương ra cùng kiếm cốc người đã xảy ra xung đột còn lại sự ta cái gì cũng không biết một khi đã như vậy từ hoành vĩ lớn tiếng nói vậy đi thôi từ hoành vĩ nói xong đi đầu chiều một phương hướng đi đến trương huyền thực tự nhiên dung nhập đám người giữa cái này trăm người đoàn thể tạm thời từ từ hoành vĩ đảm nhiệm đi đầu người đến nỗi dấu ở đám người giữa trương huyền nhìn qua bình thường đến không thể lại bình thường bóng đêm hạ một con rồng dài đội ngũ yên lặng đi ở dương trên đường, nơi này là vạn vùng núi, trừ bỏ quan đạo bên ngoài, còn lại địa phương, đều là núi lớn hoành lập, muốn rời đi nơi này, liền phải làm tốt vượt qua từng tòa núi lớn chuẩn bị, tuy rằng cái này quá trình sẽ dài lâu vất vả một chút, nhưng giờ phút này không ai sẽ trong lòng oán khí, lại mệt, cũng so mỗi ngày lo lắng hãi hùng tránh ở kia hầm chú ẩn cường, giống như là người khác theo như lời, loại này nhật tử, liền cùng là cống thoát nước chung lão thử giống nhau. Theo mọi người rời đi lôi cực trấn càng ngày càng xa, mỗi người tâm tình cũng theo sung sướng lên. Đang lúc đại gia cho rằng hết thảy đều đã qua đi khi, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chư vị nửa đêm tiến đến ta lâu phong, đây là muốn hư ta quy củ A. Thanh âm này vang lên đột ngột, sợ tới mức ở đây mọi người nhảy dựng. Trương huyền đồng tử nháy mắt ngưng tụ lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ít nhất phú thần đỉnh núi, khả năng khống linh đi theo trương huyền bên cạnh gốc đào thân thể chấn động không thể tưởng tượng nói đại nhân ngươi là là nói đến chí tôn hiện tại không biết đối phương là cái gì thân phận trương huyền làm bộ vẻ mặt kinh hoàng chiều thanh âm vang lên địa phương nhìn lại liền thấy ở phía trước thượng có lưỡng đạo thân ảnh đón ánh trăng đứng đỉnh chóp hai vị từ hoành vi ôm quyền cao giọng nói chúng ta đi ngang qua nơi này vô tình mạo phạm hai vị vô tình mạo phạm phía trên người hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gian, cuồng phong nổi lên bốn phía, đây là từ linh khí thúc dục mà thành. Có thể ở ngay lập tức chi gian lấy linh khí dẫn tới cuồng phong gào thét, bực này thực lực, làm từ hoành vĩ thay đổi sắc mặt. Mặc kệ có phải hay không vô tình, mạo phạm chính là mạo phạm, nếu các người nghĩ tới đi, mua lộ tiền, hoặc nhiều hoặc ít, yêu cầu lưu lại một ít đi. Phía trên người ra tiếng, ở hắn nói chuyện đồng thời, một đạo hư ảnh, ở hắn phía sau chậm rãi hiện lên. Trí tôn, phía dưới người, trừng lớn đôi mắt. Anh Linh xuất hiện, đây là trí tôn tượng trưng. Trương huyền đôi mắt nheo lại, quả nhiên như thế. Thình thịch, liền nghe vài tiếng vang, trong đám người, đã có người quỳ phục trên mặt đất, đây chính là trí chí tôn A. Đứng ở luyện khí sĩ đứng đầu tồn tại. Từ hoành vĩ gian nan nuốt khẩu nước bọt, cổ họng phát khô, nói không ra lời, đối mặt trí tôn, hắn không biết chính mình phải nói chút cái gì, đại não trống rỗng. Chư vị, này đêm khuya tĩnh lặng, các người đột nhiên quấy dày, như thế nào cũng đến phó chút chỗ tốt đi, như vậy, đem các người trên người tiền tài đồ ăn toàn bộ giao ra, là có thể đi rồi, như thế nào. Phía trên người thanh âm lại lần nữa vang lên, tiền tài đồ ăn, phía dưới mọi người nghe sửng sốt, bọn họ nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, có trí tôn sẽ thiếu này ngoạn ý. Mau, từ hoành vĩ không kịp tự hỏi, trực tiếp ra tiếng, mọi người. Đem trên người đáng giá đồ vật đều lấy ra tới, còn có lương khô toàn bộ lấy ra tới mau ở từ hoành vĩ thúc giục hạ mọi người không dám chậm trễ tất cả đều đem đồ vật lấy ra tập trung đến một chỗ đại nhân chúng ta những người này ra cửa vội vàng mang đồ vật không nhiều lắm trăm người chỉ thấu này đó từ hoành vĩ cung kính nói phía trên người vừa lòng gật gật đầu không tồi niệm các ngươi là vô tình cũng thuộc tâm thành liền không cùng các ngươi nhiều so đo mau cút đi đa tạ đại nhân từ hoành vĩ nói lời cảm tạ theo sau liên tục phất tay mau đi mọi người từ trên mặt đất bò lên không dám trần chờ, nhanh chóng thông qua này phong liền ở mọi người sắp sửa thông qua khi đi ở đám người phía sau ngô sư tỷ đột nhiên xông lên phương ra tiếng xin hỏi ngài chính là kiếm cốc đại nhân ngô sư tỷ này một đạo thanh âm nhưng đem mọi người hoảng sợ trương huyền ánh mắt nháy mắt liền tỏa định đến ngô sư tỷ trên người Ngô sư tỷ dù cho không có đi xem, cũng có thể cảm nhận được, kia ngưng tụ ở chính mình trên người sát ý, nàng ngẩng đầu nhìn phía trên. Ngô sư tỷ là ở đánh cuộc, ở nhìn đến Trương Huyền giết chết Dương ra lúc sau, ngô sư tỷ liền nghĩ kỹ rồi, một khi có cơ hội, tuyệt đối muốn đem người này phơi đi ra ngoài, chính mình đối phó rồi hắn vài lần, một khi tới rồi an toàn địa phương, người này tuyệt đối sẽ không lưu chính mình mệnh, cùng với như vậy, không bằng đua một phen. Phía trên người hơi hơi sửng sốt, theo sau cười to ra tiếng ha 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 tiểu cô nương trong mắt không tồi thế nhưng có thể nhìn ra chúng ta hai người thân phận ngô sư tỷ sắc mặt vui vẻ bất đồng với ngô sư tỷ còn lại người tất cả đều sắc mặt khó coi ngô sư tỷ ngươi làm gì a à? lâm vĩnh hâm khó hiểu thấp giọng quát đi lên muốn lôi kéo ngô sư tỷ lăn một bên đi ngô sư tỷ một tay đem lâm vĩnh hâm đẩy ra theo sau sông lên phương mở miệng đại nhân chúng ta nơi này có người giấu ở trong đám người, giấu người tai mắt, lại là giết kiếm cốc thành viên, tại hạ không thể chịu đựng được kiếm cốc anh hào chết ở bực này nhân thủ chung. Nga, phía trên người bỗng nhiên người nhẹ nhàng dựng lên, vừa muốn nói chuyện, liền nghe lại có một đạo thanh âm, ở trong đêm đen vang lên, giống như lôi đình nổ vang, làm ở đây mọi người màng tai sinh đau. Bọn đạo trích bọn chuột nhất, giết ta sư đệ sư muội hôm nay, ta xem ngươi ở chạy đi đâu. Dưới ánh trăng, một đạo bạch y kiếm khách thân ảnh lăng không bay tới tại đây bạch y kiếm khách phía sau một đạo anh linh hiện lên phát ra uy áp màu trắng kiếm khách với dưới ánh trăng xuất hiện đúng là thuộc về kiếm cốc cái kia trí tôn cường giả dưới ánh trăng túc sát chi khí tung hoành đường kiếm cốc trí tôn xuất hiện lúc sau khắp thiên địa bên trong đều mang theo mãnh liệt uy áp kiếm cốc trí tôn nhìn chằm chằm trên núi kia đạo thân ảnh lạnh lùng nói ta tìm ngươi mấy ngày vốn tưởng rằng ngươi đã sớm chạy thoát không nghĩ tới lại có này phân can đảm còn lưu lại nơi này này không khỏi có chút quá khinh thường ta kiếm cốc trên núi kia đạo thân ảnh rõ ràng sừng sốt theo sau nói cái kia gì đại ca a người khả năng có chút hiểu lầm a à, kiếm cốc chí tôn cười lạnh một tiếng giết ta sư đệ sư muội giả mạo ta kiếm cốc thành viên hôm nay ta phải dùng ngươi đầu tới tế điện ta sư đệ sư muội kiếm cốc trí tôn phía sau vô số đạo thần kiếm hư ảnh hiện lên hắn cả người giống như là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm người chỉ là nhìn về phía hắn đều sẽ cảm thấy đôi mắt bị đau đớn ngô sư tỷ nghe kiếm cốc trí tôn nói hiển nhiên ngây người nàng không nghĩ tới kia trên đỉnh núi người thế nhưng là cái giả mạo căn bản là không phải cái gì kiếm cốc trí tôn ta nói anh em người cùng người có gì ân oán cũng đừng hỏi ta a à. trên đỉnh núi người nọ mở miệng ta liền cùng ta vị hôn thê làm chút cướp đường hoạt động đến bây giờ cũng không kiếm điểm gì tiền người muốn đánh địa chủ liền đi tìm những cái đó thổ hào đánh a đôi ta liền đi trước a trên đỉnh núi người ta nói xong quay đầu muốn đi 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 được rất sao kiếm cốc trí tôn hừ lạnh một tiếng hôm nay ta muốn các ngươi đền mạng đi vô số đạo thần kiếm hư ảnh thẳng đến đỉnh núi kia hai người mà đi trương huyền tại hạ phương thấy rõ người này thực lực so với kiếm vô danh cùng kiếm thanh mà nói đều phải mạnh hơn rất nhiều đối mặt vô số đạo thần kiếm hư ảnh đỉnh núi kia hai người không ngừng trằn trọc xê dịch thân hình cực kỳ nhanh chóng bọn họ không có muốn chiến đấu bộ dáng xem tư thế là một lòng phải đi muốn chạy đi được rất sao kiếm cốc trí tồn rỗi tay một lóng tay sở hữu thần kiếm hư ảnh lại lần nữa ngưng thật số lượng sậu tăng tốc độ cũng càng mau chiều hai người bắn nhanh mà đi uy 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 lão hổ không phát uy người cho ta là bệnh miêu a à. đỉnh núi người nọ hét lớn một tiếng theo sau, liền thấy một thân khoác áo cả sa thân ảnh xuất hiện ở này phía sau, xem ta đại la pháp chú. Đại uy thiên long, giống, một đạo rồng ngâm tiếng động, trống rỗng vang lên, liền thấy một cái kim sắc ở không trung hình thành, thẳng đến kia kiếm cốc trí tôn mà đi. Đường xuất hiện nháy mắt, phía dưới người, tất cả đều rụt rụt cổ. Trương huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, ở trong tay hắn, một phen màu tím thần kiếm ngưng tụ mà thành, hắn nhảy mà thượng nhảy vào trời cao bên trong, vẽ ra màu tím kiếm mang, chém về phía kiếm cốc trí tôn. Màu tím kiếm mang ở hắc ám giữa tản ra quỷ dị sắc thái, kiếm mang đón gió mà trướng, chừng mười trượng, chém về phía kiếm cốc trí tôn. Còn có một cái nhảy nhót vai hề, kiếm cốc trí tôn mặt lộ vẻ khinh thường, kẻ hèn phú thần cảnh, cũng dám nhảy chân, chết. liền ở kiếm cốc trí tôn sắp sửa đối trương huyền làm ra công kích khi, một đạo màu đỏ hư ảnh, lặng yên hiện lên với kiếm cốc trí tôn phía sau, màu đỏ thân ảnh cầm trong tay một phen nhìn như bình thường bảo kiếm chiều kiếm cốc trí tôn tùy ý vung lên chỉ là này tùy ý vung lên lại cho người ta một loại không chỗ nào vô phá trí cương trí cường cảm giác sinh coi như người tài chết cũng là quỷ hùng thần kiếm quyết dâng lên trương huyền trong miệng lẩm bẩm cùng với trương huyền lẩm bẩm tiếng động kia màu đỏ kiếm mang đột phá kiếm cốc trí tôn bên cạnh sở hữu phòng ngự kiếm cốc trí tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân hình nháy mắt biến mất rời đi, tái xuất hiện khi, hắn nguyên bản bàn ở sau đầu đầu tóc, hoàn toàn tán loạn mở ra, kia ngọn tóc chỗ, phá lệ chỉnh tề, hiển nhiên là bị nào đó vũ khí sắc bén chặt đứt. Kiếm cốc trí tôn thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều, hắn nhìn xuất hiện ở không trung màu đỏ thân ảnh, ra tiếng nói, này kiếm mang, có điểm ý tứ, quang từ điểm đó tới xem, ta kia sư đệ sư muội chết không oan, sự tình nếu phát triển đến cái dạng này nói, vậy có điểm ý tứ kiếm cốc trí tôn mở ra hai tay tại đây đồng thời hắn phía sau anh linh cũng dần dần rõ ràng lên ở vào này phía sau là một người bạch y kiếm khách cầm trong tay một phen tế kiếm tóc dài phiêu phiêu người mặc áo dài giống như trích tiên là kiếm lâm thiên hắn là kiếm lâm thiên phía dưới có người nhìn đến kiếm cốc trí tôn phía sau thân ảnh nhịn không được hô lên kiếm cốc đệ nhất cao thủ chỉ ở sau cốc chủ tồn tại Kiếm Lâm Thiên ở 20 năm trước cũng đã thành tựu trí tôn chi vị, này trong tay thần kiếm, duệ không thể đỡ. Hắn từng có cực kỳ huy hoàng chiến tích, đã từng một người chảm rớt hai gã trí tôn cường giả, sát phạt vô song, thực lực cường hãn. Các ngươi chỉ chú ý kiếm Lâm Thiên, không phát hiện, Trương ức thanh, thế nhưng cũng là một người trí tôn cường giả sao. Ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người, sắc mặt trắng xanh, nhìn không ra một chút huyết sắc, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này trương ước thanh, thế nhưng có bực này thân phận. Từ hoành vĩ hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc biết, chính mình đối trương ước thanh tin tưởng, là từ đâu mà đến, một cái trí tôn cường giả, ở trên người hắn, lúc nào cũng ở truyền lại một loại tự tin, một loại cường đại tự tin. Trương huyền quay đầu lại, nhìn mắt trên đỉnh núi người, mỉm cười ra tiếng, làm thịt trước mắt cái này, về sau người mỗi ngày cơm, ta quản no. Trên đỉnh núi người, có tròn xoe dáng người, một đôi mắt không có lúc nào là không ở thoáng hiện đáng khinh hai chữ ha 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 ca thế nhưng nhìn thấy ngươi ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này ta quá nhiều khổ a à, ta được rồi trương huyền trực tiếp đánh gãy đối phương nói về sau mỗi ngày quản no còn chưa đủ sao đủ hoàn toàn đủ rồi này xuất hiện ở trên đỉnh núi hai người đúng là ở phía trước đi vào địa tâm khi cùng trương huyền lạc đường toàn len keng cùng tiểu hoa lúc này toàn len keng đã hoàn toàn đột phá đến khống linh cảnh, thức tỉnh rồi anh linh, mà tiểu hoa phía sau tuy rằng không có anh linh hiện ra, nhưng từ nàng vừa mới đối mặt kiếm lâm thiên công kích khi trần trọc xê dịch là có thể nhìn ra, tiểu hoa, chỉ sợ cũng đã bước vào khống linh cảnh. Lập tức nhiều ra hai gã khống linh cảnh, ở chỉnh thể trên thực lực, đây là một cái chất bay vọt, cũng liền bởi vì nhận ra toàn len keng cùng tiểu hoa, trương huyền mới quyết định, ở trước mặt mọi người, triển lộ thân phận, lấy quang minh đảo hiện tại đối ngoại sở bày ra ra thực lực, hơn nữa toàn len ken cùng tiểu hoa gia nhập, tin tưởng toàn bộ vạn vùng núi, cũng không có nhiều ít thế lực, nguyện ý cùng quang minh đảo đối nghịch. Kiếm lâm thiên lăng không mà đứng, nhìn trương huyền ba người, tiểu hoa thực lực, kiếm lâm thiên cũng có thể cảm nhận được một ít, nhưng dù cho là đối mặt này ba cái ở vào luyện khí sĩ đứng đầu cường giả, kiếm lâm thiên trong mắt cũng không có chút nào sợ sắc, hắn trong mắt tràn ngập, chỉ có tràn đầy chiến ý. Có ý tứ, có ý tứ các ngươi càng ngày càng làm ta cảm thấy hứng thú a à. kiếm lâm thiên trong tay bảo kiếm chỉ xéo mặt đất nguyên lai có như vậy tự tin khó trách dám cùng ta kiếm cốc đối nghịch nhưng các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng này đó đủ để cho các ngươi ở ta kiếm cốc trước mặt càn dỡ hôm nay ta kiếm lâm thiên liền muốn nói cho các ngươi trí tôn cùng trí tôn chi gian cũng có được vô pháp đền bù tranh lệch huynh đệ tỷ muội nhóm kém một chương ngày mai bổ chương 1453 ba tầng thần ý. Kiếm lâm thiên trên người, dâng trào chiến ý bùng nổ. Trung quanh, đều bị một cổ vô hình chi khí tiêu diệt, đứng ở ngầm người, mỗi người trên quần áo, đều đột một xuất hiện vô số đạo lề sách, kiếm lâm thiên kiếm khí, đã tràn ngập ở không khí giữa, không chút nào khoa trương nói, phạm vi 500 mễ nội, đều đã trở thành kiếm lâm thiên lĩnh vực, cũng chính là ngầm những người này, có thể sống đến bây giờ, ít nhất đều có được ngự khí thực lực, nếu là người thường đứng ở nơi này, chỉ sợ đã bị này đó giấu ở trong không khí kiếm khí lăng trì. Lui, từ hoành vĩ khẽ quát một tiếng, mọi người lập tức chiều chung quanh thối lui, trí tôn cường giả chiến đấu, là bọn họ liền xem, đều yêu cầu thật cẩn thận. Người này quá mức càn rỡ, toàn len canh kia một đôi tiểu mị mị nhãn gắt gao nhìn chằm chằm kiếm lâm thiên, tiểu hoa, đi, tấu hắn. Toàn len keng thanh âm rơi xuống, hắn phía sau anh Linh bỗng nhiên lao ra, trên người áo cà sa đón gió mà trướng, hướng kiếm lâm thiên bao vây mà đi. Ở tiểu hoa phía sau, đồng dạng xuất hiện một đạo anh linh, là một người cường tráng nam tính, cầm trong tay một phen đại diều, một diều đi xuống, có phá núi chảm hải chi uy. Cái gì? Một đạo tiếng kinh hô vang ở trương huyền bên tai, đến từ chính tà thần. Này lâu lan anh linh, thế nhưng thức tỉnh tại đây nữ hoa trên người, kia này mập mạp trên người anh linh từ đâu mà đến toàn len keng anh linh trên người, tản ra một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Lưỡng đạo anh linh đồng thời công hướng kiếm lâm thiên. Ha ha, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng xứng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Kiếm lâm thiên cười lớn một tiếng, nhất kiếm chém ra, này một đạo kiếm mang, chừng hai mươi trượng, từ không trung đánh xuống, thẳng đến toàn len keng cùng tiểu hoa mà đi. Toàn len keng hai người anh linh sở làm ra công kích, bị kiếm lâm thiên này nhất kiếm, phá sạch sẽ. Toàn len keng chừng lớn đôi mắt, ta thiên A, à, điểm này có điểm đâm tay, đại ca, tới hỗ trợ. Trương huyền sở ngưng tụ mà thành màu đỏ chiến linh, lại lần nữa đâm ra nhất kiếm, cương mãnh vô cùng, nhìn như bình thường đâm thẳng, rồi lại không có dấu vết để tìm, này nhất kiếm chiêu, là thật cường đại. Đối mặt màu đỏ chiến linh tiến công, kiếm lâm thiên khóe môi treo lên khinh thường tươi cười, kiếm chiêu là không tồi, nhưng này uy lực, không xứng với này kiếm chiêu. Kiếm lâm thiên tùy tay vung lên, màu đỏ chiến linh sở đâm ra kiếm mang hư không tiêu thất. Muốn dùng cùng chiêu thương ta kiếm lâm thiên hai lần, không khỏi có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Kiếm lâm thiên mở ra hai tay, các người chiêu thức ta đều gặp qua, không bằng, liền trông thấy ta hảo. Đường kiếm lâm thiên nói xong, hắn phía sau, xuất hiện một phen màu trắng thần kiếm, thần kiếm phiêu phù ở kiếm lâm thiên trên đỉnh đầu không, theo sau một phân mà tam, phân biệt nhắm ngay Trương Huyền ba người. Này thần kiếm chỉ có bình thường bảo kiếm lớn nhỏ, nhưng nhìn kỹ đi, thần kiếm nơi địa phương, không khí đều xuất hiện từng trận vặn vẹo, có thể thấy được này tam đem thần kiếm giữa, ẩn chứa cỡ nào uy lực khủng bố. Kiếm Lâm Thiên Vườn kiếm chỉ, tùy ý vung lên, tam đem thần kiếm, phân biệt chiều Trương Huyền ba người mà đi. Đường trong đó một phen thần kiếm tiếp cận Trương Huyền khi, Trương Huyền chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều phải bị xé rách ở trên mặt hắn không biết khi nào xuất hiện một đạo vết máu kiếm lâm thiên công kích thủ đoạn là trương huyền cuộc đời này chiến đấu đến tận đây nhìn thấy quá nhất công kích mãnh liệt thủ đoạn đối mặt này một phân mà tam thần kiếm trương huyền cảm nhận được vô cùng áp lực loại này áp lực làm hắn cả người cơ bắp đều căng chặt lên trương huyền múa may trong tay màu tím thần kiếm diệt thế ma kiếm liền ở vừa mới trương huyền đã tục hảo lực ngừng tụ ra một phen diệt thế thần kiếm ra tới đây là Trương Huyền lúc này, có khả năng bày ra mạnh nhất chiêu thức, từ đơn thể công kích cường độ tới nói, là so chiến linh còn muốn đáng sợ. Trương Huyền trong tay diệt thế ma kiếm, cùng kiếm lâm thiên sở chém ra thần kiếm lẫn nhau va chạm. Ở va chạm nháy mắt, một cổ lấy mắt thường có thể thấy được dòng khí hướng chung quanh thổi quét mà đi, liền thấy kia từng tòa núi lớn bắt đầu lay động lên, loại công kích này trình độ, ít nhất có thể theo kịp một phần 10 hạch bảo. Oanh! Một thanh âm vang lên, từ hoành vĩ đám người, chỉ cảm thấy lỗ tai vào lúc này thất thông, nguyên bản đen nhánh không chung, nháy mắt lượng như ban ngày, lại dây tiếp theo, từ hoành vĩ đám người, đều thấy không rõ trước mắt phát sinh cái gì. Như vậy quá trình, rằng có ước chừng hơn một phút, ở cái này quá trình giữa, đất dung núi chuyển, tựa như diệt thế. Đường hết thảy qua đi, lại xem chung quanh, số tòa núi lớn sụp xuống, mặt đất tràn đầy vết thương. Mà kia chém về phía toàn len keng cùng tiểu hoa hai thanh thần kiếm, trên mặt đất mở ra một cái hố sâu, này hố đường kính hơn 30 m, chiều sâu ít nhất đạt tới 50 mét, này vẫn là thần kiếm năng lượng bị toàn len keng cùng tiểu hoa làm trình độ nhất định triệt tiêu, nếu không nói, còn muốn càng thêm khủng bố. Kiếm lâm thiên lấy một địch tam, một đạo kiếm mang hóa thành tam phân, đều có như vậy mạnh mẽ uy lực, nếu là độc nhất phân kiếm mang, kia uy lực, khó có thể tưởng tượng. Kiếm lâm thiên, lâm thiên hai chữ, đủ để thấy này có bao nhiêu khủng bố. Trương Huyền nhìn trước mắt phiêu phù ở không trung kiếm Lâm Thiên, mồm to thở hổn hển, chính mình mạnh nhất một kích diệt thế ma kiếm, thế nhưng chỉ có thể cùng đối phương tùy tay một kích đua cái lực lượng ngang nhau. Tiểu tử, người không phải đối thủ của hắn, hắn thần ý, ít nhất đã thức tỉnh rồi ba tầng, mà ngươi một tầng thần ý, chẳng sợ có chiến linh tương trợ, cũng chỉ bất quá khó khăn lắm đạt tới hai tầng mà thôi, cùng hắn chi gian tranh lệch quá lớn, người này, chẳng sợ ở toàn bộ địa tâm văn minh, cũng là đứng đầu cường giả tà thần thanh âm ở Trương Huyền bên tai vang lên. Trương Huyền nghe được rõ ràng, này thần ý trình tự, chỉ sợ cũng là đạt tới khống linh lúc sau một loại cảnh giới phân chia, lúc này đây, cũng làm Trương Huyền hoàn toàn minh bạch, chính mình cùng cường giả chân chính chi gian, rốt cuộc có bao lớn tranh lệch. Kiếm lâm thiên chém ra này ba đạo kiếm mang, hô hấp không có bất luận cái gì thay đổi, có thể thấy được hắn tự tin thâm hậu trình độ. Lại xem Trương Huyền ba người, tất cả đều mồm to thở dốc kiếm lâm thiên quá cường. Phía dưới trong đám người, có người mở miệng, bọn họ tuy rằng xem không hiểu trí tôn chi gian chiến đấu, nhưng xem trạng thái, vẫn là có thể phân tích ra một ít. Lúc trước kiếm lâm thiên này đây một địch nhị, chém hai gã trí tôn, nhưng nghe đồn, hắn chỉ ra hai chiêu. Kiếm cốc cốc chủ đã từng phóng lời nói, kiếm lâm thiên sẽ là tiếp theo vị kiếm cốc cốc chủ, nếu là có người tiếp nhận kiếm lâm thiên 10 chiêu, cam nguyện nhường ra cốc chủ chi vị, này kiếm lâm thiên, chỉ sợ đã đi lên một cái trí cường chi đạo. Tầm thường trí tôn, căn bản là không có khả năng là kiếm lâm thiên đối thủ. Nhìn chung toàn bộ vạn vùng núi, có ai dám nói, nhất định có thể thắng được kiếm lâm thiên. Vạn vùng núi nữ chiến thần nói không chừng có thể, nàng đã từng một người độc chiến hoành sơn bảy thái bảo ba người. Kia chỉ sợ cũng không được, một cái là độc chiến, một cái là chém giết, hai loại khái niệm, không thể lẫn lộn. Đều bất tranh cãi đi từ hoành vĩ thần sắc ngưng trọng ta nếu là các ngươi liền cầu nguyện trương ước thanh đại nhân có thể thắng nếu là kiếm lâm thiên thắng ở đây bên trong không ai có thể sống được đi xuống kiếm lâm thiên một người lập với không trung tẫn hiện vô địch chi thế có thể tiếp được ta một kích các ngươi ba người cũng coi như là có điểm bản lĩnh nhiệt thân kết thúc nên tiến vào chính đề vừa mới xuất hiện thần kiếm lúc này đây trực tiếp ở kiếm lâm thiên phía sau hiện ra mười đem Chương 1454 -4 đánh một 10 đêm thần kiếm hiện ra, vừa mới chỉ là tam đêm cũng đã làm Trương Huyền ba người dùng hết toàn lực, lúc này 10 đêm chỉ là xem, đều sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ba người giữa, áp lực lớn nhất, không gì hơn Trương Huyền. Trương Huyền chân chính thực lực, chỉ là phú thần mà thôi, đều không phải là khống linh, ở kiếm lâm thiên cường đại uy áp hạ, Trương Huyền bản thân chính là ở đau khổ chống đỡ, chiến linh có khả năng làm được công kích thủ đoạn cũng không pháp đối kiếm lâm thiên loại này cấp bậc tạo thành quá lớn uy hiếp, mà trương huyền mạnh nhất một kích diệt thế ma kiếm, cũng đã dùng ra. Kiếm lâm thiên phía sau mười đem thần kiếm, giống như nở rộ hoa tươi giống nhau, hướng bốn phía nở rộ. Chảm, kiếm lâm thiên trong miệng khẽ quát một tiếng, mười đem thần kiếm thức khắc chiều ba người bắn nhanh mà đi. Toàn len keng cùng tiểu hoa hai người, trong mắt đều là ngưng trọng. Không thể đón đỡ, tán. Toàn len keng hét lớn một tiếng, ba người tức khắc chiều ba cái bất đồng phương hướng thối lui. Âm âm âm, tam đem thần kiếm đứng ở kia núi cao phía trên, liền thấy mấy chục trượng cao núi lớn, tại đây thần kiếm dưới, nháy mắt hóa thành bột mịn. Còn lại bảy đem thần kiếm, như cụ thể đi không giảm. Còn không ra tay sao, nếu chúng ta ba cái đã chết, người cũng trốn không thoát. Trương Huyền ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên che ở Trương Huyền trước người, ngập trời xương đen lan tràn mà ra, đem trong đó hai thanh thần kiếm hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản chém về phía Trương Huyền Tam đem thần kiếm, lúc này chỉ còn một phen. Trương Huyền hít sâu một hơi, tại đây ngập trời xương đen giữa, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, mang ra lưỡng đạo kiếm khí, phối hợp màu đỏ chiến linh, tổng cộng ba đạo kiếm khí, cộng đồng đánh úp về phía kia một phen thần kiếm. Lại ở một trận mãnh liệt pha chạm giữa, đánh úp về phía trương huyền thần kiếm hoàn toàn biến mất. Mà đầy trời sương đen tan đi, tà ám người nọ mặt thân rắn thân ảnh, xuất hiện ở không trung giữa. Ở tà ám phía sau, kia chăm đủ cự xà xoay quanh ở không trung giữa, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Tà ám, là tà ám. Tà ám cũng xuất hiện. Bất quá nhìn dáng vẻ, này tà ám hình như là cùng trương ức thanh đại nhân cùng nhau. Tà ám trôi nổi với không trung, nhìn chằm chằm kiếm lâm thiên, gian nan miệng phun nhân ngôn, người này, rất mạnh. Kiếm lâm thiên thấy tà ám hiện thân, hư lạnh một tiếng, tránh ở cống thoát nước xú lão thử, tìm ngươi mấy ngày, người cuối cùng lộ diện sao. Người hiện tại dám lộ diện, thuyết minh, người cho rằng cùng này ba cái phế vật ở một khối, là có thể giết ta lạc. Mụ nội nó, người cái này bất nam bất nữ tóc dài quỷ, nói ai là phế vật đâu. Tin hay không người toàn ra ra một mông ngồi chết người a à. Toàn len canh nghe được kiếm lâm thiên nói, khi đôi tay chống nạnh, đương trường chửi đồng. Như thế nào, người nếu không phục phế vật cái này xưng hô, đại nhưng tiến lên đây. Kiếm lâm thiên khoanh tay mà đứng, phá lệ tự tin. Toàn len khen rụt rụt đầu, người toàn gia gia hôm nay đói bụng, người có bản lĩnh chờ người toàn gia gia ba ngày, chờ người toàn gia gia ăn no, hảo hảo đánh với người thượng 300 cái hiệp. Toàn len khen khí thế 10 phần, nhưng xem kia tư thế, một chút đều không có chuẩn bị cùng kiếm lâm thiên liều mạng tính toán vô luận là toàn len keng vẫn là tiểu hoa, đều bất quá là vừa nhập khống linh thôi, hơn nữa toàn len keng thứ này, hiển nhiên là có thể dựa nhận túng giải quyết vấn đề, liền sẽ không nhiều đi mạnh miệng một chút, có thể mạnh miệng một chút giải quyết vấn đề, liền sẽ không đi động xuống tay chủ, này thật đúng là toàn len keng cùng tiểu hoa tiến vào khống linh lúc sau trận đầu chiến đấu, ngay cả anh linh chiêu thức, toàn len keng cũng chưa học được hai cái, hiện tại toàn bằng một tay đại uy thiên long cố làm ra vẻ. Căn bản vô pháp cùng kiếm lâm thiên đánh đồng nhát gan bọn chuột nhát, kiếm lâm thiên trong mắt toàn là khinh thường, bốn gã trí tôn lại như thế nào, ta kiếm lâm thiên, giống nhau chảm chi. Ta, ta không tin, ta ám gian nan mở miệng, nó nhìn về phía trương huyền, ta bám trụ hắn, người dùng tới thứ kia chiêu, lúc này đây, không, không cần lưu thủ. Ta ám nói xong, căn bản không cho trương huyền mở miệng cơ hội, nó phía sau trăm trượng thân rắn đương trường quay cuồng lên, cuốn hướng kiếm lâm thiên. Trương Huyền lúc này mới thấy rõ, ở tà ám kia trăm trưởng thân rắn dưới, trừ bỏ từng con người chân ở ngoài, còn có từng trương giữ tợn người mặt, muốn nhiều khủng bố, có bao nhiêu khủng bố. Kiếm Lâm Thiên lúc này đây, thân thủ cầm kiếm, nhìn về phía tà ám kia trăm trưởng thân rắn, ra tiếng nói, lực lượng tuy mạnh, nhưng quá mức hỗn độn, bất quá là đem này đó hỗn độn lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ mà thôi, dù cho cường đại nữa gấp 10 lần, lại có thể như thế nào, ta nhất kiếm liền có thể chảm chi kiếm lâm thiên một tay giơ kiếm, theo sau nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm mang, thẳng thượng tận trời, dục muốn đem không trung chảm khai, chém về phía tà ám thân rắn. Trăm trượng thân rắn, ở kia không trung xoay quanh, giống như địa ngục ác ma giống nhau, làm người sợ hãi, lại ở kiếm lâm thiên này nhất kiếm dưới, nháy mắt hóa thành hai đoạn, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Tà ám bản thể, thân thể chợt bạo trướng, mang theo một chương người mặt hướng kiếm lâm thiên phóng đi, kia một chương người mặt, mở ra 10 mét miệng rộng, quỷ dị dị thường. Vô số xương đen từ tà ám trong miệng phụt lên mà ra, thấy kiếm lâm thiên bao phủ lên, có thể nhìn đến, kiếm lâm thiên mơ hồ thân ảnh ở xương đen bên trong tả hướng hữu đâm, chính là chạy không ra được, trăm trượng thân rắn chỉ là hờ khép, chân chính tiến công thủ đoạn, ở tà ám bản thể. Trương huyền hít sâu một hơi, lại lần nữa ngưng tụ diệt thế ma kiếm, ở tà ám xem ra, trương huyền thượng một lần diệt thế ma kiếm, còn lưu có thừa lực, nhưng trên thực tế, kia đã là Trương Huyền mạnh nhất một kích, hiện tại Trương Huyền, tuy rằng có thể dùng hết toàn lực lại tụ tập một lần diệt thế ma kiếm, nhưng uy lực cũng chỉ có thể cùng vừa mới tương đồng, chẳng sợ khuyên tấn hết thảy, uy lực cũng hữu hạn, có không thương đến kiếm lâm thiên, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá giờ phút này, Trương Huyền cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể buông tay một bác. Màu tím kiếm mang ở Trương Huyền trong tay ngưng tụ, 1 mét, 5 m 10 m 15 m 20 mét. Màu tím kiếm mang càng lúc càng lớn, trong đó sợ ẩn chứa uy lực cũng càng ngày càng khủng bố, nhưng Trương Huyền trên mặt lại là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, loại trình độ này kiếm mang, trọng thương giống nhau khống linh cường giả, đó là đủ rồi, nhưng muốn thương đến kiếm lâm thiên, còn xa xa không đủ. Đường kiếm mang tăng tới 60 mét khi, đã là Trương Huyền cực hạn, hắn đã đem này trong đó năng lượng tận khả năng áp xúc nhưng dù cho Trương Huyền Thiên Phú việt Luân, kỳ ngộ liên tục, nhưng trung quy là một cái phú thần cảnh mà thôi, có khả năng thi triển ra tới uy lực, thực sự hữu hạn. Liền tại đây nhất chiêu diệt thế ma kiếm uy lực tụ tập đến đỉnh phong khi, một sợi màu đen sương mù, đột nhiên phiêu hướng kiếm mang nơi, này màu đen sương mù dần dần quấn quanh ở kiếm mang phía trên, trở thành kiếm mang một bộ phận. Như vậy một cái rất nhỏ chuyển biến, làm sắc mặt ngưng trọng trương huyền, trong mắt đột nhiên toát ra một sợi vui mừng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được đến diệt thế ma kiếm phía trên biến hóa, mập mạp, đem người cùng tiểu hoa khí cho ta. Trương Huyền hét lớn một tiếng. a à, toàn len ken sửng sốt, không rõ Trương Huyền là có ý tứ gì. Mau, đừng thất thần. Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng thúc giục, hắn có thể nhìn ra tới, vây khốn kiếm lâm thiên tả ám, cũng đã muốn tới cực hạn. Nga nga, toàn len ken vội vàng gật đầu, theo sau lôi kéo tiểu hoa, một cái lắc mình xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, đôi tay tụ tập khí mang, một trưởng chiều Trương Huyền sau lưng chụp đi chương 1455 đây mới là phiêu tuyết. Toàn len ken một đôi thịt trên tay tụ tập khí xoáy tụ, song trưởng chụp thượng trương huyền phía sau lưng. Trương huyền chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, này đến từ khống linh cường giả một trường, ở trương huyền không hề phòng bị dưới tình huống oanh ở trương huyền trên người, nhưng không dễ chịu. Mập mạp, ngươi, ca, toàn len ken vẻ mặt khóc tướng, ca, ta thật sự không hạ thủ được a, à? ngươi vì cái gì một hai phải ta đánh ngươi a người ngươi nên không phải là có cái gì bị trọng thương mới có thể thức tỉnh toàn bộ tiềm lực nhất chiêu nháy mắt hạ gục cường địch cổ quái giả thiết đi. Ta xem trong tiểu thuyết người kia chính là. Trương Huyền sắp sửa xuất khẩu nói, bị toàn len keng này một ngụm liên châu pháo đạn đổ trở về, hắn hít sâu một hơi, ta ý tứ là, làm ngươi đem khí, đánh ra tới, minh bạch sao. Đem khí đánh ra tới, toàn len keng vẻ mặt nghi hoặc, trong tay khí xoáy tụ chậm rãi trôi nổi không chung, là... Là như thế này sao? Trương Huyền cắn răng, đúng vậy. Nga, toàn len keng rụt rụt cổ, ca, mới vừa xin lỗi. Ít nói nhảm, nhanh lên. Trương Huyền thúc giục. Toàn len keng gật gật đầu, lập tức đem khí phóng xuất ra tới. Tiểu Hoa cũng noi theo toàn len keng cách làm, đem chính mình trong cơ thể khí đánh ra. Đường toàn len keng cùng tiểu hoa hai người khí bài xuất bên ngoài cơ thể sau, lại là bị trương huyền trong tay cự hình thần kiếm hấp thu toàn bộ quay chung quanh ở diệt thế ma kiếm ở ngoài trương huyền có thể rõ ràng cảm nhận được kia nguyên bản đã tới năng lượng đỉnh núi diệt thế ma kiếm giờ phút này lại ở lấy một loại cực nhanh tốc độ cường đại diệt thế ma kiếm nếu dám lấy diệt thế mệnh danh liền đủ để thuyết minh uy lực của nó diệt thế ma kiếm có thể đem chung quanh thiên địa sở hữu năng lượng hội tụ đến cùng nhau phát ra mạnh nhất một kích nếu không bằng vào sức của một người, sao có can đảm cuồng ngôn diệt thế hai chữ. Từ nào đó trình độ tới nói, diệt thế ma kiếm uy lực là có thể vô cùng lớn. Nếu thi triển người thực lực đạt tới nhất định trình tự, liền tính là hạch bạo lực lượng, cũng có thể toàn bộ hấp thu, hội tụ với trên thân kiếm. Có toàn len keng cùng tiểu hoa này hay khống linh cường giả linh khí rót vào, diệt thế ma kiếm siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ uy lực, tại đây loại uy lực tăng cường hạ, 60 m trường kiếm, không những không có tăng đại, ngược lại lại dần dần thu nhỏ lại, đây là năng lượng ngưng tụ biểu hiện. Diệt thế ma kiếm hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu hoa cùng toàn len keng trên người sở tiêu hao linh khí cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến này hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, mà Trương Huyền cầm kiếm tay, đã che kín máu tươi, kia máu tươi đều ở hướng diệt thế ma kiếm phía trên tụ tập, Trương Huyền cánh tay thượng xuất hiện vô số đạo vết sách, ngay cả làn da, đều là một bộ khô kiệt bộ dáng diệt thế ma kiếm, hấp thu chung quanh hết thảy năng lượng, bao gồm trương huyền bản thân. Đường này diệt thế ma kiếm giảm bớt đến chỉ có một phen bình thường trường kiếm lớn nhỏ khi, tà ám kia vây khốn kiếm lâm thiên xương đen, bị hoàn toàn phá vỡ. Một đạo kiếm mang từ xương đen giữa chém ra, trực tiếp đem tà ám cổ trảm khai, tà ám đầu quẳng, thân thể rơi xuống mặt đất, nhưng lại không có thương tổn cập tánh mạng. Một viên đầu lẻ loi phiêu ở trên bầu trời đã là đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu đường ngang ngõ tát kiếm lâm thiên toàn là khinh thường xương đen hoàn toàn tan đi kiếm lâm thiên không có đã chịu chút nào ảnh hưởng bất quá dây tiếp theo kiếm lâm thiên sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi hắn kia phân bừa bãi kia phân tự tin kia phân không ai bị nổi trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất kiếm lâm thiên trong mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía trương huyền không nói đúng ra là nhìn về phía trương huyền trong tay kia một phen kiếm màu tím diệt thế ma kiếm giờ phút này giống như thủy tinh trong suốt, bị Trương Huyền nắm trong tay, Trương Huyền cầm kiếm cánh tay đã hoàn toàn thối giữa mở ra, hiện tại diệt thế ma kiếm, là Trương Huyền có khả năng nắm giữ mạnh nhất trạng thái, chẳng sợ lại có mấy cái khống linh tới cấp Trương Huyền cung cấp linh khí, Trương Huyền cũng không dám tiếp tục gia tăng diệt thế ma kiếm uy lực, lúc này Trương Huyền, cả người máu đều ở sôi trào, đều ở dũng hướng cánh tay hắn, này diệt thế ma kiếm, thậm chí có thể đem người sử dụng hoàn toàn hút khô. Hiện tại diệt thế ma kiếm có bao nhiêu cường, Trương Huyền trong lòng liền một chút nắm chắc đều không có, hắn biết đến chỉ là rất mạnh. Khó có thể tưởng tượng cường. Diệt thế ma kiếm chung quanh đã không có không khí dao động, này một mảnh khu vực đều bởi vì này một phen kiếm mà trở thành trạng thái chân không. Trương Huyền về phía trước một bước, dưới chân mặt đất đều bắt đầu phát sinh ra nẻ, biến thành từng khối đá vụn, chậm rãi trôi nổi lên, hướng thần kiếm chỗ tụ tập, còn không có đụng tới, liền hóa thành bột mịn. Ngay cả Trương Huyền thân thể đều không chịu nổi này thần kiếm phát ra sắc nhọn, huống chi loại này đá vụn khối đâu. Kiếm Lâm Thiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay thần kiếm, ở kiếm Lâm Thiên phía sau, đồng dạng có kiếm mang hội tụ mà thành, kiêu uy lực cách mấy chục mét, đều làm toàn len keng cùng tiểu hoa cảm thấy khủng bố. Tà ám phiêu phù ở không trung đầu, càng là vội vàng chạy trốn, vô luận là kiếm Lâm Thiên phía sau tụ tập năng lượng, vẫn là Trương Huyền trong tay kiếm, đều có thể ở ngay lập tức chi gian diệt cái này trạng thái tà ám. vì đối phó một cái kiếm lâm thiên ở đây bốn người có thể nói mỗi người đều dùng hết toàn lực. trương huyền trong miệng lẩm bẩm uy lực đủ rồi kiếm chiêu cũng không cần muốn xứng với thanh kiếm này chỉ cần một loại kiếm ý mấy lần phiêu tuyết kiếm ý ta bản thân nhỏ yếu làm loại này cường đại kiếm ý mai một nhưng lúc này đây hẳn là có thể đem này phiêu tuyết kiếm ý hoàn toàn phát huy ra tới. Trương Huyền phía sau màu đỏ chiến linh dần dần biến mất. Trương Huyền động tác ra nan dơ lên trong tay thần kiếm, theo sau nhẹ nhàng vung lên. Nhất kiếm, phiêu tuyết. Ở Trương Huyền trong tay thần kiếm thượng, một đạo bạch quang sáng lên, này quang mang chói mắt, cho dù là kiếm lâm thiên, đều theo bản năng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, làm một cái thứ đánh động tác, này động tác liên tục không đến một giây, màu trắng thân ảnh liền nhanh chóng biến mất ai đều không có nhìn đến. Ở đây mỗi người, đều cảm nhận được một loại lạnh thấu xương hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng phát ra, nháy mắt lan tràn toàn thân, trợn mắt vừa thấy, phát hiện dưới chân mặt đất, không biết khi nào, đã kết thượng một tầng băng tinh, chính mình quần áo thượng, đồng dạng bao trùm một tầng băng tinh, này băng tinh, có tam cm hậu. Không trung rơi xuống phiêu tuyết, kia một đạo bạch quang, phảng phất từ phía chân trời mà đến, lại từ phía chân trời biến mất, mau đến người hư hư thực thực xuất hiện ảo giác, giống như tồn tại vĩnh hằng, lại giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Trung quanh núi lớn, toàn bộ đóng băng, tuyết lạc đỉnh núi, hình thành trắng xóa một mảnh, thiên địa tại đây một khắc, một mảnh thê lương, đêm tối bị này băng tuyết chiếu sáng lên, vắng lặng ánh trăng, vào lúc này, thế nhưng làm người cảm giác được ấm áp lên. Bốn phía núi non, bị nhất kiếm đóng băng. Phiêu tuyết kiếm ý, lúc này mới hoàn mỹ bảy biện ra tới. Này! mới là chân chính phiêu tuyết kiếm ý. Nhất kiếm dưới, vạn dặm đóng băng. Trương Huyền trong tay thần kiếm hoàn toàn tiêu tán với không trung, Trương Huyền cầm kiếm tay, hoàn toàn gục xuống đến một bên, vô pháp nhắc tới, hiển nhiên đã phế đi. Kia kiếm Lâm Thiên đã bị đóng băng với không trung, một cây cao tới 70 mét băng trụ, đem kiếm Lâm Thiên hoàn toàn phong tỏa ở bên trong, này băng đến xương, có thể làm người trái tim đình chỉ nhảy lên. Chương 1456 Lâm Thiên chịu uy khắp núi non, trở nên một mảnh yên tĩnh, gió lạnh thổi quét mà qua, làm còn đứng ở chỗ này người nhịn không được đánh cái run run, run nát trên người băng tinh mảnh nhỏ, bọn họ chỉ là bị này kiếm ý đảo qua thôi. Đã sớm xa độn tà ám đầu chậm rãi bay trở về, tà ám trên mặt tràn đầy kinh hãi, nó chưa bao giờ gặp qua như vậy nhất kiếm, cho dù là toàn thịnh thời kỳ nó, đối mặt như vậy nhất kiếm cũng chỉ có một cái bị chém giết kết cục. Toàn len canh cùng tiểu hoa hai người mồm to thở hổn hển, Đồng dạng bởi vì trước mắt này nhất kiếm uy lực cảm thấy khiếp sợ. Kia thông thiên băng trụ, ở dưới ánh trăng, thấu phát u ám quang mang. Trương Huyền nhìn trước mắt này nói băng trụ, mồm to thở hổn hển, này nhất kiếm uy lực hoàn toàn làm Trương Huyền tưởng tượng không đến, nếu không phải Trương Huyền đem phiêu tuyết kiếm ý hoàn toàn ngưng tụ đến một chút thượng, nếu phạm vi lớn tản mát ra đi nói, chung quanh núi non giữa, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết ở này một mảnh đóng băng dưới, trước hết gặp cực khổ liền sẽ là từ hoành vĩ những người này. Trương Huyền mồm to thở dốc, lại đột nhiên cười ra tiếng tới. Hôm nay làm hắn phát hiện diệt thế ma kiếm mặt khác một loại cách dùng, này cũng có thể nói là diệt thế ma kiếm tinh vi nơi, chỉ cần tự thân cũng đủ cường đại, ở cụ bi cũng đủ khí dưới tình huống diệt thế ma kiếm tại lý luận thượng là có thể vô hạn cường. Ca thứ này rốt cuộc người nào a à, cũng quá cuồng điểm đi. Toàn len keng nhìn kia thông thiên băng trụ tiểu hoa trong mắt cũng tất cả đều là kiêng kỵ. Trương Huyền thở sâu, địch nhân, bất quá, trung quy là kết thúc, nói người cùng tiểu hoa. Trương Huyền giọng nói còn không có lạc, đã bị bên tai một đạo nôn nóng thanh âm đánh gãy. Không, tà thần thanh âm dồn dập vang ở Trương Huyền bên tai, hắn không chết. Tiểu tử, cẩn thận. Phanh, thông thiên băng trụ, không có bất luận cái gì dấu hiệu bạo toái mở ra, vô số khối băng mảnh nhỏ tứ tán chia liệt kia băng phi mà ra khối băng mảnh nhỏ hỗn loạn mãnh liệt lực sát thương, đám người giữa, có mấy đạo bóng người bị này khối băng mảnh nhỏ nhập vào cơ thể mà qua, tức khắc đông lạnh đến cứng đờ, cơ hồ ở bị khối băng tiếp xúc nháy mắt liền mất đi tính mạng, có thể thấy được này khối băng mảnh nhỏ giữa chất chứa cỡ nào mãnh liệt hàn ý, nhưng dù cho như thế, kia bị phong với thông thiên băng trụ giữa kiếm lâm thiên, như cũ không chết, băng trụ vỡ vụn, có thể nhìn đến, kiếm lâm thiên quần áo trở nên rách nát, trên da thịt, tràn ngập nơi trốn nứt ra, hắn cả người băng tiết, kia một đầu phiêu giật tóc dài, giờ phút này cũng bị đông lạnh trụ, một sợi một sợi, nhìn qua phá lệ trật vật, kiếm lâm thiên trong tay bảo kiếm, bởi vì đóng băng, tắc đứt từng khúc vỡ ra tới, ở kiếm lâm thiên đôi mắt giữa, mang theo một cổ hờ hứng, đó là đối đãi hết thảy coi thường, bao gồm sinh mệnh. Phiêu tuyết, không tồi nhất chiêu. Kiếm lâm thiên chậm rãi mở miệng, ở hắn nói chuyện thời điểm, trong miệng còn ra bên ngoài phun ra hàn khí bất quá, muốn giết ta, vẫn là không đủ cường. Trương huyền bốn người, đồng thời sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, như vậy cường đại nhất chiêu, thế nhưng vẫn là vô pháp giết chết kiếm lâm thiên, liền ở vừa mới trương huyền xuất kiếm kia trong nháy mắt, toàn len canh cảm giác thế gian này thời gian đều đã yên lặng, kia nhất kiếm uy lực, toàn len canh căn bản là không biết nên như thế nào đi hình dung. Nếu phóng hắn đối mặt này nhất kiếm, toàn len ken có khả năng nghĩ đến kết quả, chỉ có mất đi hai chữ, ở như vậy nhất kiếm hạ, lại vô khác khả năng. Nhưng hiện tại, này Kiếm Lâm Thiên, thế nhưng đem này nhất kiếm phá. Người kia nhất chiêu, có chút ý tứ, này đáng giá làm ta nghiêm túc đối đãi một chút. Kiếm Lâm Thiên trên người, phát ra màu trắng quang mang, trên người hắn xuất hiện nứt ra, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, Kiếm Lâm Thiên khóe miệng, gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, ta thực vui mừng, lúc này đây ra tới, có thể gặp phải một cái giống dạng đối thủ loại này đối thủ, có thể kích khởi ta ý chí chiến đấu, đương nhiên, tại đây lúc sau, hắn cũng phải chết, kế tiếp, chuẩn bị, nghênh đón tử vong đi. Bạch sắc quang mang, bao trùm kiếm lâm thiên hai mắt, kiếm lâm thiên trên người khí thế, tại đây một khắc, đột nhiên bò lên, chung quanh núi non băng tinh, đột nhiên toàn bộ chấn vỡ, hóa thành bột mịn, phiêu tán ở không trung trong thiên địa hàn ý, cũng tại đây một khắc, hoàn toàn biến mất, trở nên hoàn toàn lửa nóng lên một đạo kiếm mang bao trùm kiếm lâm thiên toàn thân, kiếm lâm thiên liền đứng ở này kiếm mang giữa. Trong phút chốc, trương huyền trên người xuất hiện vô số đạo thật nhỏ miệng vết thương, trên mặt, cánh tay thượng, trên người. Toàn len canh cùng tiểu hoa, cũng là như thế. Tà ám mắt lộ ra sợ hãi, liền phải chạy trốn, lại phát hiện chính mình liền động đều không thể nhúc nhích. Hắn ở thiêu đốt huyết mạch lực lượng, ta thần thanh âm giữa, tràn ngập nôn nóng, chạy mau. Không thể lưu, người căn bản không phải đối thủ của hắn thiêu đốt huyết mạch lúc sau hắn thần ý vô hạn tiếp cận bốn tầng loại này lực lượng hoàn toàn không phải hiện tại ngươi có thể chống lại chạy a à. tà thần nói trương huyền nghe vào trong tai hắn gắt gao cắn răng chống đỡ hiện tại không phải trương huyền không muốn làm ra phản ứng mà là căn bản là không thể tràn ngập ở trong không khí kiếm ý giống như nhà giam giống nhau đem trương huyền gắt gao phong tỏa lên đinh tại chỗ hiện tại trương huyền căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác, rốt cuộc, truy nguyên, Trương Huyền chỉ là một cái phú thần mà thôi. Vừa mới chiến đấu, đã làm Trương Huyền dùng hết toàn bộ lực lượng, muốn ở như vậy trạng thái hạ kiếm Lâm Thiên trong tay thoát đi, nói gì đơn giản. Người kiếm đâu, kiếm Lâm Thiên giống như một tôn thần chi, chậm rãi nổi lên trời cao, trên cao nhìn xuống nhìn Trương Huyền, ta có thể lại cho ngươi một lần suốt kiếm cơ hội. Trương Huyền cắn răng, hắn cả người cốt cách đều ở rung động, đây là đã chịu chung quanh trong không khí kiếm ý đẻ ép. Không chút nào Khoa Trương nói, hiện tại Trương Huyền còn có thể đủ đứng thẳng, kia đều là toàn dựa một cổ ý chí lực sở chống đỡ, có thể nhìn đến, Trương Huyền xương sống chỗ đã đã xảy ra biến hình, tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, khả năng căn bản không cần kiếm lâm thiên tự mình động thủ, chỉ là này tràn ngập ở trong không khí kiếm ý, là có thể đem Trương Huyền dập nát. Toàn len keng cùng tiểu hoa hai người, cũng lão còn không mang nổi mình ốc, không thể động đậy đã không biết có bao nhiêu năm, không ai có thể bước cho ta thức tỉnh huyết mạch. Kiếm lâm thiên mở ra hai tay, giống như muốn ôm khắp không chung, loại này cường đại cảm giác, ta thật là lâu lắm lâu lắm, không có cảm nhận được, hôm nay, là các ngươi vinh hạnh, có thể chết ở ta huyết mạch dưới, ta tưởng, các ngươi kiếp sau, cũng sẽ nhớ rõ ngày này, nhớ kỹ các ngươi sở đối mặt địch nhân, ta kêu kiếm lâm thiên. Số tòa núi cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở núi lớn bay lên trong quá trình, đã bị kia tràn ngập ở trong không khí kiếm ý thức thành cự kiếm hình dạng, từ núi lớn sở hình thành cự kiếm, chỉ là xem, đều cho người ta một loại vô lực hít thở không thông cảm. Trương huyền đám người dưới chân mặt đất ở mãnh liệt, ánh trăng bị hoàn toàn che giấu, thiên địa tại đây một mảnh trở nên một mảnh đen nhánh, tại đây đen nhánh thiên địa chung, chỉ có kiếm lâm thiên giống như thần chi, trôi nổi với không chung, tại đây một khắc, hắn giống như trở thành thế giới này trung tâm. Các ngươi bốn cái, bao gồm còn có một con trốn tránh đang âm thầm lão thử, hôm nay là các ngươi vinh hạnh. Kiếm lâm thiên, thực sự có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, hắn quá cường, cường đến làm người vô pháp lý giải. Từ hoành vĩ đám người, chẳng sợ xem không hiểu trí tôn cấp bậc chiến đấu, nhưng cũng có thể nhìn ra, trương huyền bọn họ bốn cái, căn bản là không phải kiếm lâm thiên đối thủ, ngay cả vừa mới kia đóng băng vạn dặm cường đại chiêu thức đều không thể giết chết kiếm lâm thiên. Giờ phút này, ở kiếm lâm thiên uy thế hạ, trương huyền bọn họ bốn cái, tất cả đều mặt lộ vẻ gian nan, đau khổ chống đỡ. Chỉ còn hồn phách đồ vật, sớm nên biến mất trên thế giới này, vô luận là tà ám, vẫn là cái gì, đều không xứng tồn tại. Núi lớn hình thành cự kiếm, thống nhất phiêu phù ở kiếm lâm thiên phía sau, đương kiếm lâm thiên giọng nói rơi xuống sau, tổng cộng bốn đem cự kiếm, chạy về phía trương huyền bọn họ bốn cái. Cự kiếm ở ngoài, hỗn loạn màu trắng quang mang, đó là không chỗ nào không phá sắc nhọn chi khí, đến từ chính kiếm lâm thiên. Ta ám đôi mắt trừng lớn, đầy mặt dư tợn, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi kia cự đơn giản đã đến. Ta, toàn len keng mồm to thở hồn hển, hắn mặt đỏ lên, cánh tay gian nan thúc đẩy, tiểu hoa, đi mau. Toàn len keng muốn tiến đi tiểu hoa, nhưng hiện tại hắn, căn bản là làm không được, để lại cho toàn len keng thời gian, hữu hạn. Bốn đêm cự kiếm, đảo mắt liền đến bốn người phụ cận. Toàn len keng mập mạp thân hình tại đây một khắc đột phá hạn chế, vào tới tiểu hoa trước người, quay người ôm lấy tiểu hoa, dùng phía sau lưng đối mặt kia đủ để đem thiên thọc ra một cái lỗ thủng cự kiếm. Oanh! Đại địa, bụi mù nổi lên bốn phía, bốn đem cự kiếm, mệnh chung mục tiêu. Mặt đất bắt đầu ra nẻ mở ra, mấy điều khe hở, từ trương huyền bốn người sở trạm địa phương, bắt đầu hướng bốn phía kéo dài, vết nứt 10 mét, sâu không thấy đáy, vỏ quả đất đều ở phát sinh thay đổi. Từ hoành vĩ một chúng ngay cả đều không thể đứng vững, lại nơi xa, cũng bắt đầu lay động, phát sinh sụp xuống. Xem lôi cực chấn kiến trúc, tại đây loại mãnh liệt đại địa dưới, phát sinh lay động, sập, bụi mù nổi lên bốn phía. Ở cái này ban đêm, chẳng sợ khoảng cách lôi cực chấn mấy trăm km thành trấn đều rõ ràng cảm nhận được loại này chấn động. đương bụi mù biến mất, hết thảy đều phảng phất trần ai lạc định, trương huyền bọn họ nơi địa phương, bị đá vụn xếp thành một tòa tiểu sơn, ở vừa mới kia bốn đem cự kiếm dưới, chẳng sợ một tòa thành trấn đều sẽ ở khoảnh khắc chi gian bị hủy diệt, càng đừng nói, bốn cái phàm thai. Kiếm lâm thiên lập với không chung, coi thường phía dưới, hơi hơi mở miệng, lẩm bẩm nhìn dáng vẻ, cũng liền như thế, ta. Cái gì? Kiếm lâm thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân hình bay nhanh lui về phía sau. Chạy rất sao, một đạo thân ảnh, cơ hồ này đây thuấn di phương thức, xuất hiện ở kiếm lâm thiên trước người, một phen nắm kiếm lâm thiên yết hầu. Thiêu đốt huyết mạch kiếm lâm thiên, thế nhưng không hề có sức phản kháng đã bị đối phương khóa hầu. Nắm kiếm lâm thiên yết hầu tay, giống như tiểu tụy, kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Ngươi, sao có thể, lực lượng của ngươi, kiếm lâm thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, không có khả năng. Loại này lực lượng, không có khả năng thuộc về nơi này như thế nào liền cho phép ngươi trang bức nắm kiếm lâm thiên yết hầu đúng là trương huyền ngươi nói ta là lão thử vậy ngươi lại là cái thứ gì trương huyền thanh âm trở nên khàn khàn liền giống như lúc trước ở triệu gia khi giống nhau kiếm lâm thiên trong mắt màu trắng quang mang dần dần tiêu tán hắn chừng lớn đôi mắt sao có thể ta huyết mạch lực lượng thế nhưng thế nhưng bị áp xuống tới con kiến huyết mạch mà thôi rất mạnh sao trương huyền trên mặt treo hài hước các ngươi cái gọi là lực lược, bất quá là ta bố thí cho các ngươi mà thôi, làm ta nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi xứng sao. Ngươi, ngươi không phải hắn, ngươi là cái kia tàn hồn, không có khả năng, một sợi tàn hồn, không có khả năng có được như vậy khổng lồ năng lượng. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, kiếm lâm thiên không ngừng lắc đầu, phảng phất si ngốc giống nhau. Tàn hồn, trương huyền phát ra khinh thường tiếng cười, chẳng sợ chỉ là tàn hồn, ta cũng không phải ngươi có thể phỏng đoán. Kiếm lâm thiên gian nan nuốt khẩu nước bọt, ngươi, rốt cuộc là ai? Nhớ ký tên của ta, Trương Huyền khóe miệng mang cười, hôm nay, sẽ là ngươi vinh hạnh, ngô nãi thượng cổ tà thần, Chúc âm, thế gian này, duy nhất thần chi. Màu đỏ tươi hư ảnh xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, ước chừng có trăm trượng cao, liên tiếp thiên địa, kiếm lâm thiên anh linh, tại đây trăm trượng hư ảnh trước mặt, giống như trẻ con giống nhau nhỏ bé yếu ớt. Ta hy vọng ở kiếp sau. Người còn có thể nhớ rõ tên của ta. Trương Huyền đem vừa mới kiếm Lâm Thiên theo như lời nói, hoàn toàn lặp lại trở về. Đường này trăm trưởng hư ảnh xuất hiện nháy mắt, từ hoành vĩ đám người, cầm lòng không đậu quỳ xuống, đây là một loại đến từ chính tinh thần cùng linh hồn thượng nhiên áp, khó có thể chống cự. Không, 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 kiếm Lâm Thiên liên tiếp giống to ba cái không tự, ta sẽ không chết, người sát không xong ta, thế gian này, không ai có thể giết được rất ta, không. Kiếm Lâm Thiên huyết mạch chi lực lại lần nữa thiêu đốt, bạch sắc quang mang lại một lần tràn ngập toàn bộ đồng tử, lại là số tòa núi lớn liên tiếp rút khởi, bị tước thành cự kiếm bộ dáng, còn không chờ hoàn toàn hình thành, này đó núi lớn, liền hóa thành bột mịn, hoàn toàn tiêu tán. Làm bộ làm tịch, thế gian này, đâu ra thần chi, căn bản không thần. Kiếm lâm thiên trên người minh mông kiếm ý, hắn thân hình bạo lui, thoát ly trương huyền cánh tay, liền tính là có thần, ta kiếm lâm thiên, cũng chắc chắn chiếm hữu một cái thần vị. Ngươi giết không được ta, giết không được ta, ta kiếm lâm thiên, thế gian vô địch. Trăm trưởng kiếm mang trống giống hình thành, thẳng đến không trung kia màu đỏ tươi hư ảnh mà đi, dục muốn đem này nói hư ảnh chảm toái với thiên địa chi gian. Kiếm lâm thiên rất mạnh, hắn đồng dạng thực tự tin, hắn mang theo một cổ vô địch chiến ý, khẳng định thế gian này không ai có thể thắng hắn, ngày thường hắn, giống như chiếc tiên, một bộ bạch y, tiêu sái xuất trần. Lúc này kiếm lâm thiên, giống như nhập ma, vào được là kia bách chiến bách thắng chi ma, hắn mang theo vô địch chi thế, không sợ bất luận cái gì địch thủ. Trong thiên địa, trăm trượng hư ảnh múa may bàn tay, nắm lấy kia trăm trượng thần kiếm chi phong, theo sau nhẹ nhàng nhéo, trăm trượng thần kiếm hoàn toàn rách nát. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta không tin có thần, không tin. Kiếm lâm thiên giống như điên cuồng giống nhau, một phen, hai thanh, tam đem, bốn đem. Ước chừng chín đem trăm trượng thần kiếm lại lần nữa xuất hiện, chém về phía không trung hư ảnh. Đường này chín đem trăm trượng thần kiếm chảm đến kia hư ảnh trên người khi, lại lần nữa rách nát mở ra. Chết 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 chết. Kiếm lâm thiên trong miệng điên cuồng hét lên, trăm trượng thần kiếm hắn đã vô pháp ngưng tụ, vô số đạo kiếm mang xuất hiện, có lớn có bé, uy lực bất đồng, toàn bộ hướng hư ảnh chém tới, có thể nhìn đến, kiếm lâm thiên giờ phút này, cũng là tiêu hao thật lớn, hắn một người độc chiến bốn gã khống linh, lại phá kia phiêu tuyết kiếm ý thiêu đốt huyết mạch giờ phút này còn độc chiến tả thần thực lực của hắn quá khủng bố này đó là đỉnh cấp cao thủ chân chính cường đại chỗ con kiến mà thôi trương huyền trong miệng ra tiếng hư không về phía trước bước ra một bước chỉ là này một bước làm kiếm lâm thiên như bị búa tạ đánh ngực bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài máu tươi cuồng phun không chung vô số kiếm mang cũng tất cả tiêu tán trăm trượng màu đỏ tươi thân ảnh Liên tiếp thiên địa, cường đại như Kiếm Lâm Thiên, tại đây trăm trượng màu đỏ tươi thân ảnh trước mặt, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Kiếm Lâm Thiên máu tươi ói mửa, trong mắt toàn là kinh hãi. Này áp chế tính lực lượng, hình như là Đồ Đăng. Kiếm Lâm Thiên gian nan mở miệng, so với hắn chịu thương, hắn càng thêm khó có thể tiếp thu, là hiện tại suy đoán ra tới kết quả. Đối với địa tâm thế giới mà nói, Đồ Đăng tồn tại với truyền thuyết, khó có thể tưởng tượng con kiến tư duy chỉ có thể bị cực hạn tại đây. Trương Huyền thanh âm trầm thấp, nâng lên cánh tay, hư không ép xuống. Kiếm Lâm Thiên nơi chỗ, mặt đất tức khắc ao hám, kiếm lâm thiên lại là mấy khẩu máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chết đi, Trương Huyền duỗi tay một lóng tay, kiếm lâm thiên giữa mày chỗ xuất hiện một cái điểm đỏ. Kiếm Lâm Thiên một đôi mắt nhô lên, thẳng ngơ ngác nhìn phía trước, không còn có bất luận cái gì cảm tình sắc thái thuộc về kiếm lâm thiên kiếm mang hoàn toàn tiêu tán, kia tràn ngập ở không khí giữa kiếm ý, giờ phút này cũng sạch sành xanh vô tung. Thuộc về kiếm lâm thiên hơi thở, triệt triệt để để, biến mất. Trương huyền quay đầu lại, nhìn về phía kia một đống đá vụn, ra tiếng nói, tiểu gia hỏa, thân thể này, tặng cho ngươi, hảo hảo nắm chắc. Trương huyền sau khi nói xong, thẳng đến không chung, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm giữa. Kia phiến đá vụn chung, Tạ ám đầu chui từ dưới đất lên mà ra, chậm rãi bay lên, theo sau phiêu hướng kiếm lâm thiên, không quá vài phút, liền thấy kiếm lâm thiên một lần nữa đứng lên, theo sau bước đi gian nan hướng đi một bên hố động giữa, thả người nhảy, biến mất ở hố động nội. Đá vụn quay cuồng, toàn len keng ôm tiểu hoa đi ra, tiểu hoa đã lâm vào hôn mê, toàn len keng cũng cả người là thương, hắn nhìn chầm chầm từ hoành vĩ một đám người, thấp giọng nói, mang ta đi chữa thương. Trên bầu trời, thật lớn màu đỏ tươi thân ảnh biến mất, hết thảy đều trần ai lạc định. Từ hoành vĩ đám người, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, vừa mới chiến đấu dị thường thảm thiết, nhưng bọn họ hiện tại lại cơ hồ hồi tưởng không đứng dậy cái gì, chỉ biết có trí cường giả chiến đấu, đến nỗi chiến đấu chi tiết, bọn họ không nhớ được. Từ hoành vĩ ôm quyền không người, theo sau mang đội, rời xa nơi này. Trước mặt mọi người người rời đi, nơi này lại trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ là sụp xuống núi non, vỡ ra đại địa, cùng đã tại động đất trung bị phá hủy lui cực chấn, nói cho mọi người, nơi này yên tĩnh, không có đơn giản như vậy, đại địa trước mắt vết thương, nếu từ trên cao quan sát, sẽ phát hiện, phiến đại địa này, giống như bị chiến hỏa nổ vang giống nhau, tràn ngập lớn lớn bé bé hố động cùng cái khe. Đường Thái Dương dâng lên, có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại đây đại chiến nơi trên không, đều là trí tôn, nhìn phía dưới vỡ ra đại địa, ba người trên mặt, đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Quá khủng bố, đây là ít nhất ba tầng thần ý sở tạo thành kiếm cốc kiếm lâm thiên ra tay nhưng kết quả rốt cuộc như thế nào đâu là ai cùng kiếm lâm thiên chiến thành như vậy có thể cảm nhận được trong không khí còn mang theo một cổ hàn ý nơi này đã từng bị đóng băng quá đơn giản là đại chiến đóng băng số tòa sơn mạch kiếm lâm thiên đối thủ cường hãn chỗ vô pháp tưởng tượng lôi cực chấn là hoàn toàn hủy hoại tà ám cũng đã biến mất sự tình phát triển vượt qua khống chế Hiện tại cần thiết đem chuyện này khấu ở cái kia Quang Minh Đảo trên đầu, bằng không không hảo hướng về phía trước mặt giải thích. Đi thôi, kiếm cốc lão gia hỏa kia đợi lát nữa liền phải tới, ta nhưng không nghĩ đối mặt cái kia bệnh tâm thần. Ba đạo chí tôn thân ảnh biến mất, liền ở ba đạo chí tôn thân ảnh sau khi biến mất 3 phút, một phen cổ đồng kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chát xuống đất mặt giữa, một người từ trên cao bay xuống, đơn chân điểm ở chuôi kiếm phía trên, người này là nữ tính nhìn qua hơn 30 tuổi tuổi tác, diện mạo bình thường, ánh mắt chi gian, tràn ngập một cổ lệ khí. Nữ nhân nhìn quét bốn phía, lẩm bẩm nói, bốn loại bất đồng kiếm ý, trong đó ba đạo, chưa bao giờ gặp qua, có thể cùng ta đổ kiếm lâm thiên chiến thành như vậy, là thật khó được, theo kiếm ý tìm đi xuống, hẳn là. Nữ nhân nói đến này, đột nhiên sửng sốt, nàng nhìn trước mắt, mày nhân lại, này lực lượng. Không đúng, này lực lượng mặt bình ta đổ lâm thiên kiếm ý đồ lâm thiên ở đâu? nữ nhân bàn tay mở ra, kia chát xuống đất mặt cổ đồng kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, rơi vào nữ nhân lòng bàn tay giữa. nữ nhân phía sau nơi xa, một tòa núi lớn bị nghiêng nghiêng chém eo, núi lớn từ giữa sườn núi chỗ nghiêng vỡ ra tới, chiều một bên chảy xuống mà đi. giờ này khắc này, từ hoành vĩ đám người đã rời xa cái này địa phương, nếu không tuyệt đối sẽ bị nữ nhân này nhận thấy được. dưới mặt đất chỗ sâu trong chiếm cứ kiếm lâm thiên thân thể tà ám, rõ ràng cảm giác được phía trên hơi thở, cuộn tròn ở một góc giữa, run bần bật. Đến nỗi trương huyền, hắn đã xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài một tòa sơn mạch giữa, ẩn thân với một chính mình sáng lập ra trong sơn động, một trận chiến này, có thể nói là trương huyền cuộc đời nhất thảm thiết một trận chiến, chẳng sợ lúc trước Lan Ni hai người đuổi giết, cũng không có làm trương huyền như thế thê thảm. Hiện tại, thuộc về kiếm lâm thiên kiếm mang, còn tàn lưu ở trương huyền trong cơ thể, không ngừng phá hư trương huyền trong cơ thể cơ năng, trương huyền xương sống cũng bị đè ép biến hình, tay phải hoàn toàn phế bỏ, ngực sụp đổ, cả người lỗ chân lông đều hướng ra ngoài thấm máu tươi, phá lệ khủng bố dọa người. Đầu tiên là mạnh mẽ ngưng tụ siêu cường bản diệt thế ma kiếm, lại là chịu tải tà thần áp lực, đối với trương huyền thân thể mà nói, đã sớm siêu phụ tải, nếu trương huyền chỉ là tầm thường phú thần, chỉ sợ thân thể đã sớm tại đây khổng lồ dưới áp lực hóa thành một bãi máu loáng diệt thế đổ lục đối thân thể cường đại cải tạo, mới làm Trương Huyền còn sống. Một đóa tràn ngập hắc bạch hồng tam sắc hoa sen, ở Trương Huyền trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, mắt thường có thể thấy được thiên địa linh khí bị hút vào hoa sen giữa, lại phản hồi đến Trương Huyền trên người, tu bổ Trương Huyền thương thế, chỉ là chân trước mới tu bổ tốt thương thế, sau lưng lại bởi vì tàn lưu ở Trương Huyền trong cơ thể kiếm ý, mà sử Trương Huyền làn ra thối giữa. Trương Huyền hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, an tĩnh nằm ở nơi đó. Thời gian từng ngày qua đi, đường đại chiến ngày thứ ba sau, về lôi cực trấn hoàn toàn hủy diệt tin tức, đã ở quanh thân truyền khai. Mà lúc này, từ hoành vĩ đám người, còn không dám vì tiện vào thành, bọn họ ở Bắc Hương thành chung quanh một chỗ núi non giữa ở xuống dưới. Bởi vì lôi cực trấn hủy diệt sự, hiện tại các đại thành trấn đều tra phi thường nghiêm, một khi có tân gương mặt vào thành, đều phải nghiêm khắc để ra nghi vấn, bọn họ liền tính tưởng vào thành, cũng không cơ hội, như vậy một số lớn người, khẳng định sẽ bị người theo dõi. Toàn len ken cùng tiểu hoa vẫn luôn đều ở tu dưỡng cùng điều chỉnh giữa, thật lâu cũng chưa lộ diện. Từ hoành vĩ, chúng ta rốt cuộc khi nào có thể vào thành A, hiện tại chúng ta đồ ăn đã càng ngày càng ít, nhiều nhất lại hai ngày thời gian, sở hữu vật tư liền phải tiêu hao xong, chúng ta căng không được bao lâu. Có người nôn nóng dò hỏi từ hoành vĩ. Từ hoành vĩ lắc lắc đầu, phải đợi trương ức thanh đại nhân. Chờ, ta nói từ hoành vĩ, người có phải hay không đương cầu đương quán. Ngô sư tỷ ra tiếng, hiện tại ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người, bị trói gô lên, chờ đợi trương huyền tới xử lý. chương 1459 gặp được người quen. Không tồi, nếu đều đã đến này, người còn muốn đi đám người, người kia hiển nhiên đã trước rời đi, người cảm thấy hắn sẽ đem chúng ta tánh mạng để ở trong lòng sao. Đồng dạng bị trói chặt triệu sư huynh mở miệng. Chính là A từ hoành vĩ, kia chính là trí tôn, ngươi không cần vọng tưởng lại đi theo trí tôn, hiện tại chúng ta đã chạy ra sinh thiên, đại gia nghĩ cách từng nhóm vào thành thật tốt. Một người nguyên lôi cực học viện học sinh mở miệng, triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ ở ngày đó lúc sau, liền cảm thấy không ổn, rõ ràng tất cả mọi người ở nhằm vào hai người bọn họ, liền tự do đều hạn chế, hai người bọn họ từ ngày đó bắt đầu, liền nghĩ đến phương pháp thoát thân, này ba ngày thời gian, hai người vẫn luôn đều tản tin tức, nói hai người bọn họ có bằng hữu ở Bắc Hương Thành, còn ở Bắc Học Viện có không thấp địa vị, này lập tức khiến cho rất nhiều nhân tâm động lên, làm cho từ hoành vĩ mặt không dám tỏ vẻ cái gì, nhưng ngầm nhưng vẫn đều hướng triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ hai người kỳ hảo. Hiện tại, đã tới rồi Bắc Hương Thành bên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, không hề yêu cầu từ hoành vĩ, cái này làm cho một ít người, lập tức liền chạm suốt thân tới, giúp triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ hai người nói chuyện. Từ hoành vĩ, có một số việc, làm làm bộ dáng là được, không cần thiết thượng cương thượng tuyến, đại gia về sau đều phải ở Bắc Hương thành sinh hoạt, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm người lưu một đường hảo. Mau, đem tiểu triệu cùng tiểu ngô cởi trói đi, mọi người đều là cùng nhau chạy trốn ra tới, nói đại điểm, đó chính là quá mệnh giao tình, như vậy đối đãi này không phải làm trò cười sao. Tới tới tới, ta cấp cởi trói, một người nói, liền đi lên trước tới, liền tính toán cởi bỏ dây thừng ta xem ai dám, từ hoành vĩ một bước tiến lên, trẻ ở ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người trước người, phía sau linh khí quay cuồng, hai người kia, cần thiết phải đợi trương ức thanh đại nhân trở về xử trí. Từ hoành vĩ phía sau, lập tức theo hơn 30 hào người. Từ hoành vĩ, người đầu óc không thành vấn đề đi. Một nam nhân trung niên chạm xuất thân tới, người luôn mồm trương ức thanh đại nhân, ở người khác trong lòng, người còn không biết là nào căn lông chim đâu. Tưởng liếm trí tôn, phiền toái người động điểm đầu óc hành sao. Từ hoành vĩ, ta khuyên ngươi phải cụ thể một chút đi, lui một vạn bước giảng, liền tính cái kia Trương ức thanh nhớ rõ ngươi, kia thì thế nào, ngươi đừng quên, cái này Trương ức thanh, chính là đã triệt triệt để để đắc tội kiếm cốc, hắn là trí tôn, nhưng đối với kiếm cốc tới nói, một cái trí tôn, lại tính cái gì? Ngươi đi theo cái kia Trương ức thanh, sớm muộn gì đến chính mình xui xẻo. Từ hoành vĩ, hơi chút mang điểm đầu óc đi từng đạo thanh âm vang lên, liền thấy, có 50 nhiều người, đứng ở từ hoành vĩ đối diện, hiển nhiên, những người này, đã tất cả đều bị ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người xúi dục hiện tại đi ra khốn cảnh, bắt đầu giúp hắn hai nói chuyện. Từ hoành vĩ nhìn trước mắt những người này, tức giận nói, các người có ý tứ gì? Nếu không có trương ức thanh đại nhân, các người những người này, đã sớm bị kiếm cốc chém. Từ hoành vĩ, người nhưng đừng náo loạn, kia trương ức thanh hiển nhiên là vì chính mình mạng sống, đừng nói cái gì hắn chuyên môn vì cứu chúng ta, loại này lời nói, ngươi vẫn là nói cho tiểu hài tử đi nghe đi. Không tôi, từ hoành vĩ, hiện tại mọi người đều an toàn, ta khuyên ngươi không cần nhà hỏa thượng thân, hiện tại nhưng không ai có thể bảo ngươi, ngươi phải biết rằng, nơi này ngưng khí cảnh, nhưng không ngừng ngươi một cái. Không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì ngươi lão bà hài tử tưởng đi, đắc tội tiểu ngô cùng tiểu triệu, ngươi cảm thấy các ngươi một nhà ba người. Có thể ở Bắc Hương thành hảo hảo sống sót sao? Từ Hoành Vĩ, thanh tỉnh một chút đi. Một người lại một người mở miệng, đồng thời, bọn họ cũng ở đối Từ Hoành Vĩ tạo áp lực. 50 người, nhiều người đối hơn 30 người, Từ Hoành Vĩ bên này hiển nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Đội ngũ giữa, còn thừa hơn 20 người, giờ phút này đứng ở một bên, còn thuộc về bàng quan một liệt, cũng không có làm ra lựa chọn. Từ Hoành Vĩ khẩn nhìn chằm chằm trước mắt những người này, lắc lắc đầu, không có khả năng Trương ức thanh đại nhân mang chúng ta tồn tại ra tới, ta từ hoành vĩ tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi trương ức thanh đại nhân sự, các ngươi nếu muốn này hai người, liền từ ta trên người bước qua đi. Từ hoành vĩ, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một người ngưng khí cảnh hét lớn một tiếng. Hai bên chi gian, không khí tức khắc trở nên khẩn trương lên. Lúc này, một đạo hét lớn một tiếng, đột nhiên vang lên. Ai ở bên trong, ra tới. Này một đạo tiếng quát, dọa từ hoành vĩ đám người nhảy dựng, bọn họ hiện tại tránh ở một cái sơn động giữa, căn bản không dám bị người phát hiện. Liền nghe, một trận dày đặc tiếng bước chân từ sơn động cửa động chỗ vang lên, hiển nhiên người tới không ít, từ hoành vĩ đám người tức khắc khẩn trương lên, tạm thời tính buông nội đấu, chiều sơn thâm nhập quan sát khẩu chỗ nhìn lại. Hơn 10 người thân xuyên học viện giáo phục người, xuất hiện ở từ hoành vĩ đám người tầm mắt giữa, những người này giáo phục thượng đều viết một cái bác tự, Đại biểu cho bọn họ là Bắc Học Viện Học Sinh. Bắc Học Viện dẫn đầu là một người phú thần lúc đầu lão sư, cũng coi như là Bắc Học Viện cao tầng. Từ lôi cực chấn xảy ra chuyện lúc sau, Học Viện mỗi ngày đều sẽ điều tra bốn phía để ngừa phát sinh cái gì bất chắc. Bắc Học Viện dẫn đầu lão sư tên là Trịnh Á Dương. Lúc này, Trịnh Á Dương nhìn quét sơn động giữa này một trăm nhiều hào người, lạnh lùng nói các ngươi là người phương nào. Tránh ở nơi này làm cái gì? Nói thuộc về phú thần kỳ cường đại uy thế từ trịnh Á Dương trên người phát ra mà ra, trong sơn động một trăm nhiều hào người đều không cấm rụt rụt cổ, không dám ra tiếng. Không nói đúng không, không nói liền giống nhau dựa theo loạn đảng xử lý, sát. Trịnh Á Dương dơ lên cánh tay, linh khí tung hoành. Lưu Sư Huynh, bị buộc chặt trụ ngô sư tỷ đột nhiên hô to một tiếng. Lưu Sư Huynh, là chúng ta a à, ta là Tiểu Triệu. Triệu Sư Huynh cũng phát ra hô to thanh, trong thanh âm mang theo một loại kinh hỉ. Bác học viện học sinh giữa, một người nhìn qua 23 đến 24 tuổi thanh niên lập tức chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, đương nhìn đến ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người khi, thân sắc sửng sốt, theo sau ngoài ý muốn nói, các ngươi hai cái như thế nào tại đây. Lưu sư huynh, ta cùng sư muội nguyên bản ra chấn chấp hành nhiệm vụ, kết quả gặp phải nhóm người này cường đạo, đem đôi ta bắt lên, nói muốn bắt chúng ta uy hiếp học viện, kết quả lôi cực chấn xảy ra chuyện, chúng ta vẫn luôn không thể quay về, đã bị bọn họ đưa tới này. Ngô sư tỷ lập tức mang lên khóc nước nở, này bộ lý do thoái thác, là nàng nguyên bản liền chuẩn bị tốt, ngô sư tỷ trong miệng ở Bắc Hương thành người quen, chính là tên này Lưu Sư Huynh, không nghĩ tới tại đây gặp, làm ngô sư tỷ nội tâm hô to chính mình vận khí tốt. Từ hoành vĩ vừa thấy này học viện đám người giữa thế nhưng có ngô sư tỷ người quen, sắc mặt lập tức liền khó coi đi xuống, những cái đó đứng ở từ hoành vĩ phía sau người, sắc mặt cũng đều khó coi. tương phản phía trước kỳ hảo ngô sư tỷ người tất cả đều là một bộ kinh nghỉ thần sắc quả thực cả gan làm loạn lưu sư huynh quát lên một tiếng lớn cường đạo cũng dám chói học viện học sinh ai cho các ngươi lá gan lưu sư huynh nói ngón tay một hoa buộc chặt ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người dây thường liền toàn bộ tách ra hai vị sư đệ sư muội không cần sợ hãi hiện tại có ta cho các ngươi làm chủ Lưu Sư Huynh lớn tiếng nói, đang nói chuyện khi, hắn ánh mắt vẫn luôn đều ở ngô sư tỷ trên người bồi hồi. chương 1460 Bắc Hương Thành Thiên Lưu Sư Huynh ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong miệng hét lớn, là ai to gan lớn mật, dám chói ta triệu sư để cùng ngô sư muội Học viện đại nhân, là bọn họ, trong đám người, một người nguyên bản thuộc về trung lập người, lập tức rỗi tay chỉ hướng về phía tử hoành vĩ đám người. Hiện tại thế cục có thể nói trong sáng, trung lập người lựa chọn đứng thành hàng, rất có thể lại không chạm, vậy ra vấn đề. Từ hoành vĩ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ hai người trên mặt, tác lộ ra tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Lưu sư huynh đi nhanh tiến lên, đánh giá từ hoành vĩ, hừ lạnh nói, kẻ hèn một cái ngưng khí cảnh, cũng dám đối học viện người động thủ, hiện tại cường đạo, đều bành trướng đến loại trình độ này sao. Từ hoành vĩ hít sâu một hơi, ra tiếng nói, trước nói mình một chút, ta không phải cường đạo, mà đối với người này hai sư huynh muội động thủ, là bởi vì hai người bọn họ chọc tới không nên dây vào người. Không nên dây vào người, lưu sư huynh trên mặt xuất hiện nhìn ngấm tươi cười, người nói cho ta nói, chúng ta học viện người, chọc tới không nên dây vào người. Có ý tứ, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, cái gì kêu chọc tới không nên dây vào người, ai có như vậy đại bản lĩnh, dám được xưng là không nên dây vào người, ta họ lưu, hôm nay càng muốn chọc chọc xem, người cảm thấy hành sao. Lưu Sư Huynh nói xong lời này, phía sau bác học viện bọn học sinh, toàn bộ phát ra một trận tiếng cười to. Mang đội trịnh Á Dương cũng đầy mặt ý cười, này lôi cực chấn chung quanh cường đạo nhưng thật ra rất có điểm ý tứ A, người nói không nên dây vào người, là cái gì cấp bậc. Ngưng khí hậu kỳ, vẫn là phú thần lúc đầu, hoặc là lại khoa trương một chút, phú thần trung kỳ. Từ hoành vĩ khẽ lắc đầu. Được rồi, đừng cùng ta tại đây nhiều lời. Lưu sư huynh sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lớn nói, ngươi trói lại ta sư đệ sư muội, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, hiện tại quỳ xuống, cho ta sư đệ sư muội khái mấy cái vang đầu, ta còn có thể suy xét tha cho ngươi một người, hoặc là, ta làm thịt ngươi, chính ngươi lựa chọn. Lưu sư huynh thanh âm rơi xuống, kia bác học viện còn lại người cũng tất cả đều xông tới, sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm từ hoành vĩ đám người. Các vị học viện đại nhân, các ngươi hiểu lầm, từ hoành vĩ hắn cũng chỉ là chịu người sai xử A. Còn có trung lập người ra tiếng, bọn họ là bị từ hoành vĩ mang ra tới, hiện tại nhìn đến từ hoành vĩ rơi vào như thế khốn cảnh, không đành lòng, ra tiếng giúp từ hoành vĩ nói chuyện, người kia, từ hoành vĩ đắc tội không nổi, các người muốn trách, nhưng ngàn vạn không nên quái đến từ hoành vĩ trên người A. Chê cười, lưu sư huynh cười lạnh một tiếng, sai xử người của hắn đắc tội không nổi, chẳng lẽ, chúng ta bác học viện, các ngươi là có thể đắc tội đã dậy chưa? Trịnh Á Dương cũng có chút khó chịu, lộ ra bất mãn thần sắc, sở tản mát ra uy thế, lại lần nữa tăng thêm. Từ hoành vĩ hít sâu một hơi, ra tiếng nói, các vị bác học viện đại nhân, hôm nay, họ ngô cùng họ chịu, đi không được. Ngươi làm càn, lưu sư huynh dơ lên cánh tay, một cái tát liền chiều từ hoành vĩ trên mặt rút đi. Ta xem là ngươi làm càn, một tiếng giống to, từ từ hoành vĩ phía sau vang lên liền thấy từ hoành vĩ phía sau đột nhiên vươn một chân một chân đem lưu sư huynh đá bay ra đi úc đào đứng ở từ hoành vĩ trước người mắt lạnh nhìn bị đá phiên trên mặt đất lưu sư huynh lưu sư huynh đột nhiên từ trên mặt đất bỏ dậy gắt gao nhìn chằm chằm úc đào hét lớn ngươi là cái thứ gì dám đụng đến ta úc đào đem ánh mắt phóng tới trịnh á dương trên người chậm rãi ra tiếng nói mấy ngày không thấy bác học viện người đã cuồng vọng đến loại trình độ này sao nhìn dáng vẻ, mông gia sự, cũng không có cho các người này đó học viện trường trí như A. À. Nghe nhắc tới mông gia, trịnh Á Dương sắc mặt biến đổi, ngươi là ai? Ngươi xác định ngươi muốn biết ta là ai? Úc Đào hỏi lại, theo sau đem một bàn tay phóng tới sau eo chỗ. Úc Đào này đơn giản một động tác, làm trịnh Á Dương đồng từ một trận co rút lại, chẳng sợ hắn có thể nhìn ra người này bất quá là cái ngưng khí đỉnh núi, thực lực xa nhược với chính mình. Nhưng như cũ trong lòng tràn ngập sợ hãi, bởi vì, ở Bắc Hương Thành, có như vậy một cái thế lực, là học viện, vô luận như thế nào cũng đắc tội không nổi, tuy rằng cái kia thế lực, lúc này tại ngoại giới bình luận hạ cũng không dễ chịu, nhưng thực lực của đối phương, cũng sẽ không bị hao tổn. Lão tử quản ngươi là ai? Lưu sư huynh thẹn quá thành giận, hoàn toàn không chú ý tới chính mình đạo sư thần sắc biến hóa, hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ khí xoáy tụ, nhằm phía Úc Đào. Úc Đào hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, Hoàng Miệt, xuất hiện đi. Úc đào thanh âm rơi xuống, một con tử khí ngưng tụ mà thành bàn tay to, từ cửa động chỗ duỗi tiến vào, một tay đem bạo nộ lưu sư huynh niết ở trong tay, mà nguyên bản thực lực mạnh nhất trịnh Á Dương, lại là bởi vì này chỉ bàn tay to xuất hiện, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, tưởng chạm đều đứng dậy không nổi. Người mặc bình thường hoàng miện chậm gì gì từ cửa động đi đến. Làm bác hương thành nhân vật phong vân, có thể nói, không có người không quen biết Hoàng Miện, đặc biệt là gần đoạn thời gian, bởi vì Quang Minh đảo xuất hiện, Hoàng Miện địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Hoàng Miện đi đến, xuất hiện ở lưu sư huynh đám người tầm mắt giữa. Trịnh Á Dương Nguyên bản liền có chút hoài nghi sự, bởi vì Hoàng Miện xuất hiện, hoàn toàn xác minh, hắn sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vô cùng. Ta nói, đã để lại cho các người sống sót cơ hội, các người còn một hai phải tìm đường chết, Ta quang minh đảo quy củ, người hẳn là sẽ không không biết đi. Hoàng miện quét mắt quỳ dạp trên mặt đất trịnh Á Dương. Trịnh Á Dương đầy mặt sợ hãi. Một hai phải thử ta quang minh đảo điểm mấu chốt, các người đây là muốn muốn chết ha. Hoàng miện hơi hơi lắc lắc đầu, thở dài. Quang minh đảo. Trong sơn động người, nghe được hoàng miện trong miệng này ba chữ, toàn thân thể chấn động. Bọn họ tuy rằng ở lui cực chấn, nhưng đồng dạng nghe nói quang minh đảo uy danh, ở bọn họ trong mắt. Quang Minh Đảo là cái cường đại tà ác tổ chức, cường đại đến có thể làm vạn vùng núi nữ chiến thần trịnh trọng đối đãi, mà tà ác chính là lôi cực chấn tà ám, chính là Quang Minh Đảo thả ra. Từ hoành vĩ nuốt khẩu nước bọt, nhìn về phía Úc Đào. Úc Đào nhẹ nhàng gật gật đầu, bằng không, ngươi cho rằng Trương ức thanh đại nhân là cái gì thân phận. Được đến Úc Đào khẳng định trả lời, từ hoành vĩ hít sâu một hơi, không có ra tiếng. Các vị khả năng vừa tới Bắc Hương Thành, có một số việc, còn không biết. Hoàng Nguyện ngẩng đầu, nhìn quét trong sơn động người, cười lớn một tiếng, có cái quy củ, đến nói cho đại gia, tại đây Bắc Hương Thành, chỉ có một thiên, đó chính là Quang Minh Đảo, cái gọi là Tam Đại Học Viện, là sống ở thiên dưới, thực không vừa khéo chính là, các người có một số người, đã đắc tội này Bắc Hương Thành Thiên, cho nên, các người muốn chết ở Bắc Hương Thành chung quanh. Đương Hoàng Nguyện tiếng nói vừa dứt, Lưu Sư Huynh, Trịnh Á Dương chờ Bắc Học Viện Thành Viên, thân thể bỗng nhiên bạo toái, hóa thành một đoàn huyết vụ, phi thường đột ngột, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Một ít người nhát gan, đương trường sợ tới mức kêu ra tiếng tới. Ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, những cái đó đứng ở ngô sư tỷ bên này người, cùng với vừa mới tuyển minh đứng thành hàng, giúp ngô sư tỷ nói chuyện trung lập thành viên, giờ phút này tất cả đều mặt xám như cho tàn. Trường 1461 hai loại lựa chọn. Từ hoành vĩ đám người, một lòng thình thịch thình thịch nhảy cái không ngừng. Trận này thượng thế cục biến hóa, làm cho bọn họ so ngồi tàu lượn siêu tốc còn muốn kích thích. Hoàng Nguyện không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, úc đào, không lãng phí thời gian, tạp cá đều giải quyết một chút, còn lại người, mang vào thành đi, đại nhân đi đâu. Đại nhân sự không nên ngươi hỏi, Úc Đào trực tiếp ra tiếng quát lớn. Hoàng Nguyện không dám có một chút bất mãn, chỉ là gật đầu, theo sau lại lần nữa phất tay, phía trước những cái đó đứng ở từ hoành vĩ đối diện người, cũng tất cả đều bạo thành huyết vụ, trong nháy mắt, chỉ còn những cái đó đứng ở từ hoành vĩ bên này người còn sống, hơn nữa vừa mới trung lập đứng thành hàng giúp từ hoành vĩ nói chuyện, 100 nhiều người đội ngũ, chỉ còn hơn 40 người. Triệu sư huynh cùng ngô sư tỷ hai người sợ tới mức run bần bật, chân chạm mặt đất ướt nhẹp, đã là đái trong quần. Mà kia lâm vĩnh hâm, vẫn luôn đều đứng ở từ hoành vĩ bên này, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, thần sắc hờ hững nhìn ngô sư tỷ hai người. Đem hai người bọn họ tước thành nhân côn, ném vào bể tự hoại đi. Úc đào vung tay lên, quyết định ngô sư tỷ cùng triệu sư huynh hai người vận mệnh. Ngô sư tỷ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một đầu liền tài đi xuống, triệu sư huynh sợ tới mức đại não trống rỗng. Ở Hoàng Miện dẫn dắt hạ, này hơn 40 người đội ngũ, không hề trở ngại vào thành, bị giàn xếp xuống dưới. Lôi cực chấn sự, làm chung quanh rất nhiều thành chấn, đều xuất hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân dung chuyển, so với ngoại giới thành trấn dung chuyển, Bắc Hương thành biến hóa cũng không có bao lớn, thậm chí tất cả mọi người ở chửi rủa Quang Minh đảo, ở Bắc Hương thành cũng không có bao nhiêu người đi ra tiếng chửi bới. Ở Bắc Hương thành cư dân trong ấn tượng, Quang Minh đảo cũng không có làm cái gì ác sự, ngược lại vẫn là giải quyết Bắc Hương thành một ít ác nhân, giải quyết Bắc Hương thành chung quanh cường đạo sự, quan trọng nhất chính là, ở này đó cư dân giữa, rất có thể ngươi nhìn thấy một cái học viện học sinh một cái phía chính phủ thành viên, một cái bác sĩ, hoặc là một cái may vá, đều là quang minh đảo thành viên. Liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, bác Hương Thành như cũ một mảnh bình tĩnh. Toàn len canh cùng tiểu hoa cũng đã thức tỉnh, đường Úc Đào nói cho Hoàng Miệt, hai vị này đều là trí tôn khi, Hoàng Miệt kinh miệng đều khép không được, ngày thường khó gặp trí tôn, ở quang minh đảo, liền cùng người thường dường như, mỗi cách mấy ngày, liền toát ra tới như vậy một cái mà đại chiến sau vẫn luôn ở núi sâu trung dưỡng thương trương huyền, cũng ở tu dưỡng suốt 10 ngày sau, đi ra sơn động, hắn thân thể ngoại nhìn qua đã không có trở ngại, biến hình xương sống đã khôi phục, cánh tay thượng thương cũng đã phục hồi như cũ, chỉ là có chút nội thương còn tồn lưu trong cơ thể, một chốc giải quyết không được. Một cái có được tam từng thần ý khống linh cao thủ sở tạo thành bị thương, nếu là tầm thường phú thần, đã sớm đã chết, tu luyện diệt thế đổ lục trương huyền, đang không ngừng trong chiến đấu cường đại tự mình hắn đã không thể dùng bình thường phú thần tới cân nhắc. Tiểu tử, người nếu thanh tỉnh, ta đây cứ yên tâm đi ngủ, người kia kiếm ý quá đáng sợ, bị thương ta linh, chỉ sợ ngắn ngủi thời gian nội ta vô pháp thức tỉnh, ta phải nhắc nhở người chính là, trong thiên địa, cường giả quá nhiều, người cố nhiên có một viên không sợ chiến tâm, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, có đôi khi chạy trốn, đều không phải là yếu đuối biểu hiện. Ta thần thanh âm, dần dần suy nhược, đương nói xong lời cuối cùng một chữ khi, đã trở nên giống như tiếng mũi giống nhau, có thể thấy được hắn đích xác cũng đã đến cực hạn. Trương Huyền hít sâu một hơi, cùng kiếm Lâm Thiên một trận chiến, cũng làm hắn cảm xúc rất nhiều, cũng làm hắn minh bạch, khống linh chi gian mạnh yếu chi phân, khó trách lúc trước võ đế một người, là có thể áp chế Lam Vân Tiêu cùng cổ hầu, chỉ sợ võ đế cũng là có ba tầng thần ý cao thủ đi. Trương Huyền hất hất đầu, không thèm nghĩ mấy thứ này, nhận một cái phương vị, liền hướng Bắc Hương Thành mà đi. Một ngày sau, Trương Huyền trở lại Bắc Hương Thành. Vào thành trước tiên, Trương Huyền liền liên hệ Hoàng Miện, về từ hoành vĩ đám người sự Úc Đào đã dùng máy truyền tin cùng Trương Huyền hội báo qua, biết được từ hoành vĩ đám người đã bị giàn xếp hảo lúc sau, Trương Huyền cũng không có sốt ruột đi quấy giày bọn họ, hiện tại từ hoành vĩ bọn họ còn cần một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ. Úc Đào cũng nói cho Trương Huyền về ngô sư tỷ hai người xử lý phương thức, Trương Huyền cũng không để ý, loại người này, trong mắt hắn, cùng con kiến vô nhị, Hiện tại để cho Trương Huyền để ý là về ngoại giới đối quang minh đảo đánh giá. Ở rất nhiều thành trấn trong miệng đã phát ra khẳng định tiếng động nói lôi cực chấn là bị quang minh đảo sở hủy, lôi cực chấn tả ám cũng là từ quang minh đảo thả ra. Đương nhiên, từ hoành vĩ lúc trước đối Trương Huyền hứa hẹn, cũng ở thực hiện, hắn phát biểu thanh minh, phát ra một ít ở lôi cực chấn khi chụp đến ảnh chụp. Trên ảnh chụp có có thể nhìn đến về nhóm đầu tiên càn quét tìm tòi đội ngàn nhận viện tiêu chí cũng có hậu mặt kiếm cốc thành viên tiêu chí, cũng thuyết minh, chân chính tiêu diệt lôi cực chấn, là ngàn nhận viện cùng kiếm cốc. Từ hoành vĩ cách nói, lập tức khiến cho rất nhiều người hiểu chuyện chú ý, trong lúc nhất thời, trên mạng các loại cách nói đều có, nhất suy trì quang minh đảo ngôn luận, đều là từ Bắc Hương thành phát ra. Hạo thuyền khách sạn, một gian tư nhân phòng họp chung, Trương Huyền, Hoàng Miện, còn có y bảo dụ ba người, ngồi ở cùng nhau. Hoàng Miện bậc lửa một cây thuốc lá, hít sâu một hơi, Gia tiếng nói, đại nhân, hiện tại hiển nhiên là mặt trên ở đối phó chúng ta, nhưng ta tưởng không rõ, bọn họ đơn thuần chỉ là tưởng hư thanh danh của chúng ta, liền lấy ra một cái lôi cực chấn, này đại giới, không khỏi có chút quá lớn. Trương huyền mắt lộ ra trầm tư, duỗi tay không ngừng gõ mặt bàn, nhìn mắt y bảo dụ, mở miệng nói, nói một chút đi, mấy ngày nay ngươi nghe được cái gì? Y bảo dụ gật gật đầu, theo sau ra tiếng, đại nhân, ta nghe được, lúc này đây, lôi cực chấn hủy diệt tà ám xuất hiện kỳ thật đều không phải là là bởi vì kia mỏ than gây ra lôi cực chấn phía dưới giống như có thứ gì muốn khai quật thứ này thực tà yêu cầu mấy vạn người huyết làm tế phẩm tới mở ra có người muốn thứ này liền lấy ra toàn bộ lôi cực chấn chúng ta quang minh đảo bất quá là bị người đẩy đến bên ngoài thượng lấy cớ mà thôi hoàng miệng cả kinh trừng lớn đôi mắt nhìn y bảo dụ trương huyền hỏi này tin tức vài phần thật Tám phần, y bảo dụ kiên định nói. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, kia việc này, liền nói thông, kiếm cốc cùng ngàn nhận viện đều tham dự chuyện này, kế tiếp sự tình, hai người có cái gì kiến nghị sao? Hoàng miện ra tiếng, ta cho rằng trước ẩn nhẫn hảo, đại nhân, chúng ta quật khởi quá mức nhanh chóng, thậm chí có năm đó thần thánh thiên quốc quật khởi khi bóng dáng, đã làm người theo dõi, bọn họ sẽ không cho phép trên thế giới này xuất hiện cái thứ hai thần thánh thiên quốc. Người đâu, Trương Huyền lại nhìn về phía Y Bảo Dụ. Y Bảo Dụ hít sâu một hơi, ta cho rằng, có thể đánh, muốn quật khởi, không thể sợ đầu sợ đuôi, hiện tại là vạn vùng núi thế cục nhất loạn thời điểm, nếu chúng ta lựa chọn ẩn nhẫn, một khi chờ thế cục hòa hoãn xuống dưới, những người đó mới là thật sự có cơ hội đằng ra tay đối phó chúng ta, hiện tại có Hoành Sơn Bảy Thái Bảo làm dối, lôi cực chấn lại có cái gì muốn khai quật, là chúng ta cơ hội. chương 1462 Nữ Chiến Thần Phó Quan Trương Huyền nghe Hoàng Miện cùng y bảo dụ hai người nói, hơi hơi mỉm cười, nhẫn, là khẳng định không thể nhẫn, nhưng đánh, cũng không phải hiện tại đánh, hiện giờ bọn họ vì kia kiện sắp khai quật đồ vật, có thể hiến tế toàn bộ lôi cực chấn, thuyết minh bọn họ đối kia đồ vật coi trọng trình độ, lúc này đúng là mẫn cảm thời điểm, nếu chúng ta hiện tại xuất đầu, sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt, thứ này, tất nhiên không ngừng một phương nhìn chằm chằm, chúng ta phải làm, là làm dối. Này vạn vùng núi càng loạn, đối với chúng ta mà nói, càng có lợi. Trương Huyền lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Hoàng Miện, người tiếp tục mở rộng toàn bộ quang minh đảo cơ sở thế lực, không riêng gì Bắc Hương Thành, khác thành trấn cũng muốn dần dần thẩm thấu đi vào, y bảo dụ, người tiếp tục cùng với dư thành trấn cao tầng tiếp xúc, tốt nhất có thể ở đại khu cho ta đã thông một cái nói ra tới, ta quá đoạn thời gian, sẽ đi qua một chuyến. Minh Bạch, Hoàng Miện cùng y bảo dụ hai người chăm miệng một lời, theo sau đứng dậy, từng người đi vội chính mình sự trương huyền mở ra máy truyền tin về toàn bộ vạn sơn đại khu đại sự toàn bộ đều có thể tra được lôi cực chấn hủy diệt trong khoảng thời gian này vạn vùng núi càng thêm loạn hoành sơn bảy thái bảo lui tới thường xuyên không ngừng một lần va chạm đại khu chủ thành cùng vạn vùng núi nữ chiến thần phát sinh mấy lần va chạm hai bên đánh đến kịch liệt cứ nghe đã có chí tôn trọng thương trương huyền dọn sạch gần nhất xuất hiện tin tức hơi hơi mỉm cười người nọ cũng nên tới đi, nữ chiến thần phó quan, có điểm ý tứ. Trương Huyền đứng dậy, rời đi này gian tư nhân phòng họp, ở Hạo thuyền khách sạn tư nhân phòng tiếp khách nội, một người 27 đến 28 tuổi nữ nhân đang ngồi ở nơi này, nữ nhân thân xuyên đại khu chiến đấu phục, phía sau có một phen cương đao, tóc ngắn, da thịt tiểu mạch sắc, anh khí 10 phần. Trương Huyền đi vào phòng tiếp khách nội, nhìn về phía này tóc ngắn nữ nhân, cười nói, không nghĩ tới, nữ chiến thần phó quan như vậy tuổi trẻ nữ nhân nhìn thấy trương huyền sau hơi hơi sửng sốt theo sau ra tiếng ta cũng không nghĩ tới này quang minh đảo người đại lý lại là như vậy tuổi trẻ nhìn dáng vẻ quang minh đảo nhân tài đông đúc khó trách muốn mang mặt nạ đây là sợ bị người khác đố kỵ đi trương huyền thực tự nhiên ngồi ở nữ nhân đối diện ra tiếng nói phó quan đại nhân giống như thực ngoài ý muốn a à. ta ngoài ý muốn chính là vẫn luôn mang mặt nạ người thế nhưng lấy thật diện mạo kỳ người này hẳn là ngươi trước mặt ngoại nhân tháo xuống mặt nạ đi. Nữ nhân cười nói, trên mặt tràn ngập tự tin. Trương Huyền khẽ lắc đầu, cũng không phải, chỉ là phía trước người đều đã chết. Nga, nữ nhân khóe miệng ngầm tươi cười, kia nhìn dáng vẻ, ta cũng nguy hiểm. Cũng không sẽ, ta luôn luôn kính trọng nữ chiến thần, nàng phó quan, tự nhiên cũng là ta kính trọng đối tượng. Trương Huyền chủ động vươn tay, tự giới thiệu một chút, Trương ức thanh. Nhớ thanh, Phó quan không cấm nhìn nhiều mắt Trương Huyền, theo sau đồng dạng duỗi tay, Tưởng Nguyên. Trương Huyền dựa vào ghế dựa thượng, mở miệng nói, "Tưởng Nguyên đại nhân, không biết ngươi lần này tiến đến, cái gọi là chuyện gì đâu?" "Theo ta được biết, hiện tại chủ thành chiến sự căng thẳng, Hoành Sơn bảy thái bảo nháo đến càng ngày càng lợi hại, làm phó quan, nhiệm vụ của ngươi hẳn là thực nặng nề đi." Tưởng Nguyên đáp lại, quang minh đảo ngang trời xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn, liền nhất thống Bắc Hương thành quanh thân cường đạo hiện giờ Bắc Hương thành quanh thân, một mảnh an bình, làm các đại thành trấn hâm mộ, nhà ta đại nhân cũng có nghe nói, đặc mệnh ta tiến đến, bái kiến quang minh đảo sứ giả. Nga, Trương Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ta nghe nói, hiện tại về lôi cực trấn sự, là từ nhà ngươi đại nhân một tay vụ oan đến chúng ta quang minh đảo, này làm sao tới coi trọng vừa nói đâu. Tin đồn nhảm nhí thôi, tưởng nguyên tựa hồ đã sớm nghĩ đến Trương Huyền sẽ nói như vậy, có chút thời điểm, có chút ngôn luận, thân bất do kỳ đại nhân một lòng đặt ở đối kháng cường đạo mặt trên cũng không để ý này đó tin đồn nhảm nhí trương ức thanh tiên sinh hẳn là nghe nói qua lời đồn đãi ngăn với trí giả về ngoại giới đồn đãi nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đúng không ha ha trương huyền cười lớn một tiếng hảo một cái nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí nếu chỉ là tin đồn nhảm nhí như vậy trương mẫu nhân tâm cũng liền thoải mái rất nhiều chỉ là không biết lấy nữ chiến thần này phiên cao quý thân phận tới tìm ta bực này nhân vật, có thể có chuyện gì đâu. Tưởng Nguyên che miệng, trương ức thanh tiên sinh thật đúng là có thể nói, hiện tại Quang Minh Đảo, ở toàn bộ vạn sơn đại khu, đều đại danh đỉnh đỉnh, vài tên trí tôn cường giả ra tay, như vậy thực lực, đặt ở toàn bộ vạn sơn đại khu, cũng không nhiều ít thế lực có thể làm được, nhà ta đại nhân, muốn cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng đối phó hoành sơn bảy thái bảo. Trương Huyền khẽ lắc đầu, nữ chiến thần cũng quá để mắt chúng ta, chúng ta Quang Minh Đảo, giờ này khác này, tự bảo vệ mình đều khó, càng không cần để đi đối mặt càng cường đại hơn đối thủ, kia hoành sơn bảy thái bảo, lấy bảy người thực lực, là có thể quấy toàn bộ vạn vùng núi phong vân kích động, ít nhất đều là mau đạt tới ba tầng thần ý tuyệt đỉnh cao thủ đi, loại này đối thủ, ta quang minh đảo, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Trương Tiên Sinh cũng quá mức khiêm tốn, nơi này, là nhà ta đại nhân tự tay viết thư tín, cố ý thanh minh, từ quang minh đảo xứ giả thân khải, bên trong có hợp tác cụ thể chi tiết, Trương Tiên Sinh có thể nhiều nhìn xem, tưởng nguyên liền trước không quấy dày Trương Tiên Sinh, hy vọng Trương Tiên Sinh có thể mau chóng cho đáp lại, nhà của chúng ta đại nhân sẽ ở chủ thành, chờ đợi quang minh đảo chư vị đại nhân đại giá quang lâm. Tưởng nguyên nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Trương Huyền nhìn tưởng nguyên giao cho trong tay, này đối lập với địa tâm văn minh có thể nói phục cổ thư tín, hít sâu một hơi, đem phong thư mở ra. Một chỉnh trương phong thư, mặt trên viết rậm rạp, chữ viết thanh tú, đúng là lâm thanh hạm tự tay viết tự, mà này một phong thơ kiện, chính là viết cấp Trương Huyền. Nhìn đến thư tín nội dung, Trương Huyền trên mặt không cấm treo lên một mặt mỉm cười, nhưng theo đọc, Trương Huyền mày dần dần nhăn lại, theo sau càng ngày càng gấp, đương nhìn đến cuối cùng khi, kia thư tín chỗ ngoặt chỗ, đã bị Trương Huyền dùng ngón tay xoa toái, này hoàn toàn là vô ý thức động tác, có thể thấy được này thư tín nội dung, đối Trương Huyền tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trương Huyền hít sâu một hơi, bình phục trong lòng tâm tình, hắn cuối cùng minh bạch, Lâm Thanh Hạm vì sao vẫn luôn đều ám chỉ chính mình thành lập quang minh đảo, cũng minh bạch, Lâm Thanh Hạm vì sao đột nhiên liền trở thành này vạn vùng núi nữ chiến thần, tại đây địa tâm thế giới, xa không có tưởng tượng giữa đơn giản như vậy. Trương Huyền trong tay ngưng tụ linh khí, trong tay thừa tín nháy mắt hóa thành bột mịn. Trương Huyền đứng dậy, trực tiếp đi ra hạo thuyền khách sạn, rốt cuộc không đi để ý tới Lâm Thanh Hạm phó quan tưởng nguyên. Trương Huyền đi ra khách sạn Đại Môn, bắt thông Úc đào máy truyền tin, hỏi trước Thanh Từ Hoành Vĩ đang ở nơi nào, theo sau liên lạc Hoàng Miện, làm Hoàng Miện thông chi Bắc Hương thành Tam Đại học viện người phụ trách, tiến đến tìm chính mình. Từ Hoành Vĩ đi vào Bắc Hương thành sau, thực mau liền yên ổn xuống dưới, dựa theo Từ Hoành Vĩ yêu cầu, Úc đào cấp Từ Hoành Vĩ tìm một phần vững vàng yên ổn công tác, tuy rằng bình thường, nhưng đối với muốn chiếu cố gia thất Từ Hoành Vĩ tới nói, lại thích hợp bất quá, chỉ là ở chỗ này, từ hoành vĩ gặp một cái hắn không muốn nhìn thấy người, hắn lão bà chồng trước. Một cái bình thường cư dân khu nhà phố nội, từ hoành vĩ một nhà ba người bị người chắn ở một cái đường tắt giữa, cầm đầu người, hơn 40 tuổi, đầy người mùi rượu, tên là Tôn Học, là từ hoành vĩ ái nhân chồng trước. Người cái đổ đê tiện, lúc trước ném xuống lão tử liền chạy, lão tử còn tưởng rằng ngươi tìm cái ra ra giữa người đâu, kết quả hiện tại hỗn đến còn không bằng lão tử sao. Này còn ôm một cái tiện loại, tôn học hung tận nhìn chằm chằm từ hoành vi ái nhân. Ở tôn học phía sau, còn mang theo mười mấy cái giúp đỡ. Từ hoành vi ái nhân nhấp nhấp môi, ôm chặt trong lòng ngực hài tử, không rên một tiếng. Tôn học, các ngươi sự ta nghe nói qua, lúc trước là ngươi không quý trọng lệ âm, mỗi ngày say rượu thích đánh bạc, lệ âm không rời đi ngươi, muốn cùng ngươi chịu cả đời khổ sao. Từ hoành vĩ che ở chính mình lão bà trước người, nhìn trước mắt này hơn 10 người. Ha ha, Tôn học cười lạnh một tiếng, chịu khổ, đi theo lão tử chịu khổ, hiện tại bác học viện đem cái này phiến khu sở hữu thương hộ đều giao cho lão tử quản lý, các người tưởng tại đây trụ, đều đến xem lão tử sắc mặt, người nói cho ta nói đi theo ta chịu khổ, ta xem hiện tại mới là chịu khổ đi. Tôn học tiến lên một bước, nhìn chằm chằm từ hoành vi ái nhân, ra tiếng nói, tiễn nhân, lão tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn lăn đến lão tử bên người tới, tiếp tục hầu hạ lão tử. Lão tử sẽ cho ngươi làm ngươi tưởng tượng không đến địa vị, bằng không, các ngươi liền cấp lão tử lăn ra nơi này, đừng tưởng rằng lão tử không biết, các ngươi là từ lôi cực chấn tránh được tới, hiện tại ta chỉ cần đem việc này vừa nói đi ra ngoài, các ngươi ai đều sống không được, minh bạch sao? Từ Hoành vi ái nhân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, Tôn Học, ta đã gả chồng, cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ, ngươi chỗ chính là lão tử phá, ngươi nói cùng lão tử không quan hệ. Tôn Học cười ha ha lão tử hiện tại liền tưởng cùng ngươi một lần nữa có quan hệ, làm sao bây giờ? Lão tử tưởng niệm ngươi ở lão tử dưới thân trần chọc bộ dáng, lão tử tưởng niệm ngươi. Đi ngươi sao, từ hoành vĩ tức khắc bạo nộ, một quyền đánh tới tôn học trên mặt. Tôn học cũng chỉ là ngưng khí cảnh lúc đầu mà thôi, thực lực cùng từ hoành vĩ không kém bao nhiêu, bị từ hoành vĩ đi trước ra chiêu, căn bản không kịp né tránh, trên mặt tức khắc thanh một khối, một viên răng cấm từ tôn học trong miệng phun ra. Từ hoành vĩ khí thở hồn hển cả người phát run, gắt gao nhất quyền. Phi, tôn học phun ra khẩu huyết mạt, dám động đến ta. Cho ta đánh chết hắn. Đi, từ hoành vĩ cơ hồ không có tự hỏi, xoay người lôi kéo chính mình ái nhân liền phải chạy trốn. Những người này giữa, có vài cái ngưng khí cảnh, đánh lên tới, từ hoành vĩ là tuyệt đối không có cơ hội. Chạy, người hôm nay nếu có thể chạy trốn, lão tử đem đầu cắt bỏ cho ngươi màn đêm buông xuống hồ. Tôn học hét lớn một tiếng, dẫn người bay nhanh đuổi theo. Từ hoành vĩ tuy rằng có được ngưng khí cảnh thực lực, nhưng mang theo lão bà hài tử, như thế nào đều chạy bất quá những người này, thực mau đã bị người một lần nữa vây thượng. Từ hoành vĩ đem lão bà hài tử hộ ở góc tường, nhìn tôn học hơn 10 người, hít sâu một hơi, tôn học, người nếu biết chúng ta là từ lui cực trấn lại đây, nên minh bạch, chúng ta có thể bình yên vô sự vào thành, sau lưng cũng đều không phải là không ai có thể dựa vào, người tưởng sẽ rách ra mặt, Dựa vào, tôn học cười lạnh, cuồng vọng nói, lão tử sau lưng chỗ dựa là bác học viện, người chỗ dựa lại tính nào căn lông chim. Ân, nào căn lông chim, một đạo nghi hoặc thanh đột nhiên vang lên, theo sau, liền thấy trương huyền thân ảnh từ không mà rơi, xuất hiện ở từ hoành vĩ trước người. Từ hoành vĩ ở nghe được trương huyền nháy mắt, trên mặt lộ ra mừng như điên, trương ức thanh đại nhân. Từ lần trước cùng kiếm lâm thiên một trận chiến lúc sau, từ hoành vĩ vẫn luôn cũng chưa gặp qua trương huyền, Trương Huyền quay đầu lại nhìn từ hoành vĩ liếc mắt một cái, theo sau đem ánh mắt phóng tới tôn học đám người trên người, vẻ mặt nghi hoặc nói, ta rất tò mò, ta an bài người, bác học viện chẳng lẽ không có thông chi các người phải học được kính sợ sao? Này bác học viện, quả thực là quá không hiểu chuyện A. À. Sõng sạc đồ vật, tôn học nhìn đến Trương Huyền này phúc tuổi trẻ gương mặt, ra tiếng quát lớn, không nhìn xem ngươi là cái gì ngoạn ý, quả thực khẩu suốt cuồng ngôn, một cái tiểu bối, dám nói ra nói như vậy nhà ngươi đại nhân, không dạy qua ngươi sao. Tiểu bối, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, thật sự kỳ quái, khi nào, cái này dựa thực lực thế giới, cũng đột nhiên biến thành muốn dựa tuổi nói chuyện, ân. Trương Huyền phía sau, màu tím khí mang phun trào mà ra, tại đây khí mang uy áp dưới, tôn học đám người, chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, giống như con núi lớn đè ở trên người, khiến cho chính mình quỳ xuống đi giống nhau, đây là phú thần cường giả. Tôn học sắc mặt tức khắc khó coi vài phần, hắn không nghĩ tới, như vậy một cái nhìn như tuổi trẻ người, thế nhưng có phú thần cảnh thực lực, khó trách cái này từ hoành vĩ có thể đi vào bắc hương thành, nhưng phú thần cảnh thì thế nào? ở bắc học viện trước mặt vẫn là không đủ xem. Tôn học cắn chặt hàm răng, nguyên lai là cái phú thần cảnh, khó trách dám nói nói vậy, bất quá này còn không phải người ở học viện trước mặt bừa bãi tư bản, từ hoành vĩ cùng tiện nhân này, từ lôi cực chấn mà đến, lôi cực chấn là tình huống như thế nào? chúng ta đều phi thường rõ ràng, nơi đó người, đều có đã chịu tà ám mê hoặc khả năng, người đem người đưa tới Bắc Hương Thành, đây là hỏng rồi quy củ, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Quy củ, chẳng lẽ, chủ nhân của ngươi không nói cho ngươi, Bắc Hương Thành quy củ, là do ai tới định sao? Quy xuống, trương huyền quát lên một tiếng lớn, tôn học hai chân mềm nhún, không chịu khống chế chiều trên mặt đất quỷ đi. Trương huyền lãnh ngôn nhìn quỳ trên mặt đất tôn học, theo sau ngửa đầu, hét lớn một tiếng, Tam đại học viện người ở đâu, đi ra cho ta. Trương Huyền thanh âm rơi xuống, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại đây đường tắt bên trong, toàn bộ đều thuộc về Tam đại học viện cao tầng, trong đó một người, tôn học nhận thức, là đã từng Bắc học viện phó lãnh đạo, hiện giờ mông ra biến mất, cái này phó lãnh đạo đã bay lên đến một tay vị trí. Tiếp quản Bắc học viện người, tên là Kỳ Cao, kỳ gia ở Bắc Hương thành, cũng có được so cao địa vị. Kỳ Cao hướng Trương Huyền ôm ôm quyền, khách khí nói, không biết các hạ là Quang Minh Đảo vị nào đại nhân. Hôm nay, Hoàng Miện đột nhiên nói cho Kỳ Cao đảng người, chính mình ra đại nhân muốn gặp bọn họ, Kỳ Cao đảng người vừa nghe, căn bản không dám có chần chờ, tất cả mọi người biết, Hoàng Miện là Quang Minh Đảo ở Bắc Hương thành người phát ngôn, Hoàng Miện trong miệng đại nhân, rất có thể chính là Quang Minh Đảo kia vài vị trí tôn giữa một cái. Trương Huyền phía sau, một đạo màu đỏ cầm kiếm thân ảnh đột nhiên hiện ra, này cầm kiếm thân ảnh xuất hiện nháy mắt, một cổ có thể nói bá đạo kiếm ý liền ở không trung lan tràn, đường tắt trên vách tường, không ngọn nguồn xuất hiện đạo đạo vết kiếm. Kỳ cao đảng người đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lại là một người trí tôn. Ở kỳ cao đẳng người nhận chi giữa, không tính hoàng miện trong miệng theo như lời, chỉ là quang minh đảo xuất hiện ở Bắc Hương thành trí tôn, cũng đã hai người, nhưng hiện tại, thế nhưng lại nhiều một người. Này quang minh đảo, rốt cuộc mạnh như thế nào? quỳ trên mặt đất tôn học nguyên bản nhìn đến học viện người đã đến, còn có chút mừng thầm, nhưng giờ phút này nhìn thấy trương huyền phía sau anh Linh Khi, cảm giác cả người xương cốt đều mềm rớt, sắc mặt trắng bệch. Tôn học như thế nào đều không thể tưởng được, này từ hoành vĩ phía sau chỗ dựa, thế nhưng là một người trí tôn, hơn nữa vẫn là quang minh đảo người. Thân là Bắc Hương thành cư dân, tôn học sao có thể không có nghe nói qua quang minh đảo đại danh. Kỳ cao đẳng người, vội vàng kho người ôm quyền, kỳ cao, gặp qua trí tôn các hạ. Trương Huyền quay đầu, nhìn từ hoành vĩ, nhẹ nhàng mở miệng, đi, đem hắn giết. Từ hoành vĩ đột nhiên sửng sốt, Trương ức thành đại nhân, ta. Giết hắn, đi, Trương Huyền duỗi tay một lóng tay tôn học, người không giết hắn, ta liền giết ngươi. Từ hoành vĩ hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một phen khí nhận, đi hướng tôn học. Tôn học cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lại là làm không ra một chút động tác, thậm chí liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể nhìn từ hoành vĩ dần dần chiều chính mình đi tới, sau lưng mồ hôi lạnh, đã cầm quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Trương Huyền nhìn kỳ cao đẳng người, ra tiếng nói, ta làm hoàng miện an bài người, các người thế nhưng không có cố ý công đạo quá. Sở hữu vào thành người là cái gì thân phận, các người hẳn là rất rõ ràng đi, mấy người bọn họ chi gian mâu thuẫn, các người không có khả năng không biết, lại không rên một tiếng, đây là muốn làm cái gì tưởng gõ chúng ta quang minh đảo không thành. Kỳ cao vội vàng lắc đầu, tiểu nhân không dám. Trương huyền cười lạnh một tiếng, ta nhưng không thấy ra các người có cái gì không dám. Ta lời nói chỉ nói một lần, từ hôm nay trở đi, ta an bài ở Bắc Hương thành nội người, nếu tái xuất hiện chuyện gì, cùng các người học viện phàm là có một chút quan hệ, các người ba cái học viện, đều ăn không hết gói đem đi, minh bạch sao. Liền ở Trương huyền trong lúc nói chuyện, từ hoành vĩ đã muốn chạy tới tôn học trước người, nhìn quỳ trên mặt đất tôn học, từ hoành vĩ mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trong tay khí nhận, thẳng tắp thọc hướng tôn học. Tôn học đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía kỳ cao, nhưng kỳ cao lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Phốc, một tiếng vang nhỏ, từ hoành vĩ trong tay khí nhận, tôn học đầu, máu tươi phun tung tóe coi như tam đại học viện cao tầng mặt, lấy tôn học tánh mạng. Mà tam đại học viện, một tiếng không dám cổ họng từ đầu tới đuôi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên hiện tại quang minh đảo sở triển lãm ra lực lượng là đủ để nghiền áp tam đại học viện hơn nữa là có thể lặp lại nghiền áp cái loại này tôn học chậm rãi ngã xuống đất huyết lưu đầy đất trương huyền nhìn tam đại học viện người phụ trách lại lần nữa ra tiếng từ hôm nay trở đi từ hoành vĩ đem phụ trách quang minh đảo ở bắc hương thành hết thảy công việc lời nói của ta các ngươi có thể lý giải sao kỳ cao đẳng người nháy mắt đem ánh mắt tập trung đến từ hoành vĩ trên người một cái ngưng khí lúc đầu người, phụ trách quang minh đảo hết thảy công việc. Ngay cả từ hoành vĩ, cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Trương Huyền đột nhiên nói ra nói như vậy. Ta có mấy cái yêu cầu, Trương Huyền ra tiếng, từ hôm nay trở đi, Bắc Hương Thành mỗi tháng muốn giao cho quang minh đảo cũng đủ cung phục, quang minh đảo sẽ bảo đảm Bắc Hương Thành lớn lớn bé bé chị an, đệ nhị, Bắc Hương Thành nội sở hữu tạm giam phạm nhân, đều phải giao cho Quang Minh Đảo đi khống chế. Đệ tam, Quang Minh Đảo yêu cầu có được Bắc Hương thành một phần ba sản nghiệp cơ sở. Đại nhân, này, kỳ cao chuẩn bị ra tiếng. Trương huyền ánh mắt một ngưng, tỏa định ở kỳ cao trên người. Kỳ cao chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất bị một đầu hồng hoang mãnh thú sở theo dõi, thân thể không cấm đánh cái bãi, đến bên miệng nói, cũng bị hắn sinh sôi nuốt trở về bụng. Ta nói chính là yêu cầu, không phải cùng các ngươi thương lượng, cụ thể sự, các ngươi đi theo từ hoành vĩ nói đi. Trương Huyền nói xong, bước đi xa, ở trải qua từ hoành vĩ trước người khi, Trương Huyền dừng chân, nhìn mắt từ hoành vĩ, đừng làm ta thất vọng. Từ hoành vĩ khẽ gật đầu, ánh mắt giữa, tràn ngập một cổ kiên định. Trương Huyền đi xa, hôm nay hắn kêu tam đại học viện cao tầng tới, một là vì lập uy, đệ nhị, còn lại là muốn đem chính mình bãi ở bên ngoài, này hai việc. Là ở Trương Huyền nhìn đến Lâm Thanh Hạm cấp ra thư tín sau, trước tiên sở làm ra quyết định mà Trương Huyền đem quang minh đảo giao cho từ hoành vĩ nguyên nhân, còn lại là bởi vì, hắn yêu cầu tạm thời tính rời đi, thời gian này dài ngắn, ngay cả Trương Huyền chính mình, đều nói không tốt, hắn yêu cầu tiếp tục khuếch Trương Quang Minh đảo thế lực phạm vi, Bắc Hương Thành chỉ là một cái, Trương Huyền hiện tại phải làm mục tiêu, là đạt tới cùng Hoành Sơn bảy thái bảo đồng dạng độ cao, hắn muốn cho Quang Minh đảo, đứng ở toàn bộ vạn vùng núi đỉnh núi. Trương Huyền từ Úc đảo kia hiểu biết tới rồi toàn len keng nơi địa phương, không ra trương huyền sở liệu, là ở toàn bộ Bắc Hương thành lớn nhất khách sạn, hảo thuyền khách sạn nhà hàng buffet nội. To như vậy nhà hàng buffet, bên trong dòng người chen trúc xô đẩy, toàn len ken một người trở thành mãn chàng tiêu điểm, hắn một người độc chiếm một cái thật lớn bàn tròn, bàn tròn thượng đã phủ kín toàn len ken ăn thừa mâm đồ ăn, tiểu hoa chạy trước chạy sau, không ngừng cấp toàn len keng bưng đồ ăn. Đùi gà đâu, vì cái gì không có đùi gà, nơi này vì cái gì sẽ không có đùi gà. Toàn len ken trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Còn có, này cơm hảo khó ăn a, à, nếu không phải đói, ta thật không muốn ăn như vậy rác rưởi, không đúng, đồ ăn không phải rác rưởi, nấu cơm nhân tài là rác rưởi, quá rác rưởi. Toàn len ken không ngừng phun tào, nhưng nuốt đồ ăn động tác một khắc đều không có đỉnh chỉ quá. Mập mạp, có ăn liền không tồi. Trương Huyền cười ở Toàn len ken bên cạnh ngồi xuống. Toàn len ken nhìn mắt Trương Huyền, lập tức thay một bộ bán manh biểu tình, ca này ăn đích xác không thể ăn sao, chúng ta mau tìm được tẩu tử về nhà bái, vẫn là ra bên kia đồ vật ăn ngon. Người cảm thấy không thể ăn, chính mình nấu cơm không phải được rồi. Trương huyền trợn trắng mắt. Chính mình làm, toàn len keng hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống dưới, mặc kệ chợt, hắn lại lộ ra một bộ nhụt trí biểu tình, ca, ta này không phải còn sẽ không nấu cơm sao. Ta dạy cho ngươi a. À. Trương huyền vỗ vỗ toàn len keng bả vai, ta cho ngươi tại đây khai cái nhà ăn như thế nào? Khai cái nhà ăn, ta có phải hay không muốn ăn gì liền có gì? Toàn len keng lau một phen nước miếng. Trương huyền một đôi mắt mị lên, kia đương nhiên, đi, đi ta kia, ta dậy cho ngươi nấu cơm, tiểu hoa cũng tới. Đi đi đi, toàn len keng lau đem ngoài miệng du. Tiểu hoa hướng trương huyền hơi hơi mỉm cười, đi theo trương huyền phía sau. Một giờ sau, trương huyền sở trụ tiểu khu, vang lên một tiếng giống to. Ta thiên, đây mới là đồ ăn sao, cũng quá ngon, ca, ta yêu ngươi. Này một tiếng giống, ở tiểu khu nội vang rành mạch, dọa rất nhiều người nhảy dựng. Trương Huyền đẩy ra sắp sán ở chính mình trên người toàn len keng, vậy nói tốt, ngày mai cho ngươi mở nhà hàng. Trương Huyền phải cho toàn len keng mở nhà hàng, cũng không phải đơn thuần muốn thỏa mãn toàn len keng thứ này ăn uống chi dục, hắn là muốn đem toàn len keng lưu tại Bắc Hương Thành, nơi này, yêu cầu khống linh tới áp trận, nhiệm vụ này, giao cho toàn len keng tương đối hảo, loại này có thể nhận túng liền không động thủ người, khả năng sẽ đưa tới nào đó kỳ hiệu. Ca, ta ái chết người lạp, toàn len keng chu lên mỡ lợn miệng, liều mạng hướng trương huyền trên mặt thấu. Lan Audio điện tử võ tấn bền Ngày hôm sau sáng sớm, Bắc Hương Thành, một nhà khách sạn khai trương, khách sạn tên vì, len keng khách sạn. Tuy rằng là đầu một ngày mới làm tốt quyết định, nhưng lấy hoàng miện ở Bắc Hương thành nhân mạch, địa phương cùng người, cơ hồ ở mấy cái giờ nội liền toàn bộ an bài đúng chỗ. Toàn len keng một đêm chưa ngủ, cùng Trương Huyền học tập trù nghệ, toàn len keng là cái đồ tham ăn, ở trù nghệ phương diện này, thật là có vài phần thiên phú, cả đêm thời gian, liền học được Trương Huyền tam phí tổn sự, tuy rằng chỉ có tam thành, nhưng cũng có thể treo lên đánh nơi này các loại đầu bếp, đặc biệt dùng tới những cái đó Trương Huyền chuyên môn điều phối mà ra phối liệu lúc sau trừ bỏ ở một ít chi tiết thượng hương vị vô pháp cùng trương huyền so sánh với bên ngoài, người bình thường ăn xong đi. Cũng không sẽ cảm thấy có quá lớn khác nhau. Đường khách sạn khai trương lúc sau, toàn len keng liền đảm đương nổi lên lão bản thêm chủ bếp chức vụ, khai trương ngày đầu tiên, hoàng miện liền an bài không ít người lại đây cổ động, cũng không có đối ngoại tuyên bố đây là quang minh đảo sản nghiệp, vốn là ôm bán hoàng miện mặt mũi mà đến người, ở ăn đến nơi đây mỹ thực lúc sau, sôi nổi bị bắt. Ngày hôm sau thời gian, Hoàng Miện không thông chi bao nhiêu người tới cổ động, trước một ngày đã tới người, liền tự phát tiến đến, ngày thứ ba, ngày thứ tư, len ken khách sạn người, càng ngày càng nhiều, đến ngày thứ năm thời điểm, len ken khách sạn ngoài cửa, đã bài đầy hàng dài, làm người phun tào chính là, lớn như vậy một cái khách sạn, thượng đồ ăn tốc độ chậm thái quá, nhưng nề hà nơi này hương vị thật sự là quá tuyệt vời, bổng đến ở nơi này người, trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy mỹ vị. Từ nơi này rời đi sau, lại ăn địa phương khác đồ vật, giống như nhai sáp giống nhau, cho nên, chẳng sợ xếp hàng lại thời gian dài, bọn họ đều có thể chờ nổi. Hạo thuyền khách sạn Lão Bản, ở Bắc Hương Thành có được nhất định địa vị, gần nhất một đoạn thời gian, là Bắc Hương Thành nhất phồn hoa thời điểm, bởi vì đã không có cường đạo quấy nhiễu, các nơi thương nhân lui tới thường xuyên, trực tiếp kéo Bắc Hương Thành kinh tế, nhân dân kinh tế trình độ đề cao, tiêu phí lực cũng lộ rõ đề cao, hảo thuyền khách sạn xinh ý, cũng một ngày so với một ngày hảo, cái này làm cho hảo thuyền khách sạn lão bản nghiêm lăng mỗi ngày cười miệng đều khép không được. Bất quá, gần nhất mấy ngày, nghiêm lăng tâm tình thật không tốt, bác hương thành như cũ phồn hoa, lui tới thương nhân không ngừng, nhưng hảo thuyền khách sạn sinh ý, lại là một ngày không bằng một ngày, này hết thảy đều là bởi vì cái kia mới khai trương không có mấy ngày len ken khách sạn. Phải biết rằng, hảo thuyền khách sạn bãi tại nơi này, mỗi ngày phí tổn, đều là làm người không thể tưởng được không kiếm tiền đó là hao tổn phía trước cường đạo hoành hành thời điểm hạo thuyền khách sạn miễn cưỡng duy trì gần nhất sinh ý chuyển biến tốt đẹp làm nghiêm lăng thấy được kiếm tiền hy vọng nhưng lúc này mới mấy ngày khách nhân không có không nói sinh ý còn không bằng từ trước mỗi ngày đều là hao tổn trạng thái nếu vẫn luôn như vậy đi xuống nhiều nhất hai tháng hạo thuyền khách sạn liền phải đảo loại chuyện này phát sinh làm nghiêm lăng ngồi không yên hắn lập tức phái người đi hỏi thăm cái kia len keng khách sạn lai lịch, kết quả cái gì đều hỏi thăm không ra. Hoàng miện làm việc khi, vì bảo đảm quang minh đảo thần bí tính, dư thừa tin tức, một chút cũng chưa ra bên ngoài để lộ, chỉ nói này len keng khách sạn lão bản, là một cái bên ngoài tới đầu tư người. Hạo thuyền khách sạn cao tầng mở họp, nghiêm lăng nghe thủ hạ người truyền đến hội báo thanh, trầm tư thật lâu, ra tiếng nói, nếu chỉ là một cái ngoại lai thương nhân nói, ta cho rằng cần thiết gõ một chút, ngoại lai người không bái đỉnh núi như thế nào cũng không thể nào nói nổi nghiêm lăng lời này vừa ra phía dưới người lập tức minh bạch là có ý tứ gì hạo thuyền khách sạn có thể khai lớn như vậy sau lưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bối cảnh ở bên trong một người yên lặng đứng dậy đi an bài nhân viên leng keng khách sạn sau bếp mười mấy đầu bếp vội khí thế ngất trời ra đồ ăn tốc độ hiển nhiên không chậm nhưng thượng đồ ăn tốc độ chậm nguyên nhân chỉ có một đó chính là có cái mập mạp, ngồi ở sau bếp cửa, mỗi ra 10 cái đồ ăn, có 5 cái đều bị này mập mạp đoan đi chính mình ăn. Cái này lưu phóng nhiều a, cái này lưu có điểm thiếu, cái này đồ ăn thiết có điểm hậu, cái này không được. Mập mạp một bên ăn, một bên làm ra đánh giá. Khách sạn cửa, bài hàng dài. Một hàng gần trăm hào người, bước nhanh đi tới, trăm người đội ngũ, thống nhất thân xuyên hắc y, cực kỳ kiêu ngạo, trực tiếp hướng khách sạn bên trong đi đến một người chính chơi trong tay máy truyền tin đột nhiên bị người từ phía sau đụng phải một chút cũng không ngẩng đầu lên liền mắng không trường mắt a à, không biết mắng trong quá trình người này đồng thời ngẩng đầu đương nhìn đến này trăm người đội ngũ khi lập tức nhắm lại miệng không dám ra tiếng trăm người đội ngũ như vậy nghênh ngang đi vào len keng khách sạn giữa một bàn người đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi thượng đồ ăn kết quả đồ ăn còn không có đi lên cái bàn liền trước bị người ném đi Khách sạn lão bản đâu, lão bản đâu, trăm người đội ngũ giữa, dẫn đầu một người, trực tiếp phát ra chính mình khí, đem chính mình phú thần trung kỳ thực lực bày ra ra tới. Bị ném đi cái bàn khách nhân vừa muốn trở mặt, kết quả vừa thấy này phú thần trung kỳ thực lực, lập tức nhắm lại miệng, không dám nói lời nào. Khách sạn quản lý người lập tức đi ra, chư vị, như vậy nháo sự, nhưng không hảo đi. Nháo sự, đem các người lão bản cấp lão tử kêu ra tới dẫn đầu phú thần trung kỳ cường giả hô to một tiếng đang ở đại sảnh tiểu hoa nhìn thấy này chạc lập tức bước đi tới sao lại thế này u dẫn đầu phú thần cường giả nhìn đến tiểu hoa ánh mắt không ngừng ở tiểu hoa trên người đánh giá tiểu hoa tuy rằng lớn lên cũng không phải đặc biệt đẹp nhưng trên người kia phân khí chất lại là cực kỳ hấp dẫn người tiểu hoa chẳng sợ thiệp thế chưa thâm cũng có thể nhìn ra được những người này là tới tìm phiền toái cô bé người là khách sạn này lão bản, không biết nơi này quy củ, kia phú thần cường giả đi đến tiểu hoa trước mặt, phàm là tới Bắc Hương Thành, đều là muốn bái đỉnh núi, các ngươi giống như đem cái này trình tự cấp đã quên đi. Tiểu hoa nhìn đối phương, hơi hơi mỉm cười, chờ một lát, ta kêu ta vị hôn phu ra tới cùng các ngươi câu thông. Tiểu hoa xoay người, vài phút sau, toàn len keng mập mạp thân hình xuất hiện ở đại sảnh. Nhìn này trăm người đội ngũ, toàn len keng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, các vị đại ca có gì sự đâu đây là muốn đặt bao hết ăn cơm a à? nhìn toàn len keng này mập mạp thân hình dẫn đầu phú thần cường giả toàn là khinh thường ai hắn sao tới người này đặt bao hết ăn cơm lão tử hỏi ngươi tới này ngươi bái đỉnh núi sao bái đỉnh núi toàn len keng sửng sốt theo sau đầy mặt nghi hoặc đỉnh núi là ai cùng thần tài giống nhau sao mập mạp người hắn sao chơi lão tử phú thần cao thủ một cái tát chiều toàn len keng trên mặt rút đi. Toàn len keng bước chân nhanh chóng triệt thoái phía sau, né tránh này một cái tát, trên mặt như cũ bồi tươi cười, anh em, đừng nóng vội mắt a, à, chỉ đùa một chút mà thôi, sao còn động khởi tay tới, đừng ỉ vào người nhiều khi dễ người a. À. Phú thần cao thủ khinh miệt cười, lão tử hôm nay, chính là ỉ vào người nhiều khi dễ ngươi, thế nào? Toàn len keng đô khởi miệng, vươn đôi tay ngón trỏ, đặt ở trước người không ngừng va chạm, kỳ thật chúng ta cũng rất nhiều. Dẫn đầu phú thần cao thủ nhìn toàn len keng này phúc nương chít chít bộ dáng một chân đá xoay người bên bàn ghế, mập mạp, thiếu cùng lão tử vô nghĩa, người nếu tưởng tại đây Bắc Hương Thành khai cửa hàng, phải dựa theo ta Bắc Hương Thành quy củ tới, nếu không, người này cửa hàng, khai không được. Người người nhiều, người dựa vào cái gì ở Bắc Hương Thành, cùng ta so người nhiều. Phú thần cao thủ mở ra chính mình máy truyền tin, ở mặt trên ấn vài cái, liền thấy khách sạn bốn phía, có càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, này một vây, mênh mông cuồn cuộn, không dưới ngàn người, nguyên bản còn ở xếp hàng thực khách vừa thấy này trận trược, lập tức quay đầu liền đi, không dám ở lâu. Hơn một ngàn người vây quanh len keng khách sạn, toàn len khen đầy mặt kỳ quái, bắc hương thành quy củ. Ta không biết a, à, ta ca cho ta nói, này bắc hương thành quy củ, đều là hắn định. Người ca, phú thần cao thủ mặt mang khinh thường, người ca là thứ gì? cũng dám nói ra loại này lời nói. Tính tính, toàn len keng vẫy vẫy tay, rồi dám vấn đề này cũng không thú vị, người cũng đừng ỉ vào người nhiều khi dễ ta, người khả năng thật đúng là không chúng ta nhiều, quay đầu lại ta hỏi hạ ta ca, muốn thực sự có các người nói cái kia bái đỉnh núi quy củ, ta lập tức liền đi bái biết không? Thiêu mấy cây hương các người nói tính, như thế nào? Mập mạp, người còn dám chơi ta, cho ta tạp, phú thần cao thủ hét lớn một tiếng. Đừng đừng đừng, Toàn len ken vội vàng phất tay ngăn lại, anh em, người này có bị mà đến, đối ta không công bằng ha, nếu không như vậy, người cũng cho ta thổi còi riêu cá nhân như thế nào. Toàn len ken nói, liền mở ra máy truyền tin, trực tiếp cấp Úc Đào đã phát cái tin tức qua đi. Thiếu hắn sao tại đây cùng lão tử mồm mép bịp người, tạp. Phú thần cao thủ bàn tay vung lên. Ta xem ai dám, một đạo thân ảnh, đi vào khách sạn giữa, phát ra âm thanh, tuy rằng chỉ có một người, so với phú thần cao thủ sở mang người có vẻ quá mức thế đơn lực mỏng nhưng hắn xuất hiện lại làm những cái đó chuẩn bị động thủ người dừng trong tay động tác đơn giản là xuất hiện người này mang một chương mặt quỷ mặt nạ bắc hương thành ai không biết này mặt quỷ mặt nạ đại biểu cho chính là cái gì nghe nói các ngươi là tưởng lấy người nhiều khi dễ ít người mang mặt quỷ mặt nạ người phát ra như vậy nghi vấn thanh đương mang mặt quỷ mặt nạ người thanh âm rơi xuống một đạo lại một đạo mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, ở trên đường phố xuất hiện, tụ tập đến len ken khách sạn chung quanh, ngắn ngủn thời gian nội, sở xuất hiện mang mặt quỷ mặt nạ người, không dưới 2.000. Tại đây đoạn thời gian nội, quang minh đảo thế lực, đã sớm đã thẩm thấu đến Bắc Hương thành phố lớn ngõ nhỏ, khả năng trước một giây còn xem diễn người qua đường, sau một giây, liền sẽ lấy ra thuộc về hắn mặt nạ, thậm chí, khả năng tới đối phó len ken khách sạn người, đều có người trên người, mang theo mặt quỷ mặt nạ, vô luận bọn họ là cái gì thân phận, vô luận bọn họ giờ này khắc này đang làm cái gì, nhưng đương quang minh đảo yêu cầu tập kết kia một khắc, mọi người đều sẽ buông trên tay sự. Trên mặt đất phan minh, quang minh đảo có được cường đại chấp hành lực cùng lực ngưng tụ, hiện giờ, loại này lực ngưng tụ cùng chấp hành lực, ở Bắc Hương Thành lại một lần bày ra ra tới. Nhìn càng ngày càng nhiều xuất hiện ở chung quanh địa ngục hành giả, tên này phú thần cao thủ trong lòng phát lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, này khách sạn, thế nhưng là cùng quang minh đảo có quan hệ thế nào toàn len khen vẻ mặt đắc ý ta nói đi sau người nhiều ta nhưng không sợ ngươi dẫn đầu phú thần cường giả hít sâu một hơi theo sau mãnh vung tay lên chúng ta đi thấy những người này phải đi toàn len khen cũng không ra tay lưu người tùy ý bọn họ rời đi thứ này liền này tính cách có thể nhận túng giải quyết sự sẽ không cường ngạnh một khi cường ngạnh lên có thể giải quyết hắn tuyệt đối sẽ không động thủ mắt thấy này đó tới tìm phiền toái người xám xịt chạy thoát, những cái đó xếp hàng ăn cơm các thực khách, toàn bộ phát ra hoan hô tiếng động, mà xuất hiện ở chung quanh địa ngục hành giả, giờ phút này lại yên lặng biến mất, không ai biết, bọn họ mặt nả hạ mặt, rốt cuộc là bộ dáng gì. Tới tìm phiền toái người đem tin tức này, mang về hạo thuyền khách sạn. Nghiêm lăng nghe thế lên keng khách sạn thế nhưng là có quang minh đảo bối cảnh lúc sau, sắc mặt nghiêm túc không ít. Được rồi, các người đều trước tiên lui hạ đi. Nghiêm lăng phất tay, a à lui thủ hạ, hắn một mình ngồi ở văn phòng chung, trầm mặc thật lâu sau sau, mở ra máy truyền tin. Tới rồi buổi tối, nghiêm lăng mới từ chính mình văn phòng chung đi ra. Cho ta liên hệ hoàng miện, liền nói ta muốn gặp quang minh đảo sứ giả. Nghiêm lăng như vậy mở miệng. Buổi tối 11 giờ, bóng đêm đã đen. Hạo thuyền khách sạn xa hoa nhất phòng hội nghị nội, chỉ ngồi ba người, nghiêm lăng, hoàng miện, còn có trương huyền. Nói đúng ra, Ngồi ở chỗ kia, chỉ có hai người, là Nghiêm Lăng cùng Trương Huyền, hoàng miện còn lại là đứng ở Trương Huyền phía sau, vì Trương Huyền pha trà. "Trương tiên sinh, này Bắc Hương Thành cách cục, vẫn luôn đều thực ổn định, nhưng từ Quang Minh đảo xuất hiện lúc sau, trực tiếp thay đổi Bắc Hương Thành quy củ, thậm chí hiện tại liền địa phương khác đều phải nhúng tay, này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi." Nghiêm Lăng nhìn Trương Huyền. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, "Nghiêm tiên sinh đảo cũng có ý tứ, ta Quang Minh đảo có thực lực." không cho Bắc Hương Thành làm chút thay đổi, người cho rằng ta quang minh đảo là ở cùng các ngươi chơi đóng vai gia đình sao. Nghiêm lăng lắc lắc đầu, Bắc Hương Thành có Bắc Hương Thành quy củ, đó là tam đại học viện chế định xuống dưới, Trương Tiên Sinh muốn như thế nào thay đổi, quang minh đảo muốn như thế nào thay đổi, ta nghiêm lăng quản không được, nhưng ở nào đó phương diện, Bắc Hương Thành nói, cũng không tính, tỉ như hiện tại phát sinh sự. Nghiêm lăng nói đứng dậy, hạo thuyền khách sạn, là Bắc Hương Thành lớn nhất khách sạn, đồng thời, cũng là bắc hương thành tin tức thu thập đệ nhất chạm xe phàm là bắc hương thành có cái gì quan trọng khách nhân hoặc là lớn nhỏ công việc đều sẽ lựa chọn hảo thuyền khách sạn nơi này tin tức nặng nhẹ trình độ ta tưởng trương tiên sinh ngươi hẳn là rất rõ ràng đi ta lão bản ở vạn vùng núi các đại thành trấn đều có được như vậy tin tức chạm nhưng hiện tại bắc hương thành tin tức chạm bởi vì kia len keng khách sạn xuất hiện trở nên hoàn toàn vô dụng ta lão bản biết tin tức này thật sự thực tức giận a à. Trương Huyền trong lòng, tự nhiên rõ ràng nghiêm lăng theo như lời tin tức chạm là có ý tứ gì, đây cũng là hắn vì sao phải cấp kỳ cao đẳng người ta nói minh, Bắc Hương thành sản nghiệp quang minh đảo yêu cầu chiếm một phần ba nguyên nhân, này liền ở một cái tin tức thu thập phương diện. Nói cái rất đơn giản đồ vật, sở vào ở khách sạn người, đều phải làm cơ bản tin tức đăng ký, này bản thân, chính là một cái khổng lồ tin tức lượng, một người tin tức khả năng không có gì, nhưng khổng lồ tin tức lượng, đại biểu, đã có thể quá nhiều. Đừng nói địa tâm văn minh này đã sớm thành thục Internet hệ thống, chính là mặt đất văn minh vừa mới bắt đầu di động Internet hệ thống, khổng lồ tin tức lược là có thể đủ chống đỡ khởi toàn bộ tiền tài đế quốc. Ở cái này đại số liệu thời đại, tin tức mới là đáng giá nhất, cũng là quan trọng nhất. Trương huyền duỗi tay gõ trước người mặt bàn, người lão bản tức giận hay không, ta quản không đến, nhưng người lão bản không có báo cho quá ngươi, cùng một cái trí tôn nói chuyện khi, phải chú ý người thái độ sao, ân chương 1467 nhận túm. Trương huyền phía sau, một đạo màu đỏ anh linh xuất hiện. Nghiêm lăng tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Nghiêm lăng hít sâu một hơi, chậm rãi nói tới, ta biết lấy ta thân phận, còn không xứng cùng trương tiên sinh nói này đó, cho nên lúc này đây, nhà ta đại nhân chuyên môn phái người tới, hẳn là có thể cùng trương tiên sinh nói thượng lời nói. Phòng họp môn mở ra, một người hơn 30 tuổi nam nhân đi đến, người này thân cao 2 mét, cả người cơ bắp bạo khởi, ở này phía sau, cũng có một đạo anh linh hiện lên, này anh linh hình thể lớn hơn nữa, có 10 mét chi cao, khoác áo choàng thấy không rõ bộ dáng. Vào cửa nam nhân cười lớn một tiếng, ha ha, đã sớm nghe nói, quang minh đảo thực lực mạnh mẽ, lấy ra một người trí tôn, liền cùng uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, này trương ức thanh huynh đệ, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, liền có bực này thực lực, đúng là thiếu niên anh hùng A, tại hạ hứa hải hứa hải khi nói chuyện một cổ vô hình chi khí liền hướng trương huyền áp đi lúc này trương huyền trên người như cũ có chút tàn lưu kiếm ý không có bài xuất bị bực này khống linh cường giả nhầm vào áp bách chỉ cảm thấy hô hấp đều khó nhưng tuyệt không có thể lộ ra nhút nhát vô hình kiếm ý làm này sang quý phòng học nội che kín hoa ngân phòng học đại môn cũng muốn có một loại sắp tan vỡ cảm giác ha 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 hứa hải lại lần nữa phát ra một tiếng cười to thu hồi anh Linh, tàn mất lan tràn ở không khí giữa áp lực, rốt cuộc, này hạo thuyền khách sạn, vẫn là thuộc về bọn họ địa bàn, hủy hoại, đối bọn họ tới nói, mới là lớn nhất tổn thất. Trương Huyền cũng thu đi phía sau anh Linh, một cổ choáng váng cảm này lên phần đầu, Trương Huyền cố nén thân thể không khỏe, trên mặt như cũ treo một nụ cười nhẹ. Hứa hải bước đi đến Trương Huyền đối diện ngồi xuống, nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói, Trương Tiên Sinh, về chúng ta lão bản sự, chỉ sợ ngươi còn có chút không rõ lắm, cùng quang minh đảo giống nhau, chăm hiểu lâu đều không phải là là cái gì quá mức có danh tiếng tổ chức, nhưng thực lực phương diện cũng tuyệt đối không kém, cho tới nay, chăm hiểu lâu cũng không tham dự các đại thành trấn quy củ chế định cùng với quản hạt, nhưng chăm hiểu lâu bánh kem cũng không phải ai ngờ chạm vào là có thể chạm vào. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Trương Huyền nhún vai, hứa tiên sinh, có một số việc, ta cũng muốn cho ngươi nói rõ, ta chỉ là quang minh đảo một cái người phát ngôn mà thôi, quang minh đảo hành vi, cũng không phải ta có thể khống chế, bất quá, nếu hứa tiên sinh ngươi nói chuyện, ta trương ức thanh, thật cũng không phải không thể bán trăm hiểu lâu một cái mặt mũi, ta có thể hứa hẹn, ở kế tiếp cùng khách sạn có quan hệ sự tình mặt trên, địa ngục hành giả, có thể không hề đi tham dự, hiện giờ đóng quân ở Bắc Hương thành ba gã trí tôn. Cũng đều sẽ không ra tay, nhưng khách sạn kia phương diện, ta vô pháp làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Hảo, có ngươi Trương tiên sinh những lời này, ta đây hứa Hải liền an tâm rồi." Hứa Hải lớn tiếng nói, "Ta hứa Hải giao ngươi Trương ước thành cái này bằng hữu, về sau có chuyện gì, ngươi cứ việc đề." Nếu có như vậy một ngày, ta sẽ không ngượng ngùng." Trương Huyền cười nói, theo sau đứng dậy, "Kia nếu sự tình nói xong, nơi này sẽ để lại cho Hứa Hải tiên sinh, các vị cáo từ." Trương Huyền nói xong, đi nhanh chiều hội nghị bên ngoài đi đến, Hoàng Miện vội vàng đi theo Trương Huyền phía sau chờ trương huyền cùng hoàng miện rời đi nghiêm lăng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hứa hải hỏi hứa đại nhân này trương ước thanh không thích hợp nga hứa hải cầm lấy một cái chén trà cười nói có cái gì không thích hợp nghiêm lăng lập tức vì hứa hải pha trà đồng thời mở miệng nói theo hiểu biết của ta quang minh đảo phong cách hành sự luôn luôn bá đạo thực cái này trương ước thanh cũng là như thế ngày hôm qua hắn gõ tam đại học viện đại biểu thủ đoạn tàn nhẫn đồng thời công tâm lúc này dễ dàng như vậy liền đáp ứng chúng ta điều kiện, là thật có chút làm tiểu nhân không nghĩ ra. Hứa hải cười ha ha một tiếng, cũng không có cái gì đáng giá không nghĩ ra, vừa mới ta cùng với này trương ước thanh âm thầm giao thủ, phát hiện hắn này trí tôn, thiếu chút nữa ý tứ, tự tin không đủ, này quang minh đảo, xa không có mặt ngoài nhìn lại như vậy phong cảnh, về khách sạn sự, hắn không đồng ý biện pháp là cái gì. Nếu thật đánh lên tới, ba gã trí tôn, chúng ta tưởng chút biện pháp, Giống nhau có thể điều động lại đây, đơn giản chính là trả giá điểm đại giới mà thôi, hơn nữa chúng ta cũng thu được tin tức, Quang Minh đảo đang ở mở rộng thế lực, đã ở quanh thân thành trấn tiến hành một ít trải chăn, trừ phi bọn họ thật sự thực lực vượt quá tưởng tượng, nếu không này đó chí tôn, sớm muộn gì muốn bỏ chạy. Nghiêm Lăng nghe được lời này, mới yên tâm gật gật đầu. Trương Huyền rời đi khách sạn. Hoàng Miện khó hiểu hỏi, đại nhân, chúng ta hà tất phải đáp ứng bọn họ điều kiện, này chăm hiểu lâu hoàn toàn liền không bằng bọn họ theo như lời như vậy có thực lực nga ngươi cho ta nói một chút này trăm hiểu lâu rốt cuộc là cái cái dạng gì tình huống trăm hiểu lâu ở toàn bộ vạn vùng núi đơn giản chính là một cái đầu cơ trục lợi tình báo tổ chức bọn họ tổ chức giữa có trí tôn tồn tại nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều lắm toàn bộ trăm hiểu lâu trí tôn không vượt qua một tay chi số dựa vào cái gì cùng chúng ta quang minh đảo so sánh với hoàng miệng lời nói giữa toàn là khinh thường bởi vì liền hắn biết hiện tại quang minh đảo đều xuất hiện năm tên trí tôn này chỉ là tạm thời bày ra ra tới thực lực quang minh đảo chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố căn bản là vô pháp tưởng tượng ha ha trương huyền khẽ cười một tiếng nguyên lai like là như thế này đại nhân cái kia hứa hải vừa mới nói chính là cho bọn hắn chính mình trên mặt thiếp vàng hoàn toàn không cần cho hắn mặt mũi không sao cả trương huyền nhẹ nhàng lắc đầu người tiếp tục đi vội chính ngươi sự đi thông chi y bảo dụ, làm nàng tới gặp ta. Minh Bạch, Hoàng Miện không người cáo lui. Trương Huyền tản bộ về nhà, chờ đến cửa nhà thời điểm, y bảo dụ đã tại đây chờ, nguyên bản là đại minh tinh y bảo dụ, hiện tại tuy rằng không có bất luận cái gì thông cáo, nhưng nàng so với dĩ vãng tới, muốn vội không biết nhiều ít lần, mỗi ngày liền ngủ thời gian đều không có, tưởng hết mọi thứ biện pháp, phải vì quang minh đảo lót đường. Đại nhân, ngài tìm ta, y bảo dụ nhìn thấy Trương Huyền, không người vấn an. Trương Huyền hít mắt nhìn trước mắt Y Bảo Dụ, hiện tại Y Bảo Dụ, so với phía trước càng thêm có khí chất, thân phận đề cao, làm nàng tâm thái cũng hoàn toàn chuyển biến. Vào nhà nói đi, Trương Huyền ra tiếng, theo sau rũi tay, mở ra ra môn. đại Y Bảo Dụ vào nhà sau, Trương Huyền đem cửa phòng đóng lại sau, ngồi ở trên sofa mở miệng, gần nhất mấy ngày phát sinh sự, người hẳn là nghe nói đi. Y Bảo Dụ gật gật đầu, Đại nhân người cứ thế tôn thân phận, đảm nhiệm Quang Minh Đảo sứ giả một chuyện, ở Bắc Hương thành xã hội thượng lưu quần thể đã truyền khai. Trương Huyền nhìn chằm chằm y Bảo Dụ, đối với điểm này, người có cái gì tưởng nói sao? Y Bảo Dụ trầm mặc mấy giây, theo sau mở miệng, ta cảm thấy đại nhân ngài cách làm có chút sốt ruột, ngài hoàn toàn có thể. Ta nói không phải cái này, Trương Huyền trực tiếp đánh gãy y Bảo Dụ nói, ta hỏi ngươi chính là, đối với ta có hai cái anh linh chuyện này người có cái gì tưởng nói sao? Người mấy ngày nay, hẳn là nghĩ tới vấn đề này đi. Y bảo dụ thân thể bỗng nhiên chấn động. chương 1468 phiền toái lại tới. Trương huyền sở nhắc tới đồ vật, y bảo dụ hai ngày này, đích đích xác xác là có nghĩ tới. Lúc trước sát nghiêu ra thời điểm, y bảo dụ xem danh mạch, trương huyền phía sau là một tôn màu đen anh linh, nhưng hiện tại rõ ràng nghe đồn, trương huyền biểu lộ thân phận sau, hắn anh linh là một tôn màu đỏ anh linh. Màu đỏ anh linh cùng màu đen anh linh, tại ngoại giới phân biệt đại biểu quang minh đảo hai đại trí tôn, nhưng y bảo dụ rất rõ ràng, này chỉ là một người. Giờ phút này, bị trương huyền hỏi đến vấn đề này, y bảo dụ trong mắt xuất hiện một mặt hoảng sợ. Nói nói bái, trương huyền dựa nằm ở trên sofa, có hay không cái gì ý tưởng. Y bảo dụ lui về phía sau một bước, vội vàng quỳ xuống đất, thấp hèn đầu, thuộc hạ không dám có ý tưởng đây là ta lớn nhất bí mật, ngươi là cái thứ nhất biết đến người. Trương Huyền ánh mắt trở nên sắc bén lên, ở Trương Huyền phía sau, một đen một đỏ lưỡng đạo chiến linh xuất hiện. Ở chiến linh xuất hiện nháy mắt, hai loại bất đồng kiếm ý lan tràn ở trong phòng. Y bảo dụ theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đương nhìn đến kia hai loại bất đồng anh linh tập trung ở một thân người sau khi, cái loại này kinh hãi, vẫn là nhịn không được hiện lên, dù cho y bảo dụ đã bởi vì ngoại giới đồn đãi phỏng đoán đến một ít cái gì nhưng một người có được hai đại anh linh sự y bảo dụ vẫn là thấy hai đại chiến linh gần xuất hiện vài giây liền trống rỗng tản mất tràn ngập toàn bộ phòng kiếm ý cũng đột nhiên tiêu tán y bảo dụ chỉ cảm thấy cả người một nhẹ trương huyền lại lần nữa mở miệng chuyện này có thể một người biết cũng có thể hai người biết nhưng không thể có người thứ ba biết ngươi hiểu chưa y bảo dụ vội vàng đáp minh bạch hành, đứng lên đi. Trương Huyền đồng thời đứng dậy, cùng nhau ăn cái ăn khuya đi, ta đi làm điểm ăn, không cần thiết như vậy câu nệ, ăn xong rồi, ngày mai cùng ta đi một chuyến ác nhân thành. Ác nhân thành, y bảo dụ không cấm sửng suốt một chút, đại nhân, ngài ý tứ là. Kia ác nhân thành không được xưng là toàn bộ vạn vùng núi ác bá tụ tập mà sao, nếu quang minh đảo đánh thu phục cường đạo cờ hiệu, này ác nhân thành, cũng nên bắt lấy. Trương Huyền rũi một cái lười eo, người đem tin tức thả ra đi thôi đã nói lên thiên ta trương ức thanh sẽ tự mình đi trước ác nhân thành làm ác nhân thành thành chủ làm tốt nghênh đón chuẩn bị đúng vậy ngày hôm sau sáng sớm đã có rất nhiều người được đến tin tức vô luận là bắc hương thành vẫn là ác nhân thành đều nghe nói quang minh đảo sứ giả hồng chí tôn trương ức thanh muốn đích thân đi trước ác nhân thành đến nỗi hắn là đi làm cái gì phàm là có đầu óc người hơi chút tưởng tượng là có thể tưởng minh bạch hạo thuyền khách sạn giữa, nghiêm lăng cùng hứa hải hai người đồng dạng biết tin tức này. Hứa hải ở tại khách sạn một gian phòng cho khách giữa, đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn một chiếc xe ra khỏi thành, hắn hơi hơi mỉm cười, hảo một cái trương ức thanh, còn rất sẽ cho chính mình tìm lấy cớ, cái gọi là quang minh đảo, giống như cũng bất quá như thế sao, nghiêm lăng. Ờ, vẫn luôn chờ ở cửa nghiêm lăng đẩy cửa tiến vào. Chuẩn bị một chút, dẫn người đi len keng khách sạn. Hứa hải đầy mặt tươi cười, hôm nay, liền mượn này quang minh đảo, cũng gõ một chút những người khác, ta chăm hiểu lâu ngày thường không ra tay, cũng không đại biểu, ta chăm hiểu lâu không có thực lực, tương phản, chờ ta chăm hiểu lâu bày ra ra thực lực kia một khắc, liền tính là này quang minh đảo, cũng muốn cho ta chăm hiểu lâu nhường đường. Minh Bạch, nghiêm lăng lớn tiếng trả lời, khí phách hăng hái. Nửa giờ sau, hạo thuyền khách sạn dưới lầu, một cái hai ngàn người hắc y đội ngũ, hoàn toàn tập kết xong, mỗi người, người mặc hoàn toàn tương đồng. Ở đội ngũ phía trước nhất, đứng nghiêm lăng cùng hứa hải hai người. Lúc này đây, nghiêm lăng chỉ cảm thấy hào khí vạn trược, có hứa hải tên này trí tôn dẫn dắt, hắn trong lòng, tràn ngập một cổ mãnh liệt tự tin. Tại như vậy một khắc, nghiêm lăng cảm thấy, toàn bộ Bắc Hương Thành, đều hẳn là phủ phục ở chính mình dưới chân, đây là hắn chưa bao giờ từng có tự tin, đây là một người trí tôn cường giả, sở cho người ta mang đến tin tưởng. Xuất phát, nghiêm lăng hô to một tiếng, này hai ngàn người đội ngũ, đều nhịp, đi hướng len ken khách sạn. Tuy rằng còn chỉ là buổi sáng, nhưng len ken khách sạn trước cửa, đã bài đầy người, những người này, là tới dự định giữa chưa ăn cơm chỗ ngồi, so với len ken khách sạn, làm bắc hương thành lớn nhất hạo thuyền khách sạn, này trước cửa trống rỗng một mảnh, hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Xuất hiện như vậy trạng huống, cũng khó tránh khỏi trăm hiểu lâu muốn sốt ruột, nếu tình huống tại như vậy phát triển đi xuống. Bắc Hương Thành cứ điểm hoàn toàn trở nên vô dụng kia chỉ là sớm muộn gì sự tình. Một khi này len keng khách sạn càng lúc càng lớn, trở nên xích, như vậy trăm hiểu lâu, rất có thể liền phải từ này vạn vùng núi xóa tên. Len keng khách sạn cửa, đội ngũ xếp thành một trường liệt, người ở bên ngoài xem ra, đây là một loại phi thường khoa trương hiện tượng, thậm chí những cái đó không có tới quá len keng khách sạn ăn cơm người đều suy nghĩ, những người này chỉ sợ là chuyên môn vì chủ quang minh đảo mông ngựa mới đến nhưng tới lên ken khách sạn ăn cơm xong người minh bạch, nơi này, căn bản không tồn tại bán ai mặt mũi như vậy vừa nói, bọn họ hoàn toàn chính là bị này Mỹ thực sở bắt được. Cùng ngày hôm qua giống nhau, trước mặt mọi người người còn ở xếp hàng thời điểm, liền thấy kia minh mông cuồn cuộn 2.000 người hắc y đội ngũ đi tới, bất quá bất đồng chính là, hôm nay không ai sẽ tứ tán chạy trốn, bởi vì mọi người đều rõ ràng, này len ken khách sạn, là quang minh đảo địa phương, căn bản không cần sợ cái gì. Tại đây Bắc Hương Thành, Quang Minh Đảo chính là thiên. Không có bất luận cái gì cái gì có thể cùng Quang Minh Đảo so sánh với. Nghiêm lăng nhìn len ken khách sạn trước cửa này thật dài đội ngũ, lại nghĩ đến hạo thuyền khách sạn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trong lòng một cổ đố kỵ nháy mắt dâng lên, hắn hét lớn, đều tan. Tan, từ hôm nay trở đi, này len ken khách sạn tuyên bố đóng cửa. Đóng cửa. Vừa nghe đến nghiêm lăng nói, len ken khách sạn người còn chưa nói chút cái gì, cửa xếp hàng người liền trước không vui ý gì a à, len ken khách sạn vì cái gì muốn đóng cửa chính là các ngươi là ai a à? len ken khách sạn đóng cửa ngươi làm chúng ta đi đâu thực sự có ý tứ hắn không biết len ken khách sạn sau lưng chỗ dựa là ai sao làm quang minh đảo sản nghiệp đóng cửa loại này lời nói bọn họ cũng dám nói ra không rõ này bắc hương thành thiên rốt cuộc là ai sao một đạo lại một đạo thanh âm vang lên truyền tiến nghiêm lăng đám người lỗ tai giữa. Nghiêm lăng vốn là tràn ngập đố kỵ tâm, lập tức bị người khiêu khích lên, hét lớn một tiếng, quang minh đảo thì thế nào? Hôm nay, này lên ken khách sạn cần thiết đóng cửa, ta nói. Ta nói các đại ca, toàn len ken mập mạp thân ảnh xuất hiện ở len ken khách sạn cửa, ngày hôm qua tới làm xong sự, hôm nay lại tới làm sự, các người dây dưa không xong a? À. Các người mang theo nhóm người này người tới, lại là tưởng cùng ta so người nhiều không thành ngày hôm qua tới tìm phiền toái phú thần cao thủ hừ lạnh một tiếng, mập mạp, người đừng đắc ý, hôm nay, ta xem còn có ai giúp ngươi. Hành, ngươi chờ, ta diêu người, nhiều nhất ba phút, người béo ra khiến cho ngươi biết, cái gì gọi người nhiều. chương 1469 đừng bước béo ra dùng bạo lực. Toàn len keng mở ra máy truyền tin, lập tức đã phát một tin tức đi ra ngoài. Tin tức phát xong sau, toàn len keng liền vẻ mặt đắc ý, đôi tay chống nạnh, đứng ở len keng khách sạn cửa. Lấy quang minh đảo ở Bắc Hương thành thẩm thấu suốt tới giảng, toàn len keng ở phát xong tin tức sau mười mấy giây, sẽ có địa ngục hành giả từ các địa phương thò đầu ra, nhưng hiện tại, một cái địa ngục hành giả đều không có xuất hiện. Tiểu tử, ngươi chờ, chờ chết đi ngươi, toàn len keng còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vẫn như cũ đôi tay chống nạnh, đứng ở nơi đó, nói cho ngươi, hiện tại chạy còn kịp. Một phút qua đi, hai phút qua đi thẳng đến toàn len keng nói 3 phút thời gian đã đến, như cũng không có một cái địa ngục hành giả thân ảnh xuất hiện. Mập mạp, người không phải so người nhiều sao, người kêu người đâu, tên kia phú thần cao thủ trào phúng nói. Người đừng tất tất, này đại sáng sớm trên đường kẹt xe không được a. À. Toàn len keng mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, vội vàng mở ra máy truyền tin, lại bắt đầu quay số điện thoại riêu người, kết quả lúc này đây, toàn len keng quay số điện thoại, cũng chưa người tiếp. Ước chừng 10 phút qua đi, như cũ một người địa ngục hành giả không có xuất hiện, chỉ có toàn len keng một người sắc mặt kiêu ngạo đứng ở khách sạn cửa, trường hợp đối với toàn len keng mà nói, hơi có chút xấu hổ. Tên kia phú thần cao thủ sắc mặt hài hước, mập mạp, người kêu người đâu. Ân, toàn len keng hít sâu một hơi, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, gọi người. Gọi là gì người, người ở tinh không ở nhiều, béo ra một người là có thể để thiên quân vạn mã, không cần gọi người, tới, người lại đây, hai ta luyện luyện. Toàn len keng loát khởi cổ tay áo, nói đi, kéo búa bao vẫn là 15-20, béo ra hôm nay uống bất tử. Không phải, béo ra hôm nay lộng bất tử ngươi. Nghiêm lăng nhìn toàn len keng kia một bộ muốn la lối khóc lóc bộ dáng, lạnh lùng nói, mập mạp, chúng ta hôm nay tới, không phải cùng ngươi nói giỡn, hoặc là, chính ngươi đóng cửa, quay đầu chạy lấy người, chúng ta cấp quang minh đảo một cái mặt mũi, không truy cứu ngươi phiền toái, nếu bằng không, tạp ngươi này cửa hàng, người này thân thịt hẳn là cũng ai không được mấy đau dừa toàn len keng so ngón giữa ý gì khinh thường người béo ra sao mang người nhiều ghê gớm a nói người ở tinh không ở nhiều có bản lĩnh đơn cái đi lên luyện một luyện đơn cái hành a hứa hải hơi hơi mỉm cười theo sau một bước bước ra ở hứa hải phía sau kia thân cao 10 mét hư ảnh đột nhiên xuất hiện cuồng bạo khí thế nháy mắt phát ra mà ra thổi quét chung quanh chí tôn Thiên A, đây là đến đây lúc nào trí tôn? Có trí tôn tới, muốn cùng Quang Minh đảo khởi xung đột. Đám người giữa, một mảnh ồ lên. Tại đây thân cao đạt tới 10 mét anh Linh hư ảnh trước mặt, toàn len keng mập mạp thân hình, có vẻ phá lệ buồn cười. Ta Nima Ma, toàn len keng nuốt khẩu nước bọt, thứ này là ăn tường lớn lên đi. Anh Linh như vậy cao sao? Toàn len keng tự thân anh Linh, bất quá 7 mế cao, trương huyền chiến Linh, cũng là 7 mế kia kiếm lâm thiên chiến linh, lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, này 10 mét anh linh, toàn len keng vẫn là thấy. Hứa hải trên mặt mang theo khinh miệt tươi cười, người nói người ở tinh không ở nhiều, người xem, hiện tại đơn cái thượng, người có vấn đề sao? Khổng lồ anh linh sừng sững tại đây thành trấn giữa, làm mỗi người, đều cảm nhận được kia anh linh thượng truyền đến khủng bố uy thế. Toàn len keng đột nhiên lắc đầu, ta mẹ cho ta nói, không cho ta cùng ngốc tử chơi, tái kiến toàn len keng nói, quay đầu liền hướng khách sạn nội toàn đi. Đi, ta nói làm ngươi đi rồi sao? Hứa hải nhãn thần một lăng, phía sau anh Linh vươn bàn tay to, một phen liền đem toàn len keng kia mập mạp thân hình nắm chặt ở trong tay, nắm lên đến không chung. Toàn len keng một đôi mập mạp chân ngắn nhỏ không ngừng ở không chung loạn đặng, trong miệng hô, ta cảnh cáo ngươi a, à, ngươi béo ra cũng không phải đánh không lại ngươi, chỉ là không nghĩ đánh với ngươi mà thôi, mau đem ngươi béo ra buông ra, cho rằng liền các người có trí tôn A, à, chúng ta quang minh đảo đồng dạng có trí tôn. Nga, hứa hải trên mặt lộ ra hài hước, các người quang minh đảo cũng có trí tôn. Kia làm cho bọn họ ra tới A. À. Hành, người chờ, toàn len keng cắn răng một cái, sau đó xả đủ giọng hét lớn một tiếng, ca, có người khi dễ ta lạp, mau tới hỗ trợ A, à, nhất kiếm lộng chết hắn. Toàn len keng này một tiếng kêu, có thể nói cực kỳ thê lương, nhưng cũng không có được đến một chút đáp lại kia trong không khí phát ra trầm mặc, toàn bộ đều là đến từ chính toàn len ken xấu hổ. Ta nghe nói, Quang Minh đảo sứ giả Trương ức Thanh hôm nay đã rời đi, đi trước ác nhân thành. Dư lại hắc bạch hai đại trí tôn, cũng đã lâu cũng chưa xuất hiện qua. Ta thu được tin tức, ở khác thành trấn Quang Minh đảo cũng ở phát triển thế lực, hắc bạch hai đại chí tôn, hẳn là đi trước khác thành trấn Hợp lại Quang Minh đảo không phải một cái thành trấn liền lưu mấy cái trí tôn bái. Tưởng cái gì đâu, một cái thành trấn lưu mấy cái trí tôn, ngươi cho rằng quang minh đảo có bao nhiêu đại thế lực. Trong đám người, từng đạo thanh âm vang lên. Đây là có người thừa dịp quang minh đảo trí tôn không ở, mới ra tới khi dễ người A. À. Không, ta không như vậy cho rằng, các người có biết, hiện tại người này là ai? Đây chính là trăm hiểu lâu trí tôn chi nhất, hứa hải. Hắn cường hoành chỗ, khó có thể tưởng tượng, nghe nói hắn ngày hôm qua cùng Trương Ước Thanh đã gặp mặt, theo sau Trương Ước Thanh liền sáng sớm rời đi, hẳn là Trương Ước Thanh ở hứa mặt biển trước thỏa hiệp một ít cái gì. Có người nói như vậy nói, đây là trăm hiểu lâu chuyên môn an bài người. Nga, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy này quang minh đảo, giống như còn thật là miệng cọp gan thỏ a Bản thân chính là, quang minh đảo bày ra thực lực là cường, nhưng cũng liền ba gã trí tôn mà thôi, đối phó bình thường thế lực, đó là đủ rồi, nhưng ở trăm hiểu lâu loại này nhất đẳng thế lực trước mặt, vẫn là có chút không đủ xem. Nhìn dáng vẻ, lúc này đây, quang minh đảo là cúi đầu A. À. Đám người thanh âm, bị trăm hiểu lâu sở an bài người hoàn toàn mang thiên. Suốt cuộc, trăm hiểu lâu một đại trí tôn liền đứng ở chỗ này, mà quang minh đảo lại không có bất luận cái gì phản ứng. Lại có người nói ra ngày hôm qua trương ức thanh cùng hứa hải gặp mặt sự, rất khó không cho người liên tưởng đến địa phương khác đi toàn len keng mập mạp thân hình bị hứa hải anh linh niết ở trong tay, giống như một con sâu, có vẻ phá lệ nhỏ bé, vô luận toàn len keng như thế nào kêu to, đều chỉ có hắn một người ở biểu diễn, quang minh đảo liền địa ngục hành giả đều không có xuất hiện. Ta nói cho người A, người béo ra cuối cùng cảnh cáo người một lần, đem người béo ra buông xuống, người béo ra đồng ý dùng điểm nhu tình như nước phương thức cùng người giải quyết vấn đề, bằng không, người béo ra đã có thể muốn sử dụng bạo lực lạp. Toàn len keng bị anh Linh nắm, trương sắc mặt đỏ bừng. Bạo lực, hứa hải cười nhạo một tiếng, hảo a, à, vậy làm ta nhìn xem, ngươi quang minh đảo, có thể đối ta dùng ra cái gì bạo lực thủ đoạn ra tới. Hành, này đặc nương chính là ngươi nói, lão bà, động thủ. Toàn len keng hét lớn một tiếng, theo sau đôi tay kết ấn, đại uy thiên long. Không chung giữa, một cái kim long, chiều cao trăm mét, xuyên qua mây mù, phát ra một tiếng rồng ngâm, xoay quanh ở toàn len keng trên đỉnh đầu chương 1470 lại là trí tôn. Không trung kim long xuất hiện xoay quanh. Nguyên bản còn ở trong tiệm tiểu hoa thả người nhảy, chỉ thấy nàng phía sau, một đạo anh linh xuất hiện, cường tráng nam tính, cầm trong tay đại diều, này anh linh độ cao, cũng có 10 mét. Trí tôn, đám người giữa, phát ra kinh hô tiếng động. Toàn len khen cười lớn một tiếng, ha ha ha, lão bà, vẫn là người hiểu ta a à. Tiểu Hoa bị toàn len keng liên tục hai tiếng lão bà kêu sắc mặt đỏ lên, toàn len keng theo như lời hiểu hắn, là Tiểu Hoa cố tình đem chính mình anh linh hình thể phóng đại, từ địch nhân anh linh độ cao, lại xem toàn len keng đột nhiên làm ra một cái có hoa không quả kim long ra tới, Tiểu Hoa liền biết, toàn len keng này hư vinh lòng đang quấy phá. Hứa Hải hiển nhiên cũng không nghĩ tới, này khách sạn, thế nhưng còn có một người trí tôn. Mà ngày hôm qua còn nghĩ đùa dỡn Tiểu Hoa tên kia phú thần cao thủ, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, chính mình thế nhưng, thiếu chút nữa đi đùa giỡn một người trí tôn. Tên này phú thần cao thủ, chỉ cảm thấy chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Nghiêm lăng sắc mặt có chút khó coi, quang minh đảo thực lực, thật sự vượt quá tưởng tượng, này một người nữ trí tôn, hiển nhiên là phía trước trước nay đều không có xuất hiện quá. Tôn tặc, toàn len keng la lên một tiếng, nói, không nên ép người béo ra ra tay, hiện tại là chính người tự tìm phiền phức. Toàn len keng bên ngoài thân, linh khí minh mông phát ra mà ra, trực tiếp chấn khai hứa hải anh linh kia chỉ bắt lấy hắn bàn tay to. Một đạo thân khoác áo cả xa anh linh hư ảnh, cũng xuất hiện ở toàn len keng phía sau, này hư ảnh có người một mễ cao, vừa thấy dưới, liền so hứa hải anh linh cao hơn nửa đầu, tuy rằng như vậy tăng lên anh linh thể tích vô pháp để cao bất luận cái gì thực lực, thậm chí còn sẽ tăng lên linh khí tiêu hao, nhưng toàn len keng cũng mặc kệ này đó. Toàn len keng phía sau anh linh cầm trong tay một phen hàng ma sử, trên đầu sáu cái giới sẹo, một đôi mắt, nổi lên kim mang, tựa như thần tăng dáng thế. Lại là trí tôn. Ta thiên A, à, này khách sạn lão bản, thế nhưng là hai gã trí tôn. Quang minh đảo này sao hồi sự A, à. quá dọa người đi, trương ức thanh đi rồi, hắc bạch hai đại trí tôn đi rồi, kết quả khai khách sạn hai người cũng là trí tôn. Quang minh đảo chẳng lẽ không có trí tôn dưới người. Một đạo lại một đạo tiếng kinh hô vang lên, Quang Minh Đảo đột nhiên lại xuất hiện hai gã trí tôn cảnh tượng, thật sự là quá dọa người. Lúc này, ngay cả hứa hải sắc mặt, đều khó coi lên, hắn vốn định, đây là một lần lập uy cơ hội tốt, dẫm lên Quang Minh Đảo, làm chăm hiểu lâu uy vọng nâng cao một bước, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là này Quang Minh Đảo muốn phản dẫm chăm hiểu lâu a. À. Hứa hải trong lòng, đối trương huyền, tràn ngập hận ý, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này trương ức thanh là chịu thua mới dẫn người rời đi, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải, hắn là muốn nương chăm hiểu lâu, nương chính mình, lại một lần bày ra quang minh đảo cường đại vũ lực A. Chính mình ở bất chi bất giác giữa, liền trở thành quang minh đảo bàn đạp. Tôn tặc, ăn người béo ra nhất triều đại uy thiên long. Toàn len keng một khi động thủ, liền một chút cố kỵ đều không có, không chung giữa, kim long xoay quanh mà xuống. Toàn len keng phía sau thần tăng hư ảnh, múa may hàng ma sử thẳng đến hứa hải mà đi sóng nếu chư Phật, măm mi măm mi hống, toàn len keng trong miệng lẩm bẩm. Tiểu Hoa cũng không nhàn rỗi, cùng nàng phía sau anh linh hợp thể, kia đại diều giống như có thể khai sơn giống nhau, thẳng tắp chiều hứa hải đánh xuống. Hứa hải sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ là bình thường khống linh cao thủ, đều không phải là kiếm lâm thiên cái loại này tuyệt đỉnh hạng người, đối mặt hai gã khống linh. Hắn liền tranh tài một trận chiến dũng khí đều không có, trước tiên ý tưởng chính là lui lại toàn len ken có thể nào nhìn không ra hứa hải muốn lui lại ý đồ, hét lớn một tiếng, tôn tặc, người mẹ nó trang bước liền muốn chạy. Cho người béo ra lưu lại. Kim Long mở ra mồm to, cắn nuốt hứa hải, lưỡng đạo anh Linh công kích tể đến, liền chống cự chi tâm đều không có hứa hải, bị một kích đánh bay đi ra ngoài mấy chục mét xa, máu tươi cuồng phun. Nhìn đến hứa hải hoàn toàn chính là một bộ bị nghiền áp bộ dáng, nghiêm lăng mang đến này 2.000 người đội ngũ, đồng thời thấp hèn đầu, không còn có phía trước ngạo khí tự tin bộ dáng, liền dẫn đầu trí tôn đều bị huyết ngược, chính mình còn có gì tự tin tư bản đâu. Quan chiến đám người, tất cả đều phát ra hoan hô thanh âm, bọn họ đã sớm bị len ken khách sạn Mỹ thực sở bắt được, tự nhiên là đứng ở len ken khách sạn bên này. Toàn len ken cùng tiểu hoa hai người, ngày thường không tức giận, nhưng một khi động thủ, đặc biệt là toàn len ken, kia hạ đều là độc thủ, đánh người hạ ba đường không nói, một khi nắm lấy cơ hội, căn bản không cho người thở dốc cơ hội, các loại công kích liên tiếp không ngừng chiều hứa hải mà đi. Đại uy thiên long, thế tôn địa tảng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba sao không? Chỉ bằng ngươi này chút tài mọn, cũng dám múa dìu qua mắt thợ, đại uy thiên long. Kia chiều cao trăm mét kim long, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, ở toàn len khen tự mang BGM hạ, không ngừng từ không trung xuất hiện, trước không nói uy lực như thế nào, thanh thế tuyệt đối có thể nói to lớn hứa hải lấy một địch hai, liên tục trúng chiêu, máu tươi cuồng phun. Quang Minh Đảo, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hứa hải hét lớn một tiếng. Tôn tặc, là người trước cùng người béo ra trang bức, có loại đừng chạy a. Toàn len keng mở miệng, miệng phun hương thơm, đem hắn từ triệu cực kia học được văn minh dùng từ toàn bộ phun ra. Triệu cực có thể nói hạ tiện giới thủy tổ, toàn len keng cùng hắn đãi mấy ngày, đảo cũng học hai phân bản lĩnh, liền này hai phân bản lĩnh, Máng hứa hải là ngược bị đè nén, chỉ cảm thấy một ngụm xuyến không lên, mọi người đều là trí tôn, ai ở bên ngoài không phải vạn người cúng bái, này phúc phố máng bộ dáng rốt cuộc là nháo loại nào a? À. Tới, đừng chạy, béo ra cho người phát căn hoa tử. Toàn len keng cùng anh Linh hợp thể, dơ lên cao hàng ma sử, liền chiều hứa hải đỉnh đầu gõ đi. Thấy toàn len keng một bộ muốn liều mạng bộ dáng, hứa hải cũng bất chấp cái gì thể diện, phía trước còn làm bộ làm tịch làm chút phản kích, hiện tại trực tiếp từ bỏ phản kích, quay đầu liền chạy, mấy cái dây lát gian, liền biến mất ở mọi người tầm mắt trong phạm vi. Ta phi, toàn len ken vẻ mặt khinh thường, liền này đó cân lượng, còn cùng béo ra trang bức. Lão bà, đi, dẹp đường hồi phủ, ăn cơm sáng. Không trung kim long tất cả biến mất, toàn len ken phía sau hư ảnh cũng tiêu tán hoàn toàn, hắn cùng tiểu hoa hai người một lần nữa rơi xuống khách sạn cửa. Tiểu hoa vội vã chạy đến khách sạn trước đài tính sổ đi, mà mập mạp lại cười thành một bộ mị mị nhãn, các vị, ăn cơm bên trong thỉnh A, lập tức liền khai bếp lạc. Toàn len keng tại đây người làm ăn cùng chiến sĩ chi gian qua lại cắt. Hứa hải nghiêm lang mang đến kia hai ngàn người, ở hứa hải chạy trốn trong quá trình, cũng đã lặng lẽ rời đi. Len keng khách sạn trước cửa xếp hàng người, nhìn toàn len keng này một bộ gương mặt tươi cười, trong lòng đối quang minh đảo thực lực, lại có một lần nữa nhận chi, này một cái ngày thường nhìn qua tiện hề hề mập mạp, thế nhưng là một người trí tôn, kia ngày thường đối nhân khách khí lão bản nương, cũng là một người trí tôn, này quang minh đảo, rốt cuộc là như thế nào một cái thần tiên thế lực A? Rốt cuộc là thế nào tổ chức mới có thể bồi dưỡng như vậy một đám cường giả ra tới? Quang minh đảo cường đại, vô pháp phỏng đoán. chương 1471 đến từ ác nhân thành chống lại. Bởi vì len keng khách sạn trước cửa phát sinh sự, ở trăm hiểu lâu phụ trợ hạ. Quang Minh Đảo uy thế lại một lần đề cao. Hiện tại Quang Minh Đảo, đối với Bắc Hương Thành người tới nói, đã có điểm vô địch không thể xâm phạm ý tứ ở bên trong. Khoảng cách Quang Minh Đảo đã mấy chục ký lô trương huyền, thu được Úc Đào truyền đến tin tức, biết được len keng khách sạn trước cửa phát sinh sự, cùng với hiện tại Bắc Hương Thành cư dân sở thảo luận đồ vật. Nhìn đến này đó sau, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn muốn, chính là loại này hiệu quả. Tin tưởng từ hôm nay qua đi, ai đều sẽ không lại chủ động đi chiêu chọc quang minh đảo, ít nhất, ở đối tự thân thực lực có được nhất định tự tin phía trước, sẽ không đi chiêu chọc quang minh đảo, bởi vì ai cũng không biết, khả năng người trước mắt một cái phúc hậu và vô hại người, nói không chừng, chính là một cái trí tôn đâu. Trương Huyền suy nghĩ đối thực lực của chính mình cụ bị nhất định tự tin, là chỉ kiếm lâm thiên cái loại này. Trương Huyền tắt đi máy truyền tin, về Bắc Hương thành sự, hắn tạm thời không cần đi suy xét, kế tiếp quan trọng nhất sự, muốn đặt ở ác nhân thành mặt trên. Ác nhân thành có thể nói là toàn bộ vạn vùng núi cường đạo tụ tập địa, nơi này là toàn bộ vạn vùng núi giao thông yếu đạo, nhưng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ác nhân thành phía trước là mấy nhà học viện tranh chấp một khối bảo địa, đương nhiên cũng bị cường đạo theo dõi, nơi này sản vạn vùng núi lớn nhất mấy khối bánh kem chi nhất. Ác nhân thành đã từng không ngừng một lần phát sinh quá cường đạo cùng học viện đại quy mô giao hỏa, nhưng theo cường đạo càng thêm hung hăng ngang ngược, học viện dần dần có chút đỉnh không được, thậm chí tổn thất đã vượt qua tại đây ác nhân thành có khả năng được đến chỗ tốt, vốn chính là mấy phương học viện cộng đồng quản lý thành trì, lập tức liền trở nên không ai nguyện ý phản ứng lên, mọi người đều đem sự hướng mặt khác học viện trên người đầy, ai đều không nghĩ gánh trách nhiệm, đến cuối cùng, học viện ở ác nhân thành đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Cũng may ác nhân thành giữa, dần dần có một bộ thuộc về chính bọn họ quy củ, mặt trên cũng liền ngầm đồng ý ác nhân thành tồn tại. Hiện tại ác nhân thành, rồng rắn hỗn tạp, thế lực rắc rối phức tạp, nhưng nếu Quang Minh Đảo có thể đem ác nhân thành bắt lấy, này đối với Quang Minh Đảo mà nói, chỉ sợ là có thể trực tiếp ở vạn vùng núi đánh ra thanh danh, đây cũng là lâm thanh hạm ở thư tín giữa, vì Trương Huyền nhắc tới điểm. Hiện tại Quang Minh Đảo, bức thiết yêu cầu ở Bắc Hương Thành đứng vững gót chân. Ở Trương Huyền đi trước ác nhân thành trên đường đồng thời, vạn vùng núi chủ thành, có người hạ đạt mệnh lệnh, làm kia thanh danh hiển hách nữ chiến thần, Mục tiêu ác nhân thành, nữ chiến thần lập hạ mục tiêu, lần này chắc chắn phá hủy ác nhân thành. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo hiện tại hành sự càng ngày càng bừa bãi, cái này làm cho có chút người lo lắng, vạn nhất Hoành Sơn Bảy Thái Bảo cùng ác nhân thành liên hợp, kia thực lực càng gần một bước, đến lúc đó, toàn bộ vạn vùng núi thế cục liền hoàn toàn muốn rối loạn. Ác nhân thành làm vạn vùng núi giao thông yếu đạo, tin tức đồng dạng cũng là nhất lưu thông, trên mạng đã có không ít về Quang Minh đảo tin tức, mà ác nhân thành nội ở phía trước cũng có người đàm luận quá Quang Minh Đảo, lúc này đây, Trương Huyền đi trước Ác Nhân Thành sự đã hoàn toàn truyền ra tới, Ác Nhân Thành chung, cũng vang lên không ít thanh âm. Này Quang Minh Đảo Trương Ước Thanh muốn tới chúng ta Ác Nhân Thành, là muốn làm cái gì? Quang Minh Đảo hợp nhất Bắc Hương Thành trung quanh sở hữu cường đạo, còn hướng còn lại các đại thành trấn xuống tay, hiện tại hay là, còn tưởng đối ta Ác Nhân Thành xuống tay không thành. Ha ha kia này quang minh đảo không khỏi cũng có chút quá để mắt chính mình, ác nhân thành là địa phương nào. Là hắn quang minh đảo muốn hợp nhất, là có thể hợp nhất. Ta đảo muốn nhìn một chút trương ức thanh, muốn làm cái gì. Dọn xong hồng môn yến, chờ hắn tới. Ác nhân thành lớn nhỏ thế lực lãnh tụ, sôi nổi ra tiếng, nói ngồi chờ trương ức thanh đã đến nói. Ở cái này tin tức hóa thời đại, này đó thanh âm, thực mau liền truyền bá đi ra ngoài, tới các loại thế lực trong tai, lại tăng thêm truyền bá, cuối cùng vào Trương Huyền trong tai. Ha ha, ngồi trên xe Trương Huyền khẽ cười một tiếng, đây là tưởng cho ta một cái ra oai phủ đầu A. À. Đại nhân, này ác nhân thành cùng địa phương khác bất đồng, ở nơi đó, là chân chính luật rừng, không có nhân từ, không có đồng tình, lần này qua đi, nhất định phải cẩn thận. Lái xe y bảo dụ sắc mặt có chút trịnh trọng, ở ác nhân thành, không biết ẩn giấu vài tên trí tôn, nếu bọn họ âm thầm liên thủ, sự tình chỉ sợ muốn trở nên không xong lên. Trương Huyền nhún vai, người đều nói là luật rừng, lại như thế nào sẽ có thật sự liên thủ đâu. Đã lâu chưa từng chơi luật rừng ha. Y bảo dụ còn muốn nói cái gì, nhưng đương nàng dư quang thấy Trương Huyền kia hơi mang hưng phấn thần sắc khi, đến bên miệng nói, lại sinh sôi nuốt trở về bụng. Ác nhân thành, ở vào toàn bộ vạn vùng núi trung tâm vị trí, từ Bắc Hương Thành đến Ác nhân thành, muốn ước chừng 3 ngày thời gian, này 3 ngày thời gian, Trương Huyền Sở ngồi bảng số xe, đều đã bị người tra ra, sau đó phơi ra tới. Ngày đầu tiên thời gian, Trương Huyền cùng Y Bảo Dụ còn không có cảm giác có cái gì, mà khi hai người ngày hôm sau lên đường thời điểm, liền phát hiện chung quanh gia tăng rồi rất nhiều chiếc xe, này đó xe tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn tốt đi theo bọn họ, từ ban đầu mấy chiếc, chậm rãi phát triển đến mười mấy chiếc, mấy chục chiếc, thậm chí thượng trăm chiếc, ở nào đó đoạn đường, thậm chí đã tạo thành giao thông tắc nghẽn. Ngày thứ ba thời gian, Trương Huyền cùng Y Bảo Dụ hai người sở điều khiển chiếc xe đã từ trước đến sau, từ tả đến hữu bị bao quanh vây quanh những người đó diêu lái xe cửa sổ không ngừng đối Trương Huyền làm một ít đặc thù thủ thế huyết sáo. Những người này hiển nhiên đều là đến từ chính Ác Nhân Thành. ở Trương Huyền còn không có đạt tới Ác Nhân Thành thời điểm Ác Nhân Thành sở chuẩn bị ra oai phủ đầu cũng đã bắt đầu rồi. Đường Trương Huyền cùng Y Bảo Dụ dần dần tiếp cận Ác Nhân Thành thời điểm này đó vây quanh bọn họ một đường chiếc xe, đột nhiên ra tốc, hướng phía trước phương chạy tới. Ở ác nhân thành nhập khẩu trên quan đạo, một chiếc lại một chiếc xe, ngừng ở con đường hai bên, con đường hai bên đứng đầy người, những người này đứng ước chừng 2 km. Thực hiển nhiên, những người này cũng không phải tới nghênh đón, mỗi người trên người đều tản ra chính mình khí mang, thực lực có mạnh có yếu, nhưng toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, vẫn là một cổ không tầm thường lực lượng đảm đương điều khiển nhiệm vụ y bảo dụ, nhìn đến như vậy trận thế, nắm tay lái tay đều có chút phát run. Ngồi ở trong xe trương huyền, có thể rõ ràng cảm nhận được, đang có một đạo lại một đạo khí mang, ở không ngừng va chạm bọn họ chiếc xe. Trên đường quải có biểu ngữ, mặt trên rõ ràng viết đến, hoan nghênh quang minh đảo trương ức thanh đại nhân, đến ác nhân thành chỉ đạo công tác. Như vậy phía chính phủ ngôn ngữ giữa, tràn ngập nồng đậm trào phúng ý vị, từ trương huyền còn ở trên đường kia một khắc bắt đầu, Ác nhân thành đối hắn chống lại, cũng đã bắt đầu rồi. Đối mặt này hết thảy, Trương Huyền khóe miệng ngậm mỉm cười, cùng hắn sở trải qua so sánh với, này đó, giống như tiểu hài tử vui đùa giống nhau. Đường xe xử nhập ác nhân thành cảnh nội, phía trước con đường bị hoàn toàn phong kín, kia tạo hình khoa trương gai nhọn chướng ngại vật trên đường chặn Trương Huyền hai người lộ, làm cho bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ. Đường Trương Huyền mở cửa xe xuống xe nháy mắt lập tức liền cảm thấy có một cổ vô hình uy áp chiều chính mình thổi quét mà đến, này uy áp đối với Trương Huyền mà nói, cũng không có cái gì, nhưng y bảo dụ tại đây cổ uy áp dưới, lại là hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, giống nhau phóng thích uy áp, lúc này mới làm y bảo dụ dễ chịu lên, không chịu ảnh hưởng. Ở Trương Huyền phía trước, ô áp áp đám người, toàn bộ đều là ác nhân thành cư dân, mỗi người nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt giữa, đều tràn ngập không tốt. Bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chằm chằm, y bảo dụ chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, nàng sao cũng là lên đài diễn xuất quá, gặp qua đại trường hợp người, nhưng lúc này còn như vậy khiếp đảm, đủ để thấy, này ác nhân thành cư dân ánh mắt, có bao nhiêu sắc bén. Tương phản, Trương Huyền trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt mỉm cười, hắn ánh mắt đảo qua trước mắt, theo sau cười lớn một tiếng, ha ha ha, lớn như vậy trận trược, ác nhân thành các huynh đệ thật đúng là nhiệt tình, làm ta trương ức thanh thụ sủng nhược kinh a. Trương ức thanh huynh đệ, lớn hơn nữa nhiệt tình, còn ở phía sau, muốn hay không cảm thụ một chút a à. Trong đám người vang lên một đạo thanh âm. Ô áp áp đám người tại đây nói thanh âm vang lên nháy mắt liền chủ động nhường ra một con đường, nói chuyện chính là một người hơn 20 tuổi thanh niên, từ chung quanh người động tác cùng thái độ có thể thấy được, hắn hẳn là chính là này nhóm người đại biểu. Trương Huyền nhìn đối phương giống nhau, ngẩng lên đầu, lớn tiếng nói, ta Trương ức thanh, thích nhất lĩnh hội các nơi phong thổ, nếu huynh đệ làm chuẩn bị, ta trương ức thanh, đương nhiên không thể phất huynh đệ mặt mũi. Hảo, thanh niên hô to một tiếng, kia trương ức thanh huynh đệ, thỉnh đi. Trương ức thanh hướng y bảo dụ đưa mắt ra hiệu, theo sau đi nhanh về phía trước đi đến. Y bảo dụ đi theo trương huyền phía sau, đi vào đám người kia giữa. Ô áp áp đám người đứng ở hai bài, cho y bảo dụ rất lớn áp lực, nếu không có có trương huyền tại đây, y bảo dụ tuyệt đối không dám đi ở người này đàn chung, những người này giống như muốn ăn thịt người giống nhau hung ác. Cùng Trương Huyền giao thiệp thanh niên ở phía trước dẫn đầu, Trương Huyền đi theo này phía sau, liền như vậy một đường đi vào ác nhân thành giữa. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương là ở ác nhân thành bên ngoài, này một đường, ước chừng đi rồi hơn một giờ, tại đây hơn một giờ nội, Trương Huyền cùng Y Bảo Dụ vẫn luôn ở vào đám người hung ác ánh mắt giữa, Y Bảo Dụ cả người đổ mồ hôi, nhưng thật ra Trương Huyền, đi nhẹ nhàng, ánh mắt mọi nơi đánh giá đối với ác nhân thành kiến trúc bình phẩm từ đầu đến chân. dẫn đường thanh niên ngoài ý muốn nhìn trương huyền liếc mắt một cái, theo sau ở một nhà bình thường khách sạn trước cửa dừng lại. trương ức thanh huynh đệ, nơi này nhưng có không ít chúng ta ác nhân thành đặc sắc đồ ăn, muốn hay không tới nếm thử. hảo a, trương huyền lên tiếng, theo sau không đợi dẫn đường thanh niên phản ứng, khi trước đi vào khách sạn đại môn giữa. này khách sạn bất quá hai tầng lâu cao tầng ngoài sơn đều rất không sai biệt lắm, còn có chút đánh nhau dấu vết khác ở lâu trên mặt, môn đầu bình thường, trang hoàng giống nhau. Y bảo dụ đi theo trương huyền phía sau hướng khách sạn nội đi đến, ở bước vào khách sạn đại môn nháy mắt, y bảo dụ liền phát ra nôn ngửa tiếng động, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Liền tại đây khách sạn trong đại sảnh, treo đầy đủ loại hình cụ, này đó hình cụ phía trên, còn dính màu đỏ tươi huyết nhục, hiển nhiên vừa mới dụng hình xong. Trên mặt đất có một bãi sền sệt vết máu, bên trong ngâm nửa điều đoạn rớt cánh tay, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khách sạn đại sảnh, một khối thi thể liền nằm ở cách đó không xa, thi thể thượng che kín rậm rạp miệng vết thương, da chóc thịt bong, xương cốt đoạn toái, không ra hình người. Tại đây địa tâm văn minh, một cái vũ lực tối thượng thế giới, y bảo dụ gặp qua người chết không ở số ít, nhưng đem một người tra tấn thành như vậy bộ dáng, y bảo dụ vẫn là thấy, nàng cũng là sắp tới thân phận mới được đến thay đổi, ở mấy ngày trước, nàng vẫn là một cái vạn người chú mục đại minh tinh. Nhìn y bảo dụ này phó nôn mửa bộ dáng, vì trương huyền dẫn đường thanh niên khóe miệng treo lên một nụ cười nhẹ, đây là bọn họ vì trương huyền chuẩn bị đệ nhất phân cơm. Giết người, rất nhiều người đều dám, nhưng thân thủ đi tra tấn một người, hơn nữa đem một người ma thành dáng vẻ này, rất nhiều người, liền xem cũng không dám xem một cái. Đang lúc tên này thanh niên tính toán quan sát trương huyền quẫn trạng khi, liền thấy Trương Huyền Sân vắng tản bộ vòng quanh khách sạn đại sảnh dạo qua một vòng, thậm chí còn duỗi tay đi ước lượng một chút những cái đó mang theo huyết nhục hình cụ, lại đi đến kia cụ bị tra tấn không ra hình người thi thể bên cạnh, quan sát một phen, theo sau bình phẩm từ đầu đến chân nói: "Các ngươi thủ đoạn vẫn là thiếu chút nữa a, à. này hiển nhiên là đem hắn xương cốt tất cả đều mài nhỏ, nhưng hiện tại rõ ràng còn có tam khối xương cốt chỉ thuộc về đứt gãy trạng thái." Cũng không có bị mài nhỏ, thuyết minh các người đối này lực đạo nắm giữ thực bình thường còn phải nhiều hơn luyện tập A. Dẫn đường thanh niên nhìn đến trương huyền này phiên bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, theo sau sắc mặt có chút khó coi, vốn dĩ bọn họ cho rằng, này đạo thứ nhất đồ ăn, có thể làm này trương ức thanh hơi chút kiêng kỵ một phen, nhưng hiện tại xem ra, đối phương là một chút kiêng kỵ ý tứ đều không có A. Dẫn đường thanh niên cười nói, ha ha, trương ức thanh huynh đệ, này chỉ là xử lý một ít tìm lung tung phiền toái người mà thôi, cũng không có thật sự muốn đi như thế nào tra tấn hắn, là chính hắn không biết cố gắng, trước tắt thở. Nguyên lai like là như thế này, Trương Huyền gật gật đầu, kia thật là hắn tự thân có chút vấn đề, bất quá nhìn này đó, nhưng thật ra làm ta trương mỗi người ăn uống mở rộng ra a, à, làm ta gấp không chờ nổi muốn đi xem các người đặc sắc đồ ăn. Dẫn đường thanh niên mịt mờ bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cuồng vọng, ở đây người đều rất rõ ràng, này cái gọi là đặc sắc đồ ăn, cụ thể là chỉ cái gì. Dẫn đường thanh niên làm ra một cái thỉnh thủ thế, Trương ức thanh huynh đệ, bên này đi. Trương huyền gật gật đầu, đi theo thanh niên, chiều đại sảnh đi thông lầu hai cửa thang lầu đi đến, y bảo dụ cố nén dạ dày quay cuồng, theo đi lên. Đường trương huyền vừa tới đến cửa thang lầu vị trí, liền thấy hai gã hán tử say, lảo đảo lắc lư từ thang lầu thượng đi xuống tới, ở đi ngang qua trương huyền bên người khi, hai người đều đụng vào trương huyền trên người. Hắn sao, nơi nào tới cẩu đồ vật, không có mắt một người hán tử say chửi ầm lên. Ta xem không có mắt chính là ngươi đi, Trương Huyền mỉm cười đáp lại. Mau quỳ xuống cấp lão tử xin lỗi, biết lão tử là ai sao? Một khác danh hán tử say cũng mở miệng, đàn tô trí tôn, là lão tử thúc phụ. Nga, Trương Huyền ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía dẫn đường thanh niên, đây cũng là tới dùng bữa. Dẫn đường thanh niên lắc lắc đầu, ra tiếng nói, cũng không phải, vị này chính là đan tô Chí tôn cháu trai, chỉ là tới nơi này dùng cơm mà thôi. Trương Huyền gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này, bất quá, nếu các ngươi ác nhân thành nói vì ta trương mỗi người chuẩn bị đặc sắc đồ ăn, kia không quan hệ người, cũng liền không cần thiết xuất hiện ở chỗ này, đúng không? Ở Trương Huyền trước người, một đạo hàn mang chợt lóe rồi biến mất, tên kia tự xưng đan tô trí tôn cháu trai hán tử say, đầu vứt khởi, máu tươi phun. Ngày mai bắt bảo trà muốn đi bệnh viện xem bệnh, đêm nay cũng chỉ có canh một thiếu ngày mai bổ thượng vọng các vị lý giải nhìn trước mắt bay lên đầu dẫn đường thanh niên một trận ngây người đây chính là đan thanh trí tôn cháu trai a cái này trương ức thanh liền như vậy cho người ta chém hai người kia cũng là ác nhân thành lúc này đây an bài bọn họ cố ý đưa ra trong đó một người thân phận lại chưa từng tưởng cái này thân phận không có cấp trương ức thanh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng ở dẫn đường thanh niên ngây người quá trình giữa Trương Huyền bắt lấy mặt khác một người hán tử say, trong miệng nói, ở chúng ta nơi đó, đối đãi không nói lễ phép người, có mặt khác một loại chơi pháp, kêu lột ra. Trương Huyền vừa nói, một bên làm ra động tác, trong tay hắn khí nhận tại đây danh hán tử say đỉnh đầu vẽ ra một cái. Trương Huyền mỗi một câu nói, đều sẽ chiếu chính hắn lời nói đi làm, đương hắn nói âm rơi xuống khi, bị hắn sở bắt lấy hán tử say, cả người đều ở vặn vẹo. Có thể nhìn đến, Màu tím khí mang chính từng sợi từ Hán tử say đỉnh đầu chui vào, làm Hán tử say nhận hết tra tấn. Dẫn Đường thanh niên nghe Trương Huyền nói, nhìn Trương Huyền động tác, ánh mắt giữa lại là lộ ra một mặt sợ hãi, mắt thấy tên này Hán tử say đầy mặt đỏ lên, thân thể vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng khi, Dẫn Đường thanh niên đánh ra một đạo khí mang, ở giữa tên này Hán tử say giữa mày. Tên này Hán tử say, thế nhưng là lộ ra một bộ giải thoát bộ dáng, theo sau đầu một oai, tài đi xuống. G, trực tiếp giết, này không khỏi có chút quá tiện nghi hắn đi." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Dẫn Đường thanh niên đáp lại nói: "Trương huynh đệ, chúng ta còn có khác sự, vẫn là không cần ở này đó dâu ria nhân thân thượng lãng phí thời gian đi." "Thật là tiếc núi a." À. Trương Huyền vẻ mặt đáng tiếc, đã lâu chưa từng chơi loại trò chơi này, vừa mới nhắc tới một chút hứng thú, tính tính, ta tưởng, về sau vẫn là có cơ hội, ngươi nói đi." Trương Huyền đột nhiên nhìn về phía Dẫn Đường thanh niên, dẫn đường thanh niên không ngọn nguồn đánh một cái lạnh run, miễn cưỡng bài trừ một bộ tươi cười, đáp lại nói, là, mặt sau còn sẽ có cơ hội, chúng ta trước đi lên đi. Dẫn đường thanh niên nói xong, cuốn quyết đi đến trương huyền phía trước, vì trương huyền dẫn đường. Bản thân, còn có vài đạo đồ ăn vì trương huyền chuẩn bị, nhưng đàn tô trí tôn cháu trai đều bị trương huyền chém giết, làm người một chút liền xem minh bạch cái này trương ức thanh tính cách, nguyên bản chuẩn bị tốt vài đạo đặc sắc đồ ăn, cũng liền không thường dẫn đường thanh niên đem Trương Huyền đưa tới một cái ghế lô giữa, ghế lô nội, đã ngồi 5 người, ba nam hai nữ, tuổi đều ở hơn 30 tuổi tả hiếu. Tới tới tới, Trương Huynh Đệ, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Hùng Cường Thủ Lĩnh. Dẫn đầu thanh niên phân biệt giới thiệu, trong đó nam tính giữa, một người thân cao mã đại đầu chọc tráng hán, gọi là Hùng Cường, là đan tô trí tôn thủ hạ. Một người nhỏ gầy nam tính, là hải lâm trí tôn thủ hạ còn có một người thân xuyên Âu phục nam nhân, là tôn rộng trí tôn thủ hạ. Dư lại hai gã nữ tính, cũng phân biệt đi theo hai gã trí tôn. Trương Huyền đi vào ghế lô nội ngồi xuống, tại đây trên bàn cơm, đã bày vài đạo đồ ăn, này vài đạo đồ ăn y bảo dụ chỉ nhìn thoáng qua, vừa mới ở giả dày áp xuống đi không khỏe lại lần nữa quay cuồng lên. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Ha ha, tới, Trương Huynh Đệ, nếm thử chúng ta này đặc sắc đồ ăn, khi bảo dụ thấy như vậy một màn, lại lần nữa nhịn không được, bắt đầu nôn mửa lên. Đem đi đi, ta không ăn. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, khẽ lắc đầu. Không ăn, kia nhỏ gầy nam tính lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Trương huynh đệ, người tới chúng ta ác nhân thành, sẽ không liền chúng ta này đặc sắc đều không tiếp thu được đi. Còn lại mấy người, cũng sôi nổi lộ ra châm biếm thần sắc, dưới lầu cùng hàng hiên phát sinh sự. Bọn họ đều xem ở trong mắt, giờ phút này thấy Trương Huyền ăn mệt trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đắc y lên. Trương Huyền mày nhăn lại, ra tiếng nói, ai cho các người tự tin, ân. Trương Huyền nói, làm mặt lộ vẻ châm biếm mấy người sắc mặt sửng sốt. Nghe không hiểu lời nói của ta, Trương Huyền nhìn lướt qua mọi người. Hùng Cường khẽ nhíu mày, Trương Huynh Đệ, ta không rõ người có ý tứ gì. Hùng Cường vừa dứt lời, một đạo màu tím quang mang chợt lóe rồi biến mất, mà Hùng Cường đầu cũng lăn xuống đến trên mặt đất, lộc cộc lộc cộc máu tươi chảy dòng một cái phú thần hậu kỳ mà thôi cũng xứng cùng ta xương huynh gọi đệ ai cho ngươi dũng khí trương huyền hừ lạnh màu tím khí mang tràn ngập toàn bộ ghế lô dẫn đường thanh niên sắc mặt biến đổi trương ức thanh huynh đệ hùng cường chính là đan tô trí tôn đại biểu hắn liền đại biểu đan tô trí tôn đại biểu trương huyền khinh thường cười đại biểu liền có thể cùng ta xương huynh gọi đệ sao hiện tại làm cái gọi là đan tô trí tôn lại đây, cho ta nói rõ là chuyện như thế nào, bằng không, ta trương ức thanh khả năng liền phải cho rằng, hắn này đan tô trí tôn, là khinh thường ta quang minh đảo. Ghế lô nội mấy người, hai mặt nhìn nhau, thấp bé nam nhân há mồm ra tiếng, trương. Một cái trương tự vừa mới xuất khẩu, thấp bé nam nhân đầu cũng cao cao quảng dựng lên. Ta có nói quá cho các người nói chuyện sao? Trương huyền mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ, ta nói, kêu các người sau lưng trí Tôn ra tới nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi nghe không rõ sao? Ân, một đạo màu đỏ thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Trương Huyền phía sau, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành. Ở khách sạn bên ngoài, rất nhiều ác nhân thành cư dân tụ tập tại đây, chờ đợi xem phát sinh cái gì, bọn họ chỉ thấy được vô số đạo màu đỏ kiếm mang từ khách sạn nội đâm ra, sông thẳng tận trời, ly đến hơi gần một ít người, trên mặt đá xuất hiện vết thương, trên mặt đất, đạo đạo vết kiếm hiện lên này tòa hai tầng lâu cao khách sạn ở oanh một tiếng giữa hoàn toàn sập bụi mù nổi lên bốn phía đương bụi mù tan đi lúc sau liền thấy trương huyền như cũng ngồi ở một chương ghế dựa thượng y bảo dụ đi theo này phía sau mà trừ bỏ dẫn đường thanh niên bên ngoài còn lại cái gọi là năm tên trí tôn đại biểu toàn bộ thi thể chia lìa trương huyền liền ngồi ở nơi đó thanh âm vang lên làm mỗi người đều nghe được rành mạch nhìn dáng vẻ ác nhân thành đạo đãi khách cũng không phải thực hợp lễ nghĩa, dĩ vãng còn chưa tính, nhưng từ hôm nay trở đi, ta quang minh đảo đem nhập chú ác nhân thành, này đó lễ nghĩa, là nên sửa lại. Trương huyền thanh âm thực vang dội phi thường rõ ràng làm tất cả mọi người nghe được. Nhìn ngồi ở kia phế tích giữa người, mọi người trong lòng, đều toát ra hai chữ. Cuồng vọng, đối, chính là cuồng vọng. Một người, kêu gào toàn bộ ác nhân thành. Trương huyền lời nói thiển ý tứ, ai đều nghe được minh bạch, này quang minh đảo, là muốn làm ác nhân thành chủ nhân A. À. Ác nhân thành là cái dạng gì địa phương, đó là liền phía chính phủ học viện đều quản không được địa phương, đó là liền vạn vùng núi chủ thành đều quản không được địa phương, khi nào đến phiên một cái mới vừa ngoi đầu thế lực tới nhúng tay. Ha ha ha, đã sớm nghe nói quang minh đảo chư vị huynh đệ, thủ đoạn phi phàm, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế A. À. Một đạo tiếng cười to vang lên, theo sau, liền thấy một người thân xuyên hồng bào, lăng không mà đến. Nhìn thấy thân ảnh ấy, trong đám người có người kinh hô. Đan Tô Chí Tôn, là Đan Tô Chí Tôn tới. Trương ức thanh phá lệ cuồng vọng, chém Đan Tô Chí Tôn cháu trai, lại sát Đan Tô Chí Tôn đại biểu, đây là ở đánh Đan Tô Chí Tôn mặt A. Xem Đan Tô Chí Tôn xử lý như thế nào đi. Lấy Đan Tô Chí Tôn tính cách, phỏng trừng sẽ trực tiếp ra tay. Hắn cùng Trương ức thanh ai mạnh. Không cần tưởng, tất nhiên là đan tô trí tôn càng tốt hơn, rốt cuộc, đan tô trí tôn thành tựu trí tôn chi vị đã thời gian rất lâu, mà cái này trương ức thanh, hắn mới bao lớn tuổi, liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện khí, cũng không có khả năng so đan tô trí tôn tư lịch muốn lão. Từng đạo thanh âm từ đám người giữa truyền ra, đan tô trí tôn lăng với không chung, trên cao nhìn xuống, nhìn trương huyền, trương ức thanh lão đệ, ta so ngươi lớn tuổi, kêu ngươi một tiếng lão đệ, hẳn là không tính chiếm ngươi tiện nghi. Trương Huyền Như cũng ngồi ở chỗ kia, không có hé răng. Đan Tô Chí Tôn tiếp tục nói, người sờ tới ác nhân thành, chúng ta nhiệt tình nginh đón, nhưng Trương Lão Đệ ngươi như vậy đáp lại, không khỏi có chút quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Người chảm ta cháu trai, giết ta đại biểu, đây là không đem ta Đan Tô đương hồi sự A. À. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia Trương Huyền giờ phút này đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía trên Đan Tô Chí Tôn, cười nói, rất kỳ quái, ta vì cái gì muốn đem người đương hồi sự, ân trên không đan tô chí tôn ánh mắt một lăng hắn đã biết này trương ước thanh cực độ cuồng vọng nhưng lại không nghĩ rằng này trương ước thanh có thể cuồng vọng đến như vậy bộ dáng căn bản không đem chính mình để vào mắt trương lão đệ làm người vẫn là không cần quá cuồng vọng hảo a à. đan tô chí tôn thanh âm âm trầm sau lưng một đạo anh linh hiện lên là một người đau khách cuồng vọng trương huyền đột nhiên cười ta trương mỗi người nào có người đan tô chí tôn cuồng vọng ta sớm thành tựu chí tôn chi vị ngươi lại kêu ngươi vãn bối khiêu khích cùng ta, ngươi đây mới là không đem ta trương ức thanh để vào mắt, không đem ta quang minh đảo để vào mắt a. À. Đan Tô Chí Tôn nói, trương ức thanh, người thiếu lấy quang minh đảo tới áp ta. Nga, kia nhìn dáng vẻ, ngươi là muốn cho ta tự mình động thủ lạc. Trương huyền nhếch miệng, lộ ra tươi cười, theo sau bỗng nhiên phất tay, một đạo màu tím kiếm mang, phóng lên cao, thẳng đến Đan Tô Chí Tôn mà đi. Vừa mới Trương Huyền đột nhiên gọi xuất chiến linh, chém ra kiếm khí, chính là cảm nhận được có tự tôn tiếp cận, này chiến linh xuất hiện mục đích, đều không phải là chống đỡ trí tôn, mà là ở che giấu, che giấu năng lượng tụ tập, từ lúc bắt đầu, Trương Huyền liền làm tốt ngưng tụ diệt thế ma kiếm chuẩn bị. Tới ác nhân thành, tất nhiên sẽ có một hồi chiến, Trương Huyền đã tưởng rất rõ ràng, mà một trận chiến này, nhất định phải đánh xinh đẹp, nếu không, kế tiếp phiền toái sẽ rất nhiều. Như thế nào chiến mới tính xinh đẹp một trận chiến? kia đó là cổ bị lực chấn nhiếp một trận chiến. Trương Huyền ngưng tụ diệt thế ma kiếm, là hắn hiện tại mạnh nhất công phạt thủ đoạn, vừa mới lại hấp thu một ít chiến linh kiếm khí ở bên trong, giờ phút này uy lực cực kỳ cường hãn. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là Trương Huyền theo sau nhất kiếm, này nhất kiếm, xông thẳng tận trời, chém về phía Đan Tô Chí Tôn. Đan Tô Chí Tôn sắc mặt mãnh biến, ngay cả hắn phía sau đao khách anh linh, đều làm ra một ít nhân tính hóa sợ hãi biểu tình. Tà thần đã từng nói qua, trương huyền này nhất kiếm, là có thể chém chết anh Linh. Đàn tô trí tôn cuốn quyết bên trong, ra chiêu ngăn cản, lại có thể nào để được trương huyền này xúc lực diệt thế ma mà kiếm. Màu tím kiếm mang hoàn toàn cắn nuốt đan tô trí tôn, khí mang uy lực không giảm, thẳng thượng tận trời, ngay cả kia vân, đều bị chảm khai. Tại hạ phương quan chiến người trong mắt, thế giới này, ở kia một khắc, đều biến thành màu tím. Đương hết thảy khôi phục bình thường khi, có thể nhìn đến, đan tô chí tôn trường bào đã hoàn toàn rách nát, hắn phía sau anh Linh, cũng có vẻ như có như không, đan tô chí tôn cả người là huyết, mồm to thở hổn hển khóe miệng còn có vết máu ở đi xuống lưu. Như vậy một màn, xem phía dưới mọi người, trừng lớn đôi mắt, không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Đan tô chí tôn bị thương. Trương ức thanh tùy tay nhất kiếm, đem đan tô chí tôn chảm thành trọng thương. Này cũng thật là đáng sợ. Cái này Trương ức thanh mới bao lớn tuổi A. À. Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên. Ngay cả đàn tô trí tôn chính mình, đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng, hắn khó có thể tưởng tượng, vừa rồi kia nhất kiếm, chỉ là một người tuổi trẻ trí tôn, tùy tay chém ra tới. Phải biết rằng, sở dĩ hôm nay ác nhân thành dùng đàn tô trí tôn cháu trai tới áp Trương Huyền, chính là bởi vì đàn tô trí tôn ở ác nhân thành có uy vọng cực cao cùng thanh danh, từ cá nhân trên thực lực mặt đan tô trí tôn tuyệt đối là ác nhân thành số một số hai tồn tại đã có thể như vậy một cái ở ác nhân thành số một số hai tồn tại lại là bị trương ức thanh nhất kiếm chảm trọng thương liền anh linh đều đã chịu bị thương cái này trương ức thanh cũng quá khủng bố đi hoặc là nói quang minh đảo cũng quá khủng bố rốt cuộc là như thế nào một tổ chức mới có thể làm như vậy tuổi trẻ cường giả vì này bán mạng a đan tô trí tôn mồm to thở hổn hển hắn tưởng lập tức phát động thế công tìm về bãi, nhưng hắn lại có chút không dám, hắn sợ không rõ trương ức thanh đế, không dám tùy ý động thủ. Trương Huyền đứng ở nơi đó, tiêu hao thật lớn hắn, cũng ở trộm bổ sung thể lực, đợi cho không sai biệt lắm khi, Trương Huyền ra tiếng, đan tô trí tôn, ta quang minh đảo lần này tiến đến, đều không phải là giết người, này nhất kiếm, là ta trương ức thanh cá nhân đối với người bất mãn, người nếu không phục, nhưng tùy thời tìm ta, mấy ngày nay, ta đều sẽ tại đây. Trương Huyền nói xong, bước đi xa, rời đi phế tích. Y bảo dụ vội vàng đuổi kịp. Vây xem một đám người đàn, thực tự giác cấp Trương Huyền nhường ra một cái thông đạo tới, bọn họ phía trước hung ác ánh mắt, cũng gần như biến mất, không vì cái gì khác, liền bởi vì Trương Huyền vừa mới kia tận trời nhất kiếm, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Trương Huyền đi ra đám người, hoàn toàn tiến vào ác nhân thành giữa, làm giao thông đầu mối then chốt, Ác nhân thành tuy rằng tên thượng làm người nghe đi lên có loại vùng khỉ ho có gáy cảm giác, nhưng trên thực tế, tòa thành này là phi thường phồn hoa, so bắc hương thành muốn phồn hoa không biết nhiều ít, chỉ là dân phong có vẻ phi thường biêu hãn, ở trên đường tùy thời có thể nhìn thấy có người xung đột, nhưng những người này vô luận như thế nào xung đột, cũng không dám thương cập chung quanh kiến trúc. Trương Huyền cùng y bảo dụ ở một nhà phía trước khiến cho Hoàng Miễn liên hệ tốt khách sạn tiến hành đăng ký vào ở, đương vào ở sau không đến nửa giờ, Trương Huyền liền thu được một cái thiệp mời, đến từ chính ác nhân thành thành chủ. Một chương đến từ ác nhân thành thành chủ thư mời bị đưa đến Trương Huyền trong tay. Trương Huyền nhìn trong tay thư mời, phi thường rõ ràng, phía trước phát sinh, chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, chân chính hồng môn yến, chỉ sợ hiện tại mới muốn bắt đầu, bất quá trải qua chính mình phía trước nhất kiếm, lần này hồng môn yến, phỏng trừng muốn thành võ đấu, biến thành văn đấu, Trương huyền đại khái đều có thể nghĩ vậy cái gọi là thành chủ tụ hội sẽ phát sinh cái gì, định ở buổi tối bắt đoạn tụ hội, trương huyền lại là 9 giờ, mới mang theo y bảo dụ, đi ra nơi, đi trước thành chủ tụ hội. Ác nhân thành thành chủ, tên là Thủy Giảng, thực lực không tính cường, mới vào khống linh cảnh, có thể lên làm thành chủ, vẫn là bởi vì này phía sau có học viện bối cảnh. Ác nhân thành tuy rằng không chịu học viện quản hạt, nhưng có chút mặt ngoài đồ vật, vẫn là phải làm đến, Tỷ như này ác nhân thành một tay vị trí. Bất quá, vị trí có là có, nhưng thực quyền có hay không, đó là mặt khác một chuyện. Lần này tụ hội, định ở ác nhân thành xa hoa nhất khách sạn, khách sạn này, chính là ác nhân thành tiêu chí tính kiến trúc, đại lâu vẻ ngoài, rõ ràng chính là một cây đao cùng một phen kiếm tương giao bộ dáng từ này cũng có thể nhìn ra, ác nhân thành dân phong rốt cuộc biêu hãn tới rồi kiểu gì trình độ. Thành chủ thủy dạng là một nữ nhân, hơn 40 tuổi, nhưng từ diện mạo thượng xem, cũng liền 30 tuổi bộ dáng, vẫn còn phong vận. Hôm nay, khách sạn tụ tập rất nhiều đại nhân vật, trong đó bao gồm đan tô ở bên trong năm đại chí tôn, này năm đại trí tôn, đại biểu chính là ác nhân thành năm cổ bất đồng thế lực, hiện tại ác nhân thành cũng là ở vào này năm cổ thế lực cộng đồng quản hạt giữa. Hôm nay ban ngày, Trương Huyền Sở Trảm, chính là này năm đại trí tôn đại biểu. Yến hội chia làm vài cái trình tự, trí tôn vì một cấp bậc, các thế lực lớn trưởng bối vì một cấp bậc, các thế lực lớn tiểu bối lại là một cái khác trình tự. Dan tô có chút huệ oải không phấn chấn ngồi ở thuộc về hắn vị trí thượng, hôm nay trương huyền kia nhất kiếm, có chút thương cập tới rồi Dan tô căn nguyên, làm hắn hiện tại đều khó có thể phục hồi tinh thần lại. Hôm nay tụ hội, tổng cộng có hai cái mục đích, đệ nhất là này đó ác nhân thành cao tầng, muốn chèn ép trương ức thanh, đệ nhị còn lại là nghênh đón từ chủ thành đã đến nữ chiến thần. Buổi tối 8 giờ, nữ chiến thần vào thành dẫn dắt chủ thành tinh nguyện bộ đội một vạn người chỉnh này một vạn người toàn bộ toàn bộ võ trang đều nhịp đi tuốt đằng trước phương nữ chiến thần anh tư tát sảng nàng kia một trương có thể nói hoàn mỹ gương mặt thượng tràn ngập kiên nghị ác nhân thành thành chủ cùng với năm đại chí tôn thu được tin tức lúc sau lập tức ở khách sạn dưới lầu nghênh đón vì nữ chiến thần đón gió tẩy trần đối mặt trương ước thanh những người này muốn làm chính là chèn ép là diệt này huy phong nhưng đối mặt nữ chiến thần bọn họ làm, chính là khen tặng. Vạn Sơn Đại Khu, chủ thành nữ chiến thần Lâm Thanh Hạc, đã từng độc chiến Hoành Sơn Bảy Thái Bảo trong đó chi tam, này phân chiến tích, là đủ để ngạo nhân. Buổi tối 9 giờ thời gian, một vạn quân sĩ lưu tại khách sạn ở ngoài, Lâm Thanh Hạm chỉ mang một người phó quan, vào khách sạn giữa. Ác nhân thành thành chủ thủy dạng đi theo một bên. Lâm tướng quân tàu xe mệt nhọc, thật là vất vả. Thủy thành chủ mới là thật sự vất vả, Lâm Thanh hạ mắt nhìn phía trước, nơi này thế lực rắc rối giao tạp, Thủy Thành chủ còn có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ha ha, Thủy Dạng cười gượng một tiếng, Lâm Tướng quân quá khen. Vạn Sơn Đại Khu chủ thành nữ chiến thần danh hào, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng gặp qua người, lại không nhiều lắm. Đường Lâm Thanh Hạm đi vào yến hội trong phòng, rất nhiều thế lực trẻ tuổi, toàn bộ đem ánh mắt thả lại đây, trong mắt mang theo kinh diễm, bọn họ nghe nói hôm nay nữ chiến thần muốn tới, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này chịu người kính ngưỡng nữ chiến thần, thế nhưng là như vậy tuyệt sắc. Hải vọng, này hẳn là ngươi đồ ăn đi, cách đó không xa, hai gã thanh niên, cầm trong tay chén rượu, nhìn về phía bên này. Hải vọng, đó là hải lâm trí tôn chi tử, có cái trí tôn lão tử, hải vọng ở ác nhân thành địa vị, tự nhiên cũng là cực cao, hắn bản thân thực lực cũng không kém, có phú thần trung kỳ tiêu chuẩn, đặt ở hắn cái này tuổi, cũng xưng được với lại ưu tú. Cùng hải vọng người nói chuyện, tên là Tôn Thần, chính là Tôn Rộng Trí Tôn Nhi Tử, đồng dạng có được rất cao địa vị. Hải vọng hơi hơi mỉm cười, loạn choạng trong tay chén rượu, nhưng thật ra ta thích loại hình. Đáng tiếc a, à, Tôn Thần vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây là chủ thành nữ chiến thần, trí tôn cường giả, người hải vọng ở ác nhân thành, nghĩ muốn cái gì nữ nhân, đơn giản là vẫy vẫy tay sự, nhưng này nữ chiến thần. Nhưng đều không phải là ngươi có thể nhúng chàm, ngươi cũng cũng chỉ có thể nhìn xem lạc hải vọng nghe được lời này trên mặt lộ ra một mặt bất mãn theo sau nói nữ chiến thần lại như thế nào chỉ cần ta hải vọng có thể coi trọng nữ nhân sớm muộn gì sẽ ngoan ngoãn rơi xuống tay của ta thôi bỏ đi hải vọng tôn thần vỗ vỗ này bả vai có một số người có một số việc vẫn là không cần cưỡng cầu hảo hải vọng nhéo chén rượu tay hơi hơi dùng sức theo sau đi nhanh hướng lâm thanh hạm nơi địa phương đi đến tôn thần nhìn hải vọng bóng dáng trên mặt lộ ra một nụ cười theo sau Lạng yên đi đến một bên. Hải vọng một bên sửa sang lại quần áo của mình, vừa đi đến lâm thanh hạm trước người, bày ra một cái xoái khí tươi cười, chỉ bằng vào mượn nụ cười này, hải vọng đã từng bắt được quá không ít nữ hải phương tâm. Hải vọng dùng hắn giàu có từ tính thanh âm mở miệng nói, lâm tướng quân, không biết hay không may mắn cùng người uống một ly. Nhìn hải vọng đi đến lâm thanh hạm trước mặt, ác nhân thành thành chủ thủy dạng rõ ràng sửng sốt, còn lại năm tên trí tôn, cũng có chút không phản ứng lại đây, đan tô đám người đem ánh mắt nhìn về phía Hải Lâm Trí Tôn. Hải Lâm Trí Tôn khẽ nhíu mày, nhìn chính mình nhi tử, chính mình nhi tử là như thế nào một cái niệu tính, Hải Lâm Trí Tôn là lại rõ ràng bất quá, mỗi lần có mỹ nữ, chính mình này nhi tử đều sẽ xuất hiện, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình này nhi tử, thế nhưng đem chú ý đánh tới nữ chiến thần trên người tới. Lâm Thanh Hạm xem cũng chưa xem Hải Vọng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, kẻ hèn một cái phú thần, tới tìm ta uống một chén, cũng xứng sao. Hải vọng biểu tình một ngưng, mở miệng nói, sớm muộn gì có một ngày, ta có thể trở thành trí tôn cường giả. Vậy chờ ngươi trở thành trí tôn cường giả kia một ngày rồi nói sau. Một đạo thanh âm vang lên, lời nói giữa, tràn ngập trào phung ý vị, mỗi người đều buông hào môn, nói có thể trở thành trí cường giả, kết quả là, đều trở thành một đống xương khô, chết ở đối thủ đau hạ. Hải vọng đầu một hồi, liền thấy một người thanh niên bước đi tới ở đối phương phía sau, đi theo một nữ nhân. Này ra tiếng người nói chuyện, đúng là Trương Huyền. Bởi vì thân phận cùng thực lực nguyên nhân, Hải Vọng không dám cùng Lâm Thanh hãm phát giận, nhưng đối với như vậy một người tuổi trẻ người, Hải Vọng còn không bỏ ở trong mắt, trực tiếp quát, ngươi là cái thứ gì? Đứng ở một bên Đan Tô thấy Trương Huyền, bước chân theo bản năng triệt thoái phía sau một chút. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, Hải Lâm Chí Tôn có chút vãn bối sẽ không nói, ngươi cần phải giáo dục một chút a, bằng không chờ đến người khác ra tay thế người giáo dục thời điểm, vậy chậm, đan tô trí tôn chính là cái thực tốt ví dụ, không phải sao. Hải vọng theo bản năng quét một vòng bốn phía, Trương Huyền nói làm hắn cảm thấy phi thường mất mặt, hắn quát to, lần này tụ hội, ai cho ngươi tư cách, làm ngươi tới này. Tư cách, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau bước đi đến hải vọng trước mặt, múa may cánh tay, một cái tát chiều hải vọng trên mặt rút đi hải vọng muốn né tránh, lại phát hiện trong nháy mắt này, chính mình quanh thân toàn bộ khí cơ, đều bị phong tỏa, căn bản vô pháp nhúc nhích, hải vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối phương này một cái tát, chiều chính mình trên mặt chiều tới. Bang! Một tiếng giòn vang qua đi, hải vọng phát hiện chính mình lại khôi phục tự do, làm cho nhiều người như vậy mặt bị chiều bàn tay, mặt mũi đại thất, làm hải vọng thẹn quá thành giận, hải vọng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh khí bạo động, liền phải động thủ, làm càn, hải lâm trí tôn rốt cuộc ra tiếng, hắn hét lớn một tiếng, ngăn lại hải vọng động tác. Cha, hải vọng khó hiểu nhìn hải lâm Chí tôn. Hải lâm trí tôn đi lên tới, đồng dạng một cái tát chiều đến hải vọng trên mặt, đối với hôm nay hải vọng biểu hiện, hải lâm trí tôn phi thường thất vọng, tiểu tử này sắc đảm bao thiên, cũng dám đem chủ ý đánh tới nữ chiến thần trên người tới. Trước không nói này nữ chiến thần kia một người độc chiến bảy thái bảo trong đó chi tam ngạo nhân chiến tích, chỉ là đối phương thân phận, kiếm cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, vạn sơn chủ thành đại biểu, quang này, chẳng sợ hải lâm trí tôn đám người, đều đến cẩn thận. Trịnh trọng đối đãi thu hồi tính tình của ngươi, hải lâm trí tôn quát lớn nói, chờ ngươi trở thành trí tôn kia một ngày, lại lấy ra ngươi tính cách tới, hiện tại, ngươi cho ta ngoan ngoán cầm miệng của ngươi lại ba. Hải lâm trí tôn dằn dậy song sau, đem ánh mắt phóng tới trương huyền trên người, ha hả cười nói, trương ức thanh huynh đệ, Quyền tử không hiểu chuyện, người đừng quá để ý. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, ác nhân thành, vẫn là có giảng đạo lý người sao, ta còn tưởng rằng đều giống đan tô trí tôn vãn bối như vậy, không biết lễ nghĩa đâu. Hải vọng vừa nghe Trương ức thanh ba chữ, thân thể chấn động, hôm nay phát sinh sự, hắn sao có thể không có nghe nói, kia quang minh đảo Trương ức thanh, tùy tay nhất kiếm, làm đan tô trí tôn thân bị trọng thương. Hải vọng nguyên bản lửa giận, vào giờ phút này hoàn toàn bình ổn xuống dưới, trong mắt mang theo một mặt sợ hãi, về phía sau thối lui. Đan tô chí tôn còn lại là hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Trương huyền đem ánh mắt nhìn về phía lâm thanh hạm, tại đây đồng thời, lâm thanh hạm ánh mắt cũng chiều trương huyền xem ra, liền ở hai người ánh mắt tương giao này trong nháy mắt, phảng phất hết thảy đều yên lặng. Từ lần trước trương huyền rời đi, đến bây giờ mới thôi, hắn đã lâu lắm, không có gặp qua lâm thanh hạm, đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, thăm cổ thần sơn, thăm tổ địa, thăm lâu lan, thăm nhập địa tâm, trương huyền sở làm hết thảy sự đều chỉ có một mục tiêu, tìm cái kia sớm đã giấu vết ở chính mình trong lòng nữ nhân. Lúc này hai người gặp nhau, nguyên bản hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên từ đâu mở miệng. Có thể nhìn đến lâm thanh hãm thân thể ở hơi hơi phát sinh run rẩy, tuy rằng nàng đã cực lực ở khống chế chính mình thật có chút đồ vật, là chính mình sở vô pháp khống chế. Lâm Thanh Hạm bên cạnh phó quan, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Hạm, nàng chưa bao giờ gặp qua, tướng quân biểu hiện ra quá này phiên bộ dáng. Mắt thấy Lâm Thanh Hạm muốn khống chế không được cảm xúc, Trương Huyền mỉm cười mở miệng, đã sớm nghe nói nữ chiến thần danh hào, hôm nay vừa thấy, lại không nghĩ rằng là như vậy một gái đại mỹ nhân, nếu có một ngày, ta Trương ức Thanh có thể đem nữ chiến thần bắt hồi doanh trại, làm áp trại phu nhân, kia trường hợp, ngẫm lại đều làm người hưng phấn a ha 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 làm càn lâm thanh hạm phó quan quát lên một tiếng lớn trương ức thanh các ngươi quang minh đảo bất quá là một cái dấu đầu lòi đuôi tiểu thế lực mà thôi chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí đan tô chí tôn đám người cái này xem như thật sự hiểu biết đến cái này trương ức thanh có bao nhiêu không gì kiêng kỵ liền vạn sơn chủ thành nữ chiến thần hắn đều có thể đùa giỡn còn có gì là hắn không dám làm lâm thanh hạm nhìn trước mắt nam nhân hít sâu một hơi mặt mang mỉm cười, đương lâm thanh hạm cười kia một khắc, giống như băng tuyết hòa tan, xuân phong quất vào mặt. Trương ước thanh thiếu hiệp, người tên này, giàu có thâm ý, nhưng không giống như là tùy tiện liền sẽ đem người bắt trở về làm áp trại phu nhân bộ dáng. Trương huyền cười nói, người khác ta sẽ không, nhưng lâm tướng quân ngươi, nhưng không nhất định, ai làm ngươi như vậy mê người đâu. Trương ước thanh thiếu hiệp cũng thật sẽ nói cười, lâm thanh hạm ra tiếng. Ha ha! Trương Huyền cười lớn một tiếng, ta cũng không phải là nói giỡn, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt trở về, nhất định. Trương ức thanh, người đủ rồi, lâm thanh hạm phó quan lại lần nữa ra tiếng quát lớn, cơm người có thể ăn bậy, nhưng lời nói, người không thể nói bậy. Trương Huyền nhún vai, chiều một bên đi đến, ở đây mọi người thầm hô Trương Huyền lớn mật, hoàn toàn không nghĩ tới, nhân ra đây là hai phu thê ở ve vãn đánh yêu đâu. Y bảo dụ từ đầu tới đuôi đi theo Trương Huyền phía sau, sáng dọi diễm lệ, đương Trương Huyền ngồi xuống lúc sau, Y bảo dụ thực chi kỷ vì Trương Huyền nhéo bả vai. Lâm Thanh hạm thấy như vậy một màn, cái miệng nhỏ hơi hơi một dầu, ánh mắt giữa xuất hiện một mặt ghen tuông, bất quá thực mau đã bị nàng thu hồi. Hảo ngươi cái Trương Huyền, đi đến nơi nào, sau lưng đều không thể thiếu một nữ nhân đúng không, ở mặt trên có cái kia nữ cảnh, có tần tổng, còn có Milan, tới rồi hiện tại, bên người lại đi theo một cái tiểu minh tinh. Quay đầu lại lại tính sổ với ngươi. Nữ nhân tiểu tâm tư ở không ngừng nói thầm, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đều ở chú ý Trương Huyền. Trương Huyền bên cạnh cái này nữ tinh, tự nhiên trốn bất quá Lâm Thanh Hạm điều tra. Lâm Thanh Hạm bước đi đến bên kia ngồi xuống, đối mặt Trương Huyền. Trương Huyền mắt thấy Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình đối diện, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chính mình, lại cảm nhận được sau lưng y bảo dụ đôi tay kia truyền đến non mềm, tức khắc một trận xấu hổ, vội vàng hướng y bảo dụ vẫy vẫy tay, hảo, đi một bên chờ đi. Y bảo dụ gật gật đầu, cung kính đi đến một bên đi. Trương Huyền lại xem lâm thanh Hạ, phát hiện nữ nhân như cũ còn lấy vừa rồi như vậy ánh mắt nhìn chính mình, hắn vội vàng trộm làm ra xin tha thủ thế. Ở đây, ai cũng không có phát hiện này hai người chi gian động tác nhỏ. Ở thành chủ thủy dạng thanh âm giữa, còn lại mấy đại trí tôn, cũng sôi nổi ngồi xuống đãi tất cả mọi người ngồi xuống. Lúc sau, thủy dạng đứng dậy mở miệng. Hôm nay thật là ta ác nhân thành chuyện may mắn a. À. Lâm tướng quân đến làm cho cả ác nhân thành bồng tất sinh huy. Quang minh đảo trương ước thanh huynh đệ thiếu niên anh hùng hôm nay có thể vừa thấy cũng là ta thủy dạng vinh hạnh. Ha ha ha. Thủy dạng làm người trung gian nói chuyện phương thức và phía chính phủ ai cũng không đắc tội. Đan tô chí tôn hừ lạnh một tiếng. Niên thiếu thành công giả trên đời này quá nhiều quá nhiều nhưng giống trương ước thanh như vậy cuồng vọng người là thật hiếm thấy chỉ là ta còn không rõ ràng lắm trương ước thanh là trời sinh tính như thế vẫn là cố ý tới ta ác nhân thành lập uy đâu đan tô chí tôn một câu liền đem đề tài chọn lên còn lại bốn gã chí tôn cũng đều đem ánh mắt phóng tới trương huyền trên người bị mọi người nhìn chăm chú vào trương huyền lười biếng dựa vào ghế dựa thượng nhẹ nhàng mở miệng có cái gì khác nhau sao ân chương 1477 bảo vật. Trương Huyền trả lời, kỳ thật liền biểu đạt hai chữ, cuồng vọng. Cực kỳ cuồng vọng. Trương Huyền hiện tại biểu hiện, hiển nhiên chính là không đem còn lại người để vào mắt. Tôn rộng trí tôn ra tiếng, Trương ức thanh, người không khỏi, có chút quá kiêu ngạo đi. Kiêu ngạo, có sao, Trương Huyền dựa vào nơi đó, nếu người có muốn giết hiện trường ai là có thể giết thực lực, người liền sẽ biết, này không gọi kiêu ngạo, Trương Huyền bất động thanh sắc trang một phen. Vài tên trí tôn trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi, loại này bị người khinh thường cảm giác, làm cho bọn họ phá lệ không thoải mái. Hảo, chư vị, thủy dạng vội vàng đánh lên giảng hòa, chư vị ra tới, đều không phải vì đấu tàn nhẫn mà đến, không cần thiết như vậy đối chọi gay gắt, đúng không? Không vì đấu tàn nhẫn, ta đây muốn biết, này trương ức thanh gần nhất ta ác nhân thành liền động thủ, là có ý tứ gì? lại một người trí tôn ra tiếng là một người nữ tính tên là hồng toái trương huyền nhún nhún vai ra tiếng nói các vị nói thật đúng là có ý tứ ta trương ức thanh thân là trí tôn các người an bài một đám a miêu a cầu tới cùng ta xương huynh gọi đệ hỏi ta là có ý tứ gì y bảo dụ đi kêu một tiếng đan tô lão đệ nhìn xem chúng ta đan tô trí tôn có thể hay không ứng một tiếng y bảo dụ gật gật đầu đương trường liền ra tiếng đan tô lão đệ Đan Tô Chí Tôn sắc mặt, đã khó coi đến sắp tích ra thủy tới. Ai cũng không nghĩ tới, y bảo dụ thế nhưng thật sự dám kêu, nhưng từ này, cũng thể hiện ra tới một vấn đề, đó chính là cái này trương ức thanh lãnh đạo năng lực, có thể làm một cái mới gia nhập quang minh đảo nữ tinh, đối hắn nói gì nghe nấy, loại người này, ở nào đó trình độ đi lên giảng, so với kia loại siêu cường giả còn muốn khủng bố. Trương huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn đan tô, ra tiếng nói, đan tô trí tôn, làm sao vậy? ngươi vì cái gì không đáp lại đâu, ngươi sắc mặt giống như rất khó xem a, à, là khó chịu sao. Trương ức thanh, đan tô trí tôn một cái tát chụp đến bên cạnh ghế dựa trên tay vịn, chỉnh trương ghế dựa, tức khắc vỡ vụn mở ra, trương ức thanh, ngươi không khỏi có chút thật quá đáng. Ha ha, trương huyền khẽ cười một tiếng, ta cách làm, cùng các vị trí tôn cách làm tương đồng, như thế nào đến ta đây liền quá mức đâu. Hay là, trương huyền nói đến này, đôi mắt nheo lại, trên người màu tím linh khí quay cuồng. Hay là, các ngươi là cố ý khi dễ ta trương ức thanh không thành. Yến hội chung không khí, tức khắc khẩn trương lên. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Hắc bạch chí tôn, có người ở trong thành nhìn thấy hắc bạch trí tôn anh linh. Là quang minh đảo hắc bạch chí tôn, không có sai. Vài đạo tiếng kinh hô vang lên, làm đan tô đám người sắc mặt biến đổi, quang minh đảo hắc bạch hai vị trí tôn, thế nhưng cũng tới. Bọn họ nhìn về phía Trương Huyền, Trương Huyền như cũ thành thơi dựa vào nơi đó, vươn tay phải ngón út đào lỗ tai, một bộ không để bụng bộ dáng. Vài tên trí tôn lúc này mới minh bạch, vì sao này Trương ức thanh như thế cuồng vọng, có như vậy tự tin, nguyên lai, sau lưng còn có còn lại người. Về quang minh đảo thực lực, vẫn luôn đều cho người ta một loại phi thường thần bí cường đại cảm giác, quang minh đảo tổng cộng mới ra tay vài lần, nhưng mỗi một lần, đều là trí tôn ra tay. Mấy ngày hôm trước phát sinh len keng khách sạn sự kiện, càng là có hai gã tân trí tôn lộ diệt, hiện tại, ai đều không rõ ràng lắm, này quang minh đảo giấu ở âm thầm thế lực, rốt cuộc còn có bao nhiêu. Cũng không ai dám suy nghĩ, bởi vì hiện tại biểu hiện ở bên ngoài, đã cũng đủ dọa người. Chư vị, ta tưởng đại gia trọng tâm đều lầm, Trương Huyền cười nói, đứng dậy, dạo bước đến lâm thanh hạm trước người, cùng với các vị vẫn luôn nhằm vào ta quang minh đảo, chi bằng nhìn xem vị này nữ chiến thần, Nàng mang theo thượng vạn tinh nhuệ đi vào ác nhân thành Này uy hiếp tính Hẳn là so với ta trương ức thanh muốn đại đi Về lâm thanh hạ mang binh tới đây Tuyệt đối là một cái bé nhọn đề tài Căn bản là không ai nguyện ý nhắc tới Tuy rằng bọn họ đã nhận được tiếng gió Nữ chiến thần lần này tới trước Từng lập quân lệnh trạng Muốn thu phục ác nhân thành Nhưng hiện tại này một tầng giấy cửa sổ còn không có đâm thùng Ai đều không muốn trước nhắc tới Vẫn là suy nghĩ biện pháp giải quyết Dĩ vãng ác nhân thành nhiều mặt thế lực chém giết, học viện không thể không rời khỏi, hiện tại ác nhân thành, đã ổn định, này năm cái trí tôn, mỗi một cái đều không muốn thay đổi hiện trạng, đây cũng là cơ bản nhân tâm, ở hai bàn tay trắng thời điểm, dám đánh dám đua, mà khi có được nhiều, liền sẽ trở nên thật cẩn thận. Cho nên, Lâm Thanh Hạm mang trọng binh tiến đến, hoàn toàn đã bị bọn họ cấp xem nhẹ rất, toàn bộ đều đem trọng tâm đặt ở quang minh đảo mặt trên. Nhưng ai biết, này Trương ức thanh thế nhưng chủ động đưa ra cái này bén nhọn vấn đề. Trương Huyền nhìn chầm chầm Lâm Thanh Hạm, mỉm cười nói, Lâm Tướng Quân, người ở Vạn Sơn chủ thành, các loại chửi bới ta quang minh đảo, đem ta quang minh đảo miêu tả thành một đám ăn thịt người không nhà xương ác ma, ta quang minh đảo, cùng ngươi có cái gì thù sao? Trương Thiếu Hiệp hiểu lầm, Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, ta một người phó quan hẳn là cùng ngươi giải thích quá chuyện này, có chút đồ vật, cũng không giống mặt ngoài nghe qua đơn giản như vậy. Đúng không, Trương Huyền mặt mang cười dung, dây tiếp theo, tươi cười đột nhiên biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén lên, ngữ khí đồng dạng tăng thêm, lâm tướng quân, người người này, là không đầu óc, vẫn là không có miệng. Nếu không phải ngươi nói, ngươi liền sẽ không làm sáng tỏ sao. Vẫn là nói, ngươi hiện tại cam chịu, chính ngươi, muốn cùng chúng ta quang minh đảo đứng ở mặt đối lập thường. Trương ức thanh, thành chủ thủy dạng hô to một tiếng, được rồi, hôm nay tụ hội, ta là muốn cho mọi người đều nhận thức một chút, không phải muốn cho đại gia khởi tranh chấp, làm một cái ngoại lai người, người hành vi, không khỏi có chút quá mức khác người. Thủy dạng phía sau là học viện bối cảnh, Trương Huyền kia một phen lời nói, nhìn qua đã cùng Lâm Thanh Hạm trở mặt, thủy dạng sao có thể không lựa chọn đứng thành hàng. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét còn lại 5 tên trí tôn, thấy bọn họ không giao động, đột nhiên cười nói, ha ha ha, các người nhóm người này nạo loại, còn ác nhân thành. Các ngươi cho rằng, sẽ làm chút khổ hình, ăn những người này thịt, chính là ác nhân. Khổ hình theo ý ta tới, kia căn bản là không gọi hình, mà ăn thịt người, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm, ta nguyên bản còn tưởng các ngươi ác nhân thành đều là một ít nhân vật, lần này lôi cực trấn khai quật bảo vật sự thượng, đại gia có thể hợp tác một phen, nhưng hiện tại xem ra, bất quá là một đám hèn nhát mà thôi, nhìn dáng vẻ, này ác nhân thành, hợp không hợp tác, đều không sao cả. Trương Huyền nói xong, phất tay áo liền xoay người rời đi. Trương Ước Thanh, chậm đã Hải Lâm Chí Tôn duỗi tay, gọi lại Trương Huyền, người theo như lời bảo vật khai quật một chuyện, là chỉ cái gì. Còn lại vài tên Chí Tôn, cũng sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, chờ các người lấy hết can đảm, chúng ta lại chậm rãi lưu chuyện này đi. Trương Huyền nói xong, bước nhanh đi ra này yến hội thính, lưu lại vài tên Chí Tôn hai mặt nhìn nhau, nhưng có thể thấy được một chút là, bọn họ đối đãi lâm thanh hạm thái độ, đã không phải phía trước như vậy tất cung tất kính. Trương Huyền Thiết nhập điểm thật tốt quá, lôi cực chấn bảo vật. Lôi cực chấn phát sinh sự, đã truyền khắp toàn bộ vạn vùng núi, hơi chút có điểm đầu óc người, đều biết nơi này không đơn giản như vậy. Hiện tại Trương Huyền đưa ra bảo vật, làm cho bọn họ tâm tư, lập tức liền lung lay lên. Trương 1478 vụ oan Trương Huyền rời khỏi sau, còn lại vài tên trí tôn cùng Lâm Thanh Hạm giao lưu chung, đã rõ ràng có thể nhìn đến, thái độ giữa, thiếu vài phần nhiệt tình, thậm chí đề tài như có như không ở hướng lôi cực chấn phương hướng đi dẫn, chính là tưởng từ Lâm Thanh Hạm trong miệng bộ đến một ít về cái kia bảo vật khai quật sự, bất quá Lâm Thanh Hạm miệng cũng thực nghiêm, nửa phần cùng bảo vật dính dáng sự, đều không có nói ra, cuối cùng trận này tiệc tối, cũng coi như là tan dã trong không vui. Ở thủy dạng an bài hạ, Lâm Thanh Hạm trực tiếp tại đây gian khách sạn nội trụ hạ, Lâm Thanh Hạm phó quan cùng tướng sĩ, trực tiếp đem khách sạn trụ mãn, trụ không dưới, tắc đều ở tại chung quanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Lâm Thanh Hạm sở mang theo một vạn quân sĩ, có thể ở trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ tập hợp xong. Khách sạn xa hoa nhất mấy gian phòng xếp, trừ bỏ bị Lâm Thanh Hạm đặt bao hết bên ngoài, còn thừa hai gian, thuộc về Trương Huyền cùng Y Bảo Dụ. Đêm khuya tĩnh lặng hạ, toàn bộ ác nhân thành Lâm vào một trận yên tĩnh giữa. Lâm Thanh Hạm nằm ở trên giường, nàng đã sớm đã tuyên cáo nghỉ ngơi, nhưng qua mấy cái giờ, như cũng không có một chút buồn ngủ, một lòng thình thịch thình thịch nhảy lợi hại, bởi vì Lâm Thanh Hạm rất rõ ràng, chính mình thương nhớ ngày đêm người, hiện tại liền cùng chính mình ở vào một tòa thành trấn giữa, thậm chí liền ở một nhà khách sạn. Lâm Thanh Hạm nhắm hai mắt, nàng có thể cảm giác được, chính mình khuôn mặt có chút thiêu lửa nóng. Ai? Lâm Thanh Hạm sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, nhưng này thân thể mới khởi đến một nửa, đã bị người cầm đau, nửa đè ở trên giường, kia lưỡi dao sắc bén đã hoành ở lâm thanh hạm cổ chỗ, chỉ cần lâm thanh hạm hơi chút nhúc nhích, này lưỡi dao sắc bén là có thể trực tiếp lấy lâm thanh hạm tánh mạng. Một đạo hài hước thanh âm từ lâm thanh hạm trước người vang lên, đối phương nói chuyện khi, miệng đều đã sắp dán đến lâm thanh hạm trên mặt. Ta lâm đại tướng quân, người cảnh giác tính có chút kém A, à, người đến trước mặt, mới phản ứng lại đây, nhìn dáng vẻ, ngoại giới đối với người thực lực đồn đãi quá hư điểm. Lâm thanh hạm mày liễu một hoành, ta xem là thật dài thời gian không thu thập ngươi, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Lâm Thanh Hạm nói, trực tiếp duỗi tay chiều đối phương trên lỗ tai chộp tới, theo sau dùng sức uốn éo, cho ta nói, bên cạnh ngươi cái kia tiểu nữ minh tinh rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi có phải hay không đi đâu bên người đều không thể thiếu mang cái nữ nhân. Trước một giây còn làm bộ vẻ mặt hài hước trương huyền, lập tức đổi thành một bộ khóc tang mặt, lão bà, đau 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 đau. Ta sai rồi, Người sai nào, Lâm Thanh Hạm trên tay kính một chút cũng chưa thả lòng. Ta nào đều sai rồi. Không được, Lâm Thanh Hạm chu miệng, người cần thiết cho ta liệt ra 10 điều nói người rốt cuộc sai nào. Lâm Thanh Hạm vừa dứt lời, liền cảm giác phía trước một trận cự lực truyền đến, nàng không thể kháng cự trước ngưỡng, theo sau, bị Trương Huyền ôm vào trong lòng ngực, quen thuộc lại ấm áp cảm giác lại một lần truyền đến, ngay trong nháy mắt này, Lâm Thanh Hạm cảm thấy, xưa nay chưa từng có tâm an, Trương Huyền ôn nhu thanh âm, vang ở lâm thanh hạm bên tai, lão bà, ta tưởng ngươi. Nước mắt, vô pháp khống chế từ lâm thanh hàm hốc mắt bên trong chảy ra, trong khoảng thời gian này, lâm thanh hạm hành tung quỷ dị, âm tín toàn vô, nàng từ một cái bình thường nữ tổng tài, lập tức trở thành địa tâm văn minh, vạn vùng núi chủ thành nữ chiến thần, trong đó nàng sở trải qua sự tình, khó có thể tưởng tượng, nàng liền ngự khí là cái gì cũng không biết, liền trực tiếp tiếp xúc địa tâm văn minh, loại này siêu cường độ tương phản, đủ để cho một người tinh thần hỏng mất. Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngực nữ nhân ở không ngừng nức nở, hắn chậm rãi vỗ về nữ nhân đầu tóc, hôn môi nữ nhân cái chán. Lão bà, lần này nhìn thấy ngươi, ta sẽ không lại tùy tiện thả ngươi đi rồi. Không được, Lâm Thanh Hạm đem đầu từ Trương Huyền trong lòng ngực rút ra, lau sạch nước mắt, lần này ác nhân thành sự tình kết thúc, ta còn muốn chạy trở về, chủ thành bên kia còn có rất nhiều sự không có giải quyết, Ta nếu hiện tại đi theo ngươi đi, vô luận là ngươi cùng ta, cũng vô pháp rời đi cái này địa phương." Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm hai tay, nhìn thẳng vào trước mắt nữ nhân, "Lão bà, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện trên mặt đất tâm thế giới, lại như thế nào lên làm nữ chiến thần, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có, ngươi lại như thế nào sẽ trở thành kia kiếm cốc cốc chủ đệ tử, ta cùng với kiếm cốc người từng có giao thoa, này kiếm cốc thủy rất sâu." "Lão công" Không phải ta cố ý gạt ngươi, thật có chút đồ vật, hiện tại còn không thể cho ngươi nói. Lâm Thanh hậm hít sâu một hơi, nhưng hiện tại ta làm, tất cả đều là vì ngươi hảo, ngươi phải tin tưởng ta, đến nỗi kiếm cốc. Chỉ có thể nói là lẫn nhau lợi dụng quan hệ đi, ngươi nói ngươi cùng kiếm cốc từng có giao thoa, là chuyện như thế nào? Kiếm Thanh, Kiếm Vô Danh, Kiếm Lâm Thiên, Trương Huyền chỉ nói ba người danh. Lâm Thanh hậm sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh hô một tiếng, lão công ba người kia chết cùng người có quan hệ Lâm Thanh Hạm sau khi nói xong lập tức ý thức được chính mình thanh âm có chút đại vội vàng che miệng lại một đôi sáng ngời đôi mắt mọi nơi quan vọng qua vài giây Lâm Thanh Hạm giữ chặt trương huyền ống tay áo lão công người cái này nhưng gặp rắc rối kiếm Lâm Thiên đã bị định vì kiếm cốc đời kế tiếp cốc chủ hiện tại đã có nghe đồn nói hắn khả năng đã chết nhưng còn không có chứng thực người như thế nào giết chết hắn người này phi thường khủng bố Trương Huyền nhún vai, loạn quyền đánh chết sư phụ giả bái, không giết hắn, ta phải bị hắn giết. Lão công, việc này nhưng ngàn vạn muốn bảo mật a. À. Lâm Thanh hạm hạ giọng, hiện tại cốc chủ mãn thế giới tìm hung thủ, nữ nhân kia, chẳng sợ liền vạn vùng núi chủ thành thành chủ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Có người nói, nàng chính là một cái kẻ điên, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bị nàng theo dõi. Trương huyền xem lâm thanh hạm này một giây từ nữ chiến thần biến thành tiểu nữ nhân bộ dáng, không cấm cười, lão bà người không phải kiếm cốc cốc chủ đồ đệ sao này chỉ là người khác cho ta xếp vào một thân phận thôi cốc chủ thiếu hắn một ân tình lâm thanh hạm giải thích nói hành đi trương huyền thở dài theo sau duỗi tay chạm vào một trận mềm mại lâm thanh hạm mặt đẹp đỏ lên ngươi làm gì ta đối lão bà của ta làm gì không được a à? trương huyền cười hắc hắc không biết xấu hổ đem miệng dán lên đi giết người trương ức thanh đem hải vọng giết một trận tiếng quát tháo, đột nhiên từ ác nhân thành nội vang lên. Ban đêm ác nhân thành, bị này một đạo giống lên một tiếng, đem yên lặng hoàn toàn đánh vỡ. Trong phòng Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đều là sửng sốt. Lão công, Lâm Thanh Hạm bắt lấy Trương Huyền cánh tay thủ hạ ý thức dùng sức, này. a à, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng có thể làm ra cái gì kỹ xảo tới, nguyên lai chính là này. Lão công, là ai vụ oan ngươi? Lâm Thanh Hạm đặt câu hỏi. Hiện tại còn khó mà nói. Trương Huyền lắc lắc đầu, từ trên giường bò dậy, bất quá ta đoán, hiện tại y bảo dụ, hẳn là đã bị người bắt đi đi, bọn họ tưởng vụ oan ta, dù sao cũng phải có cái chứng cứ mới được. Lâm Thanh Hạm sở trụ cửa phòng bị người gõ vang, phó quan thanh âm từ bên ngoài truyền ra, tướng quân, đã xảy ra chuyện. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem, Trương Huyền nói một tiếng, dây tiếp theo, liền biến mất ở trong phòng chương 1479 Hải Vọng Chi Tử. Lâm Thanh Hạm phòng môn bị phó quan từ bên ngoài đẩy ra. Lâm Thanh Hạm từ trên giường ngồi dậy, nhíu mày, bất mãn nói, sao lại thế này, hấp tấp bột chộp. Tướng quân, không hảo, phó quan sắc mặt khó coi, cái kia trương ước thanh người, đem Hải Vọng giết, nhưng đối phương một mực chắc chắn, là ngươi làm nàng đi làm. Cái kia tiểu minh tinh, Lâm Thanh Hạm khinh thường cười. Nàng là kia trương ức thanh người, nàng cắn định việc này là ta làm liền có người tin phó quan hít sâu một hơi cùng bị bắt lấy còn có chúng ta hai gã tướng sĩ lâm thanh hạm thần sắc biến đổi đi mang ta đi nhìn xem đương lâm thanh hạm cùng phó quan đi ra khách sạn khi liếc mắt một cái liền nhìn đến tại đây trên đường phố đứng không ít người vừa rồi kia một đạo tiếng hô to bừng tỉnh toàn thành làm hải lâm trí tôn con trai độc nhất hải vọng ở ác nhân thành có được cực cao địa vị ngày thường căn bản không ai dám chọc, nhưng hôm nay thế nhưng bị giết, tin tức này, tưởng không kinh động toàn thành đều khó. Hải nhìn lại ở ác nhân thành nội một tòa biệt thự đơn lập giữa, giờ này khắc này, này biệt thự bên ngoài đầy người, thành chủ thủy giảng, cùng với đan tô trí tôn, tôn rộng trí tôn chờ đều đã trình diện. Hải lâm trí tôn hồng mắt đứng ở biệt thự trước cửa, ở hải lâm trí tôn phía sau, một đạo hư ảnh hiện lên, biệt thự chung quanh mặt đất, đã bởi vì hải lâm trí tôn mà vỡ ra, có thể cảm thụ đến, lúc này Hải Lâm Chí Tôn, nội tâm giữa có bao nhiêu phẫn nộ. Ở Hải Lâm Chí Tôn đối diện, Trương Huyền che chở y bảo dụ, ở Trương Huyền phía sau, một đạo màu đỏ hư ảnh đồng dạng hiện lên, cùng Hải Lâm Chí Tôn nhìn nhau mà đứng. Hải Lâm Chí Tôn cắn chặt hàm răng, Trương ức thanh, hôm nay việc này, ngươi nếu không cho ta một lời giải thích, ta Hải Lâm, liều mạng này mệnh, cũng muốn cùng ngươi quang minh đảo, tới cái cá chết lưới rách. Trương Huyền nhìn mắt phía sau y bảo dụ, lúc này y bảo dụ cuộn tròn ở một góc giữa, sắc mặt trắng bệch, run bần bật, có thể nhìn đến, y bảo dụ còn ăn mặc áo ngủ, quần áo có chút rách nát, một ít da thịt lộ ở bên ngoài. Mà hải vọng thi thể, liền nằm ở một bên vũng máu giữa, máu tươi còn ở từ hải vọng trong cơ thể chậm rãi chảy ra. Trương Huyền đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Hải Lâm Chí Tôn trên người, ra tiếng nói, Hải Lâm, trước không nói ta cấp dưới giết ngươi nhi tử một chuyện là thật là giả, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một người, có năng lực cùng ta quang minh đảo cá chết lưới rách. Ta liều mạng, đem người Trương ức thanh lưu lại nơi này, hẳn là không khó. Hải lâm trí tôn bởi vì phẫn nộ, cả người run rẩy. Có thể a, à, trương huyền nhún vai, một phen màu tím thần kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành, người nếu muốn đánh với ta, không thành vấn đề, ta trương ức thanh phụng bồi, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, chớ có làm tránh ở âm thầm hung phạm nhìn chê cười. Ta hôm nay lời nói đã nói rất rõ ràng, ta quang minh đảo tới tìm các ngươi, là hợp tác, mà muốn tàn sát của các ngươi, có khác một thân. Nơi này trừ bỏ ta cấp dưới, còn có kia lâm đại tướng quân hai gã tướng sĩ. Hải lâm ánh mắt một ngưng, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có xúc động, ban ngày trương ức thanh cùng đan tô một trận chiến, hắn cũng nghe nói, biết đối phương kia màu tím thần kiếm uy lực, lúc này cũng không có vọng động. Giờ phút này, lâm thanh hạm cùng với phó quan, đẩy ra đám người, đã đi tới, trương ức thanh thiếu hiệp, vẫn là câu nói kia, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Ở lâm thanh hạm phía sau, rất nhiều tướng sĩ đi theo, đều nhịp, thanh thế ngập trời, chỉ là ở khí thế thượng liền cho người ta một loại vô hình áp lực. Nói lung tung, Trương Huyền mỉm cười nhìn về phía lâm thanh hạm, hiện tại ngươi lâm đại tướng quân hai gã tướng sĩ liền đứng ở chỗ này, ta trương ức thanh lại như thế nào coi như là nói lung tung. Lâm tướng quân, người chuyến này tới ác nhân thành mục đích, Chúng ta mọi người đều rất rõ ràng. Đan Tô Chí Tôn ra tiếng, hiện tại ngươi hai gã tướng sĩ đều ở chỗ này, ngươi có phải hay không nên làm chút giải thích. Làm gì giải thích? Lâm Thanh Hạm đầu ngẩng lên, ta Lâm Thanh Hạm hành đến Đoan, làm đến chính, còn không đến mức trộm đối một cái phú thần kỳ xuống tay, ta nếu muốn giết, cũng là trước từ các ngươi này đó Chí Tôn xuống tay. Lâm Thanh Hạm nói chuyện thời điểm, kia trong giọng nói ngạo khí cùng cuồng vọng, không thể so Trương Huyền tiểu nhiều ít. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia phúc cao ngạo bộ dáng, trong lòng đắc ý, không hổ là lão bà của ta. Ha ha, tôn rộng trí tôn cười lạnh một tiếng, Lâm tướng quân, kia không bằng làm chúng ta nghe một chút, người hai vị này tướng sĩ nói như thế nào đi. Tôn rộng trí tôn tiếng nói vừa dứt, hắn thân thể nháy mắt từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện khi, đã tới rồi Lâm Thanh Hạm kia hai vị tướng sĩ phía sau. Tôn rộng trí tôn một tay bắt lấy một người đầu, cơ hồ tại đây nháy mắt, hai gã tướng sĩ liền mặt lộ vẻ thống khổ nói hai người các người nửa đêm xuất hiện đến tận đây là làm cái gì tôn rộng trí tôn lạnh giọng hỏi là 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 tướng quân làm chúng ta tới sát hải vọng một người tướng sĩ nói chuyện đứt quáng ở hắn ra tiếng trong quá trình máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng chảy ra hiển nhiên hắn ở thừa nhận cực đại thống khổ tới ta ác nhân thành giết người các người thật là ăn gan hùm mật gấu tôn rộng đôi tay dùng sức hai người đầu, nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Lâm thanh hạm sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, này tôn rộng, hiển nhiên là ở giết người diệt khẩu. Tướng quân, này hai người tuy rằng xuyên chúng ta quần áo, nhưng cũng không phải chúng ta người. Phó quan tiến đến lâm thanh hạm bên tai, thấp giọng nói. Lâm thanh hạm khẽ gật đầu. Hồng toái trí tôn đi ra mở miệng, họ lâm, người còn có cái gì tưởng nói. Lâm thanh hạm sắc mặt khinh thường, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, các người nếu là muốn đánh, vậy đánh, ta lâm thanh hạm không lời nào để nói, nhưng tại đây phía trước, có phải hay không muốn làm rõ ràng, trương ức thanh người, lại vì cái gì ở chỗ này? Là, là, cuộn tròn ở góc tường y bảo dụ há mồm, là hải vọng người bắt cóc ta tới, hắn. Hắn nói làm ta bồi hắn một đêm, bằng không, bằng không khiến cho hải lâm trí tôn liên hợp đan tô trí tôn, ám hại nhà ta đại nhân lúc này đây, đến phiên Hải Lâm cùng đan tô biến sắc. Hải Lâm, người hắn sao dám đụng đến ta người? Trương huyền sắc mặt mãnh biến, chửi ầm lên, đồng thời trong tay kiếm mang, trực tiếp chém về phía Hải Lâm. Trương huyền nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có một tia trần chờ. Đối mặt Trương huyền chém tới nhất kiếm, Hải Lâm căn bản không đi đón đỡ, lựa chọn né tránh, bởi vì, nghênh đón kết quả, Hải Lâm đã ở đan tô trên người gặp được, đan tô đến bây giờ mới thôi, khí cơ đều còn phi thường suy yếu. Một đạo màu tím kiếm khí chém ra, thẳng ra mấy chục mét, bên đường gạch thạch, toàn bộ tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Thủy dạng, hồng toái, tôn rộng, cùng với mặt khác một người nữ trí tôn, lại xem trương huyền ánh mắt, lại ngưng trọng không ít. Này trương ức thanh, động khởi tay tới không có chút nào cố kỵ, tự tin mười phần. Tôn rộng thấp giọng nói. Hắn bản thân thực lực cường hãn, không đem chúng ta để vào mắt, kia Hắc Bạch Chí Tôn cũng ở trong thành, đánh lên tới, khó mà nói. Không toái trả lời. Mặt khác một người nữ tính Chí Tôn mở miệng, đến tuyển hảo đứng thành hàng, hiện tại chính là không rõ ràng lắm, sát hải vọng, rốt cuộc là ai? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1480 ra lệnh. Hiện trường, Trương Huyền nói động thủ liền động thủ, cho mỗi cá nhân đều mang đến trình độ nhất định thượng áp lực. Hải Lâm né tránh một kích lúc sau, trầm giọng nói, Trương ức thanh, ta nhi tử là cái dạng gì một người ta rất rõ ràng, hiện tại người đã chết, người liền hướng ta nhi tử trên người bắt nước bẩn, người là cảm thấy ta Hải Lâm dễ khi dễ sao. Hải Lâm phía sau, linh khí quay cuồng, hắn ở cho thấy thái độ của hắn. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, ta chính là cảm thấy người dễ khi dễ, như thế nào, có vấn đề sao. Hành, Hải Lâm cắn răng, người tưởng chiến, vậy chiến không không không, Trương Huyền vươn một ngón tay loạn trọng, chiến, là thuyết minh hai bên thực lực tương đương, mới có thể xưng được với là chiến, mà ngươi cùng ta chi gian, chỉ có thể coi như là ta, khi dễ ngươi mà thôi. Đường Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, một đen một trắng lưỡng đạo chiến linh, trực tiếp xuất hiện ở ác nhân thành trên không, lưỡng đạo chiến linh, phân biệt cầm trong tay thanh phong, đương này lưỡng đạo chiến linh xuất hiện nháy mắt, hai loại bất đồng kiếm khí ở không khí giữa lan tràn. Hải Lâm nhìn hắc bạch trí tôn xuất hiện, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Tuy rằng, ở ác nhân thành, hơn nữa thành chủ thủy giảng, tổng cộng có 6 gã trí tôn. Nhưng này 6 gã trí tôn, có thể đại biểu, chỉ là ác nhân thành thế lực, vô pháp đại biểu đây là Hải Lâm thế lực. Hiện tại, thành chủ thủy giảng tuyệt đối không có khả năng ra tay cấp Hải Lâm hỗ trợ, rốt cuộc ở về hải vọng chi tử sự thượng, còn liên lụy Lâm thanh hạng. Mà còn lại vài tên trí tôn, hiện tại cũng không có tính toán ra tay cấp Hải Lâm hỗ trợ ý tứ, bởi vì Trương Huyền từ đầu tới đuôi biểu hiện ra ngoài, thật sự là quá cường thế, cường thế đến làm cho bọn họ không biết hiện tại nên như thế nào đứng thành hàng. Hơn nữa Trương Huyền phía trước nhắc tới về bảo vật sự, đều làm cho bọn họ động tâm tư. Từ Trương Huyền tới ác nhân thành, đến hiện tại sở biểu hiện ra ngoài đồ vật, đã đối này đó trí tôn đứng thành hàng hành vi, tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Trương Huyền cầm trong tay màu tím kiếm mang, khóe miệng mang cười, nhìn Hải Lâm, ra tiếng nói, Hải Lâm trí tôn, người hiện tại, là tưởng trước cùng chúng ta cái nào đánh, ân. Hải Lâm không có ra tiếng, ánh mắt chiều hồng toái, đan tô đám người nhìn lại, lại phát hiện, hồng toái cùng đan tô đám người, căn bản là coi như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, cũng chỉ là đứng ở một bên, như vậy một màn, làm Hải Lâm trong lòng trượt lạnh. Lâm Thanh Hạm thấy thế, trong mắt xuất hiện một mặt ý cười, nàng chỉ là cấp trương huyền nói một chút, nếu muốn biện pháp hợp nhất ác nhân thành, lại không nghĩ rằng chính mình này lão công làm, hoàn toàn ra ngoài chính mình đoán trước, chỉ là đi vào ác nhân thành ngày đầu tiên cũng đã làm ác nhân thành bên trong sinh ra một ít phân liệt. Lâm Thanh Hạm làm nhiều như vậy, đơn giản là tưởng trở thành chính mình nam nhân trợ lực, nàng vốn tưởng rằng chính mình đã làm thực hảo, nhưng hiện tại vừa thấy chính mình muốn hoàn toàn trở thành hắn trợ lực, kém còn quá xa. a à. Từ ban đầu, Lâm Thanh Hạm bắt đầu phát hiện trương huyền bất đồng, đến nhìn đến hắn ưu tú, lại đến cuối cùng, rõ ràng Trương Huyền thân phận, nhưng đến bây giờ, Lâm Thanh Hạ mới thật sự minh bạch, chính mình nam nhân, rốt cuộc ưu tú tới rồi cái gì trình độ. Nàng đi vào địa tâm, gặp qua quá nhiều cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, đối phương có rất cao, nhưng lại không có một người có thể ở làm việc phương diện, cùng Trương Huyền so sánh với, chẳng sợ hôm nay tới chính là kia Vạn Sơn chủ thành thiếu thành chủ. Cũng không có biện pháp, ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội, làm ác nhân thành nội mấy đại trí tôn chi gian, xuất hiện cùng hiện tại tương đồng phân liệt trạng huống. Ở trương huyền cùng hải lâm chí tôn rằng co là lúc, lâm thanh hạm cánh tay vung lên, quát, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Lâm thanh hạm phía sau tướng sĩ, đồng thời phát ra âm thanh, ở. Này một tiếng ở, thanh thế ngập trời, làm nhân tâm đầu run lên. Thương tới, lâm thanh hạm duỗi tay. Một phen trường thương, bị người từ phía sau ném, Dừng ở lâm thanh hạm lòng bàn tay giữa, này một phen trường thương, trường 1m8, nắm đem vì màu đồng cổ, đầu thương huyết sắc, cùng trong trời đêm lập lè hàn mang. Lâm thanh hạm cầm trong tay trường thương, vũ một cái thương hoa sau đem trường thương bắt cóc với phía sau, nàng tóc đẹp tung bay, lời nói len keng hữu lực, tôn rộng giết ta tướng sĩ, đương vì sao? Nên chu, thượng vạn tướng sĩ, đồng thời trả lời, hai chữ này xuất khẩu, thượng vạn người khổng lồ linh khí dung hợp tới rồi cùng nhau cho dù là tôn rộng, đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Lâm thanh hạm phía sau, một đạo anh linh hiện lên, anh linh vì nam tính, thân xuyên lượng ngân bạch giáp, cầm trong tay một phen long đảm lượng ngân thương, muốn quải thanh hồng bảo kiếm, là một người uy vũ tướng quân. Trương Huyền không cấm nhiều xem Lâm Thanh Hạm phía sau anh Linh liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy, Lâm Thanh Hạm này anh Linh có cổ quái. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Lâm Thanh Hạm lại lần nữa ra tiếng, chu sát tôn rộng, Sát, Lâm Thanh hạm phía sau anh Linh ra tay, chỉ thấy này anh Linh đột nhiên biến mất, theo sau, một chút hàn mang tự Tôn rộng trước mặt xuất hiện, theo sát điểm này hàn mang mà đến, là kia như mưa rào thương phong, đánh úp về phía Tôn rộng. Tôn rộng thân hình bạo lui. Về nữ chiến thần thực lực, Tôn rộng sớm có nghe thấy, người này có thể một người độc chiến Hoành Sơn Bảy Thái Bảo trong đó chi tam, này phân thực lực, là ác nhân thành nội, ai đều không thể bằng được. Lâm Thanh hạm phía sau thượng vạn tướng sĩ linh khí, hình thành một cái lưới lớn, tự tôn rộng phía sau, chiều tôn rộng bao phủ mà đến, này từ vạn người linh khí sở hình thành khí võng, cho dù là tôn rộng, cũng đến yêu cầu ít nhất 2-3 giây thời gian mới có thể phá vỡ. Nhưng đối mặt Lâm Thanh hạm thế công, tôn rộng cũng không dám chậm trễ này 2-3 giây thời gian. Hiện trường thế cục, một chút liền trở nên phi thường hỗn loạn lên. Làm trương huyền đối thủ Hải Lâm Trí Tôn không dám có bất luận cái gì vọng động, tôn rộng tắc bị lâm thanh hạm từng bước ép sát. Đan tô chí tôn đám người lướt nhau, theo sau đồng thời đứng dậy. Lâm tướng quân, người làm, có chút quá mức. Đan tô cùng hồng toái, cùng với mặt khác một người nữ tính trí tôn, một cái lắc mình xuất hiện tới rồi tôn rộng trước mặt, hóa giải kia một chương khí vóng, đồng thời ngăn cản lâm thanh hạm anh linh công kích, thế lâm thanh hạm giải vây. Như thế nào, các người muốn thay hắn ra mặt sao? Lâm thanh hạm mắt đẹp giữa, hàn mang lập lòe, Nàng lộ ra tức giận, trong lòng lại là ở mừng thầm. Đan Tô Chí Tôn đám người cách làm, đã bắt đầu thuyết minh một loạt đứng thành hàng vấn đề, ở Trương Huyền động thủ thời điểm, Đan Tô Chí Tôn đám người hoàn toàn coi như không có thấy, nhưng đương Lâm Thanh hạm động thủ thời điểm, bọn họ lại là ra tay. Lâm tướng quân, Tôn rộng bất quá là cha hung sốt ruột, người liền trực tiếp đối hắn ra tay, là ngươi Lâm tướng quân thẹn trong lòng sao? Không toái đặt câu hỏi, chê cười Lâm Thanh Hạm đầy mặt khinh thường, ta Lâm Thanh Hạm, gì thẹn chi có, ta nếu muốn giết hải vọng, động động tay liền có thể, cần gì làm ra như vậy sự. Đan Tô ra tiếng, nếu Lâm Tướng Quân trong lòng không thẹn, chúng ta đây không ngại trước cha hung thủ, nếu là cuối cùng cha ra, việc này là tôn rộng làm không đúng, chúng ta tự nhiên sẽ cho Lâm Tướng Quân một cái giao đãi. Chỉ là cho chúng ta Lâm Đại Tướng Quân một cái giao đãi sao? Trương Huyền Thanh âm vang lên, từ giờ trở đi, các người ác nhân thành mấy đại trí tôn, giống nhau không chuẩn nhúng tay truy tra hung thủ việc, từ giờ trở đi, này ác nhân thành hết thảy, từ ta trương ức thanh tiếp quản, thẳng đến cha ra hung thủ là lúc, từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu làm ta biết được, là ai hãm hại ta quang minh đảo, chẳng sợ có phía chính phủ bối cảnh, ta trương ức thanh, cũng chiếu sát không lầm. Trương huyền lời nói nghiêm khắc, hoàn toàn này đây một bộ ra lệnh ngữ khí. Trương 1481 phòng tuyến Đương toàn bộ thế cục bị hoàn toàn làm đến hỗn loạn lúc sau, Trương Huyền lấy cường đại khí tràng, chiếm cứ toàn bộ thế cục thượng phong, tới chủ đạo kế tiếp sự tình. Đan tô đám người, ánh mắt lộ ra bất mãn, nhưng cũng không có người mở miệng nói chuyện. Bởi vì hiện tại mọi người đều rất rõ ràng một sự kiện, hiện tại mở miệng nói chuyện, liền phải phụ trách cha hung thủ chuyện này, nơi này có hai cái khó khăn điểm. Đệ nhất, hung thủ cha không ra, liền phải thừa nhận đến từ quang minh đảo cùng lâm thanh hạm hai bên sở gây cộng đồng áp lực, điểm này là ở đây bất luận cái gì một cái trí tôn, đều không muốn đi gánh vác, rốt cuộc vô luận là quang minh đảo, vẫn là lâm thanh hạm, đối với bọn họ đơn cái mà nói, đều không phải có thể chống lại, bọn họ rất khó tại đây kẽ hở giữa sinh tồn. Đệ nhị, đó chính là, hiện tại sát hải vọng người rốt cuộc là ai, căn bản cha không ra, bọn họ cũng sợ việc này cha được cuối cùng, lâm vào một cái xấu hổ nông nỗi vừa mới bị tôn rộng giết chết hai người, là đan tô bọn họ cộng đồng an bài, mục đích chỉ là tưởng đem nước bẩn hướng lâm thanh hạm trên người bát, lại không nghĩ rằng lâm thanh hạm còn không có tức giận, kia trương Ước thanh trước tức giận, dẫn tới bọn họ kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Hiện tại trương huyền đưa ra muốn chủ đạo thế cục, đan tô trí tôn đám người suy xét đến trở lên hai điểm, đồng ý ủy quyền, ở đan tô đám người xem ra, kế tiếp phải làm. Đơn giản chính là này Trương Ước Thanh cùng Lâm Thanh hạm hai người lẫn nhau tranh thôi cũng không phải một kiện hảo sai sự, chỉ là bọn hắn không rõ ràng lắm chính là, này Trương Ước Thanh cùng Lâm Thanh hạm quan hệ, rốt cuộc là như thế nào? Trương Huyền Lăng không mở miệng, nếu các vị không có ý kiến, kia chuyện này, liền như vậy quyết định. Đường Trương Huyền sau khi nói xong, trong tay hắn màu tím kiếm mang hoàn toàn tiêu tán. Từ giờ trở đi, ác nhân thành hết thảy công việc, đều giao từ ta tới phụ trách, ai ra tiếng, chính là cản ta cha hung. Trên bầu trời, hắc bạch hồng ba đạo anh linh cũng hoàn toàn tan đi. Trương Huyền rơi xuống đất, nhìn thoáng qua cuộn tròn ở góc giữa y bảo dụ, mở miệng nói, đi. Y bảo dụ run run rẩy rẩy đứng dậy, đi theo Trương Huyền phía sau. Trương Huyền kiêu ngạo từ Lâm Thanh Hạm sở mang đến vạn người tướng sĩ giữa, xuyên qua mà qua. Lâm Thanh Hạm phó quan xem trong lòng tức giận, cả giận nói, tướng quân, cái này Trương ức thanh hắn quá phận. Không sao cả, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, làm hắn trước cuồng vọng, này trương ức thanh đơn giản là tưởng bắt lấy này ác nhân thành, ha ha, ý tưởng không tồi, nhưng tốt nhất không cần dẫn lửa thiêu thân mới hảo. Phó quan còn muốn nói cái gì, lâm thanh hạm vung tay lên, thu binh. Phó quan thở dài một hơi, truyền đạt mệnh lệnh đi. Lâm thanh hạm nhìn trương huyền rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Trương huyền mang theo y bảo dụ trở lại khách sạn, đóng cửa cho kỹ cửa sổ lúc sau, y bảo dụ trên mặt nhút nhát biến mất không thấy, thay chính là thong dong cùng chấn định. Trương Huyền ngồi vào trên sofa, duỗi người, hỏi, nhìn đến hung thủ bộ dáng sao? Không, y bảo dụ lắc đầu, hải vọng từ yến hội rời đi sau, ta liền vẫn luôn đi theo hắn, hắn vừa mới vào cửa không quá vài phút liền có chuyện, hung thủ từ đầu tới đuôi không có lộ quá mặt, đại nhân, ngài như thế nào biết hải vọng sẽ xảy ra chuyện? Ha ha, hôm nay ta cùng Lâm Thanh Hạm cùng nhau vào thành, này trong thành nếu không xảy ra chuyện gì, kia thật đúng là liền quỷ, hải vọng hôm nay làm chim đầu đàn, đắc tội lâm thanh hạc, lại cùng ta phát sinh xung đột, hắn không chết ai chết. Trương huyền mãn làm khinh thường, ta sau khi thành niên liền không chơi kịch bản, hiện tại lại bị người sách ra tới chơi, này ác nhân thành, cũng cứ như vậy. Y bảo dụ đầy mặt kính nể, nàng căn bản không thể tưởng được điểm này, phía trước trương huyền làm nàng vẫn luôn đi theo hải vọng, nàng còn không hiểu. Trương huyền tiếp tục nói, hiện tại ngươi xuất hiện tại hiện trường vụ án ta lại giả tạo ngươi bị người bắt đi cảnh tượng kế tiếp thực tự nhiên có thể tham gia việc này giữa y bảo dụ khó hiểu hỏi đại nhân kia y ngài xem hung thủ là ai đâu quan trọng sao trương huyền cười nói này y bảo dụ muốn nói lại thôi trương huyền tiếp tục nói hung thủ không phải ta không phải lâm thanh hạng cũng không phải là hải lâm chỉ cần từ còn thừa người giữa tìm được ích lợi lớn nhất giả là đủ rồi điểm này thực hảo phỏng đoán chỉ cần là cái người thông minh đều có thể nghĩ kỹ y bảo dụ còn ở nghi hoặc nàng tưởng không rõ trương huyền mục đích đơn giản liền không nghĩ hỏi kia đại nhân chúng ta kế tiếp phải làm chính là cái gì rất đơn giản a à, trương huyền búng tay một cái kế tiếp chỉ cần không ngừng lập uy là được người đi liên hệ hoàng miện làm hắn đem ác nhân thành lớn nhỏ thế lực phân bố chia ta minh bạch được rồi người đi về trước nghỉ ngơi đi Trương Huyền phất phất tay. Y bảo dụ kho người rời đi, chỉnh gian trong phòng, chỉ còn Trương Huyền một người. Trình phòng đen nhánh, tivi quang mang lập lòe ở Trương Huyền trên mặt, lại không có truyền ra một chút thanh âm. Đương Y bảo dụ rời đi sau, Trương Huyền ánh mắt giữa, xuất hiện chính là mê mang, hắn hiện tại, nhìn như mỗi một bước đều ở tỉ mỉ thiết kế, nhưng Trương Huyền lại liền chính mình cuối cùng mục đích cũng không biết, vốn là muốn tới địa tâm tới tìm Lâm Thanh Hạc, nhưng hiện tại, người tìm được rồi, sự tình phát triển, lại không giống Trương Huyền suy nghĩ đơn giản như vậy. Thu phục ác nhân thành, lúc sau đâu, muốn làm cái gì, muốn đối mặt cái gì, này đó Trương Huyền một mực không biết. Bãi ở Trương Huyền trước mặt, lại trở thành một đống không biết bao nhiêu. Khoảng cách Trương Huyền sở trụ không xa phòng nội, một người mang mắt kính, ăn mặc cùng loại văn viên giống nhau 30 tuổi nữ nhân đi đến Lâm Thanh hạm trước mặt, đệ thượng một phần văn kiện, Lâm tướng quân, về Trương Ước Thanh biểu hiện làm ra này đó tổng kết. Nga, Lâm Thanh Hạm nhìn nữ nhân trong tay văn kiện, biểu hiện phi thường cảm thấy hứng thú, ta nhìn xem. Nữ nhân này là Lâm Thanh Hạm tùy quân tâm lý bác sĩ, đối nhân tâm lý đem khống phi thường lợi hại, thậm chí có thể ở một người đơn giản ánh mắt cùng hành vi giữa, liền quyết định ra đối phương tính cách, hơn nữa loại này quyết định là trải qua kiểm nghiệm, có 8 phần siêu cao chuẩn xác suất. Lâm Thanh Hạm cũng muốn biết, chính mình lão công nội tâm, rốt cuộc là thế nào đương mở ra văn kiện đệ nhất trang ấn nhập lâm thanh hạm mi mắt chỉ có hai chữ hưng phấn nữ nhân mở miệng ta trước tiên đi vào ác nhân thành từ trương ước thanh vào thành thời điểm hắn biểu hiện ta liền vẫn luôn xem ở trong mắt tuy rằng hắn mặt ngoài phi thường chấn định nhưng từ hắn nện bước tần suất cùng với thần thái biểu hiện có thể nhìn ra hắn đối đi vào ác nhân thành nội tâm giữa có một cổ hưng phấn về hắn hưng phấn khả năng điểm ta ký lục ở mặt sau lâm thanh hạm gật gật đầu theo sau mở ra đệ nhị trang. Cẩn thận, trường ức thanh hành vi nói cho ta, hắn là một cái cẩn thận đến gần như cực hạn người, chẳng sợ thủ hạ của hắn đi theo hắn phía sau, hắn cũng sẽ có tần suất đi phòng bị phía sau, hắn ánh mắt nói cho ta, hắn đối thủ hạ của hắn phi thường yên tâm, hắn hành vi này, hoàn toàn là theo bản năng dưỡng thành thói quen, loại này thói quen, đều không phải là ngắn ngủn mấy năm nội là có thể đủ dưỡng thành, ta đã từng gặp qua loại người này, loại người này, nội tâm phòng tuyến cực cường, ở nào đó trình độ tới giảng. Phá lệ khủng bố. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, mở ra trang sau. Bạo ngược. Này một tờ hai chữ, bị dùng màu đỏ bút viết, hạ bút sâu đậm. Lâm Thanh Hạm mày nhân lại. Nữ nhân nói, người này, hắn ánh mắt ở quét về phía bất luận cái gì một người thời điểm, trong mắt đều mang theo sát ý, đặc biệt là đang xem hướng các đại trí tôn thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đó là ở đánh giá một cái con mồi, càng là cường đại người, hắn liền càng là có hứng thú hắn mỗi một lần ra tay là thật sự ôm giết người tâm lý đi ta dám khẳng định hôm nay nếu là hắn đưa ra ý kiến có một người không đồng ý hắn liền sẽ thật sự động thủ này cũng mặt bên thuyết minh hắn thực lực cường hãn đáng sợ nếu như không có nhất định tự tin hắn sao dám tùy ý khởi sát tâm nhưng làm ta ngoài ý muốn chính là hắn nhìn về phía tướng quân ngươi thời điểm ánh mắt giữa sát ý toàn vô hắn lời nói giữa nơi trốn nhằm vào ngươi nhưng nội tâm, giống như đối tướng quân người cũng không có cái gì địch ý. Lâm Thanh Hàm hơi hơi mỉm cười, khả năng hắn thật là tưởng đem ta bắt trở về làm áp trại phu nhân đi. Lâm Thanh Hàm nói xong, lại lần nữa mở ra một tờ, lại là chỗ trống. Đến bây giờ mới thôi, thu thập đến đồ vật, chỉ có này đó, ta còn cần một chút thời gian. Nữ nhân giải thích nói. Không cần, Lâm Thanh Hàm khép lại văn kiện, trương ức thanh bất quá là quang minh đảo một cái lính hầu, chúng ta không cần nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm như vậy khẩn chớ quên nhiệm vụ lần này minh bạch nữ nhân gật đầu đi xuống đi kêu chu phó quan tiến vào ta có chuyện muốn công đạo nàng đêm đã khuya ác nhân thành từ phía trước hỗn loạn giữa lại khôi phục bình tĩnh cái này quá trình phi thường mau bởi vì ở tại ác nhân thành đã thói quen tùy thời khả năng phát sinh báo thù chưa nguyền bọn họ sở trụ khách sạn chỉ có đỉnh tầng hai gian phòng còn sáng lên ánh đèn một gian mỏng manh lập lòe không chừng một khác gian vẫn luôn sáng ngời thẳng đến bình minh trương huyền từ khách sạn nội đi ra về ác nhân thành cơ bản thế lực phân bố hoàng miện đã toàn bộ chia trương huyền trương huyền hôm nay phải làm chính là đem ác nhân thành lớn nhỏ thế lực toàn bộ dẫm lên một lần làm cho bọn họ biết từ giờ trở đi ai mới là ác nhân thành một bá ác nhân thành thành chủ phủ nội thủy dạng đan tô hồng toái tôn rộng hải lâm cùng với nhậm vũ này sáu người, là ác nhân thành tối cao hệ thống, lúc này toàn bộ tập trung ở thành chủ phủ nội, một cái lại một cái tin tức, truyền tới bọn họ máy truyền tin thường. Trương ức thanh vừa mới tạp thành đông sòng bạc, nói muốn tra hung thủ, cả người của hắn đều bị hắn phế đi. Trương ức thanh lại hướng thành nam đi, hắn tốc độ thực mau, có thể là muốn đi tra lão thất địa phương. Đã đến lão thất kia, lão thất sở hữu sinh ý đều bị trương ức thanh quét, mấy cái ca cơ cửa hàng tất cả đều làm trương ức thanh cấp phong, nói hung thủ điều tra ra trước, không cho khai. Lão thất nhi tử ra tiếng chống đối trương ức thanh, đầu người bị treo ở trên nhà cao tầng, lão thất đã hoàn toàn ngất, bị người đưa bệnh viện đi. Trương ức thanh lại hướng thành Tây đi. Hắn đây là muốn trong vòng một ngày quét biến toàn thành thế lực A. Trương ức thanh mới vừa đi, lâm thanh hạm người liền chạy tới nơi, lấy điều tra hung thủ danh nghĩa, lại tra xét một lần, hiện tại các thế lực lớn ai thanh oán giận nói, hy vọng chúng ta xuất đầu thành chủ phủ nội sáu người, cho nhau truyền lại bất đồng tin tức, mỗi người sắc mặt, đều phi thường khó coi. Ác nhân thành tồn tại đến nay, đã tự thành một bộ hệ thống, vẫn luôn tưởng an không có việc gì, không có người sẽ đi đánh vỡ, nhưng từ hôm nay trở đi, hết thảy đồ vật, đều bị hoàn toàn đánh vỡ, ác nhân thành chỉnh thể sản nghiệp liên, đều thu được nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này trương ức thanh, nơi nào là ở cha hung? Rõ ràng chính là ở chúng ta ác nhân thành tìm phiền toái thành chủ thủy dạng giọng căm hận nói. Thì tính sao, hải lâm trí tôn sắc mặt âm trầm, nếu không phải các người giữa, có nhân tâm mang ý xấu, sao có thể cấp trương ước thanh cơ hội này, nếu không nói đi, rốt cuộc là ai phái người. Các người biết, ta hải lâm không để bụng cái kia nhi tử, nhưng chuyện này, các người dù sao cũng phải cho ta một cái dao đãi đi. Hải lâm, không cần xúc động, không toái ra tiếng, hiện tại sự tình, rất có khả năng là trương ước thanh tự đạo tự diễn một vở diễn mã, chúng ta không cần tự rối loạn đầu trận tuyến hảo. Tự đạo tự diễn, tôn rộng cười lạnh một tiếng, ta nhưng không cho rằng là trương ức thanh tự đạo tự diễn, đêm qua, kia hai cái tử tù xuất hiện như vậy kịp thời, thủy dạng, người không tính toán giải thích một chút sao. Thành chủ thủy dạng sửng sốt một chút, theo sau nói, tôn rộng, người có ý tứ gì, chẳng lẽ người cho rằng, là ta an bài người đối hải vọng hạ hả tay. Kia hai cái tử tù, không phải mọi người đều đồng ý giá họa cho lâm thanh hạm, ta mới an bài người mang đến sao. Đan Tô mở miệng nói, muốn ta nói, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta bên trong nói rõ ràng, đến nỗi trương ức thanh bên kia, quay đầu lại tùy tiện ném cái kẻ chết thay qua đi, đem hắn hỏa tiêu phải, chúng ta cũng hảo cộng đồng thương thảo về lôi cực trấn bảo vật sự. Nhắc tới bảo vật hai chữ, đề tài lập tức liền trở nên bén nhọn lên, hiện tại bọn họ không dám đối trương huyền tỏ vẻ bất mãn nguyên nhân có rất nhiều, nhưng rất lớn một chút, cùng Trương Huyền ngày hôm qua ban đêm nhắc tới bảo vật có quan hệ, mỗi người đều đối kia bảo vật, động tâm tư. Ác nhân thành mấy đại trí tôn, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tin tức con đường, tối hôm qua bọn họ cũng đều thông qua chính mình con đường chứng thực kia bảo vật tồn tại sự tình. Nhưng càng cụ thể, bọn họ liền không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ biết, ngoại giới truyền đến, lôi cực chấn sự cùng quang minh đảo có quan hệ, nhận định Trương Ước Thanh biết đến càng nhiều. Trương Huyền cũng chính là chơi cái tin tức kém, đem lúc trước những cái đó đối quang minh đảo bất lợi tin tức, ở ác nhân thành thay đổi thành quang minh đảo tự tin. Nhậm vũ ra tiếng, kỳ thật về hung thủ rốt cuộc là ai, ta tưởng đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ, chỉ là việc này không nói khai, vĩnh viễn đều có ngăn cách, nói đi. Đương nhậm tiếng mưa rơi âm rơi xuống lúc sau, cơ hồ mọi người đều đem ánh mắt chiều thủy dạng nhìn lại. Các người đây là có ý tứ gì? Thủy dạng sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ các người thật cảm thấy là ta giết hải vọng? các ngươi không khỏi có chút quá coi thường ta thủy dạng. Thủy dạng thành chủ, từ các phương diện mà nói, hãm hại lâm thanh hạm cùng trương ức thanh, đối với ngươi mà nói, là tốt nhất kết quả, ngươi cũng sẽ là lớn nhất tiền lời người, không phải sao. Đan Tô nói, ta thủy dạng còn không đến mức dùng loại này thủ đoạn. Thủy dạng ra tiếng, người không phải ta giết. Hành, nếu thủy dạng thành chủ ngươi không muốn thừa nhận, chúng ta đây liền tiếp tục căng đi xuống, ta tưởng, trương ức thanh sớm muộn gì có thể đem người này bắt được tới, một cái hung thủ, làm ta ác nhân thành thừa nhận lớn như vậy tổn thất, đến lúc đó, ta hồng toái cái thứ nhất không vui. Ta tôn rộng cũng giống nhau. Nếu không ai nguyện ý nói, vậy mặc kệ trương Ước thanh làm đi xuống đi, nhìn xem đến cuối cùng, ai trước chịu không nổi. Các đại trí tôn rời đi thành chủ phủ, lúc này đây loại nhỏ tụ hội, tan dã trong không vui, vài tên trí tôn chi gian, đã sinh ra chút ngăn cách. Mà lúc này Trương Huyền, còn ở đi rảo bãi trên đường. Chương 1483 tân chỗ dựa. Trương Huyền Trương Dương đi ở ác nhân thành trung, trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô. Ở Trương Huyền phía sau, ác nhân thành các thế lực lớn phái ra đại biểu thật cẩn thận đi theo, các loại cấp Trương Huyền nói lời hay. Trương Ước Thanh đại nhân, việc này cùng chúng ta không quan hệ a. À. Trương Ước Thanh đại nhân, đây là lão gia nhà ta làm ta hiếu kính ngài, ngài nhất định phải nhận lấy. Trương Ước Thanh Đại Nhân. Trương Huyền sáng sớm thượng thời gian, quét ngang ác nhân thành đông nam tây ba phương hướng, hiện tại liền kém phía bắc không đi, ở phía bắc sinh tồn thế lực, một đám sợ tới mức run bẩn bật, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiến đến kỳ hảo. Đối mặt này đó kỳ hảo thế lực, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ liền không quan hệ. Liền từ các người bắt đầu, từng cái cha này đó tiến đến kỳ hảo thế lực, vừa nghe lời này, kia mặt cùng khóc tang giống nhau. Bọn họ chính là rõ ràng, này trương ức thanh cái gọi là cha, nhưng không vô cùng đơn giản là tìm hung thủ A, đó là muốn đem một cái bãi phiên cái đế hướng lên trời, từ trong ra ngoài tạp cái nát như, lúc này mới bỏ qua. Phàm là bị thứ này trương ức thanh đảo qua bãi, kia tất cả đều phế đi A. Tới, nhanh hơn tốc độ, hôm nay trước tiểu tra một chút. Trương huyền ra tiếng, những cái đó thế lực, chưa bỏ chờ đợi vận rủi buông xuống bên ngoài, không còn có bất luận cái gì biện pháp. Trương Huyền thẳng đến Thành Bắc, Thành Bắc lại là một trận gà bay chó sủa, Trương Huyền vừa mới rời đi, Lâm Thanh hạm bộ đội lại đuổi tới, tiến hành rồi lần thứ hai điều tra. Suốt một ngày xuống dưới, toàn bộ ác nhân thành sở hữu thế lực nơi toàn bộ đình vận, bọn họ này không ngừng vận cũng không có biện pháp, rốt cuộc, đại bộ phận bãi đại môn đều bị tạp nát, này một đêm, toàn bộ ác nhân thành các đại chỗ ăn chơi, đều ở khẩn cấp suy tu giữa, để ngày hôm sau có thể bình thường buôn bán. Đương ngày hôm sau, sắc trời mới vừa minh, các thế lực lớn trải qua cả đêm kịch liệt suy tu, rốt cuộc đem nhà mình bãi khôi phục nguyên trạng, kết quả được đến một tin tức, ngày hôm qua Trương ức thanh điều tra hung thủ không có kết quả, hôm nay đem tiếp tục. Này tin tức vừa ra, toàn bộ ác nhân thành các thế lực lớn, tất cả đều lâm vào một trận hỏng mất giữa, lại tới. Đường Trương Huyền xuất hiện ở trên đường phố kia một khắc, bị người coi như ôn thần giống nhau, không ai dám tới gần, cũng không ai dám trêu chọc. Các thế lực lớn sôi nổi liên danh, hướng Đan Tô Chí Tôn đám người nói về Trương Ước Thanh sự, nhưng hiện tại sự tình phát triển đến trình độ này, Đan Tô Chí Tôn đám người cũng không dám quá nhiều đi quản, chỉ có thể mắt thấy tình thế phát sinh. Làm người nhất tuyệt vọng chính là kia Vạn Sơn chủ thành nữ chiến thần Lâm Thanh Hạp, phảng phất cùng Trương Ước Thanh nói tốt giống nhau, Trương Ước Thanh quét xong bãi này nữ chiến thần quân đội còn muốn lại quét một lần. Lại là một ngày qua đi, ác nhân thành các đại chỗ ăn chơi lại lần nữa ngừng kinh doanh một ngày, không riêng gì không có bất luận cái gì thu vào, thậm chí mới trải qua một đêm khua chiêng gõ mõ tu sửa xong nơi, lại bị tạp cái nát như, này trương ức thanh liền cùng cái vô địch phá hư vương giống nhau, nhìn thấy đồ vật, cái thứ nhất chính là tạp. Nói, hung thủ có phải hay không tàng bình hoa? Trương Huyền đem một cái sang quý bình hoa tạp dập nát. Nói, hung thủ có phải hay không tàng kẹt cửa. Trương Huyền đem một phiến giá trị chế tạo sang quý tướng quân môn đạp cái lỗ thủng. Nói, hung thủ có phải hay không tàng ngươi trước. Trương Huyền đem một cái thấp giọng phát ra bất mãn người, đầu cấp ninh xuống dưới. Gần hai ngày thời gian, này Trương ước thanh ba chữ, tại đây ác nhân thành, hung danh hiển hách, nghiễm nhiên trở thành ác nhân thành lớn nhất ác nhân. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Trương Huyền như cố tiến hành hắn càn quét, phàm là có dám khai trương chỗ ăn chơi, Trương Huyền tất nhiên sẽ đi loạn tạp một hồi, đến ngày thứ năm thời gian, ác nhân thành, đã không có bất luận cái gì chỗ ăn chơi dám khai trương, giáp mặt phát ra bất mãn người, đã tất cả đều trở thành người chết. Thủy dạng triệu tập năm đại trí tôn, lại lần nữa mở họp, muốn làm rõ ràng trong đó hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng như cũng không ai thừa nhận. Hải lâm trí tôn cái thứ nhất tức giận, hảo, nếu không muốn nói, vậy vẫn luôn đừng nói nữa, xem ai có thể căng đến đi xuống vậy tùy ý trương ức thanh như vậy nện xuống đi thôi hải lâm trí tôn nổi giận đùng đùng rời đi thủy dạng nhìn về phía còn lại bốn người các vị hiện tại hải lâm đã đi rồi ta tưởng có cái gì các vị cũng có thể nói đi thủy dạng ta đan tô đã thanh minh quá việc này không phải ta làm cũng đều không phải là là ta không mờ tung khẩu ta còn khinh thường với đi động một cái tiểu bối tôn rộng ra tiếng càng không phải là ta, nhậm vũ cũng nói. Những người này nói xong, tất cả đều nhìn thủy dạng. Thủy dạng cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ, các người vẫn là cho rằng việc này là ta làm, kia hảo, nếu mọi người đều không muốn giải quyết việc này, liền ngao đi xuống hảo, tiễn khách. Thủy dạng phất tay, một gian khách sạn trong phòng, Lâm Thanh Hạm nhìn chu phó quan đưa tới báo cáo, cười nói, này ác nhân thành thật đúng là trầm ổn, mấy ngày nay xuống dưới, bọn họ tổn thất con số, chỉ là xem, đều làm người cảm thấy run sợ, thật không biết bọn họ còn có thể căng bao lâu. Tướng quân, ta có chút không rõ. Chu phó quan mặt lộ vẻ nghi hoặc, này Trương Ước Thanh mỗi ngày đều đi quét tràng, mục đích của hắn là cái gì? Rất đơn giản a, à, Lâm Thanh Hạm đem văn kiện đặt ở trước người trên mặt bàn, ác nhân thành này lớn nhỏ thế lực, bám vào các đại trí tôn hạ, đơn giản là muốn tìm cái chỗ dựa mà thôi, mà hiện tại, Trương Ước Thanh hành vi nói cho bọn họ, bọn họ sợ tìm chỗ dựa, căn bản là không đáng tin cậy, nếu đổi làm ngươi là bọn họ, hiện tại ngươi, nhất bức thiết, là muốn làm gì? Chu phó quan trước mắt sáng ngời, tìm tân chỗ dựa. Không tồi, Lâm Thanh hạm gật gật đầu, vậy ngươi cho rằng, bọn họ tân chỗ dựa, lựa chọn tốt nhất là cái gì? Chu phó quan hơi suy tư một phen, theo sau mặt lộ vẻ hưng phấn nói, là chúng ta. Nghĩ đến này đáp án, không khỏi chu phó quan không hưng phấn, nếu bọn họ có thể bị ác nhân thành lớn nhỏ thế lực coi như chỗ dựa, một khi nói như vậy, chỉ cần giải quyết năm đại trí tôn, bọn họ là có thể tiếp quản ác nhân thành, này tuyệt đối là công lớn một kiện A. Ác nhân thành năm đại trí tôn, tuy rằng nghe đi lên cùng hoành sơn bảy thái bảo kém không được quá nhiều, nhưng ở cá nhân trên thực lực mặt, ác nhân thành năm đại trí tôn cùng hoành sơn bảy thái bảo hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, nếu vạn sơn chủ thành thật muốn tàn nhẫn khởi tâm tới, này ác nhân thành năm đại trí tôn, chiếm không được hảo. Lâm Thanh Hạm chú ý tới Chu phó quan trên mặt hưng phấn sau, mặt lộ vẻ thất vọng lắc lắc đầu, tuy nói, chúng ta là bọn họ lựa chọn tốt nhất, nhưng người cảm thấy Trương Ước Thanh là cái nguyện ý cho chúng ta làm áo cưới người sao. Hãy chờ xem, hắn tại đây hai ngày, liền sẽ nghĩ cách đem chúng ta đuổi ra ác nhân thành, những cái đó thế lực, hắn quang minh đảo, sẽ qua tới hợp nhất. Chu phó quan hơi sửng sốt, hắn đuổi chúng ta, hắn lấy cái gì đuổi chúng ta, chu phó quan thanh âm vừa mới lạc, liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng giống to, lâm thanh hạm, người lăn ra đây cho ta. Này giống to thanh, chu phó quan nghe được rành mạch, thình lình chính là kia trương ức thanh. Lâm thanh hạm khóe miệng hơi hơi mỉm cười, xem, mới vừa nói xong, hắn liền tới rồi. Trương 1484 nữ chiến thần bị thương. Giờ phút này đúng là buổi chiều, mặt trời lên cao. Trương Huyền đứng ở khách sạn Đại Lâu Hạ, thanh âm to lớn vang dội lâm thanh hạp người có bản lĩnh trộm nam nhân người có bản lĩnh ra tới a ngồi ở trong phòng lâm thanh hạp nghe được lời này làm giận dữ trạng phi này trương ức thanh miệng chó phun không ra ngà voi tới chu phó quan sát mặt giận dữ từ cửa sổ lao ra cả người từ trên cao rơi xuống mà xuống rơi thẳng đến trương huyền trước mặt cả giận nói trương ức thanh nhắm lại ngươi miệng chó thiết trương huyền vẻ mặt khinh thường bĩu môi Ta cùng nhà ngươi tướng quân sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Tìm nhà ngươi tướng quân tới cùng ta nói chuyện a, à, tối hôm qua còn ghé vào ta ngực, nói cho ta nàng có bao nhiêu yêu ta. Câm Nghiệp, chu phó quan hét lớn một tiếng, nhà ta tướng quân sớm đã cùng Võ Vương đính hôn. Nơi nào là ngươi loại người này, có thể tùy ý vô tội. Trương Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đính hôn, việc này Lâm Thanh Hạm căn bản không cùng hắn để qua. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía không trung hét lớn, Lâm Thanh Hạm, người ra tới, đem việc này nói rõ ràng cho ta. Vừa mới nói, là Trương Huyền kêu chơi, nhưng hiện tại câu này, là Trương Huyền phát ra từ nội tâm chất vấn. Lâm Thanh Hạm từ cửa sổ bước ra, lăng không mà đứng, kia bạc đem anh Linh phiêu phù ở Lâm Thanh Hạm phía sau. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía phía dưới, ra tiếng nói, như thế nào, Trương ức thanh, người thật đúng là đem ta đưa người áp trại phu nhân, tưởng bắt ta trở về đương áp trại phu nhân, có thể a à, đánh thắng ta đánh thắng ngươi trương huyền hơi hơi mỉm cười màu đỏ chiến linh từ sau người hiện lên hảo a à, vậy làm ta nhìn xem này vạn vùng núi nữ chiến thần rốt cuộc có cái gì bản lĩnh ta ở ngoài thành chờ ngươi lâm thanh hạm lưu lại một câu thân hình nhanh chóng biến mất hướng ngoài thành mà đi trương huyền thả người nhảy cũng phù với không chung bên trong nhằm phía ngoài thành xem trương ước thanh muốn cùng nữ chiến thần đánh nhau rồi này Trương Ước Thanh, thật là cuồng a, à, công nhiên trêu chọc nữ chiến thần. Không đem nữ chiến thần để vào mắt không nói, hắn đây cũng là không đem Võ Vương để vào mắt a. À. Võ Vương nãi vạn vùng núi đệ nhất thiên tài, bất quá 31 tuổi, cũng đã trở thành trí tôn 3 năm, thực lực cường đại, địa vị cực cao, hắn Trương Ước Thanh không khỏi có chút quá kiêu ngạo. Quang Minh đảo gần đây quật khởi nhanh chóng, dẫn tới Trương Ước Thanh có chút không coi ai ra gì. Xem đi, Trương Ước Thanh cuồng vọng Sớm hay muộn muốn trả giá đại giới. Được rồi, trước đừng nói này đó, đi xem Trương Ước Thanh cùng nữ chiến thần rốt cuộc ai càng cường. Một đám người hướng ngoài thành chạy đến, có thể thực lực của bọn họ, sao có thể đuổi kịp chí tôn cấp bậc thân ảnh, bọn họ căn bản là không biết Trương Ước Thanh cùng nữ chiến thần đi nơi nào. Ở ngoài thành, trời cao giữa, phía dưới là vô tận núi lớn. Trương Huyền cùng Lâm Thanh hạ mặt đối mặt, hai người chi gian khoảng cách bất quá 2 mét rốt cuộc sao lại thế này, kia võ vương lại là cái thứ gì, trương huyền trao mày, kiếm cốc cốc chủ an bài, ta kháng cự không được. Lâm thanh hạm lắc lắc đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta biết ta chính mình nên làm như thế nào. Ngươi như thế nào làm không quan trọng, trương huyền lắc lắc đầu, quan trọng là, ta nên làm như thế nào, ta hiện tại càng ngày càng tưởng, đem ngươi từ chủ thành bắt đi, làm áp trại phu nhân. Vậy ngươi nhưng đến lấy ra thực lực của ngươi tới, lâm thanh hạm mỉm cười, theo sau thấp giọng nói, có người tới, làm làm bộ dáng. Vậy hiện tại hảo, Trương Huyền hét lớn một tiếng, theo sau, kiếm khí tung hoành. Lâm Thanh hạm phía sau anh Linh, cũng là múa may trong tay ngân thương, hàn mang lập lòe, hai người thế công, dị thường mãnh liệt, liên tục mười mấy chiêu qua đi, hai người dưới thân núi lớn, đều bị tiêu diệt. Mười mấy chiêu kết thúc, Trương Huyền sắc mặt quỷ dị nhìn Lâm Thanh Hạm, thấp giọng nói, người kia thật là anh Linh. Là chiến Linh đi. Trương Huyền rõ ràng chú ý tới, Lâm Thanh hạm phía sau anh Linh, từ đầu đến cuối, chỉ ra nhất chiêu. Căn bản không có gì quá lớn biến hóa. Lâm Thanh hạm che miệng cười khẽ, người không cũng giống nhau sao, ta thân ái lão công. Trương Huyền thân hình chợt lóe, tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở Lâm Thanh hạm trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thanh hạm hai mắt, chất vấn nói, người chiến Linh từ đâu mà đến, ai cho ngươi. Không được, ta cũng không thể nói. Lâm Thanh hạm lắc lắc đầu, sư phụ ta sẽ không đồng ý ta tùy tiện báo ra hắn danh hào. Lâm thanh hạm thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời nói, hảo lão công, nên diễn cho người khác xem diễn, cũng diễn xong rồi, phía dưới, cũng nên ta vì ngươi đi tạo thế, nhớ rõ, ta sẽ chờ ngươi đến chủ thành tìm ta Nga, tốt nhất, có thể bằng mau tốc độ, đem ta bắt trở về, làm ngươi áp trại phu nhân. Lâm thanh hạm nói xong, thân hình nhanh chóng hướng ác nhân thành phương hướng mà đi, đương tiếp cận ác nhân thành khi, Lâm Thanh Hạm ra tiếng, nàng thanh âm thanh thúy to lớn vang dội, toàn bộ ác nhân thành đều nghe được rành mạch. Trương Ước Thanh, ta Lâm Thanh Hạm còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, kết quả là liên hợp chín tên trí tôn cùng nhau vây công ta, ngươi nếu thật là có bản lĩnh, ta Lâm Thanh Hạm làm ngươi áp trải phu nhân thì đã sao, đáng tiếc a, ngươi khẩu khí cùng bản lĩnh của ngươi kém xa. Lâm Thanh Hạm thanh âm này vang lên, ác nhân thành nội, mọi người đều là cả kinh chín tên trí tôn, trương ước thanh liên hợp chín tên trí tôn cùng nhau vây công nữ chiến thần. Này quang minh đảo, thế nhưng có nhiều như vậy chí tôn cường giả. Lâm thanh hạc, người không khỏi có chút, quá coi thường ta quang minh đảo đi. Ác nhân thành nội, một đen một trắng lưỡng đạo anh linh thân ảnh xuất hiện. Trương huyền thanh âm vang lên, ta quang minh đảo, cái gì đều thiếu, nhưng nhất không thiếu, đó là trí tôn. Mau, một người đứng ở bên trong thành xem diễn người, nôn nóng đối bên cạnh người ra tiếng, làm Bắc Hương thành chúng ta người, hiện tại đi len ken khách sạn, xem kia hai gã trí tôn có ở đây không. Ở, ờ, kia hai gã trí tôn còn ở Bắc Hương thành. Quá khoa trương, trương ức thanh liên hợp chín tên trí tôn, này trong đó còn không tính hắc bạch chí tôn, quang minh đảo, lúc này đây tới, đó là 12 danh trí tôn. Nếu hơn nữa quang minh đảo ở Bắc Hương thành đóng quân hai gã trí tôn, đó chính là 14 danh trí tôn A. Không, Ta từng nghe người phơi quá một tin tức, tại rất sớm phía trước, Quang Minh Đảo đã từng có hai gã trí tôn lộ quá mặt, không biết cùng hiện tại xuất hiện trí tôn có không quan hệ, nếu không có quan hệ, kia Quang Minh Đảo bãi ở bên ngoài, chính là 16 danh trí tôn. 16 trí tôn, cái nào thế lực, có 16 trí tôn, chủ thành học viện có sao, kiếm cốc có sao, toàn bộ vạn vùng núi, không có bất luận cái gì một cái thế lực, có được nhiều như vậy chí tôn. Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, Trương Huyền Thanh âm lại lần nữa chuyển đến, Lâm Thanh Hạm, đừng nói nhảm nữa. Ha ha, ta cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, chúng ta đi. Lâm Thanh Hạm hô to một tiếng lúc sau, thân hình biến mất. Xem, thấy được sao, nữ chiến thần, nữ chiến thần nàng bị thương, khóe miệng nàng treo vết máu, trong thành một người, sắc mặt khoa trương mở miệng, người này là Trương Huyền trước tiên liền an bài đến bên trong thành, lời vừa nói ra, toàn bộ ác nhân thành, hoàn toàn rối loạn chu phó quan sát mặt mãnh biến tướng quân bị thương sao có thể ở rất nhiều vạn sơn chủ thành tướng sĩ trong lòng nữ chiến thần ý nghĩa đã không riêng gì một cái tướng quân thân phận đơn giản như vậy nữ chiến thần đại biểu cho một loại thần thánh một loại bất bại một loại tín nhiệm nhưng hôm nay nữ chiến thần thế nhưng bị thương tuy rằng này trong đó liên lụy đến quang minh đảo sử ám chiêu đánh lén chờ thủ đoạn nhưng kết quả hiện tại đã bãi ở trước mắt Nương một người hô lên nữ chiến thần bị thương tin tức, trong nháy mắt, về nữ chiến thần bị thương bại tẩu tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ ác nhân thành, ở như vậy internet tin tức hóa thời đại, tin tức truyền bá tốc độ là viễn siêu tưởng tượng, hơn nữa, có chút nhân vi xử chính mình tin tức càng thêm bác người trong mắt, bọn họ đơn giản hủy diệt chuyện này tiền căn hậu quả, chỉ lấy chỉnh sự kiện giữa một đoạn ngắn lấy tới nói. Ở đủ loại tiểu đạo tin tức truyền bá hạ, một cái chương ước thanh bị thương nặng vạn sơn chủ thành nữ chiến thần tin tức liền như vậy thổi quét toàn bộ xã giao network platform, không riêng gì ác nhân thành người biết chuyện này, khác dân thành phố cũng đều biết được chuyện này. Trương ức thanh, liền cái kia quang minh đảo người phát ngôn. Hắn bị thương nặng nữ chiến thần, thiệt hay giả? Hắn cùng nữ chiến thần như thế nào đánh nhau rồi? Nữ chiến thần đã từng độc chiến hoành sơn bảy thái bảo trong đó chi tam, thực lực không thể nghi ngờ, kia trương ức thanh, dựa vào cái gì bị thương nặng nữ chiến thần ai biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đủ loại vấn đề, ở trên mạng ùn ùn không dứt, về nữ chiến thần bị trương ức thanh trọng thương một chuyện, rất nhiều người đều bảo trì hoài nghi thái độ, đương vấn đề này lên men đến một cái đỉnh điểm khi, một đáp án ở trên mạng xông ra. Nói đúng ra, đều không phải là là trương ức thanh một mình bị thương nặng nữ chiến thần, mà là trương ức thanh dùng kế bị thương nặng nữ chiến thần, trương ức thanh cùng nữ chiến thần ngoài miệng nói độc đấu, lại liên hợp quang minh đảo âm thầm mai phục chín tên trí Chí tôn cường giả cộng đồng phục kích nữ chiến thần, càng là ở ác nhân thành còn để lại hắc bạch hai đại trí tôn sau điện, tổng cộng 12 danh trí tôn cường giả, vây công nữ chiến thần một người, lúc này mới khiến nữ chiến thần trọng thương. Nếu không chỉ bằng vào mượn một cái trương ức thanh, dựa vào cái gì bị thương nặng nữ chiến thần. Cái này đáp án vừa ra, lập tức khiến cho vô số người chú ý. Ta liền nói, một cái danh điều chưa biết quang minh đảo người phát ngôn, dựa vào cái gì bị thương nặng nữ chiến thần. Làm ta sợ nhảy dựng. Còn tưởng rằng này Trương ức Thanh khủng bố đến tình trạng gì đâu. Ta nói trên lầu, Trương ức Thanh tuy rằng không khủng bố, nhưng là quang minh đảo khủng bố, ta xem như chân chính cảm nhận được, tổng cộng ra 12 danh trí tôn mai phục nữ chiến thần một người. Xin hỏi, ở toàn bộ vạn vùng núi, có cái nào thế lực, có thể một chút phái ra 12 danh trí tôn? Này quang minh đảo, chính là tạo trí tôn đi. Ta tưởng nói một chút ở ác nhân thành phát sinh việc này thời điểm quang minh đảo ở bắc hương thành kia hai vị trí tôn còn khai cửa hàng xào rau đâu ta thiên này quang minh đảo rốt cuộc là cái như thế nào thần tiên tổ chức a à? trong lúc nhất thời ở toàn bộ vạn vùng núi quang minh đảo thanh danh truyền xa ác nhân thành nội trương huyền nằm ở khách sạn trên giường lớn toàn bộ ác nhân thành hiện tại trừ bỏ trương huyền trụ khách sạn này còn ở bình thường buôn bán bên ngoài. Còn lại các khách sạn lớn a, chỗ ăn chơi a, toàn bộ đóng cửa, không, nói đúng ra, này đó địa phương không có môn có thể quan, bởi vì đại môn đã đều bị Trương Huyền cấp tạp. Lâm Thanh Hạm bại tẩu, Lâm Thanh Hạm thủ hạ tướng sĩ, cũng toàn bộ rời đi ác nhân thành, thanh thế to lớn tiến đến, xám xịt rời đi, nữ chiến thần xuất hiện, giống như chính là chuyên môn vì Quang Minh đảo tạo thế một nửa. Mà trên thực tế, loại này giống như bản thân chính là Lâm Thanh Hạm lần này tiến đến mục đích nàng chính là lợi dụng chính mình thân phận, tới cấp trương huyền tạo thế. Hiện tại quang minh đảo, yêu cầu một phen hỏa, đem này hoàn toàn bậc lửa. Ác nhân thành thủy dạng chờ sáu gã trí tôn, giờ phút này, không có một cái dám đứng ra, nữ chiến thần đều bị trương ức thanh âm, này quang minh đảo đột nhiên liền toát ra tới chín tên trí tôn, ai biết này quang minh đảo âm thầm còn ẩn tàng rồi cái gì. Hiện tại nào có người dám đứng ra đi xúc quang minh đảo rủi ro, hơn nữa, hiện tại ác nhân thành nội mấy đại trí tôn chi gian, đã sinh ra ngăn cách, bởi vì không ai nguyện ý thừa nhận hải vọng chết, làm đại gia trong lòng đều nghẹn một hơi. Ác nhân thành tình huống, lâm vào một trận rằng co giữa. Ở ác nhân thành đi thông chủ thành trên đường, lâm thanh hạm tính tọa ở một chiếc xa hoa nhà xe thượng nghỉ ngơi, chu phó quan vì lâm thanh hạm đảo thượng một ly nước ấm, nhìn lâm thanh hạm có chút trắng bệch sắc mặt, oán hận nói, lúc này đây, thật là tiện nghi cái kia trương ức thanh hải vọng đột nhiên tử vong, làm ác nhân thành lâm vào hỗn loạn giữa, khiến cho mấy đại trí tôn mặt hợp ý không hợp, nếu không, nơi này có kia trương ức thanh chuyện gì. Lâm thanh hạm khẽ lắc đầu, người không khỏi cũng có chút quá coi thường trương ức thanh, đơn nói một chút, người cho rằng hải vọng chết, là ai làm. Chu phó quan không chút suy nghĩ liền trả lời nói, thủy dạng. Thủy dạng có học viện bối cảnh, nhưng cho tới nay, ở ác nhân thành, nàng đều là chịu còn lại năm tên trí tôn chèn ép, lúc này đây, Trương Ước Thanh cùng tướng quân ngươi đồng thời đi trước ác nhân thành, thủy dạng sát hải vọng làm dối, chỉ cần Trương Ước Thanh cùng tướng quân ngươi trong đó một cái cùng hải lâm có xung đột, như vậy ác nhân thành thế cục liền phải một lần nữa tẩy bài. Lâm Thanh hạm bưng lên ly nước, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, người dễ dàng như vậy là có thể nghĩ đến đồ vật, người cho rằng thủy dạng sẽ không thể tưởng được sao. Ở ác nhân thành, ai đều có khả năng đối hải vọng động thủ, duy độc thủy dạng không thể. Chu phó quan nhíu mày suy tư, mấy phút đồng hồ sau, cũng không nghĩ ra đáp án. Lâm Thanh hạm cười nói, thế cục thực loạn, nếu Trương ức Thanh chỉ là có điểm tiểu thông minh nói, hắn phương pháp giải quyết, đó là tùy tiện bắt lấy một cái trí tôn giết lập uy, nhưng hắn không làm như vậy, thuyết minh hắn không phải kẻ ngu dốt, mà càng tốt biện pháp, hắn là sẽ đem hung thủ thân phận, hướng chúng ta nơi này dẫn, do đó khiến cho ác nhân thành những cái đó trí tôn đứng thành hàng, cộng đồng đối kháng xua đuổi chúng ta, mà hắn tắc có thể tại đây đứng thành hàng quá trình giữa, bắt được một ít quyền chủ động. Kết quả, này hai loại phương pháp, hắn đều không có tuyển. Chu phó quan không hiểu, tướng quân, ta không rõ. Kỳ thật không có gì hảo không rõ. Lâm thanh hạm uống lên nước miếng, đem cái ly phóng hảo, Trương ước thanh so với ta tưởng tượng, càng có dã tâm, hắn làm này thế cục bảo trì hỗn loạn, chậm rãi tiếp nhận ác nhân thành, hắn phải làm, không phải chiếm cứ ác nhân thành chủ đạo quyền, mà là, muốn chiếm cứ ác nhân thành nắm giữ quyền tướng quân, ta có cái vấn đề. Nói, nếu Trương ức thanh sự tình làm được quá phận nói, kia sát hải vọng người thiếu kiên nhẫn, trực tiếp lộ diện, kia Trương ức thanh hành động, không phải hoàn toàn ngâm nước nóng sao. Sẽ không, Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu. Sẽ không, chu phó quan càng nghi hoặc. Cho nên ta mới có thể hỏi ngươi, ngươi cảm giác là ai giết hải vọng. Lâm Thanh Hạm lấy một cái thoải mái tư thế dựa vào ghế dựa thường. Chu phó quan lập tức phản ứng lại đây, là Trương Ước Thanh. Trương 1486 Trương Ước Thanh đổi tính. Lâm Thanh hạm gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, là hắn, lại không phải hắn, ta rốt cuộc, vẫn là có chút không đủ hiểu hắn a. À. Lâm Thanh hạm hơi hơi nhắm mắt, trên mặt, không cấm lộ ra vài phần tiếc nuối, nàng vốn tưởng rằng, hiện tại chính mình, đã có thể hoàn toàn truy đuổi Trương Huyền bước chân, nhưng từ hoàn toàn rời đi ác nhân thành kia một khắc bắt đầu, Lâm Thanh hạm mới phát hiện, chính mình nam nhân bước chân, là chính mình vô luận như thế nào, cũng khó có thể đuổi theo, hắn hành động, hắn phong cách hành sự, làm người căn bản là nắm lấy không ra. Hiện tại nghĩ đến này đáp án, vẫn là bởi vì Lâm Thanh Hạm trước khi đi, Trương Huyền cho nàng nói một câu. Lão bà, quyền thế có thể cho rất nhiều người điên cuồng, đối mặt quyền thế, rất nhiều người sẽ đánh mất lý trí, lão hổ cũng có thực tử khả năng, ta hy vọng, người vẫn là lúc trước cái kia ngươi. Cũng chính là này một câu, làm Lâm Thanh Hạm, hoàn toàn thấy rõ toàn bộ ác nhân thành hình thức. Liền ở Trương Huyền sở trụ khách sạn phòng ngoại, một người thân xuyên áo choàng, diện mạo giấu ở áo choàng dưới, người này nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng. "Tiến." Trương Huyền thanh âm từ trong phòng truyền ra. Đương Trương Huyền mở miệng sau, ngoài cửa nhân tài đẩy cửa tiến vào, theo sau thật cẩn thận đi đến Trương Huyền trước mặt, cung kính đứng ở kia. "Được rồi, lại không người khác, còn che như vậy thần bí." Trương Huyền phất phất tay, lấy ra người sát hải nhìn lên chờ kia nhanh chóng động tác không ai có thể phát hiện ngươi người tới sau khi nghe được đem trên đầu áo choàng tháo xuống lộ ra tới kia một khuôn mặt thình lình chính là hải lâm trí tôn ngồi đi trương huyền phất phất tay hải lâm gật gật đầu ngồi xuống nói một chút đi hiện tại tình thế thế nào trương huyền ra tiếng hải lâm trả lời hiện tại bên trong thành vài tên trí tôn tất cả đều bởi vì hải vọng chết lẫn nhau sinh ra ngăn cách không có người sẽ tin tưởng đối phương thế cục phi thường hỗn loạn đúng là sấn hư mà nhập hảo thời cơ hải lâm đang nói ra hải vọng chết này bốn chữ khi cảm xúc hoàn toàn không có một chút dao động thật giống như hải vọng cùng hắn không hề liên hệ giống nhau trương huyền lắc lắc đầu hiện tại còn không phải thời điểm ta yêu cầu ngươi lại điểm một phen hỏa yêu cầu lấy một người tới khai đao hải lâm không có chút nào do dự hỏi lấy ai thủy giảng Trương Huyền đôi mắt giữa lộ ra một mà tàn nhẫn, thủy dạng có học viện bối cảnh, liền phải lấy nàng khai đao, nàng đã chết, ác nhân thành nội mấy đại trí tôn, tất cả đều trốn không thoát can hệ, bọn họ hiện tại khó có thể lựa chọn, ta yêu cầu buộc bọn họ một phen. Hảo, Hải Lâm gật đầu, ta chờ ngươi tin tức, khi nào động thủ, ngươi nói cho ta. Ba ngày sau đi, Trương Huyền ra tiếng, này ba ngày, ta sẽ an bài người lại đây tiếp nhận các thế lực lớn, trước từ cơ sở bắt đầu như tầm ăn lên, lại đối bọn họ động thủ. Minh Bạch, được rồi, người trước rời đi đi, Trương Huyền phất phất tay. Hảo, Hải Lâm cung kính đứng dậy. Hải Lâm mới vừa đi đến một nửa, bị Trương Huyền gọi lại. Đúng rồi, Hải Lâm nghỉ chân xoay người, người nói. Ở ta người hợp nhất ác nhân thành nội các thế lực lớn thời điểm, người yêu cầu phối hợp, cái này quá trình, ta muốn giết người một nửa người. Trương Huyền sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không ôn không hỏa, phảng phất đang nói một kiện phi thường bình thường sự giống nhau. Hải Lâm ngẩn người, theo sau lắc đầu, một nửa người, có chút nhiều, ta có thể lấy ra 3.000 người cho ngươi. Trương Huyền lắc đầu, ba 000 quá ít, không đủ lập uy, liền một nửa, cùng ngươi sắp được đến so sánh với, ta tưởng, đây là ngươi có thể từ bỏ trong phạm vi, không phải sao. Hải Lâm hít sâu một hơi, suy tư thật lâu sau sau, gật đầu, hảo, nhưng đừng quên ngươi đáp ứng ta, sự thành lúc sau, ác nhân thành, ta muốn cùng các ngươi quang minh đảo đối phân. Ha ha, Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Như thế nào, Hải Lâm mày nhăn lại, ngươi tưởng đổi ý. Ta là cười ngươi quá cấp thấp, Trương Huyền lắc lắc đầu, kẻ hèn một cái ác nhân thành, đơn giản là một khối ván cầu mà thôi, ta quang minh đảo còn chướng mắt, chờ sự tình sau khi kết thúc, toàn cho ngươi thì đã sao, ngươi cho rằng ta quang minh đảo là làm gì đó, ân. Hải Lâm gật gật đầu, ta đã biết. Đương Hải Lâm rời đi, Trương Huyền đi đến khách sạn cửa sổ sát đất trước, quan sát này ác nhân thành, hít sâu một hơi, tên đã trên dây, không thể không phát A, à, cũng không biết, tình huống như vậy, còn có thể duy trì đi xuống bao lâu, tạo thế trước sau là tạo thế, sẽ có bị vạch trần kia một ngày, nói đến cùng, vẫn là ta thực lực quá mức gầy yếu, nếu ta có kiếm lâm thiên kia phân thực lực, này vạn vùng núi, lại có bao nhiêu địa phương, là ta không thể đi. Lúc trước kiếm lâm thiên, cấp Trương Huyền lưu lại ấn tượng thật sự là quá khắc sâu kia phân phát ra từ nội tâm cuồng vọng, kia phân đến từ sâu trong nội tâm cường thế, làm người rất khó lý giải, hắn dục cùng thần linh sánh vai, ngạo khí phi phàm. Cho dù là đứng ở mặt đối lập, Trương Huyền đối kiếm Lâm Thiên người này cũng phá lệ bội phục, nếu không có cuối cùng tà thần động thủ, kia kiếm Lâm Thiên cũng không bị chết. Sắc trời dần tối, Trương Huyền vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ, thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Đương Tân một ngày bắt đầu, phồn hoa ác nhân thành, có một loại một mảnh tính mịch cảm giác, đã từng người đến người đi chỗ ăn chơi, giờ phút này hoàn toàn ngừng kinh doanh, ác nhân thành thương vận, cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, tất cả mọi người ở chờ mong Trương Ước Thanh tìm được hung thủ kia một ngày, bọn họ thậm chí trong lòng đã có điểm hận thượng phía trước mấy đại trí tôn, không có thực lực, còn tưởng vua oan giá họa Trương Ước Thanh, trói người Trương Ước Thanh thủ hạ, kết quả là, chọc giận Trương Ước Thanh. Bọn họ vỗ vỗ mông cái gì đều mặc kệ, xui xẻo chính là chính mình những người này đang ở các thế lực lớn sầu bi như vậy thế cục khi nào mới có thể kết thúc khi một nhà sòng bạc đột nhiên khai trương hơn nữa là gióng chống khua chiêng toàn thành tuyên truyền này sòng bạc không muốn sống nữa vẫn là có tiền không sợ người trương ức thanh tạp này nơi nào là có tiền không có tiền a hiện tại trêu chọc trương ức thanh đây là không đem chính mình mệnh yên tâm thượng a sòng bạc tuy rằng khai trương gióng chống khua chiêng nhưng lại không có người dám đi bởi vì bọn họ biết được mau, Trương Ức Thanh liền sẽ đi tìm đi. Quả nhiên, không ra ác nhân thành cư dân sở liệu, này sòng bạc khai trương tuyên truyền làm mới không đến nửa giờ, liền có người phát hiện, Trương Ức Thanh chiều kia sòng bạc đi đến. Xem đi, Trương Ức Thanh quả nhiên đi. Thật là tìm chết a. Ta xem Trương Ức Thanh mấy ngày nay nhàn, liền muốn tìm người phiền toái đâu, này sòng bạc, thật đúng là đầu thiết a. Đủ loại thanh âm truyền ra bọn họ đã đoán trước tới rồi này sòng bạc phải bị trương ước thanh tạp cái nát như nhưng kết quả làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt trương ước thanh là hướng sòng bạc đi nhưng lại không có như bọn họ tưởng tượng giữa trực tiếp đem sòng bạc tạp cái nát như mà là đề ra hai cái lãng hoa chính miệng trúc kia sòng bạc sinh ý thịnh vượng này một kết quả nhưng cấp quan vọng các thế lực lớn đôi mắt đều cấp xem thẳng đây là cái tình huống như thế nào trương ước thanh đổi tính trong lúc nhất thời các thế lực lớn đều ngồi không yên Xôi nổi đi trước sòng bạc, liên hệ sòng bạc lão bản, muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chương 1487 thế cục khẩn trương. Này gian khai trương sòng bạc, tức khắc liền trở thành toàn bộ ác nhân thành đề tài, sòng bạc sau lưng thế lực cũng bị người tìm ra tới, cũng không phải một cái thế lực lớn, trong lúc nhất thời, khắp nơi thẩm thấu đi vào, muốn tìm cái kết quả. Ở vạn chúng chú mục hạ, này gian sòng bạc lão bản lên tiếng. Quang Minh Đảo Đại Nhân đã điều tra rõ, hải vọng Đại Nhân chết cùng bổn sòng bạc cũng không liên hệ, bổn sòng bạc không có bao che hung thủ, cũng tuyệt đối không có tham dự đến hãm hại Quang Minh Đảo y bảo dụ Đại Nhân sự kiện giữa, cho nên có thể bình thường khai trương. Sòng bạc lão bản lời này vừa ra, các thế lực lớn đồng thời có chút ngốc, người này không phải vô nghĩa sao. Giết hại hải vọng, chỉ bằng chính mình này đó thế lực, ai có cái này lá gan. Còn có bao che hung thủ, hãm hại Quang Minh Đảo, việc này toàn bộ ác nhân thành, ai dám làm. Hơn nữa người quang minh đảo sao cha, liền mỗi ngày tạp nhân ra bãi, liền này có thể điều tra rõ, bên trong miêu nị, tùy tiện ngẫm lại đều biết, khẳng định là cái này thế lực, quy phục quang minh đảo bái. Ha ha, quang minh đảo thật là thật lớn uy phong a à. Một cái thế lực nhịn không được mở miệng, các người tưởng tạp ai bãi liền tạp ai bãi, muốn cho nhà ai khai trương khiến cho nhà ai khai trương, nói trắng ra là, Người quang minh đảo là tưởng chủ đạo tòa thành này sao? Hiện tại này ác nhân thành đều là quang minh đảo nói tính sao? Không tồi, quang minh đảo muốn thông qua cái này phương thức chiếm cứ ác nhân thành hay không có chút quá ý nghĩ kỳ lạ? Quang minh đảo muốn ngư quyền, đem chủ ý đánh tới ác nhân thành tới, thật đúng là yêu tú A. À? Một cái lại một cái thế lực ra tiếng, bọn họ ở ác nhân thành rất có uy vọng, trực tiếp đi theo hải lâm trí tôn bọn họ hiện tại dám nói lời nói cũng là hải lâm âm thầm ý bảo đối mặt ra tiếng mấy thế lực lớn quang minh đảo cách làm phi thường đơn giản hắc bạch hai đại trí tôn các gia nhất kiếm nhất kiếm chém giết mấy nghìn người ở cùng ngày thành nam cùng thành đông hai con phố bị máu loãng phủ kín đầu người lăn xuống nơi nơi đều là mùi máu tươi tận trời quang minh đảo không làm bất luận cái gì giải thích trực tiếp ra tay giết người hành vi cường thế vô cùng quá cuồng vọng quả thực không đem hải lâm chí tôn để vào mắt, xem hải lâm chí tôn như thế nào giải quyết đi. này đó đều là hải lâm chí tôn thân tín a, hiện tại đã chết ít nhất một nửa, hải lâm Trí tôn con trai độc nhất bị giết, hiện giờ thế lực lại bị tiêu giảm, chỉ sợ sắp điên cuồng đi. đủ loại thanh âm truyền ra, không có bất luận cái gì thế lực dám có động tác, mọi người đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác, chỉ tiếc bọn họ chờ đợi mưa gió chậm chạp không có xuất hiện. Hải Lâm Chí Tôn thế lực bị giết một nửa, nhưng hắn đến bây giờ mới thôi, cũng chưa đứng ra nói chuyện qua, giống như ngầm đồng ý những việc này giống nhau. Sự tình qua một đêm, đương ngày hôm sau, lại có hai nhà chỗ ăn chơi khai trương, như cũ là Trương Huyền chủ động đi trước, đưa lên lãng hoa, nói ra sinh ý thịnh vượng bốn chữ, hiển nhiên, này hai nhà chỗ ăn chơi sau lưng thế lực, cũng hướng quang minh đảo quy phục. Thành chủ phủ nội, thủy dạng lại lần nữa triệu tập năm đại trí tôn. Tình huống hiện tại, ta tưởng các vị đã thấy được, đã có không ít thế lực, bắt đầu tìm kiếm tân chỗ dựa, Trương ức thanh đem thế cục bừa bãi, chính là tưởng đối toàn bộ ác nhân thành xuống tay, ta tưởng, đại gia muốn lại cất giấu, liền không có có ý tứ gì. Thủy dạng ngồi ở chủ vị thượng, nói chuyện thẳng đến chủ đề. Đan tô chí tôn đám người, không có hé răng. Hải lâm sắc mặt âm trầm ngồi ở một bên, đan tô đám người qua lại đối diện thời điểm, duy độc không có xem hắn, bởi vì, không ai sẽ hoài nghi là hải lâm ra tay giết hải vọng thủy dạng thấy không có người ta nói lời nói nhìn về phía hải lâm ra tiếng nói hải lâm trí tôn nói một câu biểu cái thái đi tỏ thái độ hải lâm thanh âm khàn khàn trong mắt mang theo hồng tơ máu hiện tại là ta nhi tử bị giết ta thế lực bị quang minh đảo thanh trước một nửa ta biểu cái gì thái ta hiện tại nếu đã như vậy cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách dù sao ta hải lâm hiện tại tương đương hai bàn tay trắng, ta phía trước nói qua, ta có thể không để bụng hải vọng chết, nhưng hiện tại, nếu bị ta biết là ai giết con ta, ta hải vọng chẳng sợ chết, cũng muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hải vọng nói xong, phất tay áo bỏ đi, căn bản không cần phải nhiều lời nữa. Thủy dạng đám người, lưu tại thành chủ phủ nội, hai mặt nhìn nhau. Ta đan tô cuối cùng lặp lại lần nữa, việc này cùng ta không quan hệ, hiện tại thế cục làm đến như vậy hỗn loạn, không có khả năng lại tùy tiện tìm cái không quan trọng gì người ra tới bối nồi. Sợ là chúng ta đồng ý, Hải Lâm cũng không đồng ý, các vị chính mình nhìn làm đi. Su đang nói xong, đồng dạng rời đi. Không cần xem ta, tôn rộng trí tôn lắc lắc đầu, ý nghĩ của ta cũng là giống nhau. Hiện tại, tìm ra hung thủ, này đã không phải phải cho Hải Lâm cùng Trương ức thanh một cái giao đãi, cũng là phải cho chúng ta một cái giao đãi, phải cho toàn thành các thế lực lớn một cái giao đãi. Không Toái cười cười, nếu mọi người đều không muốn thừa nhận, liền không có gì hảo thuyết, từng người bằng bản lĩnh đi. Nhậm vũ trí tôn không có ra tiếng, nhưng nàng biểu tình, cũng nói cho thủy dạng, nàng ý tưởng, cùng với hơn người đều tương đồng. Thủy dạng hít sâu một hơi, hảo, 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 nếu mọi người đều không muốn đứng ra, vậy không có gì hảo thuyết, các bằng bản lĩnh. Thành chủ phủ sáu gã trí tôn loại nhỏ hội nghị, lại một lần tan dã trong không vui, mà liền ở bọn họ mở họp cãi nhau cái này trong lúc, lại có không ít thế lực tìm tới trương huyền cùng lúc đó có người nhìn đến có rất nhiều mang màu đen mặt quỷ mặt nạ thân ảnh xuyên qua ở ác nhân thành trung này đó là quang minh đảo địa ngục hành giả bọn họ lấy cha hung vì từ thăm viếng các thế lực lớn có chút thế lực sẽ lựa chọn như cũ đóng cửa mà có chút thế lực ở địa ngục hành giả rời khỏi sau liền khua chiêng gõ mõ sửa chữa lên nơi này đã xảy ra cái gì nhưng phàm là cái người sáng suốt đều có thể thấy rõ đây là ngày hôm sau, buổi sáng thời điểm, chỉ có hai nhà tân chỗ ăn chơi khai trương, nhưng tới rồi buổi tối, toàn bộ ác nhân thành, có một phần ba chỗ ăn chơi bình thường buôn bán, này đó buôn bán chỗ ăn chơi cửa, đều bày trương huyền tự mình đưa tới lãng hoa, nghẹn rất nhiều thiên ác nhân thành cư dân, tại đây một đêm, hoàn toàn lâm vào cuồng hoan giữa, chẳng sợ tới rồi nửa đêm, chỗ ăn chơi cửa đều bài nổi lên hàng dài, nghe nói có người ra giá cao, chỉ nghĩ muốn một cái sướng ca ghế lô. Như vậy một màn, xem những cái đó không mở cửa chỗ ăn chơi là sốt ruột không thôi sáng sớm hôm sau liền phát hiện trương huyền sở trụ khách sạn ngoài cửa đã có không ít thế lực dẫn đầu người chờ ở đây trải qua nhiều như vậy thiên hỗn loạn thế cục trải qua trương ước thanh nhất kiếm trọng thương đan tô trí tôn trải qua trương ước thanh cường thế nghiền áp hải lâm trí tôn trải qua trương ước thanh bị thương nặng vạn sơn nữ chiến thần trải qua này một loạt sự tình lên men ác nhân thành các thế lực lớn đã xem minh bạch chính mình đã từng chỗ dựa Hiện tại hoàn toàn không đáng tin cậy, muốn sinh tồn chỉ có thể tìm kiếm tân chỗ dựa mới được. Mà này tân chỗ dựa, đối với hiện tại bọn họ, trừ bỏ Quang Minh đảo bên ngoài, không có cái thứ hai lựa chọn, Hải Lâm Chí Tôn bị tàn sát một nửa thân tín còn có thể nhường nhịn, cũng làm cho bọn họ chân chính cảm nhận được Quang Minh đảo cường đại, không riêng gì bọn họ sợ Quang Minh đảo, ngay cả các đại trí tôn cũng là đồng dạng sợ hãi Quang Minh đảo a. Chương 1488 thủy Giảng chi tử Ngày thứ ba thời gian, Trương Huyền thăm viếng toàn bộ ác nhân thành, đưa lên vô số kể lãng hoa, toàn bộ ác nhân thành, trừ bỏ thiếu bộ phận thế lực còn ở ngạnh căng bên ngoài, có tám phần thế lực, đều tuyên bố, quang minh đảo đại nhân bài trừ bọn họ hiểm nghi, có thể bình thường buôn bán. Hiện tại, ác nhân thành cơ sở thế lực, đã cơ bản quy thuận quang minh đảo. Ác nhân thành đã phát sinh hết thảy, mấy đại trí tôn đều là xem ở trong mắt, nôn nóng không thôi, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, chính mình mấy người chi gian phân liệt, đã làm Trương Ước Thanh đem toàn bộ ác nhân thành thế cục khống chế, hiện tại tưởng lấy về đi, trừ phi động thủ chém giết, nhưng cùng Trương Ước Thanh chém giết, bọn họ cái nào người đơn độc đi ra, cũng chưa này phân dũng khí. Thủy dạng làm thành chủ, hiện tại áp lực cơ hồ toàn bộ đều ở nàng trên người, nhìn ác nhân thành trường hợp dần dần mất khống chế, nàng là nhất sốt ruột một cái. Lại là một đêm qua đi, này một đêm, Toàn bộ ác nhân thành 80% chỗ ăn chơi khai trương, toàn bộ ác nhân thành, lại khôi phục ngày xưa phồn hoa, cơ hồ đi đến mỗi cái chỗ ăn chơi, đều có thể nghe được có người tại đàm luận Trương Ước Thanh, chẳng qua, từ lúc ban đầu vào thành khi những người này các loại không chào đón, đến bây giờ mới thôi, đã biến thành cung kính, ở rất nhiều người trong miệng, thậm chí đã chủ động kêu nổi lên Trương đại nhân, hơn nữa, những cái đó mang mặt quỷ mặt nạ địa ngục hành giả, càng ngày càng thường xuyên xuất hiện, tới rồi sau nửa đêm cơ hồ mỗi cái chỗ ăn chơi giữa, đều có địa ngục hành giả tuần tra thân ảnh, hiển nhiên, này đó tồn tại địa ngục hành giả địa phương, đã trở thành quang minh đảo địa bàn. Thủy dạng ngồi ở thành chủ phủ nội, nghe thủ hạ hội báo tới tin tức, cuồng bạo dòng khí ở thủy dạng quanh thân lan tràn, thành chủ phủ nội sang quý mộc chất gia cụ, đã biến thành mảnh vụn. Trương ức thanh, làm thật quá đáng, đi nói cho còn lại 5 tên trí tôn, trước giải quyết trương ức thanh, chúng ta lại ngồi xuống, hảo hảo nói về hải vọng sự thủy dạng thân hình hóa thành một đảo ảo ảnh, biến mất ở thành chủ phủ nội, chờ tái xuất hiện khi, đã tới rồi thành chủ phủ trên không. Trương ức thanh, người đi ra cho ta, thủy dạng thanh âm to lớn vang dội tại đây ban đêm, vang vọng ác nhân thành bầu trời đêm. U, thủy dạng thành chủ, như thế nào, đại buổi tối không nghỉ ngơi, cũng nghĩ ra được tìm xem việc vui. Trương huyền thân ảnh trôi nổi thượng trời cao. Thủy dạng hít sâu một hơi, trương ức thanh, người cũng không cần cùng ta tại đây đánh đố, chúng ta đều rất rõ ràng đối phương muốn chính là cái gì. Này ác nhân thành, không phải ngươi có thể làm bậy địa phương, trừ phi ngươi có thể đem toàn bộ vạn vùng núi học viện đều không bỏ ở trong mắt, ngươi Quang Minh Đảo tuy có 14 trí tôn, nhưng ngươi cho rằng này đủ sao? Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta liền nói người thủy dạng thành chủ như thế nào có dũng khí cùng ta nói lời này, nguyên lai like, là tưởng lấy học viện tới áp ta a. À. Thủy dạng đứng ở nơi đó, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Trương Huyền. Thủy dạng thành chủ, Trương Huyền ánh mắt nheo lại, đột nhiên giết gào ra tiếng, ta liền nữ chiến thần đều muốn giết, ngươi cảm thấy, bằng vào ngươi, có thể uy hiếp ta Trương ức thanh, ân. Trương Huyền thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đạo màu đỏ hư ảnh từ Trương Huyền phía sau hiện lên, theo sau, một đạo kiếm mang thẳng đến thủy dạng mà đi, này một đạo kiếm mang, cương ngạnh vô cùng, có một loại xé trời chi thế. Trương huyền chiến linh, tuy rằng chỉ có thể ra nhất chiêu, nhưng này nhất chiêu, ở mới vào khống linh cảnh giới, đương thuộc cực hạn, lúc trước, ngay cả kiếm lâm thiên, ở đại ý dưới, đều bị này một đạo kiếm mang chặt đứt một sợi tóc, huống chi là thủy dạng. Thủy dạng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền phải né tránh, đã có thể ở thủy dạng né tránh hết sức, một đen một trắng lưỡng đạo kiếm mang, phân biệt từ bất đồng phương hướng, chiều thủy dạng đánh úp lại. Thủy dạng, người cho rằng ta trương ức thanh là cái gì? hắc bạch lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở thủy dạng phía sau, ba đạo chiến linh đồng thời giáp công. Thủy dạng sắc mặt đại biến, nàng bản thân chính là ở đánh cuộc, nhưng nàng cho rằng, trương ức thanh ít nhất có thể bởi vì chính mình học viện thân phận mà thu liễm một ít, nhưng hiện tại có thể nhìn ra, này trương ức thanh, hoàn toàn không hiểu thu liễm là có ý tứ gì. Thậm chí hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, liên hợp hắc bạch hai đại trí tôn đồng loạt ra tay. Thủy dạng hô to một tiếng, các người còn đang đợi cái gì, chờ trương ước thanh xưng bá toàn bộ ác nhân thành sao một đạo thân ảnh bỗng nhiên trong bóng đêm hiện lên gia nhập chiến trường bên trong là hải lâm chí tôn phía dưới quan chiến đám người có người nhận ra này nói vừa xuất hiện thân ảnh hải lâm chí tôn cũng nhịn không được một người đến bây giờ đều không có thỏa hiệp quang minh đảo thế lực đầu lĩnh đầy mặt hưng phấn bởi vì trương ước thanh đã đến hải vọng thân chết hải lâm chí tôn thế lực cũng bị tiêu diệt một nửa hắn phỏng trường sớm không quen nhìn Trương ức thanh. Nhưng bọn họ chỉ có hai người, quang minh đảo tại đây, nhưng có 14 danh trí tôn A. Trí tôn động thủ, khẳng định có trí tôn lý do. Thủy dạng thấy Hải Lâm tiến đến, sắc mặt vui vẻ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thấy Hải Lâm trên người linh khí tung hoành, thẳng đến chính mình mà đến. Thủy dạng kinh hãi, Hải Lâm, ngươi làm cái gì? Thủy dạng, người phái người mưu sát con ta, hôm nay ta Hải Lâm, muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hải lâm trí tôn giết gào một tiếng, ra tay không có một chút cố kỵ, muốn mang nước dạng tánh mạng. Những cái đó nguyên bản chờ xem diễn người, nghe được lời này, đều là sửng sốt, tình huống như thế nào. Hải vọng thế nhưng là thủy dạng phái người giết. Thủy dạng cuống quyết giải thích, hải lâm, việc này đều không phải là ta làm, trong đó có hiểu lầm. Hiểu lầm, chờ ngươi đã chết, ta lại điều tra rõ hiểu lầm đi. Hải lâm thế công mãnh liệt, hơn nữa còn lại ba đạo chiến linh giáp công, thủy dạng liền cơ hội phản kích cũng chưa. Phiêu tuyết kiếm ý vừa ra, thủy dạng chỉ cảm thấy tứ chi đều có chút chết lặng, ngay sau đó, một đạo hàn mang tự thủy dạng trước mắt xẹt qua, thủy dạng rõ ràng thấy, chính mình trên chán tóc mái, từ trước mắt rơi xuống, màu đỏ kiếm mang, làm thủy dạng cảm giác mất đi đối tứ chi khống chế, ba đạo kiếm mang tể đến, phong tỏa thủy dạng sở hữu đường lui. Hải lâm trên người linh khí cuồng bạo nghiền áp mà đến. Ở ngày đó không trong bóng đêm, thủy dạng thân thể, bạo thành một đoàn huyết vụ. Trương huyền thân hình nhanh chóng vào tới trước, đỉnh đầu hoa sen chợt lóe rồi biến mất. Ở trương huyền phía sau, một đạo màu xanh lá thân ảnh, lặng yên hiện lên, lại lặng yên đạm đi, trừ bỏ hải lâm chí tôn bên ngoài, ai đều không có chú ý tới trương huyền phía sau kia nói màu xanh lá thân ảnh. Hải lâm chí tôn chỉ đương kia thân ảnh là mặt khác một người quang minh đảo trí tôn sở không anh linh, cũng không có quá nhiều chú ý đứng ở phía dưới mọi người, xem trợn mắt há hốc mồm, ác nhân thành chủ thủy giảng, trí tôn cấp bậc cường giả, liền như vậy đã chết. Chết như vậy rứt khoát lưu loát, liền đánh trả cơ hội đều không có. Hải lâm lăng không mà đứng, hướng trương huyền ôm quyền, đa tạ trương huynh đệ giúp ta chính tay đâm kẻ thù, từ hôm nay trở đi, ta hải lâm, nguyện ý quy thuận quang minh đảo, vọng trương huynh đệ thành toàn. Hải lâm này một câu, lại lần nữa ở ác nhân thành nhấc lên sóng gió động trời. Giấu ở âm thầm đan tô bốn gã trí tôn, tất cả đều mày nhân lại, từ hải lâm cùng trương ức thanh trên người, bọn họ ngửi được một cổ âm mưu hương vị, nhưng bọn hắn không có chút nào biện pháp, rốt cuộc, hiện tại, thế cục đã định. chương 1489 7 Thái Bảo xuất hiện. Ban đêm ác nhân thành, bổn ở vào một mảnh cuồng hoan bên trong ác nhân thành, lúc này trở nên một mảnh yên tĩnh, đương huyết vụ rơi xuống mặt đất, đã biến thành điểm điểm, bị người dẫm lên một chân, liền ném dấu vết. Hải Lâm quy thuận quang minh đảo một chuyện, làm cho cả ác nhân thành đều lâm vào đáng cơ trạng thái. Phía trước, đã có rất nhiều cường đạo thế lực quy thuận quang minh đảo, nhưng những cái đó cường đạo đều là một ít không lớn không nhỏ thế lực, phân bố cực lớn, nhưng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới, nhưng Hải Lâm bất đồng, làm ác nhân thành năm đại trí tôn chi nhất, Hải Lâm ở cường đạo giới địa vị, vẫn là rất cao, hơn nữa này trí tôn thực lực, liền này đều phải quy thuận quang minh đảo, từ nào đó trình độ mà nói, Hải Lâm Chí Tôn Quy Thuận là ở toàn bộ vạn vùng núi, một lần nữa định nghĩa quang minh đảo tồn tại. Liền một cái trí Tôn đều phải chủ động quy thuận thế lực, đủ để liệt vào chuẩn siêu cấp thế lực. Trên mặt đất tâm văn minh, cái gọi là siêu cấp thế lực, tổng cộng có 5 cái, phân biệt là tứ đại khu, cùng với thần thánh thiên quốc. Mà chuẩn siêu cấp thế lực là cụ bị tùy thời trở thành siêu cấp thế lực khả năng, chỉ là nội tình khả năng sẽ kém một ít. Ở vạn vùng núi chuẩn siêu cấp thế lực, nguyên bản chỉ có một, kia đó là kiếm cốc, hiện giờ, quang minh đảo, làm cái thứ hai chuẩn siêu cấp thế lực, cường thế quật khởi. Thậm chí, ở nào đó nhân tâm, quang minh đảo so nhãn hiệu lâu đời chuẩn siêu cấp thế lực kiếm cốc còn muốn đáng sợ, phải biết rằng, từ quang minh đảo xuất hiện ngày đó đến bây giờ, mới qua không đến một tháng thời gian, liền tại đây ngắn ngủn thời gian nội, quang minh đảo sở bày ra ra tới thực lực nội tình, đã cũng đủ làm người giật mình. Trương huyền lập với không trung giữa, phía sau màu đỏ chiến linh biến mất, mà hắc bạch lưỡng đạo chiến linh, còn lại là bay vút hướng phía chân trời, cũng biến mất ở bầu trời đêm giữa. Trương huyền ánh mắt nhìn quét phía dưới, theo sau mở miệng, đan tô, tôn rộng, nhậm vũ, hồng toái, các ngươi bốn người, cũng không cần đứng ở nơi đó xem diễn, xuất hiện đi. Trương huyền vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh, phân biệt từ ác nhân thành bốn cái bất đồng phương hướng xuất hiện, cũng chậm rãi phủ với không trung bên trong. Mà Hải Lâm, còn lại là ngoan ngoãn đãi ở trương huyền phía sau, một bộ lấy trương huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Trương huyền phân biệt nhìn bốn người liếc mắt một cái, theo sau nói, các vị, thủy dạng làm thành chủ, vì bản thân tư dục, ám hại hải lâm trí tôn con trai độc nhất, giết hắn, không gì đáng trách, hiện giờ, ác nhân thành vô chủ, ta trương ức thanh, sớm muộn gì đều phải rời đi, này ác nhân thành hỗn loạn thế cục, yêu cầu người tới chăm sóc, vài vị trí tôn đều là ác nhân thành lão nhân, bên trong thành cư dân cũng đối các vị, rất là tín nhiệm, các vị cảm thấy, này đại lý thành chủ, ai tới làm thích hợp đâu. Trương Huyền trong lúc nói chuyện, quanh thân màu tím quang mang lưu chuyển, kiều uy hiếp chi ý, không cần nói cũng biết. Đan Tô Chí Tôn, ngậm miệng không nói, mặc không lên tiếng, hắn ở ngày đầu tiên, liền ăn qua Trương Huyền mệt, đã sớm đã học ngoan. Mà nhậm vũ Chí Tôn, Hồng Toái Chí Tôn, cùng với Tôn Rộng Chí Tôn ba người, qua lại liếc nhau sau, từ tôn rộng trí tôn mở miệng, về đại lý thành chủ một chuyện, ta cho rằng còn còn chờ thương thảo, trương ức thanh huynh đệ, không bằng lưu chút thời gian, chúng ta cộng đồng thương thảo lúc sau, lại làm quyết nghị như thế nào. Đương nhiên có thể, trương huyền gật gật đầu, nếu vài vị muốn thương thảo, vậy cấp vài vị thời gian, ở vài vị thương thảo trong lúc, này ác nhân thành lớn nhỏ công việc, ta trương ức thanh năng lực hữu hạn, liền từ hải lâm trí tôn hiệp trợ ta tới xử lý tốt. Ta cho rằng không ổn, Hồng Toái Chí Tôn mở miệng, Trương ức Thanh huynh đệ, này ác nhân thành lớn nhỏ thế lực vô số, đã từng đều là chúng ta một người quản lý một phương, hiện giờ thủy dạng thành chủ thân chết, bên trong thành vốn là nhân tâm đại loạn, nếu là giao cho Hải Lâm Chí Tôn một người quản lý, chỉ sợ Hải Lâm Chí Tôn cũng là hữu tâm vô lực. Không tồi, Nhậm Vũ Chí Tôn đồng dạng ra tiếng, ta cho rằng chúng ta vẫn là giống như thường lui tới giống nhau, cộng đồng quản lý hảo. Ta đồng ý, Tôn rộng mở miệng hiện tại mọi người nói chuyện đơn giản chính là ở tranh đoạt này ác nhân thành quyền khống chế hiện tại nói thật dễ nghe tạm quản nhưng một khi tạm quản về sau lại muốn trở về đã có thể không đơn giản như vậy a à. có thể tu luyện đến trí tôn không có một cái là ngốc tử bọn họ chiếm cứ ác nhân thành nhiều năm như vậy đối này đó môn môn đạo đạo trong lòng đã sớm rõ ràng cùng gương sáng dường như tôn rộng hồng toái nhiệm vũ ba người đều ra tiếng tỏ vẻ phản đối Trương Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Đan Tô Chí Tôn, cười nói, Đan Tô Chí Tôn, người đâu? Như thế nào cho rằng? Ta không sao cả, Đan Tô Chí Tôn lắc lắc đầu, ta chỉ hy vọng, ác nhân thành hết thảy đều hảo, còn lại đảo cũng không có gì. Đan Tô cách làm thực trực tiếp, hắn hai bên đều không nghĩ đắc tội, kết quả là mặc kệ ác nhân thành ai chủ quản, hắn đã không có chỗ tốt, cũng không có chỗ hỏng. Hành, Trương Huyền khẽ gật đầu, theo sau nhìn về phía hồng Toái Chí Tôn ba người các người ba vị nói này ác nhân thành quản lý bất quá tới không bằng chúng ta hỏi một chút đại gia ý tứ hảo trương huyền thanh lạc hít sâu một hơi theo sau thanh như chuông lớn truyền khắp toàn bộ ác nhân thành chư vị các người cho rằng ta quang minh đảo có thể quản lý ác nhân thành sao Không toái chí tôn nói nhân tâm không xong các người nói cho ta các người tâm rốt cuộc ổn không xong trương huyền thanh âm mới rơi xuống nháy mắt ác nhân thành nội liền truyền đến đồng thời đáp lại. Ổn. Không toái trí tôn ba người, sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, này Quang Minh đảo thu mua nhân tâm tốc độ nhanh như vậy. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ba vị, nghe được sao, ác nhân thành nội, dân tâm cũng không có loạn a, à, việc này, ta Trương Ức thành tới làm quyết định, từ giờ trở đi, này ác nhân thành lớn nhỏ công việc, từ Hải Lâm Chí Tôn chủ quản, thẳng đến các người ba người, thương nghị ra tới một cái kết quả, một cái làm ta có thể vừa lòng kết quả. Trương Huyền cố ý đem vừa lòng hai chữ cắn thực trọng, chỉ cần hắn không đồng ý, vô luận cái dạng gì kết quả, đều không thành lập, chỉ cần không thành lập, kia này ác nhân thành, liền vẫn luôn muốn về Hải Lâm trưởng quản. Hồng Toái ba người sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, lại là không dám trực tiếp ra tiếng phản đối, bởi vì bọn họ đã nhìn đến, kia ngưng tụ ở Trương Ước Thanh bên cạnh màu tím linh khí càng ngày càng nồng đậm, hiển nhiên, Trương Ước Thanh tùy thời làm tốt muốn động thủ chuẩn bị. Đang ở ba người không biết nên như thế nào tiến thối khi, một đạo tiếng cười to, đột nhiên vang lên. Ha ha ha, hảo một cái quang minh đảo, hảo một cái trương ức thanh, đủ cuồng vọng, ha 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 ha. Nguyên bản, ta cho rằng chúng ta bảy cái, đã cũng đủ bừa bãi, lại không nghĩ rằng, đột nhiên toát ra tới một cái càng vì bừa bãi nhân vật. Ác nhân thành, vốn là ta bảy người trước coi trọng, tới trên đường, gặp được kiếm cốc tạp cá, rửa sạch một phen, lại không tưởng chậm trễ chút thời gian, làm ngươi quang minh đảo nhanh chân đến trước. Không bằng, làm chúng ta kiến thức kiến thức, này quang minh đảo trương ức thanh, rốt cuộc là nhân vật kiểu gì đi. Từng đạo thanh âm vang lên, tại đây đen nhánh bầu trời đêm giữa, bảy đạo anh linh, trống rỗng xuất hiện, này đó anh linh thượng phát ra uy thế, làm trương huyền đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Là, là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo tới. Đám người giữa, vang lên tiếng kinh hô. chương 1490 ra khỏi thành gặp mặt. Ác nhân thành ngoại, bảy đạo trôi nổi anh linh, đại biểu cho hiện tại toàn bộ vạn vùng núi Tân khởi đỉnh cấp thế lực, Hoành Sơn Bảy Thái Bảo. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, một cái ngang trời xuất thế, liền có thể kéo toàn bộ vạn vùng núi cường đạo, cùng các đại thành trấn địa vị ngang nhau cường đại tồn tại, này thành viên trung tâm, càng là trực tiếp đánh sâu vào vạn Sơn Chủ Thành. Cùng vạn sơn chủ thành đấu có tới có hồi, mỗi người, đều là trí tôn giữa cường giả. Đã từng có người nhắc tới quá như vậy một vấn đề, đó chính là quang minh đảo cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo so sánh với, rốt cuộc cái nào càng cường một ít. Này hai bên thế lực, đều là ở vạn vùng núi ngang trời xuất thế, không ai biết phía sau bọn họ rốt cuộc có cái gì, cũng không ai biết này hai cái thế lực át chủ bài đều ở nơi nào, sở hữu hết thảy, đều chỉ là suy đoán mà thôi. Có người nói, quang minh đảo khả năng sẽ mạnh hơn một ít, rốt cuộc quang minh đảo quật khởi tốc độ quá nhanh, trí tôn số lượng cũng siêu nhiều, nội tình tất nhiên sâu đậm. Cũng có người nói, Hoành Sơn bảy thái bảo càng cường, rốt cuộc kia bảy người, là có thể trực tiếp đánh sâu vào vạn vùng núi chủ thành, mà quang minh đảo, tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng chỉ ở nhị tuyến thành trấn trà trộn, ở đỉnh cấp cao thủ phương diện, là vô cùng khuyết thiếu. Nói như thế nào người đều có, nhưng nhưng vẫn đều không có một cái chuẩn xác kết quả, loại sự tình này, chỉ sợ thế lực hai bên đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai càng cường một ít, rất nhiều người đều đang âm thầm chờ mong quang minh đảo cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo tới một lần va chạm. Liền ở hôm nay, cái này va chạm, tới. Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, tề trí ác người thành, trong miệng hô to trương ức thanh chi danh, hơn nữa đã thanh minh, muốn gặp thấy này bừa bãi người, rốt cuộc là nhân vật kiểu gì, trong đó mùi thuốc súng đã thực nồng đậm. Trương huyền trao mày, nhìn về phía phương xa, hiện giờ ác nhân thành thế cục đã định, nhưng Hoành Sơn Bảy Thái bảo xuất hiện, đích đích xác xác là hắn không nghĩ tới, này hoàn toàn đánh vỡ Trương Huyền muốn hợp nhất ác nhân thành tiến trình. Như thế nào, Trương ức thanh, không nói sao, Hoành Sơn Bảy Thái bảo thanh âm lại lần nữa vang lên. Tôn rộng, hồng toái, nhậm vũ ba gã trí tôn, ở vào một bên, trên mặt không cấm nhiều vài phần ý cười. Hiện tại có hoành sơn bảy thái bảo ra tới sát sát này trương ức thanh nhuệ khí, bọn họ lại nguyện ý nhìn đến bất quá, Hải Lâm Trí Tôn nghi hoặc nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền ngang trời, mặt hướng Hoành Sơn bảy thái bảo nơi phương hướng, vài vị cũng không cần lén lút, không bằng ra tới nói chuyện. Ra tới liền miễn đi, một đạo giọng nữ vang lên, Trương Ước Thanh, ta biết người đánh cái gì tâm tư, hiện giai đoạn, người quang minh đảo dấu ở ác nhân thành nội trí tôn, không ngừng 12 người, điểm này không thể gạt được chúng ta 7 người, người muốn cho chúng ta vào thành, đơn giản chính là muốn đánh cái phục kích mà thôi, nhưng ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể bằng vào nhân số ưu thế, thắng qua chúng ta bảy người sao, ân. Lời này vừa ra, toàn bộ ác nhân thành, lại lần nữa lâm vào một trận khiếp sợ giữa. Cái gì, này quang minh đảo mai phục lên trí tôn cường giả, còn không ngừng 12 cái, này quang minh đảo, rốt cuộc là cái gì thế lực A? Bọn họ trí tôn cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu A? Trương Huyền trong lòng nghe được nghi hoặc, hắn quang minh đảo có bao nhiêu người, hắn lại rõ ràng bất quá đối ngoại truyền dễ nghe nhưng nói đến đầu bất quá liền hắn một cái quang côn mà thôi hiện tại căng chết bỏ thêm một cái hải lâm chí tôn này hải lâm chí tôn còn chỉ là ít lợi cho phép hoành sơn bảy thái bảo là lấy gì nhìn đến quang minh đảo có như vậy nhiều trí tôn cường giả hơn nữa này hoành sơn bảy thái bảo nói như thế nào nghe đều như là cấp quang minh đảo tạo thế a à. trương ức thanh ta hoành sơn bảy thái bảo thưởng thức người người này người nếu thực sự có tự tin liền ra khỏi thành tới, bằng không, thủ hạ của ngươi này mệnh, chúng ta liền trước cầm đi. Thủ hạ mệnh, Trương Huyền vi lăng một chút, theo sau liền nghe được phía dưới truyền đến một tiếng kinh hô. Trương ức thanh đại nhân, không hảo, y bảo dụ đại nhân, bị người bắt đi. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, hiển nhiên, đối phương đây là đang ép chính mình đi vào khuôn khổ A. Lúc trước, Trương Huyền lấy y bảo dụ bị hãm hại một chuyện, cường thế ra tay, tạo uy tín, lúc này, đối phương chuyển chọn y bảo dụ xuống tay, lại tại như vậy nhiều người trước mặt đưa ra yêu cầu này, nếu chính mình mặc kệ mặc kệ, như vậy phía trước toàn bộ tạo thế, đều đem hóa thành bọt nước. Trương Huyền hít sâu một hơi, đi, vẫn là không đi, hắn nội tâm ở lựa chọn. Này Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật, chính mình này vừa đi, nếu đánh lên tới, có vài phần phần thắng. Trương Huyền rất rõ ràng, chính mình đinh điểm phần thắng đều không có, chẳng sợ chiến linh đều xuất hiện, chính mình liền chạy trốn tỷ lệ, đều không đánh, nhưng không đi, phía trước sở làm hết thảy, đều uổng phí. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn mắt ngoài thành kia bảy đạo phóng thích áp lực anh linh, theo sau thân hình chợt lóe, chiều kia mà đi, tại đây quá trình giữa, Trương Huyền cả người màu tím khí mang quấn quanh, trong tay một phen màu tím thần kiếm ngưng tụ, thả bắt đầu trở nên trong suốt, đây là ở ngưng tụ diệt thế ma kiếm lực lượng. Hiện giờ, Trương Huyền tuy có chiến linh bằng thân, nhưng mạnh nhất công phạt thủ đoạn, vẫn là diệt thế ma kiếm, điểm này, không thể nghi ngờ. Diệt thế ma kiếm, đó là trương huyền dám một mình đối mặt hoành sơn bảy thái bảo dũng khí. Ác nhân thành cư dân, chờ mắt nhìn trương huyền bay vút mà ra, thẳng đến kia bảy đạo anh linh mà đi. Ngoài thành trên không, trương huyền càng là tới gần kia bảy đạo anh linh, càng là có thể cảm nhận được những cái đó anh linh thượng truyền lại tới khủng bố uy thế. Bảy đạo anh linh, chỉnh thể độ cao đều ở 10 mét hướng lên trên, mỗi một đảo anh linh, sở bày ra ra tới thần ý, đều hoàn toàn bất đồng. Đường Trương Huyền rời đi ác nhân thành phạm vi lúc sau, liền nhìn đến, ở kia trên quan đạo, đứng đầy rậm rạp thân ảnh, thả ở núi non thượng, đồng dạng đứng đầy người, mỗi người trên người, đều tản ra cường đại linh khí, dung hợp ở bên nhau, thanh thế to lớn, lúc này đây, Hoành Sơn bảy thái bảo tiến đến, không riêng chỉ có bảy người, này rõ ràng, chính là một chi đại quân. Trương Huyền ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, này Hoành Sơn bảy thái bảo thế lực, so với Quang Minh đảo tới, cường đại không biết nhiều ít, phải biết rằng, hiện tại tuy rằng Quang Minh đảo cũng ở Bắc Hương thành cùng với còn lại thành trấn thu nạp một ít địa ngục hành giả, nhưng thực lực so le không đồng đều, có thể lấy ra thanh thế tới, nhưng sức chiến đấu như thế nào, Trương Huyền trong lòng là hiểu rõ, rốt cuộc này đó địa ngục hành giả, không giống mặt đất như vậy, mỗi người đều trải qua tàn khốc huấn luyện sàng trọn. Theo khoảng cách kia bảy đạo anh linh càng ngày càng gần, Trương Huyền Sở cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn, hắn hô hấp trở nên thô nặng lên, trong tay màu tím thần kiếm càng ngày càng ngưng thật. Ở Trương Huyền phía sau không xa địa phương, bốn đạo chiến linh xuất hiện, trong đó ba đạo, giả mạo ba gã trí tôn. Trương Huyền khoảng cách kia bảy đạo chiến linh có trăm mét khi, dừng thân hình, trong tay kiếm mang như cũ ngưng tụ, hắn mở miệng nói, sớm nghe nói Hoành Sơn bảy thái bảo đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cường hãn, nhưng này cũng không phải các người có thể bắt ta thủ hạ lý do, nếu không có một hợp lý giải thích, ta trương ước thanh bảo đảm, các ngươi những người này, không rời đi nơi này. Lạnh lẽo gió lạnh trống rỗng xuất hiện, làm trong thiên địa độ ấm đều giảm xuống rất nhiều, đây là phiêu tuyết kiếm ý. chương 1491 Sư Môn Trương Huyền đã làm tốt vì thời muốn động thủ chuẩn bị. Phiêu tuyết kiếm ý, chính là vì thị huy mà phóng trương huyền đã làm tốt vì thời cùng hoành sơn bảy thái bảo một trận chiến chuẩn bị trương huyền trong tay diệt thế ma kiếm phun ra nuốt vào khí mang tản ra uy thế cường đại a à, quang minh đảo gần nhất liền thị uy sao một đạo giọng nữ vang lên trương ức thanh a à, trương ức thanh lại là một đạo giọng nam truyền đến người biết chúng ta hoành sơn bảy thái bảo đối với người quang minh đảo đánh giá là cái gì sao kỳ thật sớm tại nghe được các người quang minh đảo tên thời điểm ta liền tưởng đối với ngươi nói. Nga, Trương Huyền biểu hiện ra lược cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ta đối với ngươi quang minh đảo đánh giá đó là, một phen hắc nhận, tự chân trời mà đến, thẳng đến Trương Huyền, hắc nhận cùng Trương Huyền trong tay màu tím thần kiếm đan chéo, mang theo tảng lớn quang hoa, làm người thấy không rõ Trương Huyền vị trí nơi. Tại đây đồng thời, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Trương Huyền trước người. Ca, ta, ta đánh giá, chính là như bức. Ha 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 ha, người tới mở ra hai tay, chiều Trương Huyền ôm tới. Ở Trương Huyền nhìn đến kia hắc nhận đệ nhất dây, hắn cảnh giác, liền toàn bộ buông, kia hắc nhận, hắn ở quen thuộc bất quá, đối mặt người tới, Trương Huyền đồng dạng mở ra hai tay, cho đối phương một cái ôm. Lão đại, ha ha ha, ta muốn chết người lạp. Ôm Trương Huyền thanh niên, hơn 20 tuổi, một bộ hoa hoa công tử bất cần đời bộ dáng, không phải bạch trì, lại là người nào lục đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Ta nói lão đại, lâu như vậy không thấy, này mới vừa gặp mặt, người này tư thế, là muốn chúng ta mệnh a à. Người da đen Alex cười to nói. Lão đại hiện tại càng ngày càng hung đâu, một thân áo bảo trắng tương lai chu lên cái miệng nhỏ. Tùy theo, tóc đỏ, nguyệt thần, hải thần, y chắc ngươi, theo thứ tự phát biểu chính mình ngôn luận. Trương Huyền nhìn trước mắt này bảy người, hắn thật sự không nghĩ tới, cái gọi là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, chính là bọn họ bảy cái. Bọn họ, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất tâm đâu? Lúc trước trên mặt đất, Trương Huyền trước sau liên hệ không đến bọn họ, căn bản không biết bạch chỉ đám người hành tung. Lão đại, ha ha ha, rốt cuộc tìm được cơ hội cùng ngươi chạm mặt A. À. Tóc đỏ vò tới Trương Huyền trước mặt, người có biết hay không, khi chúng ta nghe nói Bắc Hương Thành Tân khởi cái kia thế lực kêu quang minh đảo thời điểm, chúng ta có bao nhiêu kích động, hận không thể lập tức vò tới Bắc Hương Thành đi tìm ngươi, chỉ tiếc có nhiệm vụ trong người, chỉ có thể vẫn luôn chờ đợi, lần này rốt cuộc nhìn thấy người A lão đại. Tóc đỏ đám người, đều có vẻ phá lệ kích động, Trương Huyền cũng là như thế, nhìn đến này bảy người, Trương Huyền rốt cuộc có một loại cảm giác, chính mình tại đây địa tâm, cũng không phải một người độc thân chiến đấu hăng hái. Này ở vạn vùng núi tiếng tăm lừng lẫy hoành sơn bảy thái bảo, thế nhưng chính là bạch chỉ bảy người. Hảo, các vị, trước đừng hàn huyên, Nguyệt thần cố nén trong lòng kích động, chú ý nơi này người không ít, chúng ta đến trước đem bộ dáng làm lên mới được. Đơn giản, hải thần cười lớn một tiếng, theo sau, liền thấy kia đứng ở không trung bảy đạo anh linh, toàn bộ đánh ra quang hoa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng uy lực lại không có nhiều ít. Lão đại, người cũng đến thúc giục người chiến linh, người kia hẳn là giải khóa đạo thứ tư chiến linh đi. Bạch trì hướng Trương Huyền cười nói, chúng ta tới diễn xuất diễn. Trương Huyền nhìn Bạch trì cười nói, người tiểu tử này, lâu như vậy không thấy, người biết đến nhưng thật ra không ít. Trương huyền phía sau, bốn đạo chiến linh hiện lên, gia nhập vòng chiến, nơi này lập tức liền trở nên náo nhiệt lên, người ở bên ngoài xem ra, đây là mười mấy chí tôn cường giả ở chém giết, liên tiếp gần cũng không dám. Mà ở chiến trường trung tâm, Trương huyền cùng với bạch chỉ đám người, đang ở ngồi ở chỗ kia không ngừng nói chuyện phiếm, nói một ít về đi vào địa tâm lúc sau phát sinh sự tình. Bạch trì đám người cũng cấp trương huyền giải thích bọn họ đi vào địa tâm nguyên nhân, lúc trước bạch trì đám người, bị bạch giang nam mang theo đặc huấn, thâm nhập hẻm núi giữa, bạch giang nam nói cho bọn họ, lần này đặc huấn, cực độ nguy hiểm, lúc ấy bạch trì đám người còn cũng không minh bạch phát sinh cái gì, qua mấy ngày, bạch trì đám người mới phản ứng lại đây, bọn họ thế nhưng là đi tới một cái tân văn minh, nơi này người, ngựa khí đều chỉ là yếu nhất trình độ, những cái đó trí cường giả, làm bạch trì đám người cách mười dặm tương vọng đều sẽ cảm giác được khủng bố. Bạch trì bọn họ vừa tới thời điểm, sinh tồn đều là vấn đề, bọn họ cũng không như trương huyền như vậy cao, cho dù là trong học viện học sinh, đều có thể khi dễ bọn họ, khi đó làm không hộ khẩu bọn họ, cũng từng vào hắc mỏ than, cũng bị người đuổi giết truy nã quá, đích xác xưng được với là cửu tử nhất sinh, nhưng vừa lúc cũng là tại đây trong quá trình, mấy người tiềm lực hoàn toàn bị kích phát, thực lực tăng nhiều, mỗi người đều tới rồi ngưng khí kỳ, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Mà Bạch Giang Nam cũng ở ngay lúc này xuất hiện, dẫn bọn hắn đi một chỗ. Lão đại, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta thủ lăng nhất tộc là chỉ lăng mộ, nhưng tới rồi nơi này ta mới biết được, cái gọi là thủ lăng nhất tộc, thủ, đều không phải là là lăng mộ. Bạch Trì hít sâu một hơi, chúng ta thủ, là chiến linh. Trương huyền sắc mặt nghi hoặc không thôi. Chúng ta bảy người sở có được, tất cả đều là chiến linh, bằng không ngươi cho rằng, chúng ta mấy cái, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền bước vào trí tôn cảnh đâu bạch trì mở miệng kỳ thật cái gọi là anh linh cũng là chiến linh chẳng qua có người được đến chiến linh tán thành chiến linh cùng này sinh ra nhất định cộng minh tính liền có thể dùng ra càng nhiều chiêu thức cho nên bị xưng là anh linh anh linh cùng chiến linh vốn chính là nhất thể chúng ta đối ngoại tuyên bố hoành sơn bảy thái bảo chỉ là vì bảo hộ hoành sơn mà thôi bởi vì thực mau ở chỗ này sẽ phát sinh một chuyện lớn đại sự Trương Huyền nghi hoặc. Đúng vậy, Bạch Trì gật đầu, cụ thể, vẫn là làm ta lão tử cho ngươi nói đi. Bạch Trì thanh âm vừa ra, liền thấy, mười mấy nói thân cao đạt tới 10 mét trở lên anh Linh, tự chân trời hiện lên, khí thế bức người, này đó anh Linh xuất hiện, làm ác nhân thành nội cư dân thấy rõ, mỗi một cái, đều chừng lớn đôi mắt, bọn họ cho rằng, chính mình có thể là điên rồi, trí tôn cường giả, ác nhân thành chỉ có 6 cái, địa vị cực cao, ngày thường căn bản sẽ không ra tay, nhưng ở tối nay, này trí tôn cao thủ, liền cùng không cần tiền dường như, đầy trời hiện lên A. Mà mang theo này đó anh Linh mà đến, chỉ có một người, kia đó là, Bạch Giang Nam. Sư đệ, đã lâu không thấy A, Bạch Giang Nam đạp nguyệt mà đến, người giải khóa bốn đạo chiến linh, tốc độ này, vượt qua ta đoán trước, cũng vượt qua sư phụ đoán trước, nhìn dáng vẻ, địa tâm, quả nhiên mới là nhất thích hợp người địa phương. Trương Huyền ngây người nhìn Bạch Giang Nam phía sau mười mấy nói Anh Linh cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng này hết thảy hoàn toàn vượt qua Trương Huyền nhận Chi này đó đều là chiến linh thôi sư phụ lúc trước ban cho ta mấy khối chiến bài có thể thúc giục chiến linh ta này lôi ra tới cho ngươi giữ thể diện ha ha Bạch Giang Nam cười lớn một tiếng hảo sư đệ ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc vốn dĩ ta còn tưởng lại chờ một đoạn thời gian mới nói cho ngươi bất quá hiện tại xem ra người đã cụ bị tại đây địa tâm thế giới sinh tồn tiền vốn, có một số việc, cũng nên hiện tại nói cho ngươi, về ngươi ta sư môn, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. chương 1492 Anh Linh Điện Bạch Giang Nam ở nhắc tới sư môn hai chữ khi, kia trong mắt sở tràn ngập, là một loại mãnh liệt tự hào, là một loại cao ngạo, phảng phất hắn trong miệng sư môn, siêu thoát hết thảy. Trương Huyền một lòng, nháy mắt mãnh liệt nhảy lên lên, cho tới nay, lục lão nhân ở trương huyền trong lòng đều là một cái mê theo trương huyền càng ngày càng cường đại hắn càng ngày càng có thể hiểu biết đến lúc trước cái kia đáng khinh lão nhân có bao nhiêu cường đại nhưng lục lão nhân rốt cuộc đến từ nơi nào trương huyền căn bản là không rõ ràng lắm bạch giang nam cách nói vẫn luôn cũng phi thường mơ hồ hiện giờ nghe được bạch giang nam chính miệng nói ra này đó trương huyền tâm tình kích động khó bình bạch giang nam hít sâu một hơi nói ở trăm năm trước còn không có thần thánh thiên quốc tồn tại, địa tâm tứ đại khu, cũng chỉ bất quá là thường thường vô kỳ thế lực mà thôi. Lúc ấy, toàn bộ địa tâm, chỉ có một thế lực, xương bá địa tâm, khắp nơi triều bái, này thế lực tên là, anh Linh Điện. Mà người ta, đó là anh Linh Điện truyền nhân, sư tôn lục diễn, nãi đời trước anh Linh Điện điện chủ. Trương huyền thân thể chấn động, anh Linh Điện, chỉ là tên này, đều có thể làm trương huyền liên tưởng đến, cái này thế lực, rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại bạch giang nam tiếp tục ngạo nghễ nói cái gọi là anh linh điện đó là tập trung anh linh nơi ở năm đó phàm là có người có nhập khống linh chi tư đều phải trải qua anh linh điện khảo hạch từ anh linh điện đi dẫn đường bọn họ tới đến chiến linh tán thành do đó bước vào khống linh chi cảnh có thể nói mỗi một cái khống linh cường giả đều là anh linh điện đệ tử ký danh mỗi một người khống linh đều yêu cầu anh linh điện cho phép mới có thể thành tựu khống linh chi vị trương huyền nghe được trong lòng kinh hãi anh linh điện, lại là khống chế anh linh, trực tiếp quyết định người khác hay không có thể bước vào khống linh. Khống linh, nãy một người luyện khí sĩ sở theo đuổi cuối cùng mục tiêu, nhưng mà, cái này cuối cùng mục tiêu lại là từ người khác khống chế. Đơn từ điểm này tới xem, ở cái này văn minh, liền không khả năng sẽ xuất hiện cường với anh linh điện thế lực. Có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Bạch Giang Nam cười cười, lúc trước anh linh điện, có thể không chút nào khoa trương nói, mỗi một câu đều đủ để hiệu lệnh thiên hạ, người ta xưa tôn, chỉ là thuận miệng một lời, liền sẽ bị coi như thành ý, bế nghệ thiên hạ, bát phương tới bái, tuyệt phi hư ngôn. Trương Huyền bằng phẳng trong lòng khiếp sợ, gật gật đầu. Bạch Giang Nam ngạo nghễ lúc sau, trong mắt xuất hiện một mặt cô đơn, chỉ tiếc, anh Linh Điện tuy mạnh, nhưng cuối cùng, vẫn là không có thể khống chế được anh Linh Điện phát sinh biến hóa. Bạch Giang Nam nói đến chỗ này, ngón tay không chung, kia mười mới nói anh linh đánh ra sáng lạn công kích chế tạo sương mù làm này một mảnh biến thành người khác chỉ là xem một cái đều cảm thấy run rẩy vùng cấm làm xong này đó bạch giang nam mới tiếp tục nói sư đệ người cũng biết đương phú thần cường giả được đến chiến linh tán thành lúc sau có thể bước vào khống linh do đó cùng chiến linh sinh ra trình độ nhất định phù hợp chiến linh liền sẽ sinh ra nhất định linh trí hóa thành anh linh anh linh điện cũng chính là bởi vì điểm này mà đã xảy ra biến hóa, chẳng qua, dẫn tới anh Linh Điện phát sinh biến hóa, đều không phải là là người, mà là tổ binh. Tổ binh, Trương Huyền nghi hoặc, không tồi, Bạch Giang Nam gật đầu, chiến linh hóa thành anh Linh, yêu cầu, đó là nhất định phù hợp độ, cái này phù hợp độ không riêng gì bị chiến linh tán thành phú thần cảnh có thể cho, tổ binh cũng giống nhau có thể cho, thậm chí còn, có chiến linh, sẽ ẩn thân với tổ binh bên trong, tìm kiếm cơ hội, lúc trước chính là bởi vì xem nhẹ điểm này, dẫn tới anh linh điện giữa, 30% chiến linh đồng thời thức tỉnh, kia một ngày, cũng bị xưng là, hủy diệt ngày. Bạch Giang Nam thở dài một hơi, anh linh điện chung, khó khăn chiến linh vô số, 30% chiến linh tập thể thức tỉnh, số lượng vô pháp tính toán, đó là tuyệt đối vượt qua toàn bộ địa tâm khống linh cường giả tổng số vài lần còn muốn nhiều, kia một ngày, anh linh điện kêu gọi thiên hạ khống linh cường giả, cùng thức tỉnh vô chủ anh linh, triển khai chém giết, kia chàng chém giết, chỉ rằng có một ngày, nhưng lại làm cho cả địa tâm 99% khống linh cường giả, hôn mê ngầm, nơi đó, bị xưng là, cổ chiến trường. Bạch Giang Nam ở hồi ức, kia một ngày, anh Linh Điện cũng triển lãm tuyệt đối cường hãn vũ lực, sở tranh sư thúc một người, huề trăm tên chiến linh, độc tranh tài trăm anh Linh, phất tay đó là rời non lấp biển, anh Linh Điện cường giả đều xuất hiện, sắp đem toàn bộ văn minh hủy diệt, những cái đó thức tỉnh anh Linh, căn bản không phải đối thủ. Kia vì cái gì, Trương Huyền khó hiểu. Nhân Tâm, Bạch Giang Nam trực tiếp đánh gãy Trương Huyền nói, Nhân Tâm đáng sợ trình độ, là vô pháp tưởng tượng, cũng không phải tất cả mọi người hy vọng nhìn đến Anh Linh Điện vẫn luôn cường đại đi xuống, kia một ngày, cũng cho chúng ta minh bạch một sự kiện, không riêng gì tổ binh sẽ làm chiến linh thức tỉnh, một ít huyết mạch chi lực cường đại người, cũng sẽ thông qua tự thân huyết mạch thức tỉnh, khiến cho này đánh thức tổ tiên Anh Linh, loại này tổ tiên Anh Linh, cực kỳ cường đại, khó có thể phỏng đoán, hơn nữa cụ bị rất mạnh xâm lược tính đương huyết mạch thức tỉnh đến trình độ nhất định khi tổ tiên anh linh thậm chí có thể đoạt xá huyết mạch thức tỉnh giả đạt tới một loại khác loại trọng sinh ở anh linh điện thống trị trong khoảng thời gian này loại này huyết mạch thức tỉnh giả đã tồn tại rất nhiều bọn họ ngủ đông ở hủy diệt ngày kia một ngày đối anh linh điện làm ra hủy diệt tính đả kích khó trách trương huyền hít sâu một hơi khó trách khí cùng binh chia lìa khó trách huyết mạch thức tỉnh bị cấm bạch giang nam cười khổ một tiếng người nói những cái đó đều là sao lại phát sinh sự hủy diệt ngày kia một ngày không biết vì sao lão sư cũng không có xuất hiện không ai biết lão sư đi nơi nào làm này địa tâm đỉnh cấp chiến lực hắn với ngày đó biến mất đây mới là toàn bộ anh linh điện hủy diệt mấu chốt bằng không bằng vào lão sư một người liền có thể giải quyết kia vô số anh linh sao lại ta mới biết được lão sư đi mặt đất về hủy diệt ngày ngày đó lão sư vì sao không có xuất hiện hắn không có làm bất luận cái gì giải thích hắn chỉ là đi mặt đất. Một lần nữa chế định một ít quy củ, theo sau, lại biến mất vô số túy nguyệt, cuối cùng xuất hiện, lựa chọn ngươi. Trương Huyền ngây người một chút. Sư đệ, lão sư lựa chọn ngươi, tất nhiên là có nguyên nhân, bao gồm trên người của ngươi kia một đóa tiên liên, không ai biết tiên liên rốt cuộc là như thế nào tồn tại, truyền thuyết đó là lão sư điều hòa thế gian âm dương đoạt được đến cuối cùng sản vật, nhưng này âm dương thuộc về cái gì, không ai có thể lý giải, hiện giờ ta biết nói tiên liên công hiệu cũng là chính ngươi có thể cảm nhận được, tiên liên có thể làm ngươi khống chế nhất định số lượng chiến linh, nhưng này tuyệt đối không phải tiên liên cuối cùng công hiệu. Bạch Giang Nam vỗ vỗ trường huyền bả vai, lão sư lựa chọn ngươi, người đó là anh Linh Điện người thừa kế, từ giờ trở đi, anh Linh Điện cũng muốn giao cho ngươi trong tay, chờ ngươi xử lý xong bên này sự, liền tới Hoành Sơn một chuyến, nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên, hồi một chuyến sư môn. Hồi một chuyến sư môn, vô cùng đơn giản năm chữ, làm Trương Huyền trong mắt, xuất hiện xưa nay chưa từng có trịnh trọng, hắn nhân sinh, là từ nhìn thấy lục diễn kia một khắc, mới xuất hiện quang minh, tuy rằng Trương Huyền ngoài miệng đối lục diễn cũng không nhiều ít tôn kính, nhưng ở Trương Huyền trong lòng, lục diễn tuyệt đối chiếm cứ quan trọng nhất vị trí. Trương 1493 Hai Đại Thế Lực Cường Hãn Này một mảnh không chung bên trong, người ở bên ngoài xem ra, chiến đấu như cú kịch liệt vô cùng. Vượt qua 20 nói chiến linh hiện lên ở không trung, như vậy long trọng trường hợp, chưa từng có người nhìn thấy quá. Tối nay phát sinh này hết thảy, chắc chắn ở trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ vạn vùng núi, có thể tưởng tượng đến, từ tối nay lúc sau, vô luận là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, vẫn là Quang Minh Đảo danh vọng, đều đem ở vạn vùng núi nâng cao một bước. Tối nay chiến đấu, vô luận cuối cùng truyền ra đi, là ai thắng ai thua, kia đều không quan trọng, quan trọng là mọi người đều có thể cảm nhận được này hai bên cường đại mà chiến đấu dưới, mọi người đã bắt đầu rồi ôn chuyện. Bạch trì đám người, hôm nay tuyệt đối là có bị mà đến, điểm này, từ bọn họ trong tay lấy rượu là có thể nhìn ra tới. Mọi người ngồi ở một cái núi non phía trên, bình rượu mở ra, trực tiếp chè chén. Trương Huyền cùng mọi người ôn chuyện không gặp, hôm nay gặp nhau, cũng là phá lệ vui vẻ, uống khởi rượu tới, cực kỳ thống khoái. Lão đại, chúng ta thật đúng là quá tưởng ngươi, đúng rồi, người cùng tẩu tử sao lại thế này? Tẩu tử như thế nào lại đột nhiên trở thành này vạn sơn chủ thành nữ chiến thần? Bạch trì hỏi ra trong lòng nghi hoặc, còn cùng kia võ vương đính hôn. Bạch trì hỏi ra vấn đề này sau, còn lại mấy người đều chiều Trương Huyền xem ra, mà Trương Huyền còn lại là chiều Bạch Giang Nam nhìn lại. Đừng nhìn ta, Bạch Giang Nam vẫy vẫy tay, ta cũng không biết đệ muội sao đột nhiên liền xuất hiện, này cùng ta không có quan hệ. Trương Huyền thở dài, lắc lắc đầu nói, về lão bà của ta sự ta cũng hoàn toàn không rõ ràng cái kia võ vương là tình huống như thế nào ta cũng chút nào không rõ ràng lắm thiết bạch trì vẻ mặt không ngừng cái gì võ vương một cái phú nhị đại mà thôi lão đại muốn ta nói chờ ngươi tới xong hoành sơn lúc sau chúng ta trực tiếp giết đến chủ thành đi đem kia võ vương đầu quải trên tường thành làm cho bọn họ biết ai mới là này địa tâm văn minh cha tiểu tử thúi bạch giang nam một cái tát chụp đến bạch trì cái ót thượng không cần làm bậy, lôi cực chấn phía dưới đã có chút không ổn định, hiện tại không biết bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chằm chằm đâu, một khi nơi đó mặt đồ vật xuất thế, lúc trước bị phong ấn anh linh điện cũng sẽ một lần nữa xuất thế, đến lúc đó, không tránh được phiền toái của ngươi. Bạch trì gái gái đầu, cha, đạo lý ta đều hiểu, kia cũng không thể trơ mắt nhìn kia võ vương kiêu ngạo đi, dù sao sớm muộn gì đến tấu hắn. Tấu hắn có thể, Bạch Giang Nam gật gật đầu, nhưng sát liền miễn, rốt cuộc ta đều là người văn minh sao? Trương Huyền khóe miệng trừ trừ, người văn minh, nhìn còn lại núi non thượng tụ tập những cái đó cường đạo, một đám hung thần ác sát, đây là người văn minh làm sự. Được rồi, trước không nói này đó, tấu không tấu kia tiểu tử, đều là việc nhỏ. Tóc đỏ đánh gãy mấy người nói, chúng ta hôm nay, liền uống trước. Đúng vậy, uống, ha ha ha. Mọi người nâng chén trẻ chén, sinh sôi uống lên một đêm, mà ở ác nhân thành cư dân trong mắt, những người này là sinh sôi đánh một đêm, thẳng đến bình minh, chiến đấu mới đình chỉ. Ha ha ha, tiếng cười to ở ác nhân thành trên không vang lên, hảo một cái trương ước thanh, hảo một cái quang minh đảo, ta hoành sơn bảy thái bảo, xem như thừa nhận các người tồn tại, nếu có bản lĩnh, chúng ta chủ thành hội đàm thời điểm, lại đánh một hồi. Hảo, vậy chờ chủ thành hội đàm, chúng ta tái chiến, lần này một trận chiến, hoành sơn bảy thái bảo, cũng danh bất hư truyền A. Trương huyền thân ảnh, xuất hiện ở ác nhân thành trên không, hắn huệ y bảo dụ bình yên trở về. Ác nhân thành cư dân, một đêm không ngủ, bọn họ trơ mắt nhìn cả đêm đại chiến, đương nhìn đến trương huyền trở về thời điểm, mọi người trong mắt, đều tràn ngập cung kính, cho dù là hồng toái, tôn rộng, nhậm vũ này ba gã trí tôn, xem trương huyền ánh mắt, cũng không dám như phía trước như vậy tùy ý. Tất cả mọi người không biết, đêm nay thượng đại chiến, chẳng qua là một hồi thú thôi. Trương Huyền lại lần nữa đề nghị, ác nhân thành lớn nhỏ công việc, toàn bộ về Hải Lâm quản lý lúc sau, hồng toái đám người, không còn có bất luận cái gì dị nghị, thậm chí đương Trương Huyền trở lại khách sạn lúc sau, hồng toái đám người trước sau tìm tới, đưa ra muốn gia nhập Quang Minh Đảo. Mà ở ngày này, về Quang Minh Đảo cùng Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, cộng đồng xuất chiến 20 danh trở lên trí tôn đại chiến tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ vạn vùng núi, làm mọi người, đều rõ ràng hiểu biết tới rồi này hai đại thế lực cường hãn chỗ chuyện tới như thế ác nhân thành trương huyền cũng là hoàn toàn bắt lấy ở ác nhân thành cư dân cung kính ánh mắt giữa hải lâm hồng toái nhậm vũ tôn rộng cùng với đan tôn năm tên trí tôn cộng đồng đem trương huyền đưa ly ác nhân thành tại đây năm tên trí tôn sau eo chỗ đều treo một trương màu đen mặt quỷ mặt nạ đương quang minh đảo bắt lấy ác nhân thành tin tức truyền ra đi sau còn lại các đại thành trấn một ít còn không về thuận cường đạo, tất cả đều ngoan ngoãn quy thuận quang minh đảo, bắt đầu tuân thủ nổi lên quang minh đảo quy củ, mà quang minh đảo xuất hiện thời gian tuy vãn, nhưng lại cực kỳ cường thế cùng các đại thành trấn học viện ký kết hiệp ước. Đến tận đây, nhiễu loạn toàn bộ vạn vùng núi cường đạo thế lực, chia làm hai sóng, một đợt, lấy hoành sơn bảy thái bảo cầm đầu, vẫn là làm cường đạo hoạt động, nhưng bọn hắn không đối loại nhỏ thành trấn xuống tay, chính yếu vẫn là đối vạn vùng núi chủ thành tiến hành va chạm. Mặt khác một đợt cường đạo, còn lại là lấy quang minh đảo cầm đầu, cường đạo hóa thân vì bạch khấu, dung nhập đến thành trấn giữa. Đường Trương Huyền trở lại Bắc Hương thành khi, còn không có vào thành, liền bị Tam Đại học viện Long Trọng Ninh đón, quang minh đảo ở vạn vùng núi một đại bá chủ địa vị, hiện tại trên cơ bản, đã là chứng thực. Hiện tại, về quang minh đảo cơ bản công tác, Trương Huyền đã toàn quyền giao cho Hoàng Miện xử lý hắn tắc bắt đầu làm tân chuẩn bị, muốn đi trước Hoành Sơn. Ở cùng Bạch Giang Nam nói chuyện phiếm giữa, Bạch Giang Nam đã cấp Trương Huyền nhắc nhở qua, một khi tiếp nhận anh Linh Điện Điện chủ một vị, sẽ có gánh nặng đè ở Trương Huyền trên người. Cụ thể cái này gánh nặng là cái gì? Bạch Giang Nam không đề, Trương Huyền cũng không hỏi. Trương Huyền không hỏi nguyên nhân là, vô luận cái này gánh nặng là cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt, đây là lục lão nhân để lại cho chính mình, cũng là chính mình nhất định phải đi làm. Trương Huyền trở lại chính mình ở Bắc Hương thành nơi, ở tiến tiểu khu cửa thời điểm, tên kia bãi đánh cờ bàn đường trang lão đầu, lại xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Trương Huyền nhìn đến đối phương, đối phương ánh mắt cũng hướng Trương Huyền xem ra. Trương Huyền thực tự nhiên đi nhanh chiều đối phương đi đến, theo sau ở lão nhân đối diện ngồi xuống, bắt đầu bãi bàn. Lão nhân cười cười, tiểu tử, thực tự giác sao, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu người cờ lộ, lúc này đây, Khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất Thôi bỏ đi lão tiên sinh Trương Huyền lắc lắc đầu Nếu nói cá nhân thực lực Ta thừa nhận ngươi là có thể đánh ta răng rơi đầy đất Nhưng tại hạ cờ phương diện này Ở trong mắt ta Ngươi chỉ có thể xem như một cái người chơi cờ dở Ngươi nói cái gì Đường trang lão đầu khí thổi dâu trừng mắt Tiểu tử tới Hai ta so so ta đảo muốn nhìn Này anh linh điện truyền nhân Cờ lộ có thể cao đến nào đi Trương 1494 bảo đệ đang ở bầy biện bàn cờ trương huyền một sửng sốt hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường trang lão đầu đường trang lão đầu chính cúi đầu hết sức chuyên chú trọng trí bàn cờ tới tiểu tử chỉnh lên trương huyền chậm rãi hoạt động trong tay quân cờ ngươi là vô tình tới này vẫn là cố ý tới này là vô tình cũng là cố ý đi lão nhân trả lời cố ý tới này nhưng vô ý kiến tới rồi ngươi vẫn là ta đi trước lão nhân nói bắt đầu hoạt động quân cờ lúc này đây lão nhân cờ lộ tương so với phía trước có thực rõ ràng biến hóa hắn một ít đi pháp nhìn như bình đạm kỳ thật giữa ẩn giấu rất nhiều sát khí bất quá từ cờ nghệ đi lên giảng lão nhân kém trương huyền rất nhiều chẳng sợ cờ lộ hay thay đổi so với phía trước có rất lớn tăng lên như cũng không phải trương huyền đối thủ trương huyền tuy rằng ở bàn cờ thượng chiếm hết ưu thế nhưng là lão nhân mỗi đi một bước trương huyền mày liền nhiều nhân lại tới một chút hoành sơn bảy thái bảo chiếm cứ hoành sơn, đơn giản chính là vì bảo hộ nơi đó mà thôi. Lão nhân lo chính mình nói, mà ngươi cùng hoành sơn bảy thái bảo chạm mặt, các người đánh lên tới, ha ha, thứ ta nói thẳng, vô luận là chủ thành cái kia nha đầu, vẫn là hoành sơn kia bảy cái tiểu bối, đều là một đám giấy họa lão hổ, đối với người thường mà nói, bọn họ là trí tôn, nhưng ở thần ý ba tầng trở lên người trong mắt, bọn họ đơn giản chính là một đám chơi gia ảnh, thao túng một ít con rối đúng không? Trương Huyền nhìn chằm chằm bàn cờ, không nói gì. Bất quá đâu, lão nhân cười cười, rốt cuộc vẫn là có cái anh linh điện đệ tử có thể giữ thể diện, Bạch Giang Nam trưởng thành đến bây giờ, bãi ở toàn bộ địa tâm, cũng coi như là nhân vật, hắn thoáng lộ diện, liền sẽ làm người có điều kiêng kỵ, rốt cuộc, ở anh linh điện, có quá nhiều người, quá nhiều danh, sẽ làm nhân tâm sinh run rẩy. sở tranh lần này đã trở lại sao? Trương Huyền động tác một đốn, theo sau lắc lắc đầu, trả lời nói, còn không có. Hắn không trở về, thuyết minh hắn đại nạn mau tới rồi a à, năm đó một trận chiến, đối hắn tiêu hao thật lớn. Đường trang lão đầu thổn thức, bất quá, đây cũng là không có cách nào sự, hắn đi hướng mặt đất, lấy người tuổi còn nhận thức hắn, nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là tránh ở nơi nào đó tục mệnh, muốn lại lần nữa ra tay, chỉ sợ rất khó, ngẫm lại năm đó kia quét ngang lục hợp bát hoang sở vô địch, có bao nhiêu bừa bãi, toàn bộ địa tâm, ai chẳng biết hiểu sở vô địch chi danh lại xem hiện tại không biết nhiều ít trẻ tuổi trong miệng hô to tiếc nuối chính mình không có sinh ở cái kia niên đại ngộ không đến kia sở vô địch vô pháp thành tựu chính mình vô địch chi đạo nhìn dáng vẻ người hiểu biết rất nhiều trương huyền cười cười hạ ra cuối cùng một nước cờ trực tiếp tướng quân ở chúng ta mặt đất có như vậy một người hắn sinh khi mỗi người đều sợ hắn hắn sau khi chết mỗi người đều cảm thấy chính mình có thể thắng hắn trên thực tế, ở chỗ hắn so sánh với kia một khắc, chính mình cũng đã thua. Ha ha ha, hảo tiểu tử, đường trang lão đầu cười cười, nhìn mắt trước người bàn cờ thượng tử kỳ, người hình như là ở cố ý điểm ta a à. Nói chút trong lòng lời nói mà thôi, trương huyền đứng dậy, người ở nhắc tới sở tranh hai chữ khi, trong mắt tản ra nồng đậm chiến ý, người hẳn là cũng muốn kiến thức kiến thức, tên kia trấn bát hoang sở vô địch, rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Người không cần thử ta, đường trang lão đầu lắc lắc đầu ta cùng với sở tranh gặp qua không ngừng một lần đôi ta chi gian cũng đánh quá không ngừng một lần ta không phải đối thủ của hắn nhưng ta cho rằng ta cũng không sẽ so với hắn muốn kém ta cùng hắn kém chỉ là một cái cơ hội mà thôi năm đó đôi ta cùng bái hướng anh linh điện hắn làm trước cửa đánh tạp đệ tử mà ta tắc bị anh linh điện xua đuổi về nhà nếu ta cũng có thể bái nhập anh linh điện ta tưởng ta sẽ thắng hắn hành a lời này ta quay đầu lại nói cho hắn, nếu hắn nguyện ý, ta khiến cho hắn xuống dưới tìm ngươi, bất quá tại đây phía trước, ngươi hẳn là nói cho ta ngươi là ai mới hảo. Trương Huyền gật đầu cười nói, ta kêu sở lam, đường trang lão đầu đồng dạng đứng dậy, ngươi không cần lấy loại này lời nói tới thăm ta thân Phật, làm sở tranh bảo đệ, ta kia ca ca là cái gì trạng thái, ta như thế nào không biết đâu, hắn chẳng sợ tồn tại, cũng chỉ là cái hòa tử nhân mà thôi, hắn sẽ không lại lần nữa ra tay, ai đường trang lão đầu nói xong lời cuối cùng đầy mặt tiếc nuối trương huyền thân thể chấn động lão nhân này thế nhưng là sở tranh bảo đệ tiểu tử ta hỏi ngươi sở tranh ở mặt trên sở lam rũi tay chỉ chỉ đỉnh đầu thanh danh như thế nào còn có vô địch chi danh sao vô địch chi danh có nhưng vô địch chi tư khó mà nói trương huyền mở miệng ở mặt trên có người có thể cùng hắn một trận chiến nga Sở Lam cảm thấy ngoài ý muốn, là người phương nào? Chẳng lẽ, các người anh Linh Điện, còn có người tồn tại lên rồi? Sở Lam cái này biểu hiện, truyền lại cấp Trương Huyền một cái tin tức, về mặt đất tin tức, Sở Lam cái gì cũng không biết, hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm lục lão nhân đã đi mặt đất một chuyện, hắn chỉ biết, còn có mặt đất như vậy một cái văn minh tồn tại. Trương Huyền khẽ lắc đầu, mặt đất cường giả rất nhiều, thần ẩn hội trường đao nơ đức, phản tổ minh chủ Lam vân tiêu thiên địa võ đế lý dung tài, mỗi một cái, đều so sở tranh hiếu thắng. Nga, sở lam trong mắt toát ra tinh quang, thật sự như thế. Trương Huyền gật gật đầu, cần gì lừa ngươi. Kia nhưng thật ra có vài phần ý tứ, nói như thế tới, trên đời này vẫn là tồn tại rất nhiều chuyển cơ, cũng không sẽ có kia một nhà độc đại tình huống phát sinh. Sở Lam cười lớn một tiếng, không nghĩ tới a, à, ở cái này tiểu địa phương, còn có thể đụng tới giống ngươi như vậy có ý tứ người, cũng coi như là không uổng công ta phí đại công phu, từ nơi đó ra tới, hảo tiểu tử, kế tiếp, liền phải nhiều nhìn xem biểu hiện của ngươi. Sở Lam nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra khen ngợi chi sắc. Trương Huyền nội tâm nghi hoặc Sở Lam thái độ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, ta rất tò mò, người như thế nào biết ta thân phận. Thực giản đáp, Sở Lam cười nói, Hoành Sơn kia bảy cái người trẻ tuổi hành động, tất cả đều là Bạch Giang Nam ở sau lưng duy trì, một đêm kia, Bạch Giang Nam đột nhiên xuất hiện, tiến đến tạo thế, trừ bỏ anh Linh Điện truyền nhân có thể làm Bạch Giang Nam làm ra việc này bên ngoài, còn có thể có ai đâu. Thả Bạch Giang Nam trở về lúc sau, Hoành Sơn liền đã xảy ra một ít biến hóa, này thuyết minh, anh Linh Điện đã làm tốt nghênh đón tân chủ nhân chuẩn bị, tiểu tử ngươi trên người, vài đạo chiến linh, nói ngươi cùng anh Linh Điện không có quan hệ, ai có thể tin. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, có thể nhìn ra ta trên người chiến linh. Trương Huyền dựng cái ngón tay cái. Ha ha, sở lam cười khẽ hai tiếng, trước kia vì đối phó sở tranh, nghiên cứu không ít đối phó chiến linh phương pháp, bất quá, không biết còn có hay không cơ hội có thể sử dụng đến A, được rồi, không chậm chế người người trẻ tuổi sự, đúng rồi, gần nhất cổ chiến trường ra điểm động tính, cùng ngươi vừa mới nhắc tới mấy người kia, có quan hệ sao? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Trương Huyền lắc lắc đầu. Tính, chờ ngươi trở lại anh linh điện kia một ngày, Ngươi sẽ minh bạch, tiểu tử, trên người của ngươi nhiệm vụ có chút trọng a." À. Sở Lam vỗ vỗ trương Huyền bả vai, bước đi xa. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1495 đi trước Hoành Sơn. trương Huyền nhìn Sở Lam đi xa thân ảnh, thở sâu, trở lại nơi nội. Hiện giờ, toàn bộ Bắc Hương thành đã hoàn toàn trở thành Quang Minh đảo thiên hạ, Quang Minh đảo chủ trưởng Bắc Hương thành nội huyết thảy sự vật đến nỗi tam đại học Việt, đã sớm trầm mặc không nói, rốt cuộc, quang minh đảo sở bày ra ra tới thực lực, quá cường. Hiện giờ, lên ken khách sạn ở Bắc Hương Thành, cũng là lừng lẫy nổi danh, mỗi một ngày, trời vừa mới sáng, liền có người xếp hạng len ken khách sạn cửa, chờ đợi mỹ thực. Bắc Hương Thành cư dân nói, này len ken khách sạn cửa trật tự, là bọn họ sống đến lớn như vậy, gặp qua nhất quỹ đạo, cho dù là lại có thế lực người. Cũng không ai dám nói không xếp hàng liền tưởng đi vào, càng sẽ không có người dám ở len keng khách sạn nơi này nháo sự, bởi vì lấy tiền lão bản nương, cùng với nấu ăn chủ bếp, đều là trí tôn cấp bậc tuyển thủ. Bắc Hương Thành chung quanh không có cường đạo, mậu dịch lui tới càng nhiều, trực tiếp kéo Bắc Hương Thành kinh tế phát triển, tam đại học viện tuy rằng trên đầu đỉnh một cái quang minh đảo, nhưng mỗi một cái học viện người phụ trách, trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, liền từ Bắc Hương Thành kinh tế phát triển tới nói, bọn họ mỗi người, kia đều tính công lớn một kiện A là người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Bắc Hương Thành phát triển, cũng bị rất nhiều người xem ở trong mắt, có chút thành trấn, thậm chí Quang Minh Đảo còn không có trải chân qua đi, nhân ra liền phái ra người, tìm được Hoàng Miện, lấy ra thành ý, chủ động mời Quang Minh Đảo nhập chú qua đi, phảng phất Quang Minh Đảo tồn tại, chính là trực tiếp kéo một tòa thành trấn phát triển dường như. Hiện tại, Lên keng khách sạn đã phát triển trở thành vì toàn bộ Bắc Hương Thành lớn nhất khách sạn, không gì sánh nổi, hạo thuyền khách sạn trực tiếp đã bị thay thế được, rốt cuộc, khống linh cường giả đều bị đánh chạy phát sò lên cổ. Này hạo thuyền khách sạn, cũng không mặt mũi tiếp tục khai đi xuống, này trong đó đại biểu, cũng là trăm hiểu lâu chủ động nhận túng. Ở len khách sạn một gian phòng họp nội, Trương Huyền nghe Hoàng Miện hội báo sắp tới các hạng nhiệm vụ, tổng thể tới nói, Quang Minh Đảo vẫn luôn đều ở hướng về phía trước bò lên, đặc biệt là trải qua ác nhân thành sự kiện lúc sau, Quang Minh Đảo uy vọng, không ai sánh bằng, đưa tới không ít thế lực, tranh phá đầu muốn gia nhập Quang Minh Đảo. Hiện tại Quang Minh Đảo, đối với toàn bộ vạn vùng núi lớn nhỏ thế lực mà nói, chính là mạnh nhất hữu lực chỗ dựa. Chỉ có một sự kiện, vẫn luôn ở ảnh hưởng chúng ta. Hoàng Miện đứng ở nơi đó, cung kính nói, về lôi cực chấn sự, cái kia đề tài như cũ ở lên men. Lôi cực chấn sự, sẽ có người ra tới cấp một cái giao đãi. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, kiếm cốc thù, Trương Huyền đã kết hạ, kia ngàn nhận viện, cùng kiếm cốc cũng là cá mè một lứa, vụ oan quang minh đảo, thù hận hạt giống, cũng sắp muốn mọc rễ nảy mầm, hết thảy, trương huyền đều phải chờ tới rồi chủ thành, đi giải quyết. Chủ thành sắp nghênh đón một lần hội đàm, lúc ấy, vạn vùng núi các thế lực lớn đều sẽ tụ tập đến cùng nhau, có thù có hận, cùng nhau tính hảo. Quang minh đảo phát triển, người tiếp tục duy trì, ta muốn đi một chuyến chủ thành, toàn len keng cùng tiểu hoa cũng sẽ đi theo ta rời đi, ta sẽ an bài hồng toái lại đây hiệp trợ ngươi công tác. Trương huyền hạ đạt mệnh lệnh, Hoàng Miện, đừng làm ta thất vọng. Đại nhân yên tâm, Hoàng Miện quỳ một gối xuống đất. Hiện giờ, đối với Quang Minh Đảo, Hoàng Miện tự thân, cũng là càng ngày càng có tin tưởng, Quang Minh Đảo cường đại, đã hoàn toàn vượt qua Hoàng Miện phía trước tưởng tượng. Thực hảo, Trương huyền gật gật đầu, ta sẽ vào ngày mai xuất phát, ta hành tung, ngươi có thể lộ ra một ít. Hoàng Miện cung kính cúi đầu, ta minh bạch nên làm như thế nào. Hôm sau sáng sớm, Trương Huyền, Toàn Len Ken, cùng với Tiểu Hoa ba người, ngồi trên một chiếc đỉnh cấp xe thương vụ, bên trong xe nhét đầy Toàn Len Ken thích ăn mỹ thực, ba người liền như vậy, chiều hoành sơn mà đi. Toàn bộ vạn vùng núi, núi non đan xen nhiều đếm không xuể, hoành sơn, tiếp cận vạn sơn chủ thành, ở vào vạn vùng núi mảnh đất trung tâm, hoành sơn là một mảnh núi non gọi chung, bởi vì hoành sơn bảy thái bảo tồn tại, này một mảnh núi non đóng quân vạn vùng núi nhất khổng lồ cường đạo quy mô liền ở trương huyền đi trước hoành sơn quá trình giữa lôi cực chấn phía dưới chiếm cứ kiếm lâm thiên thân thể tà ám khoanh chân mà ngồi trong giây lát hắn hai mắt mở có tân hơi thở tà ám trong miệng lẩm bẩm nhìn về phía phía trên thu liếm hơi thở hiện tại hắn đang ở dần dần tiêu hóa kiếm lâm thiên trong cơ thể lưu lại đồ vật một khi chờ hắn tiêu hóa hoàn thành hắn liền sẽ biến thành một cái khác kiếm lâm thiên ở lôi cực trấn, săn thú giữa sân. Một đạo thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, người này ăn mặc dép lào, trên đùi treo một cái tao hồng nhạt bờ cắt quần, thượng thân là hoa áo sơ mi, trên mặt mang màu nâu kính dâm, bên thái dương lưu chữ dâu quai nón, trong miệng ngậm một cây thuốc lá. Chật chật chật, đây là địa tâm A, bổn cuộc tòa thật đúng là thiên tài, lại tìm được một cái tân nhập khẩu, quả nhiên, ta là trên thế giới này, xoái nhất nam nhân. Đột nhiên xuất hiện người, mãnh hút trong miệng thuốc lá, chậm rãi phun ra một ngụm xương khói, bất quá nói đến cùng, thật là chán ghét quy tắc, cần thiết được đến nơi này, thức tỉnh huyết mạch mới không ai quản, ai, đáng thương ta kia ba nghìn vạn mê muội a, à? các nàng nhất định sẽ rất muốn ta, nhưng ta không phải cố ý đi đương cha nam, bọn muội muội yên tâm đi, ta sẽ thực mau trở về, cho các người hạnh phúc. Người này đầy mặt đáng khinh, có một loại nói không nên lời hạ tiện. Đang lúc người này còn ở tự mình say mê khi, một đạo cầm kiếm thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện, đối với xuất hiện ở săn thú trong sân kia đạo nhân ảnh hét lớn, người nào tại đây? Nói ra người danh hào, bằng không, giết không tha. Này xuất hiện cầm kiếm thân ảnh, thình lình ăn mặc kiếm cốc quần áo, hiện giờ, nơi này, đã bị kiếm cốc hoàn toàn tiếp quản. Thân xuyên bờ cắt quần, chân dẫm dép lào, này trước một giây còn tự mình say mê thân ảnh, lập tức hai đầu gối quỷ xuống đất, đột nhiên dập đầu, đại nhân, tha mạng, tha mạng A. A kiếm cốc người tới nhìn phía dưới thân ảnh, con kiến, tư sấm vùng cấm, chết. Kiếm cốc đệ tử, huy động bên hông bảo kiếm. Chính quỳ trên mặt đất mãnh dập đầu người, đột nhiên đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo lưu quản, từ kia kiếm cốc đệ tử trước người chợt lóe rồi biến mất, theo sau, nhanh chóng biến mất ở phương xa, thẳng đến người này biến mất hồi lâu, này kiếm cốc đệ tử thân hình, từ phần eo tách ra, bị đồng thời chặt đứt. Trước thức tỉnh huyết mạch đi, đáng khinh thân ảnh trong miệng lẩm bẩm sau đó tìm cái đại ca trước liếm lên đáng khinh phát dục mới là vương đạo hắc 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 bổn cục tòa thật là một nhân tài a à, không đúng thiên tài không đúng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ siêu soái thiên tài đối chính là như vậy lôi cực chấn phía dưới tà ám cảm thụ được phía trên kia chợt lóe rồi biến mất cường đại hơi thở hai mắt một lần nữa nhắm lại càng ngày càng rất cường đại nhân vật xuất hiện cái này mặt đồ vật quá nhiều người muốn ta cũng phải nghĩ biện pháp phần một ly canh chủ thành hội đàm đã có điểm ý tứ, có thể đi nhìn xem. Thời gian liên tiếp qua đi mấy ngày, Trương Huyền ba người ngồi xe thương vụ, đã tới rồi Hoành Sơn Địa giới. Nơi này là vạn vùng núi lớn nhất cường đạo nơi tụ tập, lại là không có cái loại này cướp đường hành vi xuất hiện, hết thảy đều thực thuận lợi. Hoành Sơn Địa giới, núi non liên miên, nơi này không có bất luận cái gì một tòa thành trấn tồn tại, bởi vì nơi này không tồn tại thành lập thành trấn cơ bản điều kiện, chẳng sợ quan đạo đều là uốn lượn xoay quanh ở núi non giữa, chỉ là sẽ có chút khách sạn xuất hiện ở núi non giữa. Này đó thành lập ở núi non giữa khách sạn, mỗi người đều rõ ràng này là một cái như thế nào tính chất, nói đến cùng, đều là hắc điếm, từ trên xuống dưới, đều căn cứ tể khách mà đi, điểm này, đi ngang qua người chẳng sợ biết, cũng không có cách nào, rốt cuộc sẽ yêu cầu nguồn điện, chẳng sợ lại quý, bọn họ chỉ cần từ này đi ngang qua, đều đến căng ra đầu tiêu tốn này số tiền. Đương Hoành Sơn bị bảy thái bảo chiếm cứ lúc sau, này đó hắc điếm, liền thống nhất quản lý. Ca, này đã đến Hoành Sơn địa giới, người mau cùng bảy thái bảo liên hệ A, ta này trên xe nhưng đều không ăn. Toàn len keng vuốt chính mình tròn xoe bụng, trong miệng nhắc mãi. Không có việc gì, không vội, chúng ta trước nhìn xem nơi này. Trương Huyền khẽ lắc đầu, này mập mạp, vừa mới ăn no, liền kêu thiếu lương. Ca, này tất cả đều là núi lớn, có gì đẹp toàn len ken khó hiểu, ta trực tiếp tìm được bảy thái bảo, làm đại sự đi như thế nào. Không vội, không vội, Trương Huyền xua tay. Ta nói ca, toàn len ken nhìn Trương Huyền, người sẽ không không có bảy thái bảo liên hệ phương thức đi. Trương Huyền hít mắt, trầm mặc, thật đã bị toàn len ken nói chúng rồi, hắn còn liền thật không có bạch chỉ đám người liên hệ phương thức, ngày đó gặp mặt, quá mức hưng phấn, hai bên các loại rộng mở uống rượu. Này địa tâm rượu, kính so mặt đất muốn đại quá nhiều, kia đều là vì luyện khí sĩ chuẩn bị, mọi người từ đầu uống đến đuôi, nói không ít, nhưng này liên hệ phương thức, lại cố tình không có lưu, bọn họ quá chín, trực tiếp liền đem này tra cấp xem nhẹ rớt. Mắt thấy ba người cưới xe liền phải không điện, ở ba người trước mắt, xuất hiện một nhà vẻ ngoài nhìn qua phi thường không tồi khách sạn. Được rồi, đã đến Hoành Sơn địa giới, trước mua điểm ăn đi, thuận tiện hỏi lại hỏi bọn hắn liên hệ phương thức. Trương Huyền thở dài. Dừa, ta liền biết, ngươi khẳng định không có liên hệ phương thức. Toàn len ken một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Trương huyền một câu không cổ họng, hắn có điểm khó có thể tiếp thu, chính mình có thể làm ra như vậy xuẩn sự tới. Trương huyền ba người sở tới khách sạn này, quang từ bề ngoài quy mô tới xem, ít nhất là mặt đất văn minh 4 sao cấp trở lên khách sạn, khách sạn tựa vào núi mà kiến, cao tới mười mấy tầng, bề ngoài đại khí phi phàm, đương ba người đánh xe dừng lại, lập tức liền có nhân viên tạp vụ chạy chậm mà đến, vì ba người mở cửa xe, nhiệt tình cung kính nghênh đón ba người, quang xem này thái độ, sao cũng không phải cái gì hắc điếm. Ba người xuống xe, khách sạn đại sảnh, trang hoàng tráng lệ huy hoàng, ở khách sạn cửa, một cái đại khí bãi đỗ xe thượng bày gần trăm cái nạp điện cọc. Trương huyền ba người mới vừa tiến khách sạn, đã bị nhiệt tình nghênh đón đến một bên, một cái thực tế ảo hình ảnh thả xuống đến Trương huyền trước mắt, nhân viên tạp vụ chuyên nghiệp vì bọn họ giới thiệu khách sạn hoàn cảnh. Toàn len Ken nhìn đỏ mắt tình nhân viên tạp vụ sau, nhỏ giọng nói, ca, này hoàn toàn không giống như là một cái hắc điếm A. Vô nghĩa, hắc điếm có thể làm ngươi nhìn ra tới sao? Trương huyền phiên toàn len Ken liếc mắt một cái. Toàn len Ken nghe được Trương huyền nói sau, vỗ vỗ nhân viên tạp vụ bả vai, uy. Tôn kính khách nhân, ngài nói, nhân viên tạp vụ đáp, toàn len keng nhìn lướt qua chung quanh, ta nói, người đây là hắc điếm không? Nhân viên tạp vụ sửng sốt, theo sau lộ ra một cái gương mặt tươi cười, tôn kính khách nhân, ngài nhưng quá sẽ nói giỡn, chúng ta sao có thể là hắc điếm đâu? Toàn len keng quay đầu, nhìn về phía Trương Huyền, nói, ca, người nghe được không? Hắn nói bọn họ không phải hắc điếm. Trương Huyền thân mình vừa chuyển, Lý đều không nghĩ Lý này mập mạp. Nhân viên tạp vụ hai mắt nheo lại, âm thầm đánh một cái thủ thế, toàn len ken lại hướng nhân viên tạp vụ nói: ta nhưng cho ngươi nói rõ ràng a, à, ta ca chính là nhận thức các ngươi hoành sơn. toàn len ken vừa định nói bảy thái bảo ba chữ, liền thấy có hai người từ khách sạn cửa đi đến. hắn sao? Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Cửa này khẩu tiến vào hai người, mới vừa vào cửa liền chửi ầm lên. Chúng ta lão đại chính là đem ra mệnh lệnh đã chết. Hôm nay kim ngạch không đạt được, các ngươi này khách sạn liền hủy đi đi sao, Hoành Sơn bảy thái bảo mệnh lệnh các ngươi cũng dám không nghe xong. Này hai người, một nam một nữ, tuổi đều ở 25 đến 26 tuổi tả hiếu, nam cao gầy, có một cổ nói không nên lời cảm giác khẩu âm, loại này khẩu âm, làm hắn nói bất luận cái gì một câu, đều cảm giác là ở cùng người khiêu khích giống nhau. Mà kia nữ, tóc ngắn, một bộ thái muội trang điểm, đi theo nam nhân bên cạnh. Này hai người vừa vào cửa, nguyên bản tiếp đãi trương huyền ba người nhân viên tạp vụ lập tức chạy chậm qua đi đại nhân chúng ta này nguyệt ngạch độ đã hoàn thành a à, hơn nữa thượng một lần bạch trì đại nhân tới đã cho chúng ta nói làm chúng ta thu liếm cách làm chỉ nhằm vào chủ thành người không nhằm vào còn lại lui tới người thường sao bạch trì nói chuyện dùng được ta nói chuyện không dùng được này thanh niên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhân viên tạp vụ nhà ta đại nhân chính là y chát ngươi chẳng lẽ ngươi chỉ nghe bạch trì một người nói sao ta xem a à, những người này chính là nương bạch trì khẩu tưởng phiên thiên đâu thái muội ôm nam nhân cánh tay âm dương quái khí nói thanh niên ánh mắt đảo qua liền nhìn đến trương huyền ba người hắn hơi hơi mỉm cười u này không phải có một đợt thịt gà sao qua đi đem này ba cái thu này này chỉ sợ không hợp quy củ nhân viên tạp vụ khó xử nói không hợp quy củ ta xem các người hiện tại làm mới là không hợp quy củ Thanh niên một phen đẩy ra nhân viên tạp vụ, chiều Trương Huyền ba người bước đi tới. Trương Huyền híp mắt nhìn này một nam một nữ, từ bọn họ nói chung, Trương Huyền cũng đã có thể nhìn ra tới rất nhiều đồ vật, này hai người tự xưng là cái gì đi theo y chát ngươi, không tuân thủ Bạch Trì quy củ, nói trắng ra là đơn giản là lôi kéo một trương đại kỳ, y chát ngươi, sao có thể không tuân thủ Bạch Trì lập hạ quy củ. Trương Huyền không hiểu biết người khác, còn có thể không hiểu biết chính mình này đó huynh đệ. Tiểu tử xem cha ngươi. Thanh niên lão đảo lắc lư đi đến Trương Huyền trước mặt, vẻ mặt khiêu khích nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhìn chằm chằm này thanh niên. Lão tử cùng ngươi nói chuyện đâu, xem ngươi sao đâu ngươi xem. Thanh niên nói, một cái tát liền chiều Trương Huyền trên mặt chiều tới. Một bên nhân viên tạp vụ sắc mặt biến đổi, vừa muốn ngăn cản. Mập mạp, phế đi hắn, Trương Huyền hờ hững mở miệng. Toàn len canh ngày thường không cái chính hình, nhưng Trương Huyền hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, hắn là tuyệt đối tuân thủ, liền thấy toàn len keng viên lăn thân mình một bước vượt trước, theo sau một cái tát chiều thanh niên trên mặt chụp đi. Trước một giây còn diếu võ dương oai thanh niên, bị toàn len keng này một cái tát, trực tiếp chụp phiên trên mặt đất, thậm chí ở đầu tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, này khách sạn đá cẩm thạch mặt đất, đều bị tạp ra nẻ mở ra. Thanh niên trên mặt đất bắt đầu chiều động lên, toàn len keng lần này, đã cấp người này đánh bán thân bất toại đi theo thanh niên bên cạnh thái muội thấy như vậy một màn, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. chương 1497 chúng ta đều là trí tôn, không có việc gì. Nguyên bản muốn ra tay nhân viên tạp vụ thấy như vậy một màn, cũng đứng ở một bên, không có bước tiếp theo động tác. Các ngươi, các ngươi dám ở Hoành Sơn bảy thái bảo địa giới động thủ, muốn chết sao? Thái muội sợ tới mức cả người phát run, nhưng trong miệng vẫn là phóng tàn nhẫn lời nói có cái gì không dám? Trương Huyền hỏi lại một câu, các ngươi ai là Hoành Sơn Bảy Thái Bảo? Là ngươi, vẫn là trên mặt đất này chết cầu. Chúng ta, chúng ta lão đại, Thái muội hít sâu một hơi, chúng ta lão đại chính là y chát ngươi. Nga, Trương Huyền thần sắc bình đạm gật gật đầu, nguyên lai các ngươi lão đại là y chát ngươi, nếu ngươi không nói, ta còn tưởng rằng hai ngươi trong đó một cái chính là y chát ngươi đâu. Ngươi chờ, ta gọi người, Thái muội mở ra máy truyền tin. Vài vị, các ngươi đi trước đi, nhân viên tạp vụ vội vàng chạy mau lại đây. Đi, vì cái gì phải đi? Ngươi tiếp tục cho chúng ta giới thiệu. Trương Huyền đi đến một bên ngồi xuống, từ vừa mới nhân viên tạp vụ hành vi tới xem, này khách sạn cũng không giống như như chính mình trong tưởng tượng như vậy, chính mình đoạt được đến tin tức, hẳn là vẫn là ở Bạch Trì đám người tới phía trước Hoành Sơn khách sạn bộ dáng, hiện giờ ở Bạch Trì đám người quản lý hạ, nơi này rất nhiều đồ vật đều đã phát sinh thay đổi. Nhân viên tạp vụ thấy Trương Huyền ba người căn bản không có đi ý tứ, vẻ mặt khó xử, nhìn về phía một khác bên. Khách sạn trước đài một người, hiểu ngầm gật gật đầu, cũng mở ra máy truyền tin. Mười mấy giây sau, sợ tới mức cả người phát run thái muội đã dần dần bình tĩnh trở lại, có thể là vừa mới đánh ra kia một hồi điện thoại cho nàng mãnh liệt tự tin. Nằm trên mặt đất chiều động thanh niên, đã bị người kéo ra khách sạn. Trương Huyền ba người, lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia toàn len keng một đôi mắt quay tròn nơi nơi loạn xem phun tào ta nói các người này cũng không có gì tự giúp mình điểm tâm linh tinh a à. nhân viên tạp vụ chính cấp trương huyền giảng giải khách sạn phương tiện trên thực tế là ở nói cho trương huyền ba người khách sạn còn có cái nào địa phương là có thể trực tiếp rời đi kết quả giảng giảng liền nghe thấy này mập mạp muốn ăn này tâm là thật đại a à, nhân viên tạp vụ trong lòng mặc nói hắn sao một trận mắng to thanh từ khách sạn cửa vang lên ai động lão tử người nghe thế thanh âm nhân viên tạp vụ sắc mặt mãnh biến bột miệng thốt ra nói không xong liền thấy khách sạn cửa lập tức ùa vào tới thượng trăm hào người một đám hung thần ác sát khách sạn bên này kỳ thật cũng đã thông tri đại ca lại đây chỉ tiếc đối phương đại ca hiển nhiên tới càng mau thượng trăm hào người ùa vào tới sau kia thái muội vội vàng đi qua không biết nói chút cái gì liền thấy đối phương dẫn đầu đại ca triều trương huyền này xem ra lộ ra một bộ cười lạnh. Ai hắn sao ở lão tử địa phương gây chuyện, lại là một đạo thanh âm, ở khách sạn ngoài cửa vang lên. Nhân viên tạp vụ sắc mặt lập tức đẹp lên, đây là bọn họ kêu đại ca tới rồi. Lại là một đợt người từ khách sạn ngoại đi đến, cũng có thượng trăm hào, một đám nhìn qua cũng là không dễ chọc bộ dáng. Đương những người này tiến vào sau, nhân viên tạp vụ cũng vội vàng chạy đi lên, nói một ít cái gì, theo sau, hai bên người bắt đầu rằng co lên đến nỗi trương huyền ba người, còn lại là đãi ở một bên, không ai đi quản. Hai bên người không ngừng giao thiệp, nói cái gì, trương huyền ba người cũng không nghe thấy, càng không có chủ động đi chú ý. Một lát sau, khách sạn bên này gọi tới trong đám người, một cái nhiễm màu vàng tóc người chiều trương huyền bọn họ này đi tới, nhìn trương huyền ba người liếc mắt một cái, mở miệng nói, từng ngày liền các ngươi những người này, không có bản lĩnh, còn muốn gây chuyện, được rồi, đã bình, các ngươi đi thôi, về sau nhớ rõ, đôi mắt đều phóng lượng một chút, không phải người nào, đều là các ngươi có thể chọc đến khởi. Trương huyền ba người qua lại liếc nhau, vừa muốn lên tiếng. Đi, ai hắn sao làm cho bọn họ đi, khách sạn cửa, lại lần nữa chuyển đến thanh âm, lại tới nữa một bát người, lần này tới, nhân số càng nhiều, vượt qua 200, dũng mãnh vào khách sạn đại sảnh sau, khách sạn đại sảnh lập tức liền có vẻ chen chúc lên. Khách sạn bên này gọi tới đại ca, sắc mặt tức khắc khó coi lên, ta nói mưa đá, ngươi làm như vậy, không cho ta mặt mũi. Cho ngươi mặt mũi, cho ngươi mặt mũi, ai hắn sao cho ta mặt mũi. Lão tử người tại đây đều bị đánh phế đi, ngươi mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Bị gọi mưa đá, chính là đệ nhất sóng tới đại ca. Người của ngươi, chính mình hoài quy củ. Cái gì hắn sao quy củ, kia hoành sơn bảy thái bảo tới lúc sau, lão tử nhật tử một ngày không bằng một ngày, ngươi cho ta nói quy củ mưa đá vẻ mặt khó chịu, hôm nay, việc này thiện không được. Nếu không phải Hoành Sơn Bảy Thái Bảo, người ta đã sớm bị bình định, nào còn có hôm nay, hành, ngươi không nghĩ thiện đúng không, ta đây hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo chơi một chút, đừng tưởng rằng liền ngươi có người. Khách sạn bên này, lại lần nữa mở ra máy truyền tin, gọi đại ca. Chẳng được bao lâu, tiếng mắng từ khách sạn ngoại vang lên, này khách sạn ngoại đã đến người, đã vào không được khách sạn đại sảnh nhân viên tạp vụ cũng không nghĩ tới việc này làm đến lớn như vậy hắn nhìn trương huyền ba người liếc mắt một cái thấp giọng nói ba vị nơi này đã không thể đái từ cửa sau đi thôi không cần trương huyền lắc lắc đầu những người này thực lực hắn thấy rõ mạnh nhất bất quá ngưng khí kỳ nhân số lại nhiều cũng vô dụng nhìn sự tình làm lớn như vậy trương huyền cũng quái ngượng ngùng chính mình đi thì đi khách sạn bên này khẳng định có phiền toái còn không bằng chính mình ra tay giải quyết hảo nghe những người này nói cũng không có đem bạch chỉ đám người để ở trong lòng. một khi đã như vậy, trực tiếp làm thịt cũng bất việc. ta nói vài vị a đã đủ loạn a cũng đừng lại trộn lẫn đi vào. nhân viên tạp vụ lại lần nữa khuyên nhủ, nơi này sự sẽ giải quyết. chủ quán tiểu hoa hơi hơi mỉm cười, người yên tâm đi, việc này chúng ta có thể giải quyết. giải quyết kia màu vàng tóc thanh niên khinh thường cười, các ngươi liền không cần tại đây thể hiện, cho các ngươi đi các ngươi liền đi, lưu đến nơi đây, cũng là vướng bận, được rồi, chạy nhanh làm đi thôi, đừng ở chỗ này nét ngực Thanh niên tóc vàng nói xong, phất phất tay, theo sau chiều bên kia đi đến. Giờ này khắc này, khách sạn ngoài cửa, đã không biết tới nhiều ít sóng người, toàn bộ bãi đỗ xe đều bị tắc đến tràn đầy, núi non thượng cũng đứng đầy người, kia chửi bậy thanh quậy với nhau, trường hợp phá lệ hỗn loạn. Ai, Trương Huyền thở dài, đi thôi, đem việc này giải quyết toàn len keng cùng tiểu hoa đứng dậy, đi theo trương huyền phía sau, chiều khách sạn ngoại đi đến. Ba vị, các người đây là muốn làm gì đi a à? Nhân viên tạp vụ vội và ngăn ở trương huyền ba người trước người, đối diện hiện tại liền phải các người ba cái cấp cái cách nói đâu, đãi ở bên trong này, một chút việc đều không có, ngàn vạn không cần đi ra ngoài a à, một khi đi ra ngoài, kia đã có thể không hảo xong việc. Không có việc gì chủ quán, tiểu hoa an ủi nói, chúng ta ba cái đều là trí tôn cảnh, có anh linh, bọn họ vô pháp lấy chúng ta thế nào. Hơn nữa ta ca cùng nơi này hoành sơn bảy thái bảo cũng đều nhận thức, người yên tâm đi. vài vị đừng nói dẫn được không. nhân viên tạp vụ cười khổ không được, hắn không nghĩ ra, này ba người rốt cuộc có bao nhiêu đại tâm a, như thế nào lúc này còn nói cười đâu.